thần vương cũng là thất sắc. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, mà lại cả người hắn cũng không thể không trốn hướng bầu trời. Lúc này, Lam Tử Y cũng vừa rồi thu thần thông. Nhưng cái này nguyên một cánh rừng liệt hỏa không tắt, chỉ sợ muốn đốt cái mấy ngày mấy đêm. Đoán chừng tại ngày mai tin tức lên, phố núi lão lâm cháy, cháy nguyên nhân không rõ, cảnh sát tại tiến một bước trong điều tra. Lam Tử Y khôi phục nguyên hình, nàng nhìn một chút bốn phía, trong lòng cũng là nặng nề. Vạn vật có linh, nàng cùng lực lượng một người như thế bỏng đại phiến xâm lâm, đây đã là mạc đại nhân quả. La quân chờ người cùng huyền âm bọn họ chiến đấu là tương xứng, la quân dựa vào chiến nô thỉnh thoảng đánh lén, để huyền âm dạng này cao thủ đều đau đầu hơn. Mà la quân còn có hắc ám mạn đồ la, hắn rất nhanh liền dùng hắc ám mạn đồ la đem cái kia huyền tuyết phong ấn chặt. Còn huyền tịnh, huyền tịnh bị kiều ngưng lôi chỉ đâm đến kêu khổ liên tục. Đây chính là la quân bọn họ bây giờ thực lực chính là liền tầng 10 cao thủ cũng có thể chống lại. Thần vương đột nhiên vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Thần vương xuất thủ, nhất trưởng đem chiến nô bổ bay ra ngoài. Chiến nô lúc đầu không biết bay, là quân đều là dựa vào tự thân địa sát chi tinh cho hắn cung cấp điểm dừng chân. tỷ như một chân đạp xuống, mặt đất thì ngưng kết ra băng khối, như thế mà đi. Chiến nô bị đánh bay sau khi ra ngoài, thần vương từ la quân trong tay đem hắc ám mạn đổ la cướp đi. La Quân chỉ cảm thấy trong tay không còn, cả người hắn đều có chút mộng so. Thần Vương thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Thần Vương vừa mới cướp đi hắc ám mạn đồ la, Lam Tử Y đã giết tới. Hai người bàn tay giao tiếp, đụng giết một lên. Đột nhiên biến hóa, liền để Lam Tử Y đem hắc ám mạn đồ la đoạt lại. Nhưng Huyền Tuyết cũng đã bị Thần Vương cứu ra ngoài. Chúng ta đi, Thần Vương mang theo chúng đệ tử cấp tốc rời đi. La Quân còn muốn truy, làm tử y khẽ quát một tiếng, nói ra, đừng đuổi. Là quân nghe vậy, đành phải coi như thôi. Lúc này hạ giới, y nguyên liệt hỏa hừng hực. Hỏa quang chiếu nhiễm, trên trời đám mây đều tựa hồ muốn bị đốt bốc cháy. Sóng nhiệt lăn lộn, có biện pháp nào không đem lửa này diệt đi? Làm tử y lấy phượng hoàng nguyên thần, cũng hỏi là quân cùng kiều ngưng. Kiều ngưng lực bất tòng tâm. Là quân nói ra, ta thử một chút. Kiều ngưng nói ra, là quân, Người địa sát chi tinh so với trận này đại hỏa đến, vẫn là kém quá nhiều. Người cưỡng ép vận chuyển, chỉ sợ sẽ hao hết người pháp lực. Làm tử y nao nao, nàng liền nói ra, vậy coi như, chúng ta đi thôi. Không được, là quân nói ra, trận này đại hỏa bởi vì ngươi mà lên, nếu là tùy ý lan tràn đi xuống, cái kia nhân quả hội toàn rơi ở trên thân thể ngươi. Là quân sau đó liền hướng trong tầng mây bay đi. Sau đó, hắn liền hướng xuống dưới bay đi làm tử y gặp ngăn cản không la quân nàng thì nói với kiều ngưng chúng ta đi đem tầng mây đánh tan tốt kiều ngưng cũng biết cái này bên trong nhân quả quan hệ cho nên khi phía dưới không nói thêm lời tầng mây đánh tan hóa thành nước mưa hướng phía dưới hạ xuống mà đi la quân ở bên trong liệt hỏa ngưng tụ địa sát chi tinh hắn bốn phía bắt đầu xuất hiện nước mưa lại ngưng kết thành băng đại hỏa lan tràn nước mưa cùng băng khối cũng theo lan tràn La quân một mực vận công một giờ, tình trạng kiệt sức về sau, trận này đại hỏa rốt cuộc toàn bộ bị nước mưa cùng băng khối bao trùm. Đại hỏa cũng rốt cuộc dập tắt. Nhưng là lúc này, La quân đã không có một chút sức lực. Kiều ngưng cùng Lam tử y đến đây, Kiều ngưng lập tức cho La quân cho ăn 10 khỏa ngưng tuyết đan. 10 khỏa ngưng tuyết đan phục dụng về sau, La quân nguyên khí rốt cuộc khôi phục một số. Sau đó, ba người liền rời đi nguyên địa, hướng Bắc Hải phương hướng bay đi đến xế chiều thời điểm, bọn họ tại Bắc Hải một bên đặt chân. Bắc Hải một chỗ trên hoang đảo, buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại trên bờ cát. Cái kia trên hoang đảo, cây cối nồng đậm, trên mặt biển, hải chiều chập trùng. Lam tử y ngồi xếp bằng, nhưng cũng là tại vận công an dưỡng. La quân lại ăn một số ngưng tuyết đan, cái này lúc sau đã thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Kiều ngưng vẫn thủ hộ ở bên người. Lúc này, La quân mở mắt ra, hắn nhìn về phía Lam Tử Y. Hắn đột nhiên phát hiện Lam Tử Y sắc mặt có chút tái nhợt. La Quân bị kinh ngạc, chẳng lẽ Lam Tử Y thụ thương? Có điều lúc này, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng không dám quấy rầy Lam Tử Y. Hai người thì ở một bên trông coi. Một hồi lâu sau về sau, sắc trời dần dần ngầm hạ đi. Bờ biển cũng lạnh lạnh lên. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, dâm đáng vị đạo chạm mặt tới. Một vòng tàn nguyệt bay lên bầu trời. Lam Tử Y mở ra mỹ lệ con ngươi. Ngươi thế nào? La Quân quan tâm hỏi. Lam Tử Y quét mắt một vòng La Quân cùng Kiều Ngưng, nàng mỉm cười, nói ra, ta không có gì đáng ngại, bất quá là hôm nay đang thi triển một chiêu kia thời điểm, nguyên khí hao tổn hảo lợi hại một số. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục, có điều cái kia chúng tinh điện cao thủ cũng không thể so với ta nhẹ nhóm, không phải vậy lời nói, hắn không sẽ rời đi la quân lập tức đem chính mình sau cùng một cái thần đan móc ra nói ra cái này cho ngươi làm tử y nao nao nhưng nàng lại không có tiếp mà chính là cười nói người thần đan còn thật không ít ha la quân nói ra mau ăn nha cái này đối ngươi có chỗ tốt làm tử y nói ra thần đan đối với ta tác dụng đã không lớn nàng nói ra ta cái này nguyên khí nhất định phải chính mình chậm rãi khôi phục gấp không được la quân nói ra cái kia ăn cũng hầu như so không ăn được. Lam tử y không lay chuyển được la quân, liền miễn vì khó tiếp thần đan, sau đó ăn vào. Nàng vận công một khắc đồng hồ, sau đó lại tiếp tục mở mắt. La quân lập tức hỏi, khá hơn chút sao? Lam tử y gật đầu, nói ra, khá hơn chút. Cũng vẻn vẹn chỉ là khá hơn chút. La quân hít sâu một hơi, nói ra, người không nên tới tìm ta. Lam tử y nói ra, tới thì tới, không có gì nên hay không nên bây giờ nói khác đều vô dụng, vẫn là ngẫm lại về sau phải làm gì đi. Kiều Ngưng liền nói ra, chúng tinh điện cao thủ như mây, chỉ sợ còn sẽ có càng hơn cao thủ đến đây. Chúng ta cứ như vậy đánh xuống, chỉ sợ không phải biện pháp. Liền đại khang hoàng đế đều e ngại chúng tinh điện, cùng chúng ta mấy người kia thực lực, thật sự là khó có thể kháng cự. Lam tử y nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, nàng nói ra, người thuyết pháp không sai, hiện tại chúng ta tình huống xác thực không thể lạc quan. Kiều Ngưng nói ra, mà lại, ta cùng La Quân chế tạo rất nhiều vi mô phân tử, để bọn hắn không cách nào xác thực tra được. Nhưng bây giờ áo tím ngươi, bọn họ có thể căn cứ ngươi đến tra được chúng ta, coi như ngươi cũng chế tạo một số vi mô phân tử, có thể ba người chúng ta cùng một chỗ, chung quy là khác biệt mục tiêu thể, vẫn là dễ dàng bị phát hiện. Vi mô phân tử, thứ gì? Lam Tử Y không khỏi kỳ quái hỏi. La Quân ngay sau đó liền hướng Lam Tử Y giải thích vi mô phân tử tồn tại. Làm tử y nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Là quân nói ra, áo tím, ngươi bây giờ cảm thấy chúng ta phải làm thế nào làm. Làm tử y khẽ cười khổ, nói ra, trời đất bao la, nhưng dưới mắt xác thực giống như đã không có người dung thân chỗ. Người hỏi ta biện pháp, ta cũng không có cái gì cụ thể biện pháp, chỉ có thể đi một bộ, nhìn một bộ. Là quân trầm ngâm nói, thực ta cũng có cái biện pháp. Ồ, làm tử y cùng kiều ngưng lập tức đến hứng thú, sau đó thì cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, có một chỗ, nếu như đi nơi đó, liền xem như chúng tinh điện tinh chủ đến, ta cũng không sợ. Địa phương nào, Lam Tử Y cùng Kiều Ngưng nhất thời đại hỷ, chính là Lam Tử Y như vậy trầm ổn, cũng là nhịn không được hớn hở ra mặt. La Quân nói ra, cái chỗ kia là một cái vị diện không gian, gọi là mất tích đại lục. Cái kia mất tích trong đại lục có dùng mãi không hết ngũ hành nguyên tố, nếu như đến cái chỗ kia, nơi đó chính là ta thiên dưới. Mất tích đại lục, Lam Tử Y cùng Kiều Ngưng thì thào thì thầm. Lam Tử Y nói ra, thế mà còn có cái này này địa phương. La Quân nói ra, có thể đau đầu là, ta không biết nên làm sao đi hướng mất tích đại lục. Kiều Ngưng nói ra, lúc trước ngươi là thế nào đi? La Quân nói ra, ban đầu là tại Bác Nhĩ Châu huyết tộc tổng bộ, là lão tổ tông Vân Lôi Nhi tu luyện một chỗ, nàng đem hết thảy thiết lập tốt, sau đó ta bị đưa vào đi bây giờ sương mù đều đã trở lại như cũ nơi đó thiết trí cải biến muốn muốn đi vào cũng là không thể kiều ngưng nói ra đã như vậy liền lại đi tìm vân lôi nhi tiền bối tốt la quân nói ra nhưng ta cũng không biết nên như thế nào đi tìm tới vân lôi nhi tiền bối lam tử y trầm ngâm nói vân lôi nhi hành tung lơ lửng không cố định xác thực rất khó tìm đến lại đi lần trước vụ đô không là được kiều ngưng nói ra la quân không khỏi cười khổ nói ra, lần trước tại vụ đô đợi 6 ngày mới các loại đến lão tổ tông, lần này chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Lam tử y cũng là cười khổ, nói ra, theo ta được biết, Vân Lôi Nhi đã cùng vụ đô chặt đứt liên hệ, bởi vì nàng thật là sợ ngươi hội lại đi tìm nàng. Ngươi tìm nàng, nàng không có cách nào không giúp ngươi một chút. Có thể có đôi khi, ngươi sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức. Là quân không khỏi ngẩn ngơ. Hắn lần nữa cười khổ, xem ra chính mình tại trong mắt rất nhiều người, đều thành phiền phức tinh. Đều là tránh không kịp. Hoàng thượng cự tuyệt chính mình, lão tổ tông cũng không muốn gặp mình. Nhưng là, Lam Tử Y lại không xa vạn lý đến đây tương trợ, tình này nghĩ chỗ khác biệt liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là quân tâm lý đối hoàng thượng, đối vân lôi nhi lại là tuyệt đối không có chút nào oán hận. Người nào đều không phải là người nào cha mẹ, người một điểm nhỏ bận bịu người ta giúp người không quan trọng, Loại này động một tí muốn đem người kéo vào sinh tử hiểm địa bận bịu người ta giúp một lần đã là đủ ý tứ. Lần một lần hai đi kéo người ta xuống nước, bản thân liền là chính mình không đúng. Là quân, người phải hiểu, Lam Tử Y bỗng nhiên nói ra. Là quân nào nào, hắn lập tức cũng liền minh bạch Lam Tử Y ý tứ, liền nói ra, ta rất lợi hại lý giải, đối lão tổ tông cùng hoàng thượng, trong lòng ta chỉ có cảm kích, tuyệt không oán hận. Đây là trong lòng ta lời nói, cũng tuyệt không phải lời khách khí lam tử y nhìn nhiều la quân nói ra ta tuyệt đối tin tưởng ngươi lời nói là xuất phát từ chân tâm ngươi có thể nhìn như thế rộng rãi ta cũng rất vui vẻ nàng đón đến nói ra trên thực tế hiên chính hạo chặt đức truyền tống trận đây là đi qua ta cho phép ngươi cho phép la quân cùng kiều ngưng nghe vậy đều là bị kinh ngạc lam tử y nhìn về phía la quân nói ra này lại để ngươi rất giật mình kiều ngưng ở một bên tuy nhiên giật mình nhưng cũng không tiện nói gì là quân sờ mũi một cái hắn theo rồi nói ra ngươi làm cái gì ta đều có thể hiểu được các ngươi chặt đứt truyền tống trận có lẽ là muốn để cho ta từ đó độc lập nhưng là như là đã chặt đứt truyền tống trận vì cái gì ngươi lại muốn tới giúp ta đâu cái này chẳng phải là có chút tự mâu thuẫn sao lam tử y nói ra ta cùng hiên chính hạo phân tích đó chính là chúng tinh điện đối ngươi là nhất định phải được nếu như người thật trở lại Đại Khang, này sẽ là cái rất đại nạn đề. Người bây giờ tại Đại Khang cũng có chút danh vọng, mà lại hiên chính hạo danh vọng càng là như mặt trời giữa trưa, hắn như bảo hộ không được ngươi, hoặc là không hộ ngươi. Vô luận là cái kia một loại kết quả, đối với hiên chính hạo danh dự đều sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên, chúng ta đều nhất trí cho rằng, không thể để cho ngươi trở lại Đại Khang tới. Làm tử y nói tiếp đại khang có thể vững như thái sơn rất lớn trình độ là bởi vì dân chúng đối với hắn cực tín nhiệm la quân nói ra điểm này thật là ta cân nhắc không chu toàn hoàng thượng suy nghĩ là rất lợi hại chính xác đại khang cũng tuyệt không thể bởi vì ta một người mà phá hư toàn bộ cục diện lam tử y nói ra cục diện xa xa so với các ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc cùng nghiêm trọng thần đế ma đế trung hoa đại đế còn có cửu ưu thiên đế bọn họ toàn bộ bị vây ở dòng chảy vẫn thạch bên trong lúc này chúng tinh điện đột nhiên toát ra nói bọn họ không có âm mưu cái này sẽ không ai tin tưởng cả cho nên đại khang ở thời điểm này thì càng muốn vững vàng bây giờ đại khang đã cùng thiên chỉ các bắt đầu thân mật hợp tác là quân cùng kiều ngưng nhất thời chấn kinh vạn phần bọn họ đều bị khốn trụ là quân thật không thể tin nói ra cái này sao có thể nghe là rất không có khả năng lam tử y nói ra nhưng hết lần này tới lần khác sự thật nhưng là như thế vậy ngươi càng không nên tới la quân nhìn về phía lam tử y hắn nói ra thần đế bực này thần thông người liền đều có thể rơi vào trong kiếp số ngươi chẳng lẽ lại có thể siêu thoát đi ra ngươi vẫn là nhanh lên trở lại đại khang đi bọn họ mục tiêu không phải ngươi chỉ cần ngươi ngược lại đại khang bọn họ cũng phải biết đại khang cũng không phải là không có phản kháng năng lực hẳn là sẽ không đi khó xử ngươi la quân nói đến đây thở dài nói đem kiều ngưng cũng mang đi đi Ta không đi, Kiều Ngưng rất là kiên quyết nói ra, ta không muốn đi, ai cũng mang không đi ta. Lam tử y cười nhạt một tiếng, nói ra, là quân, ta làm việc cũng sẽ không đầu voi đuôi chuột, đã đến, liền sẽ không đi. Kiếp số thì kiếp số đi, chỉ ít, ta xứng đáng bằng hữu hai chữ. Ngươi cho tới bây giờ đều xứng đáng, ngươi không nợ ta bất kỳ vật gì, chỉ có ta thiếu ngươi. Là quân có chút bực bội, hắn đứng lên, nói ra, các ngươi đều lưu lại giúp ta, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chúng ta căn bản cũng không có thể có thể chống đỡ đến chúng tinh biệt. Ta một người, yêu như thế nào thì như thế nào, nếu là đem bọn ngươi đều liên lụy, cái kia sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Ta cầu hai người các ngươi, không cần quản ta được hay không? Hắn lớn nhất rồi nói ra. Kiều ngưng lâm vào trầm mặc Lam tử y khe khẽ thở dài, nói ra, lúc trước là quân ngươi giúp ta thời điểm, rõ ràng không có phần thắng chút nào, hơn phân nửa là muốn chết. Nhưng người biết rõ không thể làm mà vì đó, lúc ấy người ta còn không giao tình. Người lúc đó có thể làm được, chẳng lẽ hôm nay làm tự y làm không được. Người có xích tử tâm, ta tại cái này cao vị lên, chẳng lẽ thì có thể vong ngã lúc đến đường. Kiều Ngưng nói ra, ta tin tưởng, xe đến trước núi tự có đường. Là quân người là thiên mệnh chi vương, người kiếp nạn không lại bởi vì chúng tinh điện mà ngưng hẳn, đây bất quá là đối người một tầng khảo nghiệm mà thôi là ta khảo nghiệm không giả. là Quân nói ra, thế nhưng là ta sợ, ta sợ ta lại đưa ngươi nhóm hại chết. Nếu là cùng chết cũng liền thôi, thế nhưng là ta sợ, ta sợ sau cùng thì ta còn sống. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Cái này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ. Trần Phi Dung, từ đồ linh nhi, còn có lạc ninh chờ một chút hắn là thật sợ. Làm tử y ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói ra, số trời đã định, người có cái gì tốt sợ. Ai có thể vĩnh viễn không chết đều sẽ chết chính là người nào kiếp số, người điểm ấy đều nhìn không ra, như thế nào thận độc. La Quân thân thể bỗng nhiên chấn động, chúng ta không sợ, người sợ cái giam a? À, mọi thứ hết sức nỗ lực liền làm không thẹn lương tâm. Lam Tử Y còn nói thêm, Kiều Ngưng cũng nói theo, không sai. La Quân trong lồng ngực bỗng nhiên sụp sôi ra một cỗ nhiệt huyết, nói ra, tốt, chết liền chết đi, sợ cái gì? thì theo cái này chúng tinh điện đấu đến tốt ngay vào lúc này cái kia bên trên bầu trời bỗng nhiên mấy cái đạo thần quang thiểm điện xuyên toa mà đến mà lại người còn chưa tới thanh âm tới trước có hùng tâm là chuyện tốt chỉ tiếc hôm nay các người phần lớn là không sống được truyền đến lại là thiên vương tinh điện điện chủ vu hiền thanh âm vu hiền tứ huynh đệ cùng đi cùng đi theo còn có huyền âm huyền tịnh thần vương chúng tinh điện đối la quân cùng kiều ngưng là tuyệt đối đủ rất coi trọng vốn là thần vương bắt la quân cùng kiều ngưng, đó là dư xài. Thật không nghĩ đến nửa đường lại giết ra cái Lam Tử Y. Bây giờ Lam Tử Y xuất hiện, chúng tinh điện lập tức điều chỉnh chiến lược, lại để cho vô hiền tứ huynh đệ đến phối hợp Thái Dương thần điện trước tới bắt. Cái này Thái Dương thần điện cùng thiên vương tinh điện chính là chúng tinh điện chính giữa sát đứng đầu bảng trước hai vị A. Nếu như bọn hắn liền một cái Lam Tử Y đều hàng phục không, vậy cái này truyền đi, chúng tinh điện người đều muốn tìm khối đậu hũ đâm chết thân ảnh lấp loé, không bao lâu, thần vương, huyền âm, huyền tịnh, còn có Vu nhà tứ huynh đệ đều xuất hiện tại La quân đoàn người này trước mặt. Bọn họ thì tại phía trước 10 mét chỗ đứng nghiêm, cái này từng cái khí vũ hiên ngang, ngạo mà đứng, còn chưa mở miệng, cỗ khí thế này cũng đã là thiên hạ bế ngế. Tuyệt đối áp bách lực. Đoàn người này xuất hiện, cũng đại biểu chúng tinh điện đối La quân nhất định phải được. La quân lúc này không có có tâm tư muốn khác. Hắn hào tình tráng trí tại cái này một cái chớp mắt lập tức lại bị dập tắt đi xuống. Cái này hiện thực đến quá mãnh liệt. Kiều Ngưng sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Lam Tử Y ngược lại là chấn tĩnh nhất người, nàng thân hình lóe lên, liền đứng tại La Quân cùng Kiều Ngưng trước mặt. Nàng tựa như là bảo vệ con gà mụ mụ một dạng, chăm chú bảo hộ lấy La Quân cùng Kiều Ngưng. Thần Vương nhìn về phía Lam Tử Y, hắn nói ra, như bản vương nhớ không lầm, người nguyên khí cần phải còn chưa khôi phục a. À. Lam tử y nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta là không có khôi phục, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục hay sao? Thần vương nói ra, đại khái bản vương còn chưa hướng ngươi giới thiệu bên cạnh ta bốn vị này, bọn họ là vu nhà tứ huynh đệ, vu tộc sau cùng bốn cao thủ, thiên vu chi khí liên hợp lại, bản vương cũng ứng phó khó khăn. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ứng phó đến bản vương cùng bọn hắn tứ huynh đệ liên thủ sao? Ứng phó không, Lam tử y rất lợi hại thành thật trả lời. Thần vương cười lạnh, nói ra, người coi như có thể nhận rõ sự thật. Ngay vào lúc này, là quân hít sâu một hơi, tách mọi người đi ra, hắn nói với thần vương, ta cùng các ngươi về chúng tinh điện, nhưng các ngươi không muốn lại khó xử các nàng. Thần vương nhạt lạnh nói ra, người sớm đã không có đàm phán tư cách, mặc kệ người có nguyện ý hay không, người cũng đến cùng chúng ta về chúng tinh điện. Mà bên cạnh ngươi hai vị này, bản vương dưới mắt cũng không có ý định buông tha, các ngươi chu sát bản vương đệ tử, sát hại một tinh điện điện chủ từ bác nhìn, các khoản đó cũng nên có cái thuyết pháp. La Quân nói không ra lời. Quả nhiên, sự tình phát triển luôn luôn hướng phía bết bát nhất phương hướng phát triển. Lam tử y lạnh lùng nói ra, La Quân, ta còn ở nơi này, lúc nào đến phiên ngươi đến tự ý tự làm chủ. La là Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Lam tử y đột nhiên gảy ngón tay một cái. Lập tức liền dùng cái kia hắc ám mạn đồ la đem la quân cùng kiều ngưng phong ấn đi vào sau đó lam tử y hướng thần vương cùng vu nhà tứ huynh đệ cười lạnh một tiếng nói ra đánh không lại ta còn có thể đi có bản lĩnh các ngươi liền đến bắt ta đi nàng sau khi nói xong quay người đột nhiên lấy phượng hoàng nguyên thần tật bay ra ngoài chạy đi đâu vu nhà tứ huynh đệ lập tức xuất động bốn đạo thiên vu chi khí nhanh như thiểm điện trong nháy mắt thì truy giết tới cũng đem phượng hoàng nguyên thần bao phủ thần vương cũng lấy tự thân nguyên thần xuyên toa hư không ngăn ở lam tử y trên không bọn họ là tuyệt không cho phép lam tử y đào tẩu ngay vào lúc này lam tử y bỗng nhiên vung tay lên lập tức cái kia như lai áo cả xa xuất hiện như lai áo cả xa vu gia huynh đệ thấy thế không khỏi bị kinh ngạc thần vương thấy thế cũng là thất sắc nàng muốn chạy trốn ngăn lại nàng thần vương hét lớn một tiếng như lai áo cả xa xuất hiện về sau trong nháy mắt thì đem mọi người công kích tiết mở đồng thời như lai áo cả xa trung tâm hình thành một cố kỳ diệu lốc xoáy lam tử y trực tiếp trốn vào đến lốc xoáy bên trong vu nhà tứ huynh đệ lập tức liền theo tới bọn họ phản ứng nhanh vô cùng chỉ là tại cái này tứ huynh đệ cũng muốn đi theo chui vào thời điểm lam tử y trở tay nhất trưởng liền đem bọn hắn cho chống cự trở về sau đó không trung liền mất đi lam tử y thân ảnh đáng giận vô nhà tứ huynh đệ khôi phục nguyên hình, thấy thế không khỏi nổi trận lôi đình. Ở ngoài ngàn dặm, Lam Tử Y xuất hiện tại một mảnh trên sa mạc khoảng không. Lúc này chính là ban đêm, bão cắt cuồn cuộn, trong sa mạc cũng là cách ngoại hàn lãnh. Lam Tử Y đáp xuống đất, đồng thời cũng đem La Quân cùng Kiều Ngưng phóng xuất. La Quân cùng Kiều Ngưng hơi hơi vừa định thần, sau đó, La Quân nhìn về phía Lam Tử Y, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch, như lai áo cả sa, người giống như đền áo cả sa. Lam tử y mắt nhìn la quân, từ tốn nói, đúng, như lai áo cả sa là tại ta trên tay, chẳng lẽ người muốn hoài nghi là ta giết lạc ninh. Bão cắt tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không thể tới gần Lam tử y một nhóm người này. La quân lắc đầu, nói ra, không, ta sẽ không hoài nghi là ngươi. Chỉ là, cái này đến là chuyện gì xảy ra. Hắn trong mắt lóe lên một tia vội vàng, nói ra, người đem áo cà sa cho ta xem một chút lam tử y xuất ra như lai like áo cà sa nói ra người xem đi cái kia như lai like áo cà sa nhìn cùng phổ thông áo cà sa cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều bất qua phía trên sợi tơ chính là kim sắc có vẻ hơi không tầm thường la quần cầm cái này áo cà sa thân thể lại là khẽ run lên lạc ninh cũng là bởi vì cái này áo cà sa mà chết a à. lam tử y cùng kiều ngưng cũng không có nói chuyện hai người biết la quân lúc này tâm tình khẳng định là phức tạp mà thống khổ la quân sau một hồi khá lâu mới bắt đầu tỉnh táo lại hắn sau đó nhìn gần lam tử y nói ra người biết giết lạc ninh người là người nào đúng hay không áo cà sa cũng là theo trong tay người kia lấy ra không sai lam tử y nói ra áo cà sa là ta theo lan đình ngọc trong tay cướp tới giết lạc ninh người cũng là lan đình ngọc la quân thân thể rung mạnh hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước sau đó thì thảo nói ra quả nhiên là hắn từ vừa mới bắt đầu ta thì hoài nghi là hắn ta cảm giác quả nhiên không sai lam tử y cùng kiều ngưng cũng không nhiều lời lời nói cũng là nhìn lấy la quân la quân thật không có quá kích động hắn sau đó cũng liền trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu la quân chủ động đem áo cà sa còn cho lam tử y lam tử y tiếp nhận nàng nói ra cái này áo cà sa vốn là ta là dự định tặng cho ngươi bất quá dưới mắt tình thế nguy cấp, thì còn trước thả trong tay ta đi. Bây giờ người cũng cửu trọng thiên tu vi, đối mặt Lan Đình Ngọc cũng không kém hơn hắn, cho nên, chúng ta cảm thấy nói cho người cũng không sao. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, ta minh bạch các người ý tứ. La Quân biểu hiện để Lam Tử Y cùng Kiều ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, các nàng vốn cho rằng La Quân hội kích động, biết phẫn nộ, hội gào thét vì cái gì không sớm một chút nói cho hắn biết. Thế nhưng là La Quân không, hắn lộ ra rất là tỉnh táo. Điều này nói rõ, là quân tránh thức thành thục. Là quân không nói gì, nhưng cừu hận trong lòng hắn đã trôn sâu. Như lai áo cà sa, có thể mang theo chúng ta một mực chạy trốn sao? Là quân đột nhiên hỏi Lam Tử Y. Kiều Ngưng cũng liền nhìn về phía Lam Tử Y, dù sao vừa rồi tại cường địch nhìn chung quanh hạ, như vậy đào tẩu, thật là rất lợi hại phong cách. Nếu như mỗi lần gặp được địch nhân, đều như thế vừa đi, cái kia đoán chừng chúng tinh điện người muốn trước nổi điên. Lam tử y nói ra, đương nhiên không thể, lần này là đến cái ra bất ngờ. Lần sau bọn họ có chuẩn bị, lại muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Lan Đình Ngọc một mực không đem như lai áo cà sa hiển lộ ra, cũng là biết thứ này nhất định phải là ra bất ngờ. Không phải vậy lời nói, tác dụng cũng lớn đến không tính được. Là quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, như lai áo cà sa bị truyền đi thần kỳ thần, khác đến có thứ gì tác dụng. Làm tử y bình chân như vậy nói ra, như lai áo cà sa ta nghiên cứu hồi lâu, thì hai cái tác dụng, thứ nhất có thể tới một số công kích. Nhưng cũng có hạn, thứ hai, khác bên trong tự thành một cái hư không tiểu thế giới, tiểu thế giới cũng là cái thông đạo. Chúng ta có thể căn cứ cái này kiến tạo mà thành thông đạo, xuyên toa đến địa phương khác. Cái này ngược lại là rất tốt lý giải, xưa nay xuyên toa hư không cũng không khó, nhưng là trong chiến đấu, từ trường cuồng bạo, cái này sẽ ảnh hưởng thời không phần tử sâu chuỗi. Nhưng là bên trong tiểu thế giới chẳng khác gì là một cái kiến tạo tốt trận pháp, cho nên có thể trực tiếp xuyên toa. Hắn tiểu pháp khí, cũng có thể có cái này tác dụng. Tỷ như tạo hóa hồ lô, càn khôn phiến chờ một chút, đều có xuyên toa hư không bản sự, bất quá, vậy cũng chỉ có thể xuyên toa một đoạn ngắn khoảng cách, tỷ như 100 mét, hoặc là 1.000 mét nhưng như lai áo cà sa thần diệu ngay tại ở khác xa nhất có thể qua lại ra ở ngoài ngàn dặm khoảng cách đây chính là không nổi xuyên toa một lần về sau ba ngày cũng không thể dùng cái này nữa công năng làm tử y theo rồi nói ra ta dựa vào cái này đại chiêu thời gian câu đao đủ dài a à. la quân không khỏi âm thầm oán thầm vì sao lại dạng này kiều ngưng hỏi làm tử y nói ra bởi vì như lai áo cà sa bên trong thông đạo chính là một cái tinh tế mà to lớn trận pháp, một lần xuyên toa, hội đối với trận pháp cùng áo cà sa bản thân tạo thành rất đại thương hại. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn, liên tục xuyên toa, liền sẽ giống như là Hyundai mô tô động cơ lip vi mang, sẽ bị đứt đoạn. Là quân cùng kiều ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, cái này áo cà sa cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ mà. Là quân nói ra, làm tử y nói ra, áo cà sa bất quá là một kiện pháp khí pháp khí có thể hiện lên nhất thời chi lợi nhưng cuối cùng khó lâu dài chúng ta muốn dựa vào một kiện áo cà sa thì chống lại chúng tinh điện cái này lại làm sao có thể nàng đón đến còn nói thêm còn có như lai áo cà sa thật là truyền đi thần kỳ thần bất quá cái này áo cà sa thần kỳ chỉ sợ không ở chỗ khác lực lượng mà chính là khác bên trong ẩn chứa bí mật bí mật bí mật gì la quân hỏi ta cũng không biết nghe nói trong này có siêu thoát bỉ ngạn bí mật nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không có nghiên cứu ra được lam tử y nói ra trên thực tế muốn phá như lai áo cà xa hư không xuyên toa cũng cũng không khó lam tử y nói ra lần tiếp theo tin tưởng những cao thủ kia nhất định có thể muốn ra biện pháp đến ngăn chặn lại chúng ta đào tẩu lan đình ngọc minh bạch điểm này cho nên mỗi lần chỉ cần có người từng thấy hắn thi triển như lai áo cà xa người kia đều sẽ bị hắn giết chết làm sao phá, La Quân không khỏi hỏi. Công kích, lớn nhất công kích mãnh liệt. Lam Tử Y nói ra, như lai áo cà sa tự thân có thể phòng ngự một số công kích, nhưng khi công kích đến nhất định trị số về sau, trận pháp thì lại nhận công kích chấn động. Trận pháp một khi sinh ra chấn động, tinh diệu thể thức sinh ra nhỏ bé biến hóa, như vậy như lai áo cà sa cũng liền không cách nào khởi động xuyên toa hư không công năng. Chỉ sợ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Kiều Ngưng lo lắng lên lần nữa đuổi theo bọn họ chính là tai kiếp khó thoát la quân nói ra hiện tại đường sống duy nhất chính là chúng ta đi hướng mất tích đại lục lam tử y nói ra vị diện chi môn ta có thể mở ra nhưng là vị diện chi môn có nhiều như vậy ta cũng không biết vượt qua đi vào lại là cái kia một cánh cửa nhưng mặc kệ chúng ta đi vào là cái kia một cánh cửa chúng tinh điện người đều có thể căn cứ chúng ta vi một phân tử từ đó truy tìm đi qua trước chế tạo một số giả vi mô phân tử, đưa vào đến hắn vị diện không gian bên trong đi, để bọn hắn trước truy tìm đi qua, làm hao mòn bọn họ thời gian. Cũng cho chính chúng ta tranh thủ thời gian, là quân linh cơ nhất động, nói ra. Không dùng, Lam tử y cười khổ một tiếng, nói ra, ta cùng các người khác biệt, ta chế tạo ra bất luận cái gì vi mô phân tử, đều có thể bị bọn họ xem thấu là giả. Bởi vì không chết băng hoàng thuộc tính, là thế gian này gần như không tồn tại la quân cùng kiều ngưng không khỏi ngẩn ngơ mời điểm này là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì lam tử y đặc thù tính nàng bây giờ liền thành bọn họ bên này định hàng dụng cụ bất kể thế nào đào tẩu chúng tinh điện liền đều có thể căn cứ lam tử y tìm kiếm qua tới lam tử y lúc này nếu như rời đi la quân cùng kiều ngưng nàng liền có thể hấp dẫn đối thủ truy tìm tới bất quá đây là la quân cùng kiều ngưng tuyệt sẽ không như thế làm dưới mắt La Quân cùng Kiều Ngưng tuyệt đối với không phải vướng víu, mà chính là thật sự, tránh thức có thể giúp được một tay. Hiện tại phương pháp tốt nhất vẫn là tìm được đi hướng mất tích đại lục vị diện chi môn. La Quân sau đó tổng kết giống như nói ra. Lam Tử Y nói ra, Vân Lôi Nhi có chư thiên sinh tử luân, nàng mở ra vị diện chi môn hội rất đơn giản. Mà ta mỗi đánh mở một lần, đều sẽ hao tổn không ít công lực. Kiều Ngưng nói ra, vị diện chi môn nhiều như vậy, chúng ta không thể như thế mù quáng tìm. Lam tử y nói ra, tốt nhất là la quân người có thể cho ta cung cấp một số tin tức, dạng này ta mới tốt chuẩn xác tìm đến mất tích đại lục. La quân liền hỏi, cái dạng gì tin tức đâu? Lam tử y nói ra, cung cấp giống vì một phân tử như thế đồ, vật, tốt nhất là tại mất tích đại lục bên kia, có đồ vật gì có thể đáp lại ngươi. Kể từ đó, ta liền có thể căn cứ loại này đáp lại tìm đi qua. La quân không khỏi khó khăn, hắn tại mất tích trong đại lục xác thực còn có không ít người quen nhưng là hắn thật không biết tại sao cùng người bên kia liên hệ ta ở bên kia đã từng có một kiện pháp khí nhưng ta không biết cách thời gian dài như vậy ta có hay không còn có thể thông qua kiện pháp khí kia liên hệ với lam tử y cùng kiều ngưng đều là vui vẻ kiều ngưng nói ra nhưng đây là một cái cơ hội a à. người nhanh thử một lần là quân gật gật đầu hắn liền ngồi xếp bằng Bắt đầu ngưng thần đi tại trong não vực hồi tưởng chuôi này thái vũ quyền trượng lên. Nhưng cái này vốn là hải lý mò châm sự tình, là quần căn bản một điểm đầu mối đều không có. Hắn ngưng thần một khắc đồng hồ về sau, mở mắt ra nói ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì căn cứ, không thể nào cảm ứng lên A. À. lam tử y nói ra, người thử lại lần nữa đi, ta cũng tới cùng kiều ngưng thử mở ra vị diện chi môn tìm. Kiều ngưng nói ra, ta tin tưởng, trời không tuyệt đường người la quân gật gật đầu hắn biết rõ trách nhiệm trọng đại liền tiếp theo ngồi xếp bằng bắt đầu ở trong não vực minh tưởng chuôi này thái vũ quyền trượng lam tử y bỗng nhiên ngưng thần nàng một tay vung ra lúc này trong tay nàng pháp lực cuồn cuộn những pháp lực này hình thành lóa mắt kim quang kim quang sau cùng hình thành một cánh cửa đi lam tử y kéo kiều ngưng liền tiến vào cái kia kim sắc cánh cửa bên trong đi vào trong nháy mắt kiều ngưng lập tức có chút mất trọng lượng hướng xuống mà tật rơi mà đi. Kiều Ngưng phản ứng rất nhanh, cấp tốc tế ra đại bằng kim sĩ sí nguyên thần. Nàng và Lam Tử Y thì lấy tại đại bằng kim sĩ sí nguyên thần phía trên. Lọt vào trong tầm mắt lại là trời xanh mây trắng, phía dưới là minh mông đại hải. Đây là nơi nào, Kiều Ngưng nhịn không được hỏi Lam Tử Y. Lam Tử Y nhắm mắt ngưng thần một cái chớp mắt, sau đó mở mắt ra nói ra, nơi này là Bắc Minh huyền cảnh. Không phải chúng ta muốn tìm địa phương, đi, Kiều Ngưng ngẩng đầu, liền gặp hư không bên trong, cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng cũng không biến mất. Kiều Ngưng cùng Lam Tử Y rất nhanh liền theo cánh cửa kia bên trong ra ngoài, trong nháy mắt thì lại trở lại trong sa mạc. Cửa lớn màu vàng óng biến mất, trong sa mạc vẫn là đen kịt một màu, là quần ngồi xếp bằng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kiều Ngưng cũng tránh thức ý thức được muốn đi vào cái kia mất tích đại lục, nguyên lai cũng là mò kim đáy biển A. Đến có bao nhiêu vị diện không gian, kiều ngưng hỏi lam tử y nói ra nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng kiều ngưng nói ra địa cầu chỉ có lớn như vậy vì sao lại có cái này rất nhiều bao la bát ngát không gian lam tử y nói ra đây là một cái rất thú vị sự tình không biết ngươi xem qua thế giới bao la tiểu nhân thư không có kiều ngưng nói ra không có lam tử y nói ra tiểu nhân thư bên trong mỗi một trang bên trong có một bộ tràng cảnh chúng nó đều là cấm bất động nhưng khi người đem sách nhanh chóng lật qua lật lại lúc, người bên trong vật liền sẽ chảy động, tựa như người ta đang nói chuyện, bước đi, đánh nhau, yêu đương các loại. Chúng ta hiện thực thế giới bên trong, hôm qua, hôm nay, ngày mai, có lẽ đều là một cái độc lập thể. Những thứ này độc lập thể tựa như là trong tiệm sách sách, đâu vào đấy. Những thứ này vị diện không gian có lẽ cũng là thiên đạo quản lý thời gian một cái biện pháp. Có lẽ, vị diện không gian đều là hư huyễn, có lẽ chúng ta cũng đều là hư huyễn đây đều là ta rất khó nói rõ ràng cũng tham không thấu tại thế giới bao la bên trong ấn độ có loại thần thoại truyền thuyết truyền thuyết tại trong vũ trụ có một tôn thần vishnu đang ngủ say hắn trong mộng cấu tạo chúng ta cái thế giới này tất cả mọi thứ đều chẳng qua là hắn một giấc mộng mà thôi chúng ta cảm giác mình là chân thật tồn tại nhưng chúng ta lại trong mộng mưa tới một ít gì đó thời điểm cũng đều cảm thấy hết thảy là chân thật tồn tại cho nên vị diện không gian hình thành, ta giải thích không ra. Ta cũng vô pháp đến kết luận chúng nó đến là hư huyễn vẫn là chân thực, hoặc lại chỉ là thiên đạo quản lý thời gian một loại biện pháp. Làm tử y theo rồi nói ra, dù sao, một cái đồng hồ vận chuyển cũng không chỉ là dựa vào kim đồng hồ, kim phút, kim dây, cái kia còn cần đằng sau linh kiện cùng bánh răng vận chuyển. Kiều ngưng nghe xong, như có điều suy nghĩ. Làm tử y hít sâu một hơi, còn nói thêm, chúng ta thử lại lần nữa đi, La Quân là cái vận khí tốt người, có lẽ chúng ta thì thật có thể mèo mù đụng vào chuột chết đâu. Sau đó, Lam Tử Y cùng Kiều Ngưng một hơi tiến người cái vị diện không gian. Sau cùng không ngạc nhiên chút nào là, toàn bộ đều không có tiến vào mất tích đại lục. Như thế về sau, Lam Tử Y khí tức có chút thô trọng. Nàng vốn là nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại thì lộ ra càng thêm cố hết sức. Không tốt, bọn họ sắp đuổi theo. Lam Tử Y bỗng nhiên biến sắc, La Quân lại vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Kiều Ngưng nhất thời cũng cháy bỏng lên, lúc này, làm tử y hao tổn nghiêm trọng, mấy cái kia sát tinh như vậy đuổi theo, các nàng căn bản là không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Giờ này khắc này, cái kia Thần Vương cùng môn hạ 11 mặt trời còn có Vu Nhà Tứ huynh đệ thật là tại hỏa tốc chạy đến. Thần Vương Apollo nổi nóng vô cùng, hắn theo Vu Hiền nói đến lúc, nổi trận lôi đình, cái này là Quân tà khí cực kỳ bất quá là cái cửu trọng thiên sơ kỳ thực lực. Dĩ vãng đối phó loại nhân vật này, ta này môn phía dưới 12 mặt trời, phải cái kia đi đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngược lại tốt, thì vì bắt hắn, để từ bác nhìn dạng này cao thủ đều bị luyện hóa thành chiến nô. Huyền Ninh cũng vì vậy mà bị giết, người ta liên thủ, thế mà đều bị hắn đào tẩu. Vu Hiền nói ra, cái này là quân chính là chủ thế giới thiên mệnh chi vương, là tất cả thiên mệnh người bên trong hạch tâm vị trí chúng ta bắt sư thiên mệnh vương, thiên mệnh người đều tính toán thuận lợi. Duy chỉ có đến hắn nơi này, trở nên nan giải vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, lần này chúng ta nhất định phải đem hắn bắt về. Tinh chủ kế hoạch, trọng tâm đại khái thì ở trên người hắn. Thần vương cười lạnh, hắn nói ra, cái kia làm tử y như lai áo cả xa cũng thiết, người nói lần này chúng ta nắm tới, bọn họ còn có thể đào tẩu sao. vu Hiền không khỏi cười khổ, nói ra, Chúng ta một lần kia cũng không phải đã tính trước đâu, nhưng đối phương bài lại tầng tầng lớp lớp. Bài luôn có dùng hết thời điểm, ta cũng muốn nhìn nhìn, bọn họ lần này còn có cái gì bài, còn có cái gì kỳ tích có thể xuất hiện tại ngày này mệnh chi vương trên thân. Thần Vương nói tiếp, ta thì muốn nhìn, cái này thiên mệnh chi vương vận khí có phải là thật hay không liền có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn không bao giờ bị bắt. Liên hệ với, cái này một cái chớp mắt, trong sa mạc La Quân bỗng nhiên mở tràng mắt, hắn hưng phấn tới cực điểm. Mà nơi xa, cái kia thần quang thoáng hiện, thần vương một đoàn người đang lưu tinh cản nguyệt đuổi theo. Lam tử y lập tức một chỉ điểm tại la quân chỗ nghi tâm, sau đó, nàng liền thông qua la quân trong đầu cảm ứng, tìm tới mất tích đại lục địa điểm. Lam tử y cấp tốc phát họa ra cửa lớn màu vàng óng. La quân, kiều ngưng lập tức liền lôi kéo Lam tử y tiến vào cửa lớn màu vàng ống bên trong, vừa vào cửa bên trong, Lam tử y liền triệt hồi cửa lớn màu vàng óng thần vương chờ người đuổi theo, liền trông thấy Lam Tử Y đám người đã hư không tiêu thất. Là tiến vào vị diện không gian, thần vương sắc mặt âm trầm. Huyền tịnh lập tức xuất ra tinh thần đồ, đồng thời cấp tốc tìm ra Lam Tử Y vị trí chỗ ở. Sau đó, thần vương căn cứ huyền tịnh cho địa chỉ, cũng đem vị diện chi môn mở ra, đám người bọn họ lập tức liền đi theo vào. Là quân cùng kiều ngưng còn có Lam Tử Y đi thẳng tới thiên nguyên đế quốc đô thành. Mất thích đại lục lúc này đang đứng ở vừa mới vào buổi tối, đô thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đây là một cái ma pháp sáng chói thế giới, ở chỗ này, hết thảy đều như đồng thoại hoang tưởng. Giáo thần Lena Hoia đã đổi rất nhiều, nàng trở nên so trước kia tha thứ, càng có tình vị. Bây giờ giáo thần Lena Hoia không còn là băng lãnh giáo thần, mà chính là một lòng cứu trợ khó khăn thế nhân đại từ đại bi thần. Lúc này, Lena Hoia là đang minh tưởng nàng ở vào thánh giáo đường trong đại điện. Trong đại điện cũng không có người khác tới quấy rầy. Đại điện này mặt đất bóng loáng như gương, ánh nến chiếu nhiễm, không có một cơn gió. Thiên Nguyên Đế quốc đô thành cũng là mới vừa vào xuân, nhưng là đế quốc mấy ngày nay đều là thiên tình, khiến người ta rất là sảng khoái. Lena Hoia tại minh tưởng bên trong, đột nhiên cảm giác được Thái Vũ quyền trượng bên trong đột nhiên có một tia kỳ diệu cảm ứng. Lena Hoia nhất thời đại hỷ, nàng một mực không có biến mất thuộc về la quân tại Thái Vũ Quyền Trượng Trung Ấn Nhớ. Lena Hoi A từ nhỏ thì thụ trên một đời giáo thần dạy bảo, từ nhỏ là dựa theo giáo điều làm việc, nàng không hiểu nhiều đến cảm tình. Nhưng là, trong nội tâm nàng lại rốt cuộc ở một người. Người kia chính là La Quân. Rất khó có cảm tình người, một khi có cảm tình, liền sẽ rất khó lại yêu mến người khác. Lena Hoi A kiến thức qua rất nhiều người, nhưng trên trời dưới đất, Nàng cảm thấy chỉ có La Quân mới là lớn nhất bằng phẳng Quân Tử, mà lại, hắn là như thế dũng mãnh vô địch. Mất thích trong đại lục, chỉ sợ lại khó tìm ra tu vi siêu việt người khác. Lena Hoia cảm giác được La Quân tinh thần ba động, lập tức liền thông qua Thái Vũ Quyền Trượng cùng La Quân liên hệ với. Vừa một liên kết trên, giáo đường đại điện bên trong liền xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng. Lúc này Lena Hoia một thân tuyết quần trắng, nàng tựa như là Nghiên Nhi bên trong Bạch Liên không nhuốm bụi chân Lena Hoia lập tức đứng lên, nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia cửa lớn màu vàng ống. Nàng đương nhiên biết, đại môn này chính là vị diện chi môn. Sau đó, La Quân nắm Kiều Ngưng liền từ trong cửa lớn đi ra. Theo, Làm Tử Y cũng đi ra. Làm Lena Hoia nhìn thấy là Quân cùng Kiều Ngưng nắm tay cái kia một cái chớp mắt, nàng ngốc ngẩn ngơ, đó là một loại nói không nên lời không thoải mái. Có điều nàng ẩn tàng rất tốt mảy may cũng không có hiển lộ ra. La Quân nhìn thấy Lena Hoi A lúc lại là vui vẻ vô cùng. Chấm, thần tôn. Lena Hoi mỉm cười, nói ra, đã lâu không gặp. Có điều các nàng căn bản còn đến không kịp hồi lâu, bởi vì rất nhanh, bên kia lại xuất hiện một đạo hư không chi môn. Tiếp theo, thần vương, phu sa huynh đệ, còn có 11 mặt trời đều đi theo nối đuôi nhau mà ra. Làm tử y lúc này đã có chút suy yếu, căn bản không có gì chiến đấu lực. La quân cùng kiều ngưng đối mặt nhiều như vậy cường địch cũng là có chút bất lực. La quân hướng Lena Na Hoi A xấu hổ cười một tiếng, nói ra mong rằng thần tôn xuất thủ cứu giúp. Lena Hoi A gặp tình này hình đại khái là minh bạch là chuyện gì phát sinh. Đối với La quân cầu cứu, nàng đương nhiên là nghĩa vô phản cố, sau đó liền nói ra các ngươi đến đằng sau ta tới. La quân chờ người lập tức đi vào Lena Hoi A sau lưng. Kiều ngưng là nhìn nhiều Lena Hoi A liếc một chút. Nàng từng nghe La Quân nói qua tại mất tích đại lục đủ loại. Lúc này nhìn thấy Lena Hoi A làm theo thì càng cảm nhận được La Quân nói tới loại kia băng thanh ngọc tuyết vẻ đẹp là thuộc về giáo thần đẹp. Làm Tử Y ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Nàng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. đã có rất nhiều năm nàng không có loại cảm giác này. La Quân cấp tốc cho nàng đưa không ít ngưng tuyết đan, nàng cũng liền trực tiếp phục dụng. Sau đó điều tức. Lena Hoia một người đã đủ giữ quan ải, đồng thời tế ra thái vũ quyền trược, liền thì như vậy cùng thần vương chờ người đối mặt. Các ngươi là người phương nào, lại dám tự tiện xông vào thần điện? Lena Hoia lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nói ra, nàng nói lời nói là tiếng thông dụng nói, cũng chính là tiếng hoa. Tại mất tích trong đại lục, tiếng Anh loại ngôn ngữ này thông dụng một số. Nhưng Lena Hoia lại là hội tiếng hoa, nàng nhìn mấy người kia phục sức, liền biết nên dùng loại nào lời nói giao lưu. Và lại, là quân lúc đi vào đợi, cũng là nói tiếng hoa. Mất thích trong đại lục so sánh Tây Hoa, nhưng cũng có hoa hạ cái này một chi tồn tại, tỉ như ngày đó lăng lão tổ các loại. Lúc này, thần vương khẽ nhíu mày. Phu gia huynh đệ đại ca Vu hiền không khỏi đối thần vương cười khổ, nói ra, xem đi, chỉ cần là bắt tiểu tử này, ngoài ý muốn cũng là tầng tầng lớp lớp. Thần vương nói ra, một cái tiểu tiểu vị diện không gian, có thể có cái gì cường giả hắn lạnh lùng nhìn về phía lena hoia nói ra ngươi là nữ nhân bản vương không muốn cùng ngươi nhiều sinh chi tiết nhanh chóng tránh ra không phải vậy lời nói liền để ngươi cái xác không hồn thần vương có thể không phải là đồ háo sắc gì trông thấy lena hoia còn sẽ có thương hương tiếc ngọc hoặc là tâm hắn sự tình lena hoia tuy nhiên tính tình hiền lành rất nhiều nhưng ngạo cốt lại là trời sinh cái này thần vương ngôn ngữ thế mà như vậy cuồng ngạo trong nháy mắt, nàng ngạo khí cũng bị kích động ra tới. Có điều lúc này, là quân lại là lôi kéo Lam Tử Y cùng Kiều Ngưng lui lại, rất nhanh liền rời khỏi đại điện. Kiều Ngưng có chút không hiểu, nàng lui sau khi ra ngoài, nói ra, chúng ta lại hiện ra trận còn có thể giúp một tay nha, làm như vậy, chẳng phải là quá mức không nhân nghĩa. Là quân nói với Kiều Ngưng, người tốt sinh chăm sóc áo tím, ta muốn vận công khôi phục một ít gì đó. Ừm, Kiều Ngưng hơi hơi hiếu kỳ. La Quân trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, thụ ức quá lâu, hắn hiện tại muốn giết người. Sau đó, La Quân thì ngồi xếp bằng. La Quân tại mất tích đại lục có không gì sánh kịp ưu thế, cái kia chính là, hắn chính là toàn hệ ma pháp sư. Ngũ hành nguyên tố, hắn toàn bộ đều có thể thông hiểu đạo lý. Mà lại, La Quân sẽ còn hắc ám nguyên tố. Giáo thần Lena Hoia là mất tích trong đại lục trăm ngàn năm qua biết duy nhất ngũ hành nguyên tố người, nhưng nàng cũng sẽ không hắc ám nguyên tố la quân tại trong đầu bắt đầu bắt đầu minh tưởng hắn não vực trong nháy mắt liền bắt đầu lớn mạnh ngũ hành nguyên tố bao quát hắc ám nguyên tố tại hắn trong não vực hình thành một cái minh tưởng quang cầu cái này quang cầu càng lúc càng lớn ở bên ngoài lena hoia đã cùng thần vương chờ người nộp lên tay đồng thời lena hoia thủ hạ thập đại trưởng lão cũng cấp tốc chạy đến vu gia huynh đệ cấp tốc hóa thành thiên vô chi khí đem lena hoia vây lại thiên vu chi khí hung mãnh công sát. Thần vương chờ người chính là ứng đối những trưởng lão kia. Hiện trường bên trong, khí lưu bắt đầu cuồng bạo. ầm ầm toàn bộ thánh giáo đường ầm vang sụp đổ, hạt bụi, phế tích, bụi mù cuồn cuộn. Tại dạng này chém giết bên trong, Lena Hoia thủ hạ thập đại trưởng lão đã liên tục bại lui. Thập đại trưởng lão cũng là lợi hại ma pháp sư, nhưng lại so thần vương phải kém rất nhiều, mà lại bọn họ thi triển ma pháp, tốc độ chậm một chút thần vương cùng chúng đệ tử xuất thủ mau lẹ, không bao lâu thế mà đem thập đại trưởng lão giết hơn phân nửa, còn thừa lại bốn cái cũng là trọng thương một mảnh. Lena hoi a bọn người bay đến không chung. Trong bóng đêm, mọi người tranh đấu trói lọi, hít vào dẫn không ít dân chúng quan sát. Bọn họ rất ít có thể nhìn thấy đô thành bên trong, sẽ có người dùng ma pháp như vậy công kích thẩm tệ. Mà lại thánh giáo đường đều trong nháy mắt bị hủy diệt, đây là phi thường oanh động sự kiện. Lena A cấp tốc thi triển ra âm dương hỗn động đại pháp. Bên trên bầu trời, tầng mây dày đặc, tầng mây tại âm dương hỗn động đại pháp khống chế hạ, bắt đầu lôi quang lấp lóe, tụ tập. Phương viên 3000 mét tầng mây toàn bộ bắt đầu hình thành lốc xoáy, đó là một loại mạt nhật thiên tai cảnh tượng. Âm ầm, lôi quang không ngừng lấp lóe, sau đó âm dương giao nhau, oanh chém giết hướng vu nhà tứ huynh đệ, chém giết hướng thần vương cùng 11 mặt trời. Vô cùng vô tận lôi điện, tựa như là cuồn cuộn biển động không ngừng bổ giết tới lực sát thương càng là kinh người lena hoi a động thật giận nàng ma pháp lực vô cùng vô tận thi triển đi ra thần vương đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn lại là không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà cường hãn đến trình độ như vậy thần vương chờ người toàn bộ vận công tới hơn nữa còn có chút mệt mỏi ứng phó lôi điện dày đặc giao thoa điểm công kích toàn bộ ngay tại thần vương bọn người trên thân Lena hoi người trên không trung, chân đạp thủy hành nguyên tố hình thành thủy vân, tay nàng nâng thái vũ quyền trược, quần áo không gió từ trống, bay phất phới. Giờ khắc này Lena hoi quả nhiên là cực giống nữ thần tự do Athena. Ở vào thiên nguyên đế quốc trong vương cung, quốc phương kia già diệp nghe tiếng mà ra, khi hắn nhìn thấy bên trên bầu trời cảnh tượng này lúc, cũng là không khỏi kinh ngạc đến ngây người, nàng tu vi thế mà đến trình độ như vậy, trình độ như vậy trong tiếng nói ẩn chứa chấn kinh cùng huệ hoài, Thánh giáo đường ở trên trời nguyên đế nước sừng sững 300 năm không ngã, ngày hôm nay theo la quân đến, thế mà như vậy sụp đổ. Không biết bao nhiêu thánh giáo sĩ ở chính giữa chết oan chết uổng. Thánh giáo đường sụp đổ, cũng mang ý nghĩa một loại tín ngưỡng bị nghi ngờ. Lena Hoia rất là nổi nóng, sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn ra ngoài ý định, cũng như nói là tai bay vạ gió. Lúc này, Lena Hoia một người chiến thần vương chờ người, thế mà cũng là không rơi vào thế hạ phong. Nơi này không thích hợp, chúng ta đi trước." Thần Vương bỗng nhiên nói ra. Vu gia huynh đệ cũng biểu thị tán thành, bọn họ toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, phiêu nhiên mà ra. Lena Hoia cũng không truy kích, nàng tuy nhiên mặt ngoài chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế tình huống cũng không có tốt như vậy. Lena Hoia đã cảm giác được Thần Vương những người này, từng cái tu vi cao thâm, mà lại xuất thủ cực nhanh. Bọn họ thuật pháp cùng ma pháp hoàn toàn khác biệt nếu như lena hoia không sử dụng bực này cấm chú đại chiêu lời nói cùng bọn hắn bình đẳng động thủ nàng rất khó ứng phó nhiều người như vậy nhanh chóng ra chiêu nhưng là âm dương hỗn động cần thiết ma pháp lực quá cao quá kinh khủng lena hoia biết lại tiếp tục như thế nàng hội không kiên trì nổi trước cho nên lúc này lena hoia chỉ có thể thả bọn họ rời đi những người này rời đi lena hoia cũng mới hơi hơi thở phào Nàng nhìn về phía dưới chân cái kia một vùng phế tích, xinh đẹp mi đầu lại nhau đi xuống. La quân chờ người đương nhiên sẽ không bị giáo đường sụp đổ nghiền nát. Tại nguy hiểm thời điểm, bọn họ toàn bộ đều trốn vào phòng bị tu di bên trong. Đây là kiều ngưng tại vận hành, bởi vì Lam Tử Y cùng La quân đều tại vận công. Kiều ngưng đem Lam Tử Y cùng La quân ném vào phòng bị tu di bên trong, sau đó lại vận đại bằng kim xí nguyên thần, đem phòng bị tu di bảo vệ. Lena Hoya tuy nhiên không nhìn thấy La Quân chờ người, nhưng nàng ma pháp cao thâm, lập tức cùng ma pháp lực cảm giác, cấp tốc đem thánh trong giáo đường còn sống giáo sĩ toàn bộ đều cứu ra. Cùng ma pháp lực đến vận chuyển đổ nát thê lương. Kiều Ngưng cũng liền đi ra cùng Lena Hoya tụ hợp. Đa tạ thần tôn xuất thủ tương trợ, Kiều Ngưng trong tay mang theo phòng bị tu di, nàng nói với Lena Hoya. Lena Hoya cùng Kiều Ngưng là đứng tại một vùng phế tích phía trên, bốn phía còn có bụi mù tràn ngập những cái kia thụ thương giáo sĩ nhóm vô cùng thống khổ lena hoi nhìn về phía kiều ngưng nàng cũng không phải là lòng dạ hẹp hỏi người sau đó lại hỏi là quân đâu kiều ngưng nói ra đang vận công lena hoi gật gật đầu nàng nói tiếp ta còn muốn trước bận bịu một hồi đợi chút nữa sẽ cùng ngươi tỉ mỉ trò chuyện kiều ngưng nói ra rất xin lỗi đem nơi này biến thành dạng này không biết có hay không ta có thể giúp đỡ bận bịu địa phương không cần Lena Hoya nói ra. Kiều Ngưng thấy thế, liền lui qua một bên. Lena Hoya tiếp lấy liền bắt đầu thi pháp, nàng mặc niệm ma pháp chú ngữ, trong tay quyền trưởng vung lên, nhất thời, một trận tinh mịn mưa bụi đều đều rơi xuống. Mưa bụi rơi xuống, bụi mù đánh tan. Lena Hoya sau đó lại để cho những kỵ sĩ kia nhóm bắt đầu đem thụ thương giáo sĩ tụ tập cùng một chỗ. Thần trong giáo, trận này thánh giáo đường sụp đổ, chỉ là nện thương tổn một số phổ thông giáo sĩ nhưng những cao thủ kia, các kỵ sĩ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thủ thương giáo sĩ có hơn trăm tên, chết ước chừng chừng ba trăm tên. Cái số này có chút nhìn thấy mà giật mình đây. Cũng đều là bởi vì thiên mệnh chi vương mang đến điều xấu, đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn mệnh số. Lena Hoya đang giáo sĩ tụ tập tề về sau, liền bắt đầu thi triển quang minh ma pháp bên trong thánh quang trị liệu thuật. Sau đó thánh quang bao phủ, Bắt đầu vì giáo sĩ nhóm vết thương cung cấp khôi phục Lena Hoia nguyên khí cũng là tổn hao nhiều Nếu là chỉ cứu chữa cá biệt còn có thể trèo chống Nhưng bây giờ phải cứu trợ chừng 100 cái Nàng cũng là có chút cố hết sức Có điều Lena Hoia là cái mạnh hơn người Cũng là không nói một lời Nỗ lực trèo chống thánh quang trị liệu thuật Kiều ngưng ở một bên yên lặng nhìn lấy cái này thật mạnh nữ nhân Nàng cũng không biết nên nói cái gì Lena Hoia trơn bóng trắng như tuyết trên trán, xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi. Nàng sợi tóc dán cái chán, bị mồ hôi thấm ướt, thần thánh bên trong nhiều một tầng khói lửa. Kiều Ngưng cũng nhìn ra Lena Hoi A vất vả trèo trống, nhưng nàng lại là thật không biết làm như thế nào đi giúp Lena Hoi A. Cũng là vào lúc này, là quần trầm ổn thanh âm truyền đến, thần tôn, ngươi lại nghỉ ngơi, ta tới đi. Là quần theo phòng bị tu di bên trong đi ra, sau đó cũng thi triển ra thần thánh ánh sáng trị liệu thuật, hắn một tay nhô ra, quang mang kia phổ chiếu, tựa như ban ngày. Là quân ma pháp lực, mới thật sự là vô cùng vô tận. Lena Hoi A nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, nàng phảng phất trông thấy, cái kia ngang dọc mất tích đại lục, đệ nhất cường giả lần nữa buông xuống. Đây mới là trong mắt của nàng La Quân A. Lúc này La Quân, cùng lúc trước tựa hồ có sự khác biệt. Kiều Ngưng nhìn lấy La Quân, phảng phất trông thấy mãng hoang cảnh trong kia cái vô địch La Quân. Nửa giờ sau, giáo sĩ nhóm thương tổn đều không có gì đáng ngại. có điều mấy vị kia còn sống trưởng lão lại là thương tổn không nhẹ. tốt tại bọn họ còn có thể thông qua ma pháp tự mình trị liệu. lam tử y cũng theo phòng bị tu di bên trong đi ra. nàng nguyên khí lại không phải tùy tiện có thể khôi phục. về sau là quân lại vì lam tử y khôi phục nguyên khí. hắn thi triển không phải thần thánh phổ chiếu, bởi vì quan hệ ma pháp bên trong trị liệu thuật là nhầm vào ngoại thương đối với nội thương lại là có chút không đáng kể, là quân thì thi triển thủy hệ trị liệu thuật trung linh thủy thuật. Đây là đem thủy nguyên tố hồn tinh rút ra, sau đó cho Lam Tử Y ăn vào. Công phu này cũng có chút cùng loại với thanh mộc đế hoàng mưa, cũng có chút cùng loại với vân lôi nhi thánh quang phổ chiếu. Có điều la quân cũng chỉ có có thể tại thủy nguyên tố bên trong mới có bực này công phu, nếu là rời đi mất tích đại lục, hắn là không có biện pháp nào. Thủy nguyên tố rồi rào, thủy nguyên tố bên trong hồn tinh cũng là dư giả. Mà tại hắn thế giới bên trong, không có thủy nguyên tố, cũng tự nhiên không có dồi dào thủy chi tinh hồn. Tại bên ngoài bên trong, cái kia chạy trốn cũng không gọi thủy nguyên tố, mà chính là thủy phân tử. Thủy phân tử muốn ngưng tụ, phải cần điện sát chi tinh các loại này một ít phụ trợ thủ đoạn. Mà lại, thủy phân tử bên trong, thủy chi tinh hồn là rất lợi hại hy hữu. Đó là la quân không có cách nào quất lấy ra mà thủy chi tinh hồn đối với liệu nội thương là có ích lợi rất lớn, làm tử y hút vào loại nước này chi tinh hồn về sau, nàng não vực tế bào bắt đầu tham lam hút thu lại. Làm tử y cần thiết chất dinh dưỡng quá mức to lớn, cái này giống như là gia tộc cửa phách tư sản, một khi xuất hiện lỗ thủng, đây không phải là mười mấy ức thì có thể giải quyết, cho nên nàng liền xem như ăn thần đan, cũng là không quá mức tác dụng. Nhưng bây giờ lại khác, là quân cho nàng cung cấp chất dinh dưỡng cũng là to lớn vô cùng một tỷ tiền tài không được, cái kia 10 tỷ đô la Mỹ chúng hay không, không chúng lời nói lại đến 10 tỷ. Đây chính là tại mất tích trong đại lục, thuộc về La Quân Hùng Hậu Tư Bản. Lam Tử Y đang hấp thu thủy chi tinh hồn lúc, trong nội tâm nàng cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục La Quân Cường Hãn. Sau một tiếng, Lam Tử Y liền khôi phục toàn bộ nguyên khí. Lena Hoya tại thu thập tàn cục, nàng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, la quân đem lam tử y cùng kiều ngưng trước an đưa ở một bên sau đó hắn liền đến đến tản viên trung gian lena A bên cạnh thần tôn la quân nhẹ nhàng hô một tiếng lena A nhìn về phía la quân nàng mỉm cười nói ra tựa hồ ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ chọc rất nhiều phiền phức la quân không khỏi cười khổ nói ra lần này thật đúng là không phải chủ công động chọc những người kia đến từ một cái tên là chúng tinh điện thần bí môn phái Bọn họ tại đuổi bắt tất cả thiên mệnh người, mà ta là thiên mệnh chi vương, cho nên cũng là bọn hắn tất bắt mục tiêu. Lena Hoia gật gật đầu. La quân còn nói thêm, không có ý tứ, ta vừa đến đã đem nơi này làm thành cái dạng này. Lena Hoia nói ra, giữa chúng ta, không nói những thứ này được không? Nàng hơi hơi nhào nhíu mày, tựa hồ không quá ưa thích la quân dạng này khách sáo. Tại Lena Hoia tâm lý, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, tại nàng nguy nan nhất thời điểm. Là La Quân cứu nàng. Mà lại, La Quân còn đem thái vũ quyền trượng cho nàng. Càng mấu chốt là, tại La Quân rời đi thời điểm, hai người cái kia một hôn vĩnh viễn ghi khắc tại Lena A tâm lý. La Quân nói ra, mặc dù nói những thứ này rất lợi hại khuôn xáo cũ, nhưng là trong lòng ta thật sự là rất xin lỗi. Ta thật là phiền phức tinh, đi tới chỗ nào thì cho chỗ nào mang đến tai nạn. Hắn nói ra, ta lần này là cùng đường mặt lộ chỉ có đến cùng đường mặt lộ thời điểm, người mới sẽ muốn đến nơi này của ta sao? Lena hoi a từ tốn nói, trong giọng nói của nàng nghe không ra bất kỳ buồn vui tới. La quân hơi hơi thở dài, nói ra, người không hiểu loại cảm giác này. Lena hoi a nao nao, nàng nghiêm túc nhìn La quân liếc một chút, nói ra, người tựa hồ kinh lịch rất nhiều thứ. La quân nói ra, không nói những thứ này, thần tôn, nhìn ngươi bộ dáng nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, Ta trước giúp ngươi khôi phục nguyên khí đi. Lena Hoia nói ra, tốt. Sau đó, Lena Hoia ngồi xếp bằng. La quân lại lần nữa thi triển ra linh thủy thuật. Một giờ sau, Lena Hoia nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Nàng từ tốn nói, ta chưa bao giờ thấy qua công lực thâm hậu đến ngươi loại tình trạng này. Cường độ như thế vận công, lại không gặp người có bất kỳ không đủ lực. La quân cười một tiếng nói ra đây cũng là bởi vì mất tích đại lục đối với ta được trời ưu ái đi đêm tối cuối cùng sẽ đi qua bình minh tiến đến vương cung bên kia cũng phái binh lính trước đến giúp đỡ lena hoia khắc phục hậu quả lena hoia làm theo mời la quân cùng lam tử y còn có kiểu ngưng đi một cái khác giáo đường bởi vì thần giáo tại đô thành bên trong không có khả năng thì một cái giáo đường cái kia một cái khác giáo đường tại đô thành phía đông tuy nhiên không bằng bị hủy thánh giáo đường rộng rãi nhưng cũng coi như rất không tệ. Thánh giáo đường bị hủy, về sau tự nhiên vẫn là muốn trọng kiến, nhưng đây đều là nói sau. Ở đây trong giáo đường, là quân bọn họ đều được an bài gian phòng vào ở. Bữa sáng cũng là thơm ngào ngạt, có sữa bò, bánh mì, còn có y phấn, bò bít tết. Cái này giáo đường chỗ chỗ ngồi lược vắng vẻ, nhưng cũng rất là trống trải, bên ngoài có xanh đậm mặt cỏ. Vừa mới vào xuân, buổi sáng vẫn còn có chút lạnh lẽo lúc nói chuyện nhiệt khí lao nhanh nhưng lại rất nhanh tiêu tán trên không trung lam tử y cùng kiều ngưng đến nơi đây cũng coi là hơi hơi thở phào giáo đường đằng sau cũng là mặt cỏ lam tử y đứng tại trên bãi cỏ gió sớm quét tới phải áo bay múa người ấy đáng yêu la quân cùng kiều ngưng đi vào lam tử y bên người đang suy nghĩ gì la quân nhìn về phía nơi xa trời xanh mây trắng mấy ngày nay gặp gỡ biến hóa đến bây giờ mây trôi nước chảy, cũng là thực làm cho lòng người sinh cảm khái, cũng không khỏi thổn thức một phen. Lam tử y nói ra, không có suy nghĩ gì, cũng là ngẩn người. La quân khẽ cười khổ, nói ra, người đại khái có rất ít chật vật như vậy thời điểm đi. Lam tử y nói ra, người luôn luôn cao cao tại thượng, không dính khói lửa lại có cái gì tốt. Ta trung quy vẫn là người, chẳng lẽ thật sự coi chính mình là cao cao tại thượng thần. Kiều ngưng nói ra, ngài đem thế sự nhìn rất là thấu triệt, làm Tử Y mỉm cười. nàng nói tiếp, chuyện này còn không tính hoàn tất. ta biết là quân ngươi ở chỗ này có được trời yêu ái yêu thế, nhưng là người có yêu thế, không có nghĩa là chúng tinh điện học không được. cho nên chúng ta vẫn không thể phớt lờ. là quân nói ra, người nói là, làm Tử Y nói ra, cho nên từ giờ trở đi, ngươi vẫn là dạy một chút ta cùng Kiều Ngưng liên quan tới nơi này ma pháp vận dụng đi là quân nào nào hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có dạy lam tử y cùng kiều ngưng một ngày này nhưng là đây cũng là nhất định phải dạy mất thích trong đại lục ngũ hành nguyên tố rồi rào vô cùng đây là liên tục không ngừng hùng hậu lực lượng nhất định phải học biết vận dụng mới có thể gia tăng bên này phần thắng cho nên là quân gật gật đầu sau đó là quân trước hết trách nhiệm lam tử y cùng kiều ngưng ma pháp thiên phú trách nhiệm xuống tới về sau Lam tử y rất là không tệ, có thể trưởng khống tam hệ ma pháp, theo thứ tự là quang hệ, thủy hệ, thổ hệ. Kiều ngưng hơi hơi kém một chút, nắm giữ hỏa hệ cùng mộc hệ. Mất thích đại lục là tư nguyên hùng hậu không giả, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều có thể vận dụng. Có thể giống la quân như vậy trưởng khống toàn hệ ma pháp, nhưng nói là gần như không tồn tại. Lam tử y cùng kiều ngưng đều là cao thủ, theo các nàng, ma pháp cũng là lực lượng. Các nàng muốn học không phải ma pháp chú ngữ, mà là như thế nào vận dụng loại lực lượng này. Vạn pháp giống nhau mà. Cho nên bọn họ hai người vào tay cũng là rất nhanh. Làm tử y tại đều cái vị diện không gian cũng có thể xưng hùng, đến mất tích đại lục, cũng không có liền bị làm hạ thấp đi đạo lý. Kiều ngưng tự nhiên cũng không phải người yếu. Hai người bọn họ tu luyện tiến triển, nhanh vô cùng. Cái này cũng đại biểu cho, chúng tinh điện đám kia cao thủ, đồng dạng cũng có thể có nhanh như vậy tiến triển la quân tại chờ lấy bọn họ đến hắn lúc này cho dù là cái kia tinh chủ đến hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ chỉ là cái kia tinh chủ nếu như cũng đem mất tích đại lục quy tắc hiểu thấu đáo chỉ sợ cũng không dễ ứng phó la quân âm thầm nghĩ đến tại mất tích trong đại lục la quân cùng kiều ngưng không tiếp tục chế tạo hắn vi mô phân tử cho nên thần vương đám người kia muốn tìm đến cũng không quá khó thậm chí la quân cũng không muốn chờ bọn hắn tìm đến cùng chờ bọn hắn tìm đến chúng ta không bằng dương mi thổ khí tìm tới bọn họ đi đem bọn hắn cho giết La Quân tại một ngày sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt hắn sát khí đằng đằng nói với Lam Tử Y Lam Tử Y nao nao sau đó cười một tiếng nói ra có thể a à. La Quân liền lại đi tìm Lena Hoi a à. Lena Hoi a à, tự nhiên là ăn nhịp với nhau sau đó La Quân thì dựa vào Thái Vũ Quyền Trượng đến tìm kiếm Thần Vương những người kia tồn tại mất tích trong đại lục, hỗn độn chi khí cũng không thể cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí dung hợp. Là quân cũng rất khó lưu lại cho mình một số chân thực vĩnh tồn lực lượng. Tỷ như cái kia thủy chi tinh hồn, chỉ có thể liệu thương. Lại không thể đơn độc đến lái phát ra tế bào tới. Đây là mất tích đại lục một loại ràng buộc. Nếu như trong này lực lượng có thể trở thành vĩnh hằng lực lượng, có thể khai phát tế bào. Như vậy trên cái thế giới này, không biết có bao nhiêu đại thần thông giả muốn tới nơi này tu luyện. Cái kia còn cần đi đau khổ như vậy lính hội tìm đan A. À. Là quân có thể nói là mất tích đại lục chúa tể chi thần. Hắn y thơ vũ quyền trượng xem mất tích đại lục mỗi một tấc không gian. Rất nhanh, là quân thì tìm kiếm được thần vương đám người kia chỗ. Là tại phía nam A ti trên núi. Cái kia A ti sơn mạch liên miên ngàn dặm. Phía trên che kín đá hoa cương, nham thạch đường vân rõ ràng, khe rãnh thọc sâu. A ti sơn hải nhổ rất cao, xa xa nhìn cái kia núi cao nhất mạch, lại cũng trải qua thẳng nhập đến trong mây xanh đi. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời diễm lệ. A ti núi một chỗ rộng lớn khu vực, thần vương, phu nhà tứ huynh đệ, còn có cái kia 11 mặt trời đều tại tu luyện. Bọn họ cũng đã phát giác được cái này mất thích đại lục chỗ lợi hại. Bọn họ không tin một cái Lena Hoia có thể lợi hại đến nước này. Cho nên cũng đã biết, trong này khẳng định có chút bí quyết. Những người này đều là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh, lập tức cũng liền cảm ứng được cái kia hùng hồn nguyên tố chi lực. Cho nên bọn họ lập tức bắt đầu tu luyện. Cái này liên tiếp 5 ngày đi qua, mấy người tu vi đã trên diện rộng tăng trưởng. Đương nhiên, loại tăng trưởng này chỉ là nhằm vào mất tích đại lục nơi này tới nói. Tu vi chân chính không có khả năng ở chỗ này tăng trưởng. Pháp lực là tăng trưởng, nhưng tế bào não khai phát lượng không có tăng trưởng. Rời đi mất tích đại lục tăng trưởng pháp lực cũng tự nhiên sẽ bởi vì mất đi nguyên tố chi lực mà biến mất. Hô! Thần vương Apollo thở ra một hơi thật dài đến, hắn nhìn về phía bên người Vu Hiền. Vu Hiền tứ huynh đệ cũng mở to mắt. Mười một mặt trời đồng dạng cũng là. Chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài, tinh chủ đã đối chúng ta có bất mãn. Chúng ta vẫn là muốn mau mau đem la quân bọn họ bắt về chúng tinh điện mới là. Thần vương nói như vậy. Vu Hiền cũng gật gật đầu, nói ra, không sai. Các ngươi muốn bắt ta, ta tới. Đúng lúc này, là quân thanh âm truyền đến. Cái kia chân trời xuất hiện tứ đạo trưởng hồng, sau đó, là quân cầm đầu, hắn mang theo tam nữ xuất hiện tại thần vương các loại người trước mặt. Thần vương cả đám người bị kinh ngạc, cũng liền lập tức đứng dậy nghênh địch. Là quân đứng tại phía trước nhất, hắn thì như vậy lạnh lẽo nhìn thần vương Apollo. Thần vương cũng nhìn chăm chú La Quân, bọn họ bên này tự nhiên là kinh ngạc, kinh ngạc la quân cái này người liên can thế mà còn dám chủ động tìm tới cửa. Động thủ, thần vương lạnh giọng nói ra. Lúc này, nơi đó còn có cái gì tốt khách khí cùng nói nhảm, hết thảy đều đánh rồi mới biết đi. Giờ này khắc này la quân, đã không cần phải mượn bất kỳ pháp bảo nào. Thiên địa pháp tướng, bản mệnh đại kim đan, la quân vừa ra tay thì tuyệt bất sung tình. Cái kia to lớn kim sắc đan cầu xuất hiện, tựa như một quả đỏ rực thái dương. Cái này bản mệnh kim đan chính là la quân lĩnh hội thái vũ quyền trược, sau đó đối vũ trụ quy tắc chỗ suy nghĩ ra ảo nghĩa, bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, tinh thần, cảm động. Đại kim đan vừa ra, cũng không hề quá mức nóng rực. Đi, la quân đại thủ đẩy, bản mệnh đại kim đan lập tức oanh sát hướng thần vương một đoàn người. Hắn là toàn diện công kích, lực lượng một người công kích một nhóm người này. Oanh, thần vương là thủ đương sông, hắn lập tức cũng cảm giác được cái này lóa mắt đại kim đan oanh sát mà đến. Cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất đã không thể động đậy. Hắn cảm nhận được vô cùng vô tận uy nghiêm, hắn cảm giác được đại kim đan bên trong ẩn chứa loại lực lượng kia sự khủng bố. Đó là bẻ gãy nghiền nát. Đại kim đan đến quá nhanh, cho dù là thần vương cũng không có cách nào tránh thoát, hắn chỉ có đón đỡ. Thần vương tung hoành vô địch, tự nhiên cũng không phải dễ dàng. Tại đại kim đan oanh sát mà đến, trước mắt hắn chỉ có lóa mắt kim quang lúc, ngay tại cái kia một cái trước mắt, hắn một trưởng vỗ ra. Trường lực đánh ra, thần vương biểu lộ ngưng trọng mà thành kính, hắn thậm chí nhắm mắt lại. Vô ngã vô tướng, vô tướng trưởng. Oanh! Thần vương một trưởng vỗ tại đại trên kim đan, trong bàn tay hắn trùng sát ra hung mãnh tuyệt luân pháp lực, những pháp lực này bên trong ẩn chứa tinh thần ảo nghĩa, không ngừng tan giã thiên địa pháp tướng lực lượng cùng đạo lý nhưng đại kim đan đạo lý bao hàm vạn vật, không ngừng biến hóa, lại không phải vô tướng trưởng chỗ có thể giải quyết. ầm um, Cuối cùng, thần vương thân thể bỗng nhiên bị đại kim đan đánh bay ra ngoài. Thần vương mượn bắn ra chi lực, đã trên không trung đứng vững. Hắn là đứng tại hắn chính mình nguyên thần phía trên. Lục cực hồng hoang đạo, thần vương không nói hai lời, tế ra hồng hoang thần đỉnh. Thiên đạo, nhân đạo, thần đạo, tiên đạo, quỷ đạo, yêu đạo, lục đạo thần kiếm ngang dọc ngàn mét sau đó chính là hướng phía cái kia đại kim đan oanh sát mà đi ầm ầm mặt đất đá hoa cương bị nổ bể ra đến lục đạo thần kiếm quang mãnh liệt hướng phía đại kim đan chém giết mà đến lục cực hồng hoang đạo mỗi một đạo lực lượng cùng ảo nghĩa đều là thâm thúy mà khủng bố lục đạo cùng một chỗ oanh sát trong nháy mắt thì chạm tại đại trên kim đan mà lại lúc này lục đạo rốt cục hợp nhất vô cùng lôi quang kiếm quang liền quấn quanh ở đại trên kim đan. Đại kim đan mặt ngoài che kín lôi điện kiếm quang, đồng thời, đại kim đan điên cuồng xoay tròn, đùng đùng sao không dứt tốt không khủng bố. Cùng lúc đó, Lam Tử Y cũng cùng Vu nhà Tứ huynh đệ giao thủ với nhau. Lúc này Lam Tử Y chính là trạng thái toàn thịnh, không sợ chút nào cái này Vu nhà Tứ huynh đệ. Kiều Ngưng làm theo mang chiến nô cùng Lena Hoia đối phó Huyền Âm cái kia thập nhất kim ô lên. Song phương chém giết mãnh liệt, mà lại mỗi người khai mở chiến trường lam tử y cùng vu nhà tứ huynh đệ bay đến không trung cái kia bốn đạo thiên vu chi khí thu nạp nguyên tố chi lực càng thêm hung mãnh lam tử y cùng ngũ sắc thần quang mấy lần đem bọn hắn công kích vung mở đồng thời lam tử y thỉnh thoảng phản kích tại cùng vu nhà tứ huynh đệ chiến đấu lên lam tử y không chỉ có không rơi vào thế hạ phong ngược lại đem cái này tứ huynh đệ bước liên tục lùi về phía sau Lena Hoia dựa vào thái vũ quyền trưởng cùng kiều ngưng phối hợp, cũng là đem thập nhất kim ô ngăn chặn. Lena A vốn là mất tích trong đại lục tuyệt đỉnh trí tôn nhân vật. Lúc này, là quân cảm giác được bản mệnh kim đan đang bị lục đạo công kích, lục đạo, mỗi một đạo đều có một loại lực lượng áo nghĩa, lục đạo hợp nhất về sau, liền đem tầng tầng đạo lý, ảo nghĩa cùng pháp lực lại đại trên kim đan nổ tung. Mà la quân đại kim đan bên trong, cũng tản mát ra vô cùng tận pháp lực, đạo lý đảo ngược nổ tung. Thần vương lúc này pháp lực đại tăng, cũng là không ngừng cho hồng hoang thần đỉnh cung cấp pháp lực, cũng là cuồn cuộn không dứt. Là quân càng là liên tục tụ tập pháp lực phản công. Phá, là quân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Oanh, bản mệnh kim đan đem cái kia tầng ngoài lôi quang kiếm ý toàn bộ nổ tung thành phấn vụn. Đồng thời, là quân vận đủ pháp lực, cái kia đại kim đan oanh một tiếng hướng hồng hoang thần đỉnh đụng giết đi qua. Thần vương bị kinh ngạc, hắn không kịp nghĩ kỹ, cũng là bạo giống một tiếng, vận đủ pháp lực, thúc đẩy hồng hoang thần đỉnh hướng đại kim đan đụng giết mà đi. Hồng hoang bên trong chiếc thần đỉnh núi non sông suối, tất cả ảo nghĩa tinh thần, lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Cái kia hồng hoang thần đỉnh đột nhiên biến lớn, đại như là một tòa núi nhỏ, liền thì như vậy hướng phía đại kim đan đụng giết đi qua. Là quân ngưng thần, cũng chợt quát một tiếng đại, cái kia đại kim đan đột nhiên quang mang vạn trượng lên, cũng biến thành theo to bằng núi nhỏ. Âm âm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hồng hoang thần đỉnh đột nhiên liền bị nổ tung thành vô số toái phiến, cái kia bên trong chiếc thần đỉnh tinh hồn, phần tử chờ một chút bay múa đầy trời lên. Thần vương hãi nhiên thất sắc, hắn cảm thấy cái này đại kim đan quả nhiên là lợi hại đến vô biên tình trạng, quả thực cũng đã là không gì không phá. Là quân tay vừa lộn, đại kim đan biến thành bình thường lớn nhỏ, lần nữa lại hướng Thần Vương đụng giết đi qua. Thần Vương hít sâu một hơi, hắn đột nhiên lần nữa tế ra một món pháp bảo. Cái kia lại là một đạo thánh chỉ bộ giáng đồ, vật. Pháp bảo này gọi là Thông Thiên Hà Muốn. Thu, Thần Vương một chỉ điểm ra. Nhất thời, cái kia Thông Thiên Hà Muốn đột nhiên vô hạn biến lớn, mà lại Hà Đồ bên trong Thông Thiên Hà cũng liền sống tới. Bên trong nước sông róc rách, tuôn trào không ngừng. Đại Kim Đan trong nháy mắt liền tiến vào đến Thông Thiên Hà bên trong. Thật sự là một con sông, Đại Kim Đan tiến vào Thông Thiên Hà bên trong về sau, đây là La Quân cảm giác đầu tiên. Hắc, La Quân khẽ quát một tiếng, liền muốn muốn đem Thông Thiên Hà đánh xuyên, mà lúc này, Thần Vương cũng thi triển pháp lực lên. Hắn vận chuyển Thông Thiên Hà nước sông, cái kia nước sống mãnh liệt xoay tròn, vô cùng lạnh sát khí hướng Đại Trong Kim Đan trùng sát mà đi. La Quân mấy lần muốn muốn xông ra thông thiên hà, đều bị loại này hàn sát lốc xoáy cản trở về. Thông thiên hà bên trong tất cả nước sông đều tại chiều lấy đại kim đan đánh tới. Cái kia thông thiên hà bên trong, trong lúc nhất thời sóng lớn đập sóng, được không dọa người. Thông thiên hà muốn lợi hại phi phàm, cả một đầu tự nhiên dòng sông tăng thêm thần vương pháp lực, thế mà thì thật đem La Quân bản mệnh kim đan khắc chế. La Quân mấy lần muốn phấn khởi, nhưng đều thất bại những thứ này thường cổ nhân vật quả nhiên không phải mất tích trong đại lục những lão ma đó có thể so với la quân ám đạo cái này bản mệnh kim đan chính là la quân pháp thuật ảo nghĩa tinh hoa vị trí lúc này hắn hơi động một chút sau đó bản mệnh kim đan tại thông thiên hà bên trong bắt đầu tán đi thần vương nao nao la quân cái phản ứng này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì thông thiên hà tuy nhiên khắc chế đại kim đan nhưng đại kim đan còn chưa tới bị thua cấp độ a vì cái gì ra hỏa này lại đột nhiên tán đi đại kim đan đâu. Thần vương có chút không hiểu, bất quá hắn rất nhanh cũng liền lý giải. Ngôi sao lốc xoáy, la quân lần nữa thi triển ra mới chiêu. Bản mệnh đại kim đan cùng la quân pháp lực liên thông cùng một chỗ, liền tại cái kia thông thiên hà bên trong kịch liệt quấy động. Thông thiên hà bên trong phiên vân phúc vũ, sóng lớn lăn lộn. Tinh quang, điện xà điểm điểm, toàn bộ rơi vào đến dòng sông bên trong, sau đó, đại bộ phận dòng sông bị cuốn vào đến trên không. Oanh! Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, Thông Thiên Hà muốn đột nhiên nổ bể ra đến, giống như là biển gầm hồng thủy liền lan tràn đi ra, tại cái này A ti trên núi cuồng bạo cọ rửa lên. La Quân rốt cục phá thần vương Thông Thiên Hà muốn. Giờ này khắc này, thần vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác được hắn càng ngày càng khó cùng ngăn chặn La Quân. "Chúng ta đi!" Thần vương hét lớn một tiếng hắn cảm giác được không ổn, phu nhà tứ huynh đệ bị lam tử y đánh thẳng phải gọi khổ liên tục, lam tử y như thế nào dễ sống chung đây? lena hoi a cùng kiều ngưng cũng đem thập nhất kim ô áp chế đến lui có điều khí tới, thần vương hô đi, la quân chợt quát một tiếng, nói ra, hôm nay toàn bộ các người cũng đừng hòng đi. sau đó, tại thần vương vừa muốn rời khỏi thời điểm, la quân hư không xuyên qua, liền xuất hiện tại thần vương trên không, hắn đột nhiên nhất trưởng đè xuống. Cái này phổ thông nhất trưởng bên trong ẩn chứa pháp lực cùng ảo nghĩa lại là để thần vương kêu khổ liên tục. Oanh! Thần vương đón đỡ là quân nhất trưởng, sau đó hắn thân thể mạnh mẽ chấn, hướng xuống rơi xuống. Là quân lập tức đuổi theo, hắn bản mệnh đại kim đan lại tế ra đến, liền thì như vậy hướng thần vương oanh sát mà đi. Trong nguy cơ, thần vương hai tay liền kết pháp ấn, hắn pháp lực mãnh liệt tới cực điểm. Xoát một chút, không gian vặn vẹo lên, vốn là mới 5 mét khoảng cách, đột nhiên ngay tại không gian trùng điệp bên trong xuyên toa ra ngàn mét xa cái này chính là thần vương thủ đoạn cái này thượng cổ nhân vật cái kia có thể không có điểm việt chiêu thừa dịp cái này lỗ hổng thần vương không lo được hắn xoay người bỏ chạy hắn cũng là bảo mệnh quan trọng quả thực không lo được người khác chết sống la quân trong nháy mắt thu hồi bản mệnh kim đan cũng liền không đúng thần vương theo đuổi không bỏ chạy thần vương vậy liền giết người khác mà đi là quân đem bản mệnh đại kim đan tế ra oanh một tiếng mãnh liệt hướng phía Vu nhà tứ huynh đệ Thiên Vu chi khí đánh giết tới ầm ầm đại kim đan tiến vào phạm vi công kích về sau Vu nhà tứ huynh đệ cấp tốc tản ra tiếp lấy lại cùng Thiên Vu chi khí quấn chặt lấy đại kim đan này Thiên Vu chi khí ăn mòn lực mạnh chỗ nào cũng có liền đang bay nhanh thôn vệ la quân bản mệnh kim đan là quân hơi kinh hãi hắn lại thi mạnh pháp oanh bốn đạo thiên vu chi khí lập tức liền bị nổ bể ra tới. Cái kia tứ huynh đệ trên không trung cấp tốc thì hướng bốn phương tám hướng chạy vội ra ngoài. Bọn họ nơi đó còn dám ham chiến A, bảo mệnh quan trọng. Làm tử y lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, tiếp lấy nhất trưởng khắc ở vu gia lão tam trên đầu. Phanh, vu gia lão tam chết thảm tại chỗ. Là quân lại là cùng đại kim đan oanh sát, trong nháy mắt tướng vu gia lão hai cũng cho giết thành cặn bá mà Vu Hiền thì cùng Vu gia lão tứ bỏ mạng chạy trốn, may mắn đào thoát ra ngoài. Về phần cái kia thập nhất kim ô, là quân cùng Lam Tử Y chiến đoàn, trong nháy mắt liền đem giết cái bảy tám phần. Sau cùng chỉ có Huyền Âm, Huyền Tuyết, Huyền Tịnh ba người chạy đi. Còn lại mặt trời, toàn bộ đều chết ngay tại chỗ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thông Thiên Hà Hồng Thủy cũng toàn bộ vào tới phía dưới núi, xa xa xem xét, dưới núi cũng thành minh mông biển lớn, có điều hồng thủy này cuối cùng vẫn là hội phân tán, phân tán đến cảng núi xa hơn phía dưới. Là Quân lúc này trong lòng cũng biết, hắn mất đi giết chết thần vương cùng vu hiền cơ hội. Nhưng là cũng không có cách, nếu như vừa rồi không quyết định thật nhanh, có thể sẽ để bọn hắn đào tàu càng nhiều. Cái này theo bắt cá một dạng, lưới không có như vậy nhà tù, cái kia cũng sẽ không thể một mẻ hốt gọn. Đừng quản chạy ra lưới, trước đem tại trong lưới bắt lại liền tốt. La quân sau đó thì nói với Lam Tử Y, bọn họ đã rời đi mất tích đại lục. Một khi rời đi, là quân mấy người cũng thì mất đuổi theo giết tư cách. Lam tử y nói ra, chúng ta tuy nhiên tại một trận chiến này giết mấy người, nhưng này thần vương cùng vu gia huynh đệ chi thủ đô còn sống, bọn họ cũng không có thương cân động cốt. Chỉ sợ không lâu, bọn họ hội mang theo viện binh tới. Là quân biết Lam tử y nói là sự thật, chúng tinh điện cường hãn vô cùng, viện binh vô cùng vô tận, cái kia đúng là cái đại phiền toái. Lena Hoia nghe vậy chi rồi nói ra, bọn họ có viện binh, chúng ta cũng có viện binh. Là quân người cùng thiên lăng lão tổ không là có chút quan hệ a. À. Là quân nói ra, thiên lăng lão tổ không thích lẫn vào đến những chuyện này lên, ta vẫn là không đi tự chút nhục nhã. Ngược lại là thần tôn người bên này, còn có bao nhiêu lực lượng có thể vận dụng? Cao thủ ngược lại có không ít, nhưng là có thể theo cường giả như vậy địch nổi, cơ hồ không có. Lena Hoia nói ra. Vương cung bên kia, La Quân tiếp tục hỏi Lena Hoi A không khỏi cười khổ nói ra: Thần giáo tuy nhiên cùng vương cung luôn luôn hòa thuận, nhưng các người phải biết nếu như không phải bất đắc dĩ, vương quyền nơi đó có thể chứa đựng thần quyền. Ta không đi tìm vương cung quốc vương hỗ trợ ngược lại thôi. Một khi mở miệng, bọn họ không chừng ở sau lưng làm xảy ra chuyện gì tới. La Quân nghe vậy, nhưng cũng không bi quan, hắn nói ra: Cái kia thật cũng không sửa tình ta vốn cũng không có trông cậy vào có thể tìm người hỗ trợ, chỉ cần là tại cái này mất tích trong đại lục, không nói giết địch, chúng ta năng lực tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, hiện tại để cho ta thống khoái nhất nói, ta có thể vô sở cố kỵ, không lại dùng lo lắng kiểu ngưng cùng La Quân các người hội bị bắt lại hoặc như thế nào. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hiện tại ta mới là quân chủ lực. Lam Tử Y nhìn về phía La Quân nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng thần thái nàng phát hiện lúc này la quân càng là tràn ngập nói không nên lời mị lực nguyên lai trong lúc vô tình tiểu gia hỏa này đã tiến bộ đến nước này dạng này hắn rất không tệ mà thông qua đánh với thần vương một trận la quân lòng tin hoàn toàn khôi phục có điều la quân cũng ý thức được những ngoại giới đó ngang dọc thần thông đại năng không phải cái này mất thích trong đại lục những đế thích thiên đó bàn dạng này thượng cổ lão ma có thể so sánh Đế Thích Thiên bọn họ tại cái này mất tích trong đại lục là có nhất định tính hạn chế. Mà ở bên ngoài, muốn ngộ ra pháp lực, thành tựu vô thượng thần thông, cái kia gian khó hơn nhiều. Ngoại giới tu luyện, tàn khốc vô cùng. Mà mất tích trong đại lục, tựa như là nhà ấm bông hoa, tư nguyên phong phú, cho nên ngoại giới thần cùng mất tích trong đại lục thần là có bản chất khác nhau. Tựa như Lena Hoia, nàng là giáo thần, nàng tại mất tích trong đại lục tu vi siêu thần nhưng là nàng căn bản không có đi ra mất tích đại lục tiền vốn. Ra mất tích đại lục, nàng bất quá chỉ là cái mỹ lệ nữ nhân bình thường, nàng hội từ thần đàn hoàn toàn rơi xuống. Về sau, là quần tại chết đi vu nhà hai huynh đệ, còn có mấy cái kia mặt trời trên thân tìm tới phòng bị tu di. Sau đó mới cùng Lena Hoi bọn họ trở về Đô Thành. Trở lại giáo đường về sau, là quân bắt đầu xem xét những người kia phòng bị tu di bên trong có cái gì tốt bảo bối. Mà lại, cũng thật là có không ít bảo bối, pháp bảo. Bất quá, tránh thức để la quân để mắt vẫn là một kiện gọi là thâu thiên trảo pháp bảo. Còn lại pháp bảo, cũng là bất phàm, có điều cũng không có quá mức xuất sắc, la quân đem cái kia tầm 10 kiện bảo bối toàn bộ trở mình một cái phóng tới chính mình phòng bị tu di bên trong. Hắn hiện tại cũng là pháp bảo quá nhiều, về sau, hắn liền sẽ đem những thứ này pháp bảo câu thông, sau đó chuẩn bị làm bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, La Quân cũng biết, hoàn toàn dựa vào pháp bảo cũng không phải là trường cửu chi kế. Hắn đầy đủ cảm nhận được, chỉ có chính mình công pháp, pháp lực mới thật sự là chiến thắng pháp khí. Tỷ như tại cái này mất tích trong đại lục, hắn chiến thắng thần vương, nhưng liền không có dựa vào pháp bảo đây. Là quân cầm thâu thiên trảo, tiếp xuống phải đi tìm một chuyến lam tử y. Buổi chiều nhật quang rất là nhu hòa, ngoài cửa sổ mặt cỏ bị long lanh buổi chiều nhật quang chỗ chiếu rọi, như thế phong cảnh nhìn làm say lòng người. La Quân xuyên qua giáo đường hành lang đi vào Lam Tử Y trước gian phòng mặt. Lam Tử Y đang ngưng thần vận công, La Quân vừa đến, nàng cũng liền đình chỉ luyện công. Thế nào, lại gặp nạn đề, Lam Tử Y nhìn lấy La Quân tiến đến, liền cười hỏi. Gian phòng kia trang nhã mà trắng noán, Lam Tử Y một thân váy tím, liền thì khoanh chân ngồi ở trên giường. La Quân mặc màu đen dậy bào, nhìn lại là có chút phiêu giật. Hắn đến nơi đây, khẳng định là muốn nhập ra tùy tục, liền xuyên bên này y phục. Ngược lại là Lam Tử Y cùng Kiều Ngưng tốt rất lợi hại, một thân váy dài, đi khắp bất luận cái gì không gian thời đại, cũng sẽ không khiến người ta cảm giác cho các nàng mặc một loại khác thường. La Quân cười một tiếng, hắn cũng không đóng cửa, dù sao không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn tại trước bàn ngồi xuống, sau đó nói, người mãi mãi cũng là chăm chỉ như vậy luyện công sao. Lam Tử Y nói ra, cái kia thật không có, chẳng qua là đối với nơi này nguyên tố chi lực còn có chút hiếu kỳ, cho nên nhiều thể ngộ một chút. La quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, ngươi nhìn cái này thâu thiên trảo, đây là theo vu gia lão hai trên thân tìm ra. Về phần La Quân vì cái gì biết pháp bảo tên gọi Thâu Thiên Chảo, lại là bởi vì Thâu Thiên Chảo chính là có linh chi vật, La Quân đem khuất phục về sau, tự nhiên cũng đã biết lai lịch. Lam Tử Y tiếp nhận Thâu Thiên Chảo, tường tận xem xét sau một lúc, nói ra, pháp bảo này rất không tệ, người có cái gì khác nghi hoặc sao? La Quân nói ra, ta vừa rồi dùng pháp lực cảm giác một phen, cảm thấy cái này thâu thiên chảo mặc dù không tệ, nhưng là tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Lam tử y không khỏi nhìn nhiều La Quân, nói ra, nghĩ không ra người tới nơi này, không chỉ là tu vi tăng vọt, liền kiến thức cũng tăng trưởng cái này rất nhiều. Thế mà có thể nhìn ra cái này thâu thiên chảo cũng không hoàn chỉnh. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, người đây coi như là đang khích lệ ta, vẫn là tổn hại ta. Lam Tử Y cười một tiếng, nàng nói ra, cái này Thâu Thiên Trảo chính là Huyền Quang Động Thiên Phù đồ bên trong một kiện bảo bối. Huyền Quang Động Thiên Phù đồ? La Quân không hiểu. Lam Tử Y nói ra, đại khái ngươi là không biết Huyền Quang Động Thiên Phù đồ. Tại thượng cổ lúc sau, Huyền Quang Động Thiên Phù đồ là có thể miểu sát đại thần thông thần khí. Huyền Quang Động Thiên Phù đồ bên trong có 33 kiện chí bảo, cái này 33 kiện chí bảo toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau hình thành huyền quang động thiên phù đồ mà thâu thiên trảo cũng là huyền quang động thiên phù đồ bên trong một kiện trấn thiên hoàn cái thiên luân diệt thiên kiếm bá thiên đao thông thiên kiều vinh thiên trạc thâu thiên trảo phong thiên tỏa đạo thiên thê băng thiên nhận oanh thiên trùy tàn thiên đồ hóa thiên giáp hám thiên trung kình thiên trụ trí thiên môn vô thiên tán thôn thiên đỉnh bá thiên thương hư thiên câu vong thiên cung phá thiên tiễn trấn thiên mưu hủ thiên pháo khai thiên phủ liệu thiên thương khổn thiên tác chu thiên nghi đảo thiên sử sát thiên giản xuyên thiên toa hận thiên bản chiến thiên kích các loại 33 kiện không cách nào đánh giá trí bảo tạo thành huyền quang động thiên phù đồ 33 trọng động thiên bảo quang tầng tầng lớp lớp một tầng so một tầng chặt chẽ La Quân không khỏi sợ hãi thán phục, hắn mắt nhìn trong tay thâu thiên trảo, liền lại hỏi, cái kia về sau huyền quang động thiên phù đồ là thế nào bị đánh hủy? Lam Tử Y nói ra, thần ma đại chiến bên trong bị hủy, 33 kiện trí bảo lưu lạc đều cái vị diện không gian. Người cái này thâu thiên trảo là bên trong một kiện, có điều thâu thiên trảo nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là mất đi còn lại 32 kiện trí bảo, vậy nó cũng chỉ có thể biến thành nhị lưu pháp khí. La Quân cũng chỉ có thể thở dài muốn đem cái kia 33 kiện trí bảo tụ hợp lại, độ khó khăn quá lớn. Hắn vẫn là không còn cái này vọng tưởng. Tuy nhiên lần này La Quân đến không ít pháp bảo, nhưng Lena hoi a các nàng là sẽ không theo La Quân đến phân hưởng những vật này. Đều biểu thị toàn bộ cho La Quân. Lam Tử Y là thật không cần. Kiều Ngưng cũng là thật tâm không cần. Lena hoi a là còn không quá để ý, nàng có thái vũ quyền trượng chính là là đủ. Tiếp đó, La Quân người có tính toán gì hay không? Lam Tử Y sau đó hỏi La Quân. La Quân nào nào, nói tiếc, không có cụ thể dự định, ta là thật không dám rời đi mất tích đại lục. Ngươi là thiên mệnh chi vương, không có khả năng cả một đời đều trốn ở chỗ này. Cái kia không phù hợp thiên đạo, Lam Tử Y nói ra. La Quân nói ra, điểm này ta tự nhiên hiểu được, đại khái chúng tinh điện cũng sẽ tiếp tục muốn mới biện pháp đi. Ta hiện tại chỉ có thể là đi một bộ, nhìn một bộ. Cái này trong lúc mấu chốt, hiển nhiên Lam Tử Y cũng không có có đề nghị gì hay. Sau đó, Lam Tử Y mỗi ngày đều tại gian phòng tu luyện, nàng cũng không phải là cái thích đến chỗ đi dạo người, cũng không có quá nhiều lời nói cùng mọi người giao lưu. Tuy nhiên nàng xem ra là rất bình thản người, nàng cùng Kiều Ngưng, Lena Hoi A các nàng là cũng không quá thân cận, cũng sẽ không thái sinh sơ. Lam Tử Y là nhàn nhạt ôn nhuận ngọc, cũng chỉ có tại đối mặt La Quân thời điểm mới có thể càng nhiều hơn một ít nhân tình vị la quân ngược lại là mang theo kiều ngưng tại đô thành bên trong bốn phía dạo chơi hắn mấy ngày nay là có chút nhàn nhã mà lại cái kia thời gian dài kéo căng dây cung cũng hơi lỏng một ít tuy nhiên hắn vẫn là trong bóng tối lo lắng chúng tinh điện tấn công lần thứ hai chúng tinh điện tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ điểm này la quân trong lòng là rất lợi hại khẳng định mà lại thực chúng tinh điện mỗi một lần xuất thủ đều là làm qua thực lực đánh giá chỉ là bọn hắn mỗi lần gặp được La Quân lúc, đều sinh ra một số biến số. Lần thứ nhất từ bác nhìn ra tay, cùng từ bác nhìn Tu Vi đến bắt La Quân, vốn nên là 10 phần chắc chín. Nhưng lúc đó, La Quân cùng Kiều Ngưng vừa vặn đột phá, cái này trong tay hai người lại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thế mà liền đem từ bác nhìn cho bắt. Lần thứ hai, Thái Dương thần điện mạnh mẽ như vậy thực lực xuất thủ, cái này nên là tuyệt đối 10 phần chắc chín. Nhưng là ai biết lại toát ra cái làm tử y tới? Lần thứ ba, Thái Dương Thần Điện cùng Vu Gia Huynh Đệ liên thủ, đây là tuyệt bức không tồn tại vấn đề. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, là quân đám người này lại giống như đến áo cả xa loại pháp bảo kia, ra bất ngờ để đào tàu. Lần thứ tư, chính là đen đuổi mất tích đại lục. Cái này mấy lần chúng tinh điện ăn lớn như vậy thua thiệt, như vậy bọn họ lần sau xuất thủ, nhất định lại là sẽ làm đủ chuẩn bị. Là quân thời khác chuẩn bị. Lena Hoia gần nhất làm theo tất cả đều bận rộn thần giáo trọng tu, còn có Trấn an dân chúng tín ngưỡng vấn đề, nàng hiển nhiên là bề bộn nhiều việc. Mà càng nhiều thời điểm, Kiều Ngưng cũng tại bận biểu tu luyện. La Quân ngược lại là rỗi rãnh nhất một cái, hắn rảnh rỗi thời điểm thử qua cùng Kiều Ngưng tiếp tục linh tu, nhưng cũng tiếc là, tuy nhiên linh tu thành công, nhưng là tế bào tăng trưởng lại không thế nào rõ ràng. Muốn đến cái kia lần thứ nhất linh tu sở dĩ đột phá, đó là bởi vì hai người đều tại một cái trọng yếu cơ hội bên trên. Linh thu lần thứ nhất là đem hai người kinh nghiệm lẫn nhau cho, lẫn nhau hấp thu đối phương chất dinh dưỡng. Nhưng là một lần kia, đã hao hết sạch tất cả chất dinh dưỡng cùng kinh nghiệm, cho nên lần thứ hai Linh thu hiệu quả thì rất lợi hại không rõ ràng. Audio điện tử võ tấn bền Chỉ trước mắt, là quân một đoàn người tại mất tích đại lục đã đợi thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, bình tĩnh vô cùng, chúng tinh điện cũng một mực chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Là quân dựa vào Lena Hoi A Thái vô quyền trượng khi thì xem khắp mất tích đại lục, nhưng cũng đều chưa phát hiện thần vương những người kia tung tích. Là quân tuyệt không dám buông lỏng cảnh giác, có lẽ, chúng tinh điện có thể phái người khác âm thầm ẩn núp tiến đến đây. Hắn đối thần vương ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên còn có thể cảm giác ra một hai. Nhưng đổi hắn người xa lạ, hắn lại là không thể làm gì nhưng đến chúng tinh điện còn đang nổi lên âm mưu gì, đây là la quân cũng vô pháp dự đoán đến. Trước mắt chỉ có thể là đi một bộ, nhìn một bộ. Lam tử y vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, nàng rút sạch thời điểm, cũng cùng la quân tán gẫu qua. Nàng nói ra, xem ra người bây giờ thực khiếm khuyết không phải chiến đấu kinh nghiệm, mà chính là pháp lực. Làm người pháp lực đầy đủ hung mãnh thời điểm, dù cho không tại mất tích đại lục, người cũng giống vậy có thể tung hoành vô địch. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta tại mất tích trong đại lục, tất cả lực lượng đều làm việc cho ta, những lực lượng này tổ hợp thành một cái vòng tròn, cho nên ta thiên địa pháp tướng mới có uy lực như thế. Ta ngưng tụ thiên địa pháp tướng pháp lực, quá lớn. Loại pháp lực này khủng bố, ta thực sự không biết đời ta có cơ hội hay không có thể tu luyện đến nước này. Làm tử y Trấn An La Quân, nói ra, có chí người, sự tình cuối cùng. Mặc dù không sai trên đời này, có thật nhiều thiên mệnh giả, thiên mệnh vương. Nhưng là thế giới bao la mới là chủ thế giới, cho nên, người mới là duy nhất. Thiên đạo đã lựa chọn ngươi, nhất định sẽ có nó đạo lý. Thiên đạo sẽ không không vô nghĩa, càng sẽ không mắt mở chọn lầm người. La Quân nói ra, nói lên thiên đạo đến, từ vừa mới bắt đầu ta biết ta là thiên mệnh giả, ta vẫn là xem thường. Nhưng là hai năm này nhiều xuống tới, ta càng ngày càng cảm giác được trong lúc vô hình thiên đạo khủng bố, cái này vô lượng sát kiếp, cũng không phải là nhằm vào một người nào đó, tương lai, thật không biết đến họp thảm liệt đến mức nào. Đón đến, còn nói thêm, chỉ xem hiện tại trạng thái, thế lực khắp nơi đều đang điều động, chúng tinh điện càng là không rõ lai lịch, lại lại khiến người sợ hãi. Lam tử y khe khẽ thở dài, nói ra, từ thần ma đại chiến về sau, bên trong thiên địa đã có cái này mấy ngàn năm bình tĩnh. Cái này mấy ngàn năm nay, cũng không phải là tuyệt đối bình tĩnh, ám lưu một mực đang phun trào, hiện tại lại là một cái bạo phát thời điểm, lần kiếp số này chỉ sợ muốn so năm đó thần ma đại chiến còn muốn đến thảm liệt. Chúng ta thân ở bên trong, cũng đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh A. À. Là quân trầm ngâm, hắn thực cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Tại lúc này đời đại trào lưu bên trong, hắn biết rõ ý thức được chính mình bất quá là bên trong lục bình mà thôi. Hắn tự cho là cải biến, bất quá là vận mệnh an bài mà thôi. Đúng, người nói chúng tinh điện muốn bắt ta tiến đến là làm cái gì la quân hỏi lam tử y lam tử y nói ra ta cũng không rõ lắm giống như bọn họ là tại bắt tất cả thiên mệnh giả còn nắm tới muốn làm gì ta cũng không đoán ra được nàng đón đến còn nói thêm có chuyện ta giống như không có nói cho ngươi cái kia chính là lâm phong cùng tu la đại đế đi đại khang đi tìm hoàng đế ta đại ca hắn làm sao lại cùng tu la đại đế cùng một chỗ La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Đối với Tu La Đại Đế, La Quân tự nhiên là có ấn tượng. Có thể nói, Linh Nhi bây giờ tình trạng là cùng cái kia Tu La Đại Đế có không thể chia cắt liên quan. Ban đầu là chính mình liều chết chống cự Tu La Đại Đế hoang thần, sau cùng chính mình thụ thương quá nặng, Linh Nhi mới vì cứu mình, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Nhưng La Quân lại không biết mình là không nên đi hận Tu La Đại Đế. Trong lòng của hắn rất rõ ràng một sự kiện cái kia chính là là tu la đại đế làm cho chính mình nhất mệnh, lúc ấy hắn là có năng lực giết chính mình. Hắn vẫn nhớ mình tại hôn mê thời điểm, tu la đại đế nói tới, vốn là ngươi hôm nay là nên chết, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một bóng người từ. Người này cũng là Trần Lăng, năm đó ta cùng hắn một ý niệm thành kẻ thù truyền kiếp, không cách nào hóa giải. Hôm nay, ta nguyện ý cho ngươi một đầu sinh lộ. Là quần ngẫm lại, hắn cảm thấy đây đều là mệnh chính mình thật cũng không có tư cách đi của trách tu la đại đế cái gì mỗi người có mỗi người lập trường hắn dù sao cũng là làm cho chính mình nhất mệnh lam tử y nói ra tựa như là chúng tinh điện cũng phái ra cao thủ lại bắt lâm phong vừa vặn tu la đại đế trầm mặc nghiên cứu lâm phong la quân nghe vậy khẽ giật mình hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc cái kia chính là huyền không thần tôn đã từng nói đại ca hội trong ba tháng có đại cơ duyên nguyên lai cái kia đại cơ duyên lại là tu la đại đế la quân liền nói ra cho dù là tu la đại đế xuất thủ chỉ sợ cũng khó có thể tới chúng tinh điện cho nên cái kia tu la đại đế là mang đại ca đi đầu quân hoàng thượng a lam tử y nói ra không thể nói là đầu nhập vào đi là muốn tìm kiếm hợp tác có điều hoàng thượng đem hắn cự tuyệt tu la đại đế mang lâm phong rời đi còn đến tiếp sau như thế nào ta cũng không biết la quân như có điều suy nghĩ lên đến chúng tinh điện bắt ta là muốn làm gì La là Quân làm sao cũng nghĩ không thông. Lam Tử Y lại là minh bạch La Quân tâm tư, nàng nói ra, mặc kệ chúng tinh điện ngay từ đầu bắt ngươi đi qua là muốn làm cái gì, nhưng bây giờ, ngươi là không thể bị chộp tới. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y, hắn tự nhiên là biết Lam Tử Y nói lời này ý tứ. Bởi vì dù cho chúng tinh điện bắt đầu không có quá lớn ác ý, nhưng bây giờ La Quân đã đem chúng tinh điện thương tổn đến sâu như vậy, lúc này hắn lại bị chộp tới, có thể nghĩ là không có gì tốt trái cây để ăn. Thời gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, khó được bình tĩnh. Đối với Tu Vi, La Quân không tiếp tục đi lo lắng cùng tận lực. Trung thực tới nói, hắn tu luyện tăng trưởng tốc độ đã rất nhanh, cái này hơn 2 năm qua, theo một cái võ đạo cao thủ đi cho tới hôm nay bước này, nhưng nói là vẫn luôn tại đi máy bay tăng trưởng. Cửu trọng thiên cái này đại khảm cũng đã vượt qua đến, thật không thể quá tham lam dục tốc bất đạt đạo lý này, là quân là hiểu. Mỗi một cái tầng diện đều có mỗi một tầng thể ngộ, nếu như bị đốt cháy giai đoạn tăng trưởng quá nhanh, vậy cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sửa chữa vì chuyện này, tốt nhất vẫn là cước đạp thực địa, mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực tới. Sao hỏa phía trên, chúng tinh điện bên trong. Thái dương thần điện cùng thiên vương tinh điện đồng loạt ra tay bắt thiên mệnh chi vương la quân, lại đều cùng nhau thất bại tan tác mà quay trở về tin tức này rất nhanh liền tại chúng tinh điện bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, là quân người này tại chúng tinh điện bên trong lại là nổi danh. Ngẫm lại, một cái mới cửu trọng thiên tu vi ra hỏa, thế mà giết chết một tinh điện trưởng điện làm từ bác nhìn, lại đem cường hãn Apollo vương đánh cho mặt mày xám xịt mà quay về. Mà lại thủ hạ 12 mặt trời chết chỉ còn lại có ba cái. Thiên vương tinh điện cũng là thảm, phu nhà tứ huynh đệ biến thành hai huynh đệ tất cả mọi người không khỏi nghĩ vị này thiên mệnh chi vương đến là cường hãn đến mức nào đâu thần vương cùng vu hiền trước tiên tiến đến tinh nhất điện bái kiến tinh chủ tinh chủ nói ra sự tình bổn tọa đều biết thần vương cùng vu hiền bỗng cảm giác hổ thẹn vô cùng thần vương nói ra thuộc hạ vô năng mời tinh chủ trách phạt tinh chủ từ tốn nói việc này cũng thật là vượt quá bổn tọa đoán trước các người đã đem hết toàn lực bổn tọa cũng không trách các ngươi Vu Hiền làm theo nói ra, tinh chủ, cái kia mất tích đại lục trong không gian, kỳ quái vô cùng. Chúng thuộc hạ nhất thời không phòng, tài trí ăn ác vô thiệt. Tinh chủ nói ra, mất tích đại lục cái không gian này, bổn tỏa cũng là tại các ngươi chuyện phát sinh về sau, mới bắt đầu lưu ý đến. Này không gian tư nguyên được trời yêu ái, nhưng là cùng hắn không gian lại không tương thông, là cùng mặc dù không tệ, nhưng cũng gà mờ. Nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại là thành toàn cái kia la quân. Vu Huyền nói ra, còn mời tinh chủ cho chúng thuộc hạ một số cao thủ, thuộc hạ định đem hết toàn lực đem này tiểu tặc bắt về. Tinh chủ nói ra, chuyện này, bổn tỏa đã biết được. Các ngươi cũng không cần xen vào nữa, mỗi người trở về, khôi phục nguyên khí đi. Tinh chủ Vu Huyền cùng thần vương đều bị kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới tinh chủ thế mà không tiếp tục để bọn họ nhúng tay. Đi xuống đi, tinh chủ ngữ khí nhạt đi xuống thần vương cùng vu hiền nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa. Về sau, tinh chủ lại triệu kiến đại tế ti hồ chiến. Hồ chiến rất nhanh liền đi vào tinh nhất điện. Thuộc hạ tham kiến tinh chủ, hồ chiến quỳ xuống. Tinh chủ nói ra, đứng lên đi. Hồ chiến đứng dậy. Tinh chủ nói ra, sự tình ngươi đều biết đi. Hồ chiến nói ra, thuộc hạ đã biết được. Tinh chủ nói ra, ngươi cho rằng, sau chuyện này tục nên xử lý như thế nào. Hồ Chiến nói ra, "Hồi Tinh chủ, trước mắt đến xem, cái kia mất tích đại lục đặc thù tính để sự tình biến rất là khó giải quyết. Thuộc hạ có một cái biện pháp, nhưng thời gian hơi dài." Ngươi nói Tinh chủ nói ra. Hồ Chiến nói ra, "Có thể phái mấy cái lạ lẫm cao thủ tiến đến, trước tiên ở mất tích trong đại lục minh bạch nguyên tố chi lực vận dụng chi tinh diệu, các loại có tuyệt đối nắm chắc, lại đi động thủ. Mà lại, ngài nếu là hạ xuống một số pháp bảo, vậy liền phần thắng lớn hơn." thời gian quá dài, tinh chủ nói ra. Hồ Chiến nói ra, nếu là ngài muốn thời gian ngắn một chút, thực còn có một cái biện pháp. Ồ, tinh chủ nói ra. Hồ Chiến nói ra, ngài nếu là tự mình hạ xuống nguyên thần, vậy liền thì không có bất cứ vấn đề gì. Tinh chủ từ tốn nói, người nói, bổn tọa nghĩ tới. Nhưng bổn tọa trước mắt còn có mặt khác chuyện quan trọng đang làm, cho nên không có thể hạ xuống nguyên thần. Hồ Chiến nói ra, cái này. Tinh chủ còn nói thêm, bổn tọa hỏi ngươi, vĩnh sinh kế hoạch thực hành thế nào? Hồ chiến nao nao, theo rồi nói ra, trước mắt thiên mệnh giả đã bắt bảy tám phần, còn có mấy tên đang lẩn trốn người, nhưng vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn nhất cũng là cái này thiên mệnh chi vương la quân. Tinh chủ nói ra, la quân chính là chủ thế giới thiên mệnh chi vương, vĩnh sinh kế hoạch thiếu hắn, tuyệt đối là không được. Hồ chiến nói ra, điểm này, thuộc hạ cũng minh bạch có thể ra hỏa này thật là khó giải quyết, nếu là sớm biết hắn có nhiều như vậy môn đạo, sớm hạ sát thủ, ngược lại cũng không trở thành như thế. Tinh chủ nói ra, bổn tỏa tựa hồ nhớ kỹ, tại những cái này thiên mệnh chi vương bên trong, có một người vô cùng lóa mắt. Hồ Chiến nói ra, ngài là nói đến từ Trung ương thế giới Phó Thanh Trúc. Tinh chủ nói ra, không sai. Hồ Chiến nói ra, Phó Thanh Trúc thật là rất lợi hại lóa mắt, hắn chả nắm giữ thanh đồng tiên điện cái này một thần khí bây giờ đông đảo thiên mệnh giả bên trong cùng hắn thực lực hùng hậu nhất nếu không phải ngài tự mình xuất thủ chúng ta quả quyết đem hắn mời không đến tinh chủ nói ra phó thanh trúc thanh đồng tiên điện bên trong cũng thu nạp không ít cao thủ thiên tài bắt la quân sự tình liền để hắn tới làm đi hồ chiến nói ra vâng tinh chủ hắn đón đến còn nói thêm có điều tinh chủ nhất định là muốn bắt người sống sao muốn đặc biệt bàn giao phó thanh trúc điểm này sao Tinh chủ nói ra, tự nhiên phải có chỗ bàn giao. Bằng không hắn chuyến đi này có chủ tâm hạ tử thủ, như vậy mặc kệ kết cục như thế nào, đều là người chết ta sống, người lại là nhất định mang không trở lại. Hồ chiến liền nói ra, tốt, thuộc hạ minh bạch. Ban đêm đô thành là mỹ lệ, đèn đuốc chói lọi. Nơi này là ma pháp thế giới, cho nên rất nhiều đèn đường công trình bên trong đều có ma pháp trận, ma pháp sư tại bảo vệ cái này cũng bồi dưỡng đô thành như hiện đại đô thị một dạng ban đêm phồn hoa. Nơi này dì quốc phong tình là tại thế giới bao la bên trong rất khó cảm nhận được. Loại này phong tình cũng là độc hữu. Là quân thân mang màu đen dậy bào, hành tẩu tại đô thành trên đường phố. Ở chỗ này, hắn không có cái gì quen biết người, cho nên tuy nhiên trong đám người, hắn lại đột nhiên cảm giác được cô tịch. Lúc trước rời đi Lena Hoya lúc, là quân không nghĩ tới đằng sau còn sẽ gặp mặt, cho nên hắn sẽ đi hôn Lena Hoi A. Đó bất quá là đối mỹ hảo sự vật bổ túc, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối A. Mà lần này gặp lại, La Quân cũng không muốn cùng Lena Hoi A ở giữa có cái gì đến tiếp sau. Cho dù là cùng kiều ngưng ở giữa, cũng đã dừng bước tại này. La Quân ở cái này ban đêm, nghĩ đến từ đổ Linh Nhi. Cái kia thanh thanh tú tú, băng băng lạnh lùng tiểu thê tử, nàng hiện tại đến thế nào? Thần đế bị nhốt, như vậy Linh Nhi đâu? đối với vấn đề này la quân vẫn luôn không dám nghĩ lại nghĩ kỹ lại sẽ sinh ra một loại rất lợi hại hoảng sợ tâm tình tới cho tới nay trong lòng của hắn cũng còn có một cái trụ cột tinh thần cái kia chính là vì cứu sống linh nhi chính mình nhất định phải cường đại đi xuống nhưng nếu có một ngày linh nhi không tại hắn không biết mình còn có thể thế nào cho dù là tương lai cường đại vô biên cho dù là có thể đem trần thiên nhai dẫm tại dưới chân vừa vặn một bên lại không có linh nhi hết thảy đều còn có ý nghĩa sao một đoạn thời gian rất dài là quân đều không có suy nghĩ linh nhi cái này khiến hắn cảm thấy mình rất lợi hại có lỗi với linh nhi hắn đoạn thời gian này một mực bên người đều có kiều ngưng tại cho nên hắn rất hít đi muốn những cái kia bi thương sự tình nhưng là đêm này hắn một người một chỗ thời điểm những cái kia điểm điểm nhớ lại liền lần nữa nổi lên trong lòng đồng hiện tại qua rất tốt hắn rất lợi hại yên tâm mà khổ nhất cũng là Linh Nhi. Rất rất nhiều nhớ lại phun lên La Quân trong lòng, hắn nhớ kỹ vừa mới bắt đầu nhận biết Linh Nhi thời điểm, Linh Nhi khi đó đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng. Ta mới vừa rồi cùng tư đồ lão gia tử trò chuyện một chút, trò chuyện là liên quan tới người vấn đề. Sau đó thì sao? Trong lòng người quả nhiên là một điểm sao sao đều không có sao. Không có. Như vậy người tu luyện võ đạo là vì cái gì? cái này có liên hệ với người sao? người đem sẽ trở thành thê tử của ta, ta cảm thấy đây là có quan hệ. người đối hôn nhân không quan trọng, nhưng ta có chỗ vị. tốt, vậy ta giải thích với người một lần. chờ ta giải thích xong, làm phiền ngươi rời đi. tốt, bởi vì ta không muốn chiều theo bất cứ người nào, bởi vì ta bên người chắc chắn sẽ có rất nhiều giống như người chán ghét con ruồi. ta tu luyện võ đạo chính là vì đem những con ruồi này quét ra, không bị quấy dày ngươi có thể đi. Theo nàng lạnh lùng, đến nàng bắt đầu chuyển biến, càng về sau, trong mắt nàng, tâm lý cũng chỉ có chính mình một cái. Đó là một cái vô cùng ngọt ngào chuyển biến. Mà trong này, là quân tâm lý có đạo vĩnh viễn không bước qua được khảm. Cái kia chính là Trần Diệt Hàn. Là quân vì còn sống, có thể cho người ta quỳ xuống. Hắn nhất định phải còn sống, hắn không thể xính nhất thời huyết dũng vứt bỏ quý giá tánh mạng, loại vũ nhục này có thể chịu đựng. Nhưng Trần Diệt Hàn thế mà đi bước bách Linh Nhi, thậm chí muốn vũ nhục Linh Nhi, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Đạo khảm này, chỉ có dùng Trần Diệt Hàn máu tươi mới có thể rửa sạch rơi. Đối với Trần Thiên Nhai, là quân không thể giết, cái kia là cha mình. Nhưng là đối với Trần Diệt Hàn, là quân cũng không nhận người huynh đệ này, hắn hội không chút do dự đem giết chết. Trần Thiên Nhai người giết máu thân của ta, ta liền giết người lớn nhất ái nhi tử cũng làm cho ngươi nếm thử ta muốn thụ thống khổ. Tuy nhiên dưới mắt, La Quân cũng không rõ lắm Trần Diệt Hàn đến như thế nào. Nhưng là hắn muốn cũng có thể nghĩ ra được, Trần Thiên Nhai đã có thể cùng trời cao tông, vũ hóa môn còn có thần tộc hợp tác. Như vậy bọn họ nhất định là đạt thành hiệp nghị, ủng có sinh mệnh chi thụ vân hóa ảnh cũng nhất định sẽ đem Trần Diệt Hàn cứu sống. Cũng có lẽ bây giờ Trần Diệt Hàn không ngừng không có việc gì, hơn nữa còn tu vi phóng đại. La Quân hít sâu một hơi, hắn vẫy vẫy đầu, ý đồ để cho mình trở lại trong hiện thực tới. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hy vọng nhiều, Linh Nhi ngay tại cái kia đèn đuốc giã rời chỗ A. Có thể đây là vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện kỳ tích. Bốn phía chợ đêm rất náo nhiệt, có bán tiểu sức phẩm, có đi dạo hoa đăng sẽ, cũng có lang thang nghệ sĩ đang cấp người bức họa. Hoảng hốt ở giữa, nơi này không giống như là thời cổ, mà giống như là một cái hiện đại phần lớn hội. Lúc này là khoảng 9 giờ đêm, hắn đi một chỗ, chợt phát hiện người trước mặt sóng chiều động, hơn nữa còn có tiếng quát mắng. Sau đó, La Quân liền trông thấy một cái tám tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài thất kinh chạy tới. Đứng lại, oát con đừng chạy, đằng sau hai tên cường tráng đại hắn theo đuổi không bỏ. Tiểu nữ hài có mái tóc màu vàng óng, nàng không nói một lời, nhanh chóng chạy trước. Người qua đường ghé mắt, nhưng loại tình huống này, thế mà cũng không ai dám lên tiếng đại khái là cái kia hai đại hán quá sát khí đằng đằng, khiến người ta sợ hãi. Người bình thường, người nào cũng không muốn chọc phiền phức. Là quần mì đầu hơi hơi nhíu lên, hắn nhìn lấy hai tên đại hán theo trước mặt đi qua, tựa như là một trận gió đuổi theo. Sau đó, là quân quyết định đi xem rõ ngọn ngành. Tâm hắn ruột luôn luôn cũng không tính là quá cứng, gặp được loại tình huống này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đây. Là quân chậm rãi tiến lên, hắn đi rất chậm, nhưng lại một mực theo sát. Cái kia hai tên đại hán rốt cuộc đuổi kịp tiểu nữ hài, bên trong một cái một phát bắt được tiểu nữ hài, sau đó đem nhấc lên. Đại hán kia cực kỳ phẫn nộ, một thanh bóp lấy tiểu nữ hài cổ, quát con, người còn dám chạy có phải hay không, tin hay không lão tử bóp chết ngươi. Bọn họ nói đều là tiếng Anh, đều là đô thành bản địa lời nói. Là quần nghe cũng không có cái gì chướng ngại. Tiểu nữ hài mỹ lệ mà non nớt khuôn mặt nhất thời bị đỏ bừng lên, nhưng cô bé này có chút quật cường, thế mà cũng không dễ dụa, cứ như vậy tùy ý đại hán kia bóp lấy, một bộ người có bản lĩnh bóp chết ta tư thái. Dạng này quật cường, thanh lãnh, không tự giác liền để La Quân nghĩ đến Linh Nhi. Dừng tay, La Quân quát lạnh một tiếng. Bốn phía người qua đường liền đều nhìn về La Quân, lúc này, mọi người là hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều muốn có người có thể đứng ra cái kia hai đại hán gặp có người lên tiếng lại là không nói một lời đại hán cũng không hề bóp tiểu nữ hài mà chính là đem tiểu nữ hài kẹp ở dưới xương sườn sau đó cấp tốc rời đi là quân một đường đi theo chờ bọn hắn đến yên lặng một số tràng sở là quân thân hình lóe lên liền ngăn ở cái kia hai tên đại hán trước mặt đáng yêu như thế tiểu cô nương các người làm như thế quá phận a à. là quân ánh mắt lạnh lẽo kẹp lấy tiểu cô nương đại hán kia lạnh giọng nói ra, bằng hữu chuyện không liên quan người đi. La quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cái kia chính là cho ra một lời giải thích, một cái có thể cho ta không giết các ngươi giải thích. Không phải vậy lời nói, các ngươi liền bị quái ta tâm ngoan thủ lạt. Muốn chết đi, một cái khác đại hán bỗng nhiên huy quyền hướng La quân đập tới. La quân thở dài nói ra, chính ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi hắn sau khi nói xong, chỉ là ánh mắt nhất động. Sau đó, đại hán kia toàn thân cao thấp liền bắt đầu kết băng, trong nháy mắt liền thành một bộ băng điêu. Ma Pháp Sư, người là Ma Pháp Sư, kẹp lấy tiểu nữ hài đại hán thấy thế nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt, hắn vội vàng vứt xuống tiểu nữ hài, xoay người chạy. La Quân cũng không có thủ hạ lưu tình, gảy ngón tay một cái liền đem đại hán kia đông thành tượng băng. Tiểu nữ hài nhìn thấy tình cảnh này, nàng đôi mắt xanh triệt, ngẩng đầu nhìn về phía la quân nhưng tiểu nữ hài cuối cùng vẫn là một câu đều không nói la quân cảm thấy cô bé này thật sự là kỳ rất quái hắn tại tiểu nữ hài trước mặt ngồi xuống nhẹ giọng hỏi tiểu muội muội bọn họ tại sao muốn bắt ngươi ngươi là gặp được phiền toái gì sao tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn lấy la quân sau một hồi khá lâu nàng nói ra ngươi có thể tiễn ta về nhà sao la quân nào nào lập tức hắn liền nói ra đương nhiên có thể tiểu nữ hài duỗi ra hai tay, đây là một cái muốn La Quân ôm tư thái. La Quân thấy thế không khỏi mỉm cười, hắn liền đem tiểu nữ hài ôm. Nhà ngươi ở đâu? La Quân hỏi. Tiểu nữ hài hướng bên trái chỉ đường. La Quân liền phía bên trái một bên bước đi, hắn nhịn không được lại hỏi, trong nhà người là làm cái gì? Tiểu nữ hài nhưng không nói lời nào, tiểu gia hỏa này có tính cách tới cực điểm. La Quân lấy mấy lần chán, cũng liền không lại hỏi hắn quyết định trước đem tiểu nữ hài đưa về nhà rồi nói sau một đường đi ước chừng ba cây số lộ trình sau cùng thế mà đi vào một chỗ trước cung điện mặt cung điện này phía trước chính là tươi tốt lâm viên cung điện kia cũng không tính lớn nhưng lại sửa rất là tinh xảo nhưng nói là lộng lẫy là quân nhịn không được mắt nhìn trong ngực tiểu nữ hài chẳng lẽ đây là nhà nàng nàng đến là ai đây là nhà ngươi là quân hỏi tiểu nữ hài tiểu nữ hài gật gật đầu La Quân nói ra, vậy ngươi đã tốt, ta sẽ không tiến ngươi đi vào. Hắn nói xong liền muốn đem tiểu nữ hài buông xuống đi. Tiểu nữ hài lắc đầu, nàng ôm chặt La Quân, nói ra, đi vào. Ý tứ này chính là muốn La Quân đưa nàng đi vào. Đối với dạng này Mỹ lệ đáng yêu, còn quật cường tiểu nữ hài, người bình thường tâm lý đều sẽ sinh ra yêu đương cưng chiều chi tâm. La Quân càng là vô pháp cự tuyệt, bởi vì cô bé này tính tình bên trong, lại là có mấy phần tư đồ linh nhi bóng dáng, vậy được rồi. La quân hơi hơi bất đắc dĩ. Cung điện kia lâm viên trước có binh lính chấn giữ, hai tên lính nhìn thấy tiểu nữ hài về sau, lập tức một gối quỳ xuống, hô, tham gia tiểu thư. Tiểu nữ hài nhíu nhíu mày, nói ra, tránh ra. Cái kia hai tên lính không dám ngăn trở, nhưng lại có chút hồ nghi la quân thân phận. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn không có dám mở miệng, ngoan ngoãn tránh đường ra. La Quân liền dẫn tiểu nữ hài tiến lâm viên, vườn trong rừng, cũng còn có binh lính tại trấn giữ. Tiểu nữ hài đi qua, cả đám đều một gối quỳ xuống, nói ra, tham kiến tiểu thư. Nhưng tiểu nữ hài đều không để ý đến. La Quân mang theo tiểu nữ hài vào cung điện, cung điện kia trong đại điện rất là trống trải. So sánh bên ngoài còn có binh lính tuần tra, trong này lại quạnh quẽ đến có chút không bình thường. La Quân hỏi trong ngực tiểu nữ hài, nói, làm sao nơi này không có người? Cha mẹ ngươi đâu?" Tiểu nữ hài nói ra, cần phải muốn chờ một lát. "Ta đi gọi bọn họ đi." La Quân nói ra, "Tốt, hắn liền đem tiểu nữ hài buông ra." Tiểu nữ hài xoay người chạy mở. Sau đó bên trong cung điện này liền tựa hồ chỉ còn lại La Quân một người. Cung điện này bốn phía đều là bóng loáng như hương, cũng không có bất kỳ cái gì cái bàn loại hình đồ vật. Cho nên La Quân cũng chỉ có thể đứng đấy hắn các loại không bao lâu, tiếng bước chân theo thiên điện truyền đến. Sau đó, một tên hoa y thanh niên nắm tiểu nữ hài đi ra. La quân nhìn về phía cái kia hoa y thanh niên, cái này hoa y thanh niên khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn có điều 20-21 tuổi. Cô bé kia tùy ý hắn nắm, nhưng cũng lộ ra 10 phần nhu thuận. Hoa y thanh niên cùng La quân gặp mặt, hắn buông ra tiểu nữ hài tay, liền ôm quyền, nói ra, huynh đài tốt. La Quân nhìn ra hoa y thanh niên chính là thuộc về người da vàng, nhìn cũng là thiên lang lão tổ nhất mạch kia nhân trùng. Cái này đô thành bên trong vốn là hai loại người đều có, phía tây, phía đông, cho nên La Quân nhìn thấy cái này hoa y thanh niên cũng chưa phát giác kỳ quái. Chỉ là hắn lại nhịn không được phỏng đoán cô bé này cùng thanh niên này là quan hệ như thế nào. Tốt, La Quân ôm quyền hoàn lễ. Tiểu nữ lỗ máng vừa mới ham chơi đi ra ngoài, nghe nói gặp được người xấu là huynh đài xuất thủ tương trợ, mới khiến cho tiểu nữ không có chuyện gì. Tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích, hoa y thanh niên nói ra. Là quân nói ra, khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đã tiểu gia hỏa đã không có việc gì, vậy tại hạ cũng liền cáo từ. Hoa y thanh niên nói ra, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Là quân nói ra, là quân. Hoa y thanh niên nói ra, nguyên lai là Trần Huynh, tại hạ họ phó, phó Thanh Trúc la quân nói ra phó huynh tốt phó thanh trúc còn nói thêm trần huynh cứu tiểu nữ như thế nào cũng muốn vào bên trong điện nhập tọa uống một chén rượu nhạt mới là nếu không vậy tại hạ cũng liền quá thất lễ đếm cho nên còn mời trần huynh nhất định không muốn từ chối la quân nào nào hắn do dự một gái chớp mắt rồi nói ra tốt a à? ngay sau đó phó thanh trúc liền đem la quân dẫn vào đến bên trong trong sảnh cũng không có nha hoàn hoặc là thị nữ xuất hiện cái cung điện này cùng phó thanh trúc thân phận đều tràn ngập quỷ dị. Nội sảnh bên trong bài trí cổ kính, là quần tại trên ghế mây cùng phó thanh trúc tương đối ngồi xuống. Phó thanh trúc đem tiểu nữ hài ôm ở trên đùi, tiểu nữ hài rất là an bình, thì như thế yên tĩnh đợi. Không bao lâu, rốt cục có một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này trong tay nâng khay, khay bên trong chính là nóng hôi hổi nước trà. Nữ tử này mỹ lệ mà yêu nhã, một bộ quần dài màu đỏ, quả thực có loại kinh diễm cảm giác. Nữ tử này nhìn thì không giống như là sẽ cho người bưng trà đổ nước hạ nhân. Nhưng La Quân cũng thủy chung không nói cái gì. La Công Tử mời chậm dùng, nữ tử đem nước trà để đặt đến La Quân bên cạnh một mình trên bàn trà. Đa tả, La Quân nói ra, nữ tử sau đó lại cho Phó Thanh Trúc đưa lên một chén nước trà, như thế về sau, nàng đem khay đặt qua một bên trên bàn trà, sau đó ngay tại Phó Thanh Trúc đứng bên người đây là gì ta muội lắng nghe phó thanh trúc giới thiệu lắng nghe la quân nói ra không sai tự lắng nghe nữ tử kia nói ra tên đầy đủ lý linh thính phụ thân ta hy vọng ta là yên tĩnh nữ tử cũng hy vọng ta có thể nghe được cái thế giới này thanh âm cái tên này rất tốt la quân tán thưởng lý linh thính nói ra đa tạ công tử khích lệ la quân mỉm cười hắn một tay đem chén trà cầm lấy tay kia nhặt lên chén trà đắp cái kia nước trà nhiệt khí bốc hơi mà ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh mờ mịt khí tức. Hắn bỗng nhiên nói ra, nước trà này nên không có độc chứ? Phó Thanh trúc cùng Lý Linh Thính liếc nhau, hai người lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Phó Thanh trúc nhưng không nói lời nào, Lý Linh Thính làm theo nói ra, xem ra công tử đã phát giác được cái gì. La Quân nói ra, theo tiểu gia hỏa xuất hiện thời điểm, thực ta cũng có chút hoài nghi. Ồ, Lý Linh Thính nói ra chúng ta tiểu ngả biểu hiện có cái gì không đúng sao la quân nói ra nàng và thê tử của ta có chút giống nhau là loại kia khí chất giống nhau cho nên tiểu ngả gặp được nguy hiểm ta không có khả năng không xuất thủ cứu giúp có lẽ đây là trùng hợp có lẽ đây chính là một trận nhằm vào ta âm mưu lý linh thính nói ra quả nhiên la công tử thật là thông minh người la quân nói ra cho nên các ngươi kế sách thực rất cao minh cố ý làm như vậy lại lộ ra một số điểm đáng ngờ. Kể từ đó, ta thì tất nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm đến tột cùng. Bởi vì các ngươi biết, ta ở cái địa phương này rất mạnh, rất cường nhân, nhất định tự phụ, nhất định chẳng sợ hãi. Phó Thanh Trúc trong mắt xuất hiện hơi hơi dị sắc. Lý Linh Thính giơ ngón tay cái lên, nói ra, là công tử có thể nghĩ đến tầng này, thực sự khiến người ta bội phục. Là quần cười nhạt một tiếng, nói ra, cần phải bội phục là các ngươi, bởi vì các ngươi biết, mặc kệ ta nghĩ như thế nào, làm sao hoài nghi, ta đều sẽ bước vào đến các ngươi trong kế hoạch tới. Các ngươi đây là dương mưu, quang minh chính đại dương mưu. Lý Linh Thính cũng cười một tiếng, nói ra, là công tử giờ phút này còn như vậy chấn định, vậy cũng là đại biểu cho la công tử vô cùng tự tin, tự tin mặc kệ có chuyện gì, người cũng có thể giải quyết. La Quân nói ra, có lẽ là ta quá tự đại. Lý Linh Thính nói ra, không không không, tại mất tích đại lục nơi này, làm sao cũng không thể nói công tử ngươi là tự đại bởi vì ngươi thật có tự ngạo tiền vốn la quân cười nhạt một tiếng hắn lại không lại tiếp tục nói lời nói thế nhưng là lý linh thính nói ra công tử ngươi không có nghĩ qua có lẽ chúng ta giờ phút này đã rời đi mất tích đại lục la quân sắc mặt hơi đổi một chút nói ra ồ lý linh thính nhìn thấy la quân thần sắc rốt cục có biến hóa nàng hài lòng cười cười nói ra cung điện này quả thật là ta thanh trúc ca ca một kiện pháp khí, gọi là thanh đồng tiên điện. Tại ngươi tiến vào cung điện này về sau, chúng ta liền khởi động thanh đồng tiên điện, sau đó rời đi mất tích đại lục. Chúng ta giờ phút này đang theo lấy chúng tinh điện xuất phát. Các ngươi quả nhiên là chúng tinh điện người, là quân thì thảo nói ra, hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, các ngươi thật tự tin như vậy, các ngươi đã rời đi mất tích đại lục sao. Lý Linh Thính sắc mặt nhất thời biến đổi. Phó Thanh Trúc ánh mắt cũng lên nhỏ bé biến hóa. Chuyện gì xảy ra, Lý Linh Thính lúc này cũng cảm giác được không đúng. Chúng ta rõ ràng đã vượt qua vị diện chi môn, rời đi mất tích đại lục, vì cái gì sẽ còn ở bên trong. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ta tựa hồ là nhiều cái tâm nhãn. Tại ta lúc đi vào đợi, ta cùng pháp lực ngưng tụ nhất tôn hư không nguyên thần, hắn vốn là không có cường hãn như thế, có thể tùy ý ngưng tụ hư không nguyên thần. Nhưng ở mất tích trong đại lục, hắn pháp lực vô cùng vô tận, muốn làm đến điểm này lại rất dễ dàng. Lúc trước giáo thần ngưng tụ nhất tôn nguyên thần, thế nhưng là lợi hại vô biên. Là quân hiện tại có thể so với lúc trước giáo thần lợi hại nhiều. Nguyên lai lại là, là quân ngưng tụ hư không nguyên thần thủ ở bên ngoài. Hắn tại mất tích trong đại lục cường hãn vô cùng, như thế nào hội cảm giác không ra cung miệng này chính là một kiện pháp khí. La Quân tâm tư thông tuệ, lập tức liền minh bạch bọn họ là muốn mượn cơ hội đem chính mình mang ra mất tích đại lục. Một khi rời đi mất tích đại lục, vậy hắn La Quân cũng là bị nhổ hàm răng lão hổ. Cho nên La Quân liền lợi dụng tôn này hư không nguyên thần ở bên ngoài thi triển Ngôi Sao Ngưng Hoa thuật. Đây là Long tộc bí thuật, chỉ cần pháp lực đầy đủ, một khi thi triển đi ra, liền có thể lấy giả làm giả là cùng, liền xem như Phó Thanh Trúc cùng Lý Linh Thính cũng tới là quân đến mà khi. Phó Thanh Trúc sắc mặt có chút khó coi. Là quân lãnh đạm nhìn lấy Phó Thanh Trúc, hắn nói ra, như là đã đến, ta nhìn ngươi cũng không cần lại về chúng tinh điện. Cái kia tiểu ngả đột nhiên từ trên người Phó Thanh Trúc nhảy xuống, nàng hung giữ sông La Quân nói ra, không cho phép ngươi khi dễ cha ta. La Quân nhìn về phía tiểu ngả, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ta lại muốn khi dễ cha ngươi tiểu ngả nhất thời khó thở ha 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 lý linh thính chợt cười to lên la quân ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng liền xem như tại mất thích trong đại lục ngươi cho rằng ngươi chính là ta thanh trúc ca ca đối thủ ta thanh trúc ca ca tới nơi này đã nửa tháng thời gian nửa tháng vẫn luôn tại dốc lòng nghiên sửa chữa bên này pháp lực thanh đồng tiên điện mang ngươi đi bất quá là chiêu thứ nhất cờ nếu là không có nắm chắc chúng ta há sẽ ra tay lý linh thính còn nói thêm ta thanh trúc ca ca chính là trung ương thế giới thiên mệnh chi vương, hắn tại trung ương thế giới cũng là thần tiên nhân vật. Chúng tinh điện muốn mời ta thanh trúc ca ca, cũng phải làm cho cái kia tinh chủ tự mình xuất thủ, ngươi lại tính là thứ gì. Như thế nói đến, vậy ta thì càng là không thể không giết ngươi. Là quần trong mắt tách ra vô cùng hàn ý tới. Ngay vào lúc này, một cái cởi mở tiếng cười truyền đến. Sau đó, một người mặc vải xám áo choàng, tay cầm một thanh phá vũ phiến bản tử đi tới. Bàn tử trắng tinh, nhìn lấy ngược lại là hỏa ái cực kỳ. Thật là cuồng vọng xúc sinh a, à. hôm nay ta điền đại tiên nhân ngược lại muốn lãnh giáo một chút ngươi xúc sinh này lợi hại. Điền đại tiên nhân cười tủm tỉm nói ra. La Quân ánh mắt cũng liền rơi vào điền đại tiên nhân trên thân. Điền đại tiên nhân cũng nhìn chăm chú lên La Quân, nhưng hắn lại là đối sau lưng Phó Thanh trúc nói ra, công tử ra, ngài đi khởi động tiên điện, rời đi mất tích đại lục tên xúc sinh này liền từ ta cùng lắng nghe muội tử tới đối phó đi phó thanh trúc sắc mặt nhạt lạnh hắn gật gật đầu nói ra tốt sau đó hắn liền dắt tiểu ngả rời đi cái này thiên điện la quân cười lạnh một tiếng ta trước thì hủy ngươi cái này thanh đồng tiên điện cái này một cái chớp mắt la quân trực tiếp bạo phát toàn thân hắn pháp lực cổ động tiếp lấy trong nháy mắt liền tế ra thiên địa pháp tướng đại kim đan ánh sáng lóa mắt đại kim đan vừa ra tự nhiên là uy lực vô cùng, không ai địch nổi. Đại kim đan hướng thẳng đến điền đại tiên nhân oanh sát mà đi. Trời ạ, à, mạnh như vậy, điền đại tiên nhân không khỏi bị kinh ngạc. Cái này một cái chớp mắt, điền đại tiên nhân chỉ cảm thấy vô cùng uy áp đem hắn bao phủ lại, cái kia đại kim đan đến nhanh như lôi đình. La quân vừa ra tay, tuyệt bức cũng là hạ tử thủ. Hắn có thể không có ý định cùng những người này dịu dàng thắm thiết. Đại kim đan chịu uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Điền đại tiên nhân đầy đủ cảm nhận được đại kim đan lợi hại, trong nguy cơ, trong tay hắn vũ phiến một thanh đánh ra đi. Điền đại tiên nhân đem toàn thân pháp lực quán chú, hắn bản thân liền là cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đến cái này mất tích đại lục, cũng học biết vận dụng mất tích đại lục nguyên tố chi lực. Mà trong tay hắn vũ phiến gọi là vị ương vũ phiến, cái này vị ương vũ phiến nan quả chính là thiên ngoại huyền thiết chế tạo, lại hấp thu vô cùng tinh khí. Bây giờ điền đại tiên nhân pháp lực quán chú, cái kia vị ương vũ phiến đột nhiên giống như một cái đại thủ. Cái này vị ương vũ phiến cấp tốc biến lớn, thế mà đem chọn cái đại kim đan cho vững vàng bắt lấy. Cái kia huyền thiết nan quạt đem đại kim đan gắt gao kềm ở, đồng thời, điền đại tiên nhân toàn lực phát công, liền muốn đem cái này đại kim đan vỡ nát rơi. Đây hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Là quần cười lạnh một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phá. Oanh! đại kim đan điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt liền đem vị ương vũ phiến huyền thiết nan quạt cho rảo sát thành phấn vụn. Tiếp theo, đại kim đan thì oanh sát hướng điền đại tiên nhân. Điền đại tiên nhân béo gương mặt bên trên thấm đầy giọt mồ hôi, hắn cùng Lý Linh Thính đồng thời trượt quát một tiếng, tiếp lấy hai người toàn lực xuất trường. Oanh! Hai đạo cử đại trưởng ấn đồng thời bắt lấy đại kim đan. Điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hai người cuồng vận pháp lực, cái kia nguyên tố chi lực cùng từ trường chi lực dung hợp. Bọn họ trưởng ấn bên trong còn dung hợp hai người tinh thần cùng ảo nghĩa. Phá, là quân đại kim đan gì bá đạo, chỉ là lại quát một tiếng. Oanh, điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính liền lập tức liền bị đụng bay ra ngoài, hai người mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, lại là bò đều không đứng dậy được. Điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính thực lực tuyệt đối không yếu, nếu là đến mất tích đại lục bên ngoài, Điền đại tiên nhân cửu trọng thiên đỉnh phong có thể hoàn ngược la quân. Lý Linh Thính cũng là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, hai người này vẫn luôn tại thanh đồng tiên điện bên trong tu luyện nhiều năm, pháp lực vốn cũng không yếu. Nhưng là đáng tiếc, la quân tại cái này mất tích trong đại lục là bực nào hung hãn tồn tại. Là liền thần vương như thế nhân vật đều có thể bị hắn đánh chạy cao thủ. La quân lạnh hừ một tiếng, chỗ của hắn hội thủ hạ khoan dung ngay sau đó liền liền chuẩn bị đem điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính cho giết. Ngay vào lúc này, thanh đồng tiên điện bên trong bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính chỗ nằm mặt đất đột nhiên tuôn ra màu đen mực đậm. Màu đen mực đậm đem hai người này bao trùm, sau đó liền chôn sâu nhập trong lòng đất. Là quân muốn giết hai người này liền không có cơ hội. Là quân cảm giác được tiên điện tại khởi động, hắn cười lạnh liên tục, tiếp lấy lợi dụng thiên địa pháp tướng đại kim đan hướng phía phía trên nóc phòng hung hăng đụng giết đi qua. Cái này đại kim đan lực lượng hung mãnh cùng cực, liền xem như thanh đồng tiên điện cũng phải vì đó run rẩy. Ngay vào lúc này, cái kia thanh đồng tiên điện bốn phía đều trở nên đen nhánh vô cùng. Nóc phòng đột nhiên cũng sinh ra biến hóa, màu đen lốc xoáy xuất hiện. Tựa như đó đã không phải là nóc phòng, mà chính là vũ trụ trong thái không hắc động một dạng là quân đại kim đan tên đầy đủ gọi là Thiên Địa Pháp Tướng, đây là bao hàm thiên địa, vũ trụ quy tắc. Hắn lập tức cũng liền phát giác được cái kia màu đen lốc xoáy cũng là một loại vũ trụ quy tắc. Chính mình Thiên Địa Pháp Tướng nếu là phá giải chẳng nhiều loại quy tắc, khả năng trực tiếp liền sẽ bị truyền tống đến mất tích đại lục bên ngoài đi. Oanh, đại kim đan đụng vào màu đen lốc xoáy phía trên, toàn bộ tiên điện đều chấn chấn động. Trong nháy mắt đó, là quân thiên địa pháp tướng cùng màu đen lốc xoáy phát sinh mãnh liệt hung hãn rào sát. Không chỉ là lực lượng rào sát, hơn nữa còn có vũ trụ quy tắc va chạm. Hai loại quy tắc không ngừng biến hóa, thôn vệ đối phương. Nhưng là hiển nhiên, thiên địa pháp tướng thắng một bậc. Không phải vậy lời nói, vậy thì không phải là tiên điện chấn động, mà chính là đại kim đan bị truyền tống đi. Là quân cấp tốc thúc đẩy đại kim đan, tiếp tục oanh sát. Đúng lúc này, Phó Thanh Trúc xuất hiện phó thanh trúc sau lưng la quân xuất hiện trong tay hắn lúc một ngụm thanh đồng tiên kiếm phó thanh trúc thân thể như quỷ mị đột nhiên một kiếm đâm về la quân sau lưng một kiếm này nhanh như cầu vồng lại lại khiến người ta khó lòng phòng bị la quân sợ hãi cả kinh cái này một cái chớp mắt hắn sau lưng lông tơ dựng thẳng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngay tại thanh đồng tiên kiếm mũi kiếm gần sát hắn ra thịt lúc la quân tay trái cấp tốc thi triển pháp quyết cái này một cái chớp mắt hắn sau lưng không gian sinh ra biến hóa. Ban đầu vốn đã không có khoảng cách, nhưng không gian vặn vẹo về sau, Phó Thanh Trúc một kiếm này liền cùng La Quân có 3 mét khoảng cách. Cái này nhỏ bé nhập vi pháp thuật, như không phải là bởi vì La Quân tại cái này mất tích trong đại lục, hắn là quả quyết không thi triển ra được. Chủ yếu là hắn đối nguyên tố chi lực quá quen thuộc. Thừa dịp cái này lỗ hổng, La Quân thân thể nhoáng một cái, liền dùng di hình hoán ảnh nội gia quyền chiêu thức, né tránh Phó Thanh Trúc cái này chí mạng một kiếm. Phó Thanh Trúc không nói một lời, thiếp thân tiến lên, liền cùng La Quân quấn đấu. La Quân không khỏi hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Phó Thanh Trúc thế mà không cách dùng thuật, mà chính là hái lấy cận thân vật lộn phương thức. Vâng, Phó Thanh Trúc biết ta tại cái này mất tích trong đại lục, pháp thuật chính là cường hạng, cho nên hắn phải dùng loại này sáp lá cả phương thức tới giết ta. La Quân lập tức liền minh bạch Phó Thanh Trúc ý đồ. Cùng lúc đó, bởi vì phó thanh trúc xuất hiện cái kia màu đen lốc xoáy lực lượng cũng yếu bớt la quân nếu ứng nghiệm giao phó thanh trúc tự nhiên cũng không thể phân tâm đến tiếp tục đánh tan màu đen lốc xoáy la quân nếu ứng nghiệm giao phó thanh trúc cái kia đại kim đan cũng liền tự nhiên mà vậy tán đi chỗ có pháp lực đều trở lại la quân trong não vực phó thanh trúc cũng căn bản không cho la quân cơ hội lần nữa thi triển đại kim đan tay hắn cầm thanh đồng tiên kiếm pháp lực cùng lực lượng dung hợp xuất thủ như quỷ mị nhưng lại cấp tốc tàn nhẫn không cho người ta thở dốc cơ hội loại phương thức này nếu là gặp gỡ hắn pháp lực cao thủ giờ phút này chỉ sợ liền bị phó thanh trúc vô thanh vô tức cho giết chỉ tiếc là quân cũng là cận thân vật lộn hảo thủ hắn liên tục mấy lần tránh né tiếp lấy một cái linh dương móc sừng liền đến phó thanh trúc sau lưng đồng thời là quân một tay điểm ra lập tức bịa sát chi tinh dung hợp đóng băng chi lực cấp tốc đem phó thanh trúc đông cứng Phó Thanh Trúc lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn sát khí tất hiện, chỉ là thân thể chấn động, liền đem cái này đóng băng chi lực hóa giải. Tiếp theo, Thanh Đồng Tiên kiếm mũi kiếm đã đến La Quân nơi cổ họng. La Quân cấp tốc co rụt lại đầu. Đây là rùa đen rụt đầu công phu, tựa như là cái kia một cái chớp mắt, La Quân đầu lâu đột nhiên biến mất một dạng. Rùa đen rụt đầu, vương bát nghe lôi. Tiếp lấy La Quân hướng Phó Thanh Trúc trong ngực va chạm, cùng đầu va chạm, cùng hai tay vây quanh đây chính là rùa đen rụt đầu về sau hậu chiêu vương bắt nghe lôi cái này hai chiêu la quân thi triển đến tự nhiên mà thành không có kẽ hở phó thanh trúc hơi kinh hãi hắn lư lui một bộ tiếp lấy một kiếm tấn mãnh chảm giết tới la quân thân thể y nguyên không lùi hướng bên cạnh hơi hơi lệch ra liền tránh đi phó thanh trúc một kiếm này tiếp lấy lại cùng long trảo thủ dò xét lên phó thanh trúc cánh tay phó thanh trúc bị kinh ngạc hắn lần nữa lui một bộ Phó Thanh Trúc đã từng lấy cái này Miệng Thanh Đồng Tiên kiếm giết người vô số, hắn đối đầu địch nhân, tiên kiếm triển khai, công kích kéo dài không dứt, không người dám nhẹ anh phong. Nhưng là cái này La Quân quá không theo lẽ thường ra bài, hắn mặt đối với mình kiếm phong, thế mà không chỉ có không lùi, ngược lại từng bước ép sát. Một tấc dài, một tấc mạnh, Phó Thanh Trúc tự nhiên không nguyện ý cùng La Quân thiếp thân chiến đấu. Chỉ là Phó Thanh Trúc vừa lui, La Quân lập tức lại tiến lên một bộ. Bỗng nhiên ở giữa, La Quân đã đem Phó Thanh Trúc bước đến góc tường. Lúc này, Phó Thanh Trúc thân thể bỗng nhiên cùng tường dính vào cùng nhau, tiếp lấy thì dung nhập vào trong tường mặt. La Quân lấy tay mạnh mẽ trưởng kích xiết tại cái kia trên vách tường. Oanh! Toàn bộ thanh đồng tiên điện lại là chấn động. Phó Thanh Trúc lúc xuất hiện lần nữa chính là sau lưng La Quân 3 mét chỗ. Tay hắn bóp kiếm quyết, cái kia thanh đồng tiên kiếm lập tức như một đạo lưu quang thiểm điện chém tới La Quân la quân không khách khí nữa lúc này hắn là có thở dốc cơ hội sau đó thiên địa pháp tướng đại kim đan cái kia đại kim đan oanh một tiếng và chạm hướng thanh đồng tiên kiếm thanh đồng tiên kiếm huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời vây quanh đại kim đan hình thành một cái vòng tròn vô số kiếm quang tại đại kim đan trên thân chém giết mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa phó thanh trúc tinh thần ảo nghĩa la quân lập tức cũng phát giác được phó thanh trúc kiếm quang này lợi hại Phó Thanh chúc pháp lực cùng tinh thần xác thực khủng bố, mỗi một đạo kiếm quang đều tại đại kim đan trên thân lưu lại dấu vết. Là quân đại kim đan không ngừng xoay tròn, cũng không ngừng hóa giải loại này vết thương. Cùng lúc đó, là quân lần nữa cảm nhận được thanh đồng tiên điện bắt đầu vận chuyển. Là muốn rời khỏi mất tích đại lục, là quân lạnh hừ một tiếng, hắn là tuyệt không thể cứ như vậy rời đi. Có cơ hội gặp lại hội ngươi, là quân liền không ham chiến, hắn cấp tốc rút lui đại kim đan cái kia vô cùng kiếm quang lập tức hướng phía la quân chém giết mà đến la quân thân thể nhất chuyển đại kim đan liền đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ lại kiếm quang chạm tại đại kim đan lên lại là thương tổn không la quân la quân một đường hung ác đâm vào phó thanh trúc gặp la quân cỗ này hung ác kinh lập tức mở ra đại môn để la quân chạy đi trong lòng của hắn rõ ràng thanh đồng tiên điện như cưỡng ép vây khốn la quân chỉ sợ tiên điện đều muốn bị hắn đụng hủy tuy nhiên cũng có thể là tiên điện mang theo la quân rời đi mất thích đại lục nhưng phó thanh trúc là tuyệt không nguyện ý mạo hiểm như vậy cái này thanh đồng tiên điện chính là hắn an thân lập mệnh căn bản la quân trốn sau khi ra ngoài phó thanh trúc cũng liền thu thanh đồng tiên kiếm cùng lúc đó điền đại tiên nhân cùng lý linh thính còn có tiểu ngả xuất hiện sau lưng phó thanh trúc phụ thân tiểu ngả hô một tiếng tiểu cô nương tuy nhiên thanh lãnh nhưng lại rất yêu nàng phụ thân Phó Thanh Trúc đem tiểu ngả ôm, mỉm cười, nói ra, đừng sợ, phụ thân không có việc gì. Tiểu ngả gật gật đầu. Nghĩ không ra, cái này là quân như vậy khó giải quyết, như thế thiết kế, vẫn là để hắn đào tẩu. Lý Linh Thính có chút không cam lòng. Phó Thanh Trúc lạnh lùng nhìn một chút Lý Linh Thính, hắn nói ra, lần sau ngươi nếu dám lửa gạt nữa lấy ta để tiểu ngả đi làm loại này mạo hiểm sự tình, đừng trách ta không đọc tỉ tỉ ngươi tình cảm. Lý Linh Thính nhất thời thân thể mềm mại run lên, nàng tự nhiên biết, tiểu ngả chính là tỷ phu nghịch lân, nhưng lần này lại là tiểu ngả chủ động thỉnh cầu, nàng không lay chuyển được mới. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là có chút mạo hiểm. Vạn nhất là quân lại xấu một số, đem tiểu ngả cưỡng ép ở. Như vậy bọn họ toàn bộ đều muốn bị động. Lý Linh Thính nghĩ tới đây không khỏi ngược lại quất một ngụm hàn khí, tỷ phu ta biết. Không trách gì nhỏ, tiểu ngả nói ra, phụ thân, là nhỏ ngài muốn giúp ngươi phó thanh trúc đối tiểu ngả lại là vẻ mặt ôn hòa hắn cạo xuống tiểu ngả cái mũi nói ra lúc nào phụ thân tại trong lòng ngươi vô dụng như vậy còn cần ngươi đến giúp đỡ tiểu ngả nói ra thế nhưng là khác thế nhưng là về sau không cho phép phó thanh trúc nói ra tốt à tiểu ngả nói ra sau đó phó thanh trúc đem tiểu ngả buông xuống nói với lý linh thính mang tiểu ngả đi nghỉ ngơi đi Lý Linh Thính gật gật đầu. Phó Thanh Trúc sau đó cùng Điền Đại Tiên Nhân đến Thanh Đồng Tiên Điện trong sảnh ngồi xuống. Điền Đại Tiên Nhân nói ra, công tử ra, nơi đây không nên ở lâu. Là quân lúc này rời đi, chỉ sợ lập tức sẽ tụ tập trợ thủ đến đây trả thù. Phó Thanh Trúc nói ra, đến liền tới thôi, tại bên trong tiên điện, có phần không dễ ứng phó. Nếu là bọn họ ở bên ngoài, chúng ta ngược lại tốt thao tác tiên điện công kích. Điền Đại Tiên Nhân nói ra, chỉ là, cái này mất tích trong đại lục pháp lực cùng la quân ở giữa, có một loại nào đó phù hợp. Cho dù chúng ta có tiền điện nơi tay, cũng rất khó có phần thắng. Tiếp tục đánh xuống, cũng là không có ý nghĩa gì, ngược lại bằng thêm nguy hiểm. Cái này điền đại tiên nhân tuy nhiên béo điểm, nhưng ở phó thanh trúc bên người vẫn luôn là mưu thần nhân vật, hắn phân tích là có tình có lý. Phó thanh trúc nói ra, tình chủ phía dưới tử mệnh lệnh, chúng ta nếu là mang không trở về la quân, trở về cũng là đường chết một đầu chuyện dưới mắt, thật là có chút khó giải quyết. Điền đại tiên nhân nói ra, công tử ra, thuộc hạ nghĩ đến, đã chúng ta khó có thể mang đi la quân. Như vậy lúc này hẳn là đi tìm một chút ngoại viện. Phó Thanh Trúc nói ra, nơi đó có cái gì ngoại viện? Điền đại tiên nhân nói ra, thuộc hạ đến những ngày gần đây, đối mất tích đại lục là từng có nghiên cứu. Nơi này vương quyền cùng thần quyền sánh vai cùng, thuộc hạ tin tưởng, vương quyền nếu là bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng tha thứ thần quyền bây giờ thần quyền cùng la quân là một đám chúng ta liền đi tìm vương quyền hợp tác ngài nói đúng không phó thanh trúc nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên nói ra không sai phó thanh trúc cùng điền đại tiên nhân ra thanh đồng tiên điện sau đó phó thanh trúc liền đem cái kia thanh đồng tiên điện thẳng tiếp thu được lông mày trong nội tâm về phần những binh lính kia đều là điền đại tiên nhân đi mời đến giả trang công tử ra cái kia la quân chỉ sợ đã khóa chặt lại chúng ta chúng ta lần này đi vương cung nếu là bị bọn họ phát hiện, chính là không ổn. Điền đại tiên nhân nói ra. Phó Thanh Trúc nói ra, yên tâm đi, không ai có thể phát giác được chúng ta, chút năng lực ấy, ta vẫn là có. Điền đại tiên nhân nghe Phó Thanh Trúc kiểu nói này, liền cũng yên lòng. Hắn đối với mình ra công tử ra bản sự vẫn là vô cùng yên tâm. Lần này như không phải là bởi vì cái này mất tích đại lục quá mức đặc thù, từ đó bồi dưỡng la quân. Không phải vậy lời nói, Bọn họ sẽ không cảm thấy như vậy khó giải quyết Đô Thành trong vương cung Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân thuận lợi nhìn thấy quốc vương Quốc vương chừng 50 tuổi Đầu hắn mang vương quan, tinh thần hết sức tốt Cái này quốc vương thật không đơn giản Hắn cũng là đỉnh cấp ma pháp cao thủ Mà lại vương quyền bên trong Cũng là 10 phần chú trọng ma pháp tu hành Mất tích đại lục Toàn bộ đều là thịnh hành ma pháp Này chủ yếu cũng là ma pháp lực phá hoại quá lớn vương quyền nếu muốn ngồi vững vàng, nhất định phải có cường hãn hơn thực lực. Không phải vậy lời nói tùy tiện tới một cái mà đạo sư cao thủ cấp bậc liền có thể trực tiếp đem vương cung cho hủy. Đây là vương quyền tuyệt đối không thể chịu đựng. Thần quyền sở dĩ có thể từ trước đến nay vương quyền sánh vai cùng, cái kia cũng là bởi vì thần quyền pháp lực cao thâm. Tóm lại, cái này tuyệt sẽ không là bởi vì quốc vương khoan hồng độ lược, hoặc là quốc vương có rất sâu tông giáo tín ngưỡng. Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân tu vi kinh người, cho nên bọn họ muốn gặp quốc vương cũng không phải là việc khó gì. Quốc vương gọi là Gia Diệp. Gia Diệp trong vương cung điện bên trong sẽ gặp Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân. Gia Diệp bản thân là cao thủ, tự nhiên cũng đã biết Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân đều là cao thủ. Hai vị tiên nhân tới đây, không biết là có chuyện gì. Gia Diệp nói ra. Hắn nói là tiếng Anh, bên cạnh lại là có quan phiên dịch tại. Phó Thanh Trúc cũng không mở miệng, Điền Đại Tiên Nhân làm theo nói ra, quốc vương bệ hạ, ta thì không theo ngài vòng vo. Ta cùng công tử nhà ta ra có ý muốn đối phó Lena Hoya, hai người chúng ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nhưng là Lena Hoya bên người cũng không ít cao thủ, cho nên cũng hy vọng ngài có thể cứu tế cho viện thủ. Già Diệp nhất thời bị kinh ngạc, sau đó hắn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói, các người thật lớn mật, lại dám công nhiên miệt thị thần quyền. Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện. Gia Diệp hơi có chút xấu hổ, hắn liếc nhìn hai người liếc một chút, liền nói ra, các ngươi đến là ai? Điền Đại Tiên Nhân nói ra, chúng ta đến từ thế giới bên ngoài. Trước đó Thánh Giáo đường bị hủy, cũng là cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta là muốn đuổi bắt một cái tên là La Quân người. La Quân, Gia Diệp lần nữa giật mình. Điền Đại Tiên Nhân nói ra, xem ra quốc vương bệ hạ cũng biết người này. Gia Diệp hơi hơi đắng chát, nói ra, người này danh tiếng tại cái này trong đại lục, tai to mặt lớn người, ai sẽ không biết hắn. Hắn đem bàn hoàng cùng đế thích thiên đều cho diệt, dạng này người trên đại lục, đã là thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại. Các ngươi lại để cho đuổi bắt hắn, cái này là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Là quân tại đại lục này bên trong, thật có hắn ưu thế. Bất quá hắn một khi ra đại lục này, cái kia cũng bất quá là cái nhị lưu mức độ. Nhất lưu cũng không bằng, điền đại tiên nhân nói ra, công tử chúng ta ra đối phó la quân, mà lại chúng ta còn sẽ có cao thủ qua đến giúp đỡ. Chỉ là, coi như như thế, phần thắng cũng chỉ là phân ra 5,5. Ta nghĩ đến, nếu là có quốc vương bệ hạ ngài toàn lực hỗ trợ, vậy chúng ta thì có tuyệt đối phần thắng. Kể từ đó lời nói, tương lai thần quyền không còn tồn tại, trong thiên hạ, chính là đều là vương thổ. Già Diệp nghe vậy về sau lâm vào trầm tư, hắn hiển nhiên không phải tốt như vậy hốt xu người, các ngươi an bài, đến là như thế nào, chuyện này việc này lớn, ta không thể tùy tiện đáp ứng các ngươi. Biên đại tiên nhân nói ra, như vậy đi, quốc phương bệ hạ, ngày mai chúng ta đem chúng ta bên này cao thủ toàn bộ mang đến. Ngươi cũng đem lực lượng ngươi toàn bộ rời ra ngoài, sau đó chúng ta nhìn nhìn lại, có thể hay không hợp tác. Già Diệp trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, tốt về sau điền đại tiên nhân cùng phó thanh trúc liền rời đi vương cung la quân tại trong giáo đường vẫn luôn tại cảm ứng phó thanh trúc tồn tại đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được đô thành rất lớn nếu là không có mục tiêu muốn đi tìm tìm phó thanh trúc cái kia lại là rất khó lam tử y cùng Lena na hoi a cũng là bất đắc dĩ chúng tinh điện hiển nhiên là xuất thủ lần nữa để la quân sợ hãi thán phục là cái này chúng tinh điện cao thủ thật sự là tầng tầng lớp lớp A, theo rau hẹ giống như cắt một lứa lại một lứa. Là quần cùng làm tử y còn có Lena Hoi A cùng Kiều Ngưng trong phòng mở lên hội nghị tới. Là quần cũng đem chính mình gặp được tình huống cùng mọi người nói. Kiều Ngưng trầm ngâm nói, mỗi lần xuất thủ, bọn họ hiển nhiên cẩn thận rất nhiều, hơn nữa còn sử dụng kế sách. Chỉ mấy lần trước xuất thủ, bọn họ đều là trực lai trực vãng. Làm tử y nói ra, một lần không chúng, bọn họ sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp đến lần thứ hai. Chúng tinh điện xem như hoàn toàn cùng chúng ta đòn khiêng bên trên. Nàng đón đến, nói ra, ta thực cũng không quá lo lắng bọn họ những người này, mặc kệ bọn hắn muốn biện pháp gì, chúng ta binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vậy cũng không có gì có thể sợ. Lấy trước mắt là quân thực lực, cùng ta còn có Lena Hoia, Kiều Ngưng Tại, vấn đề cũng không lớn. Ta chỉ lo lắng, đến sau cùng cái kia tinh chủ sẽ đích thân đến đây. Tinh chủ đến đây, liền không thể tới sao, là quân có chút xem thường. Lam tử y nói ra, như thực lực ngươi là vĩnh hằng chi lực, không dựa vào mất tích đại lục, ta đương nhiên sẽ không như vậy lo lắng. Chí ít đánh không lại, cũng có thể chạy, nhưng là người cùng Lena hoi a lực lượng cuối cùng cũng còn có thiếu hụt, nếu như tinh chủ có thể phá hư mất tích đại lục quy tắc cùng nguyên tố chi lực, cái kia đến lúc đó chính là một chàng tai nạn. La Quân cùng Lena Hoi A đều là bị kinh ngạc. Tinh chủ có thể phá hư mất tích đại lục nguyên tố chi lực. La Quân cảm thấy thật không thể tin. Lam Tử Y nói ra, đây chỉ là ta tưởng tượng, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Tốt nhất là hắn không có bản sự này chỉ bất quá, một cái có thể sáng tạo ra chúng tinh biệt, chúa tể nhiều như thế cao thủ người, ta thật đánh giá thấp không hắn A. À. La Quân Lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên hắn hiện tại an ổn không việc gì, nhưng tiền đồ hắn thấy, lại là hoàn toàn u ám tìm không thấy đường ra a à. mất tích đại lục thật có thể trở thành vĩnh viễn thiên đường sao không có khả năng thần đế bọn họ bị khốn trụ linh nhi sinh tử tung tích không rõ nhiều chuyện như vậy còn ở nơi nào chính mình lại sao có thể có thể an tâm đợi tại cái này mất tích trong đại lục đây nhưng là tu vi muốn tăng lên cũng không phải một sớm một chiều sự tình đây đều là gấp không được lúc này Phó Thanh Trúc bọn họ đã khống chế thanh đồng tiên điện rời đi mất tích đại lục. Bọn họ là thu đến đến từ chúng tinh điện tín hiệu, chúng tinh điện phái ra cao thủ đến đây tương trợ. Muốn đến tinh chủ cũng phải biết, là quân bên này cao thủ có nhiều như vậy, quang để Phó Thanh Trúc một người tới làm chuyện này, có chút quá mức ép buộc. Phó Thanh Trúc đám người cùng đám kia cao thủ tụ hợp về sau, liền lại lấy thanh đồng tiên điện trở lại mất tích đại lục. Lần này tới là hai tên chúng tinh điện viễn cổ trưởng lão, đại trưởng lão gọi là tấm khải nhị trưởng lão gọi là dương thiên thu điền đại tiên nhân đối hai vị trưởng lão rất là tôn kính cũng kính phục bọn họ bản sự có điều trong âm thầm điền đại tiên nhân đối phó thanh trúc không khỏi nói ra tinh chủ làm việc tràn ngập quỷ dị nếu là lần này đem này thái dương thần điện trưởng điện làm thần vương apollo còn có vu hiền đều phái tới há không càng thêm làm ít công to hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là từng nhóm điều động cao thủ Phó Thanh Trúc nào nào, hắn mắt nhìn Điền Đại Tiên Nhân, nói ra, lời này của người ý là. Điền Đại Tiên Nhân không khỏi cười khổ, nói ra, tinh chủ có thể trở thành tinh chủ, đương nhiên sẽ không so người ta hồ đồ. Người ta minh bạch sự tình, có thể nghĩ đến sự tình, hắn sao sẽ nghĩ không ra. Nhưng hắn đến tại sao muốn làm như thế, ta thật sự là không đoán ra được. Phó Thanh Trúc nói ra, tinh chủ làm việc, tự có hắn đạo lý đi chúng ta làm tốt chính mình bản phận là được. Tại cùng tấm khải cùng Dương Thiên Thu tụ hợp về sau, Phó Thanh Trúc, Điền Đại Tiên Nhân liền dẫn hai vị này trưởng lão lần nữa đi vương cung. Quốc phương già diệp tại kiến thức mọi người pháp lực về sau, rốt cục rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hợp tác. Cùng lúc đó, tấm khải cùng Dương Thiên Thu cũng ở chỗ này trước đợi nửa tháng, quen thuộc bên này pháp lực vận dụng về sau, làm tiếp động thủ dự định. Già diệp dự định tự mình xuất thủ, hắn bên này lại phái phái bốn đại ma đạo sư cùng già diệp cùng một chỗ ngăn chặn giáo thần Lê Na Hoi A. Tấm khải cùng Dương Thiên Thu liên hợp ngăn chặn Lam Tử Y. Điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính đối phó Kiều Ngưng. Mà La Quân làm theo giao cho Phó Thanh Trúc tới đối phó. Trong này, lớn nhất đại biến số ngay tại Phó Thanh Trúc cùng La Quân nhất chiến phía trên. Siêu cấp bảo an tại đô thị Bắc Minh Tiểu Yêu thời gian đổi mới, 11 tháng 1 năm 2017-13. 33,15 nguyên võng đứng, hạt ngũ cốc lưới. là Quân cho Lena Hoi đi ra chủ ý, hắn nói bọn họ có thể giúp Lena Hoi đi chiếm cứ vương quyền A. Bây giờ thực lực bọn hắn áp chế vương quyền cũng không là vấn đề. Đương nhiên, là Quân chỉ là xuất phát từ thăm dò, hắn cũng không có ý định này. Lena Hoi A cùng vương quyền chi tranh cũng không phải là tiểu bang tiểu phái đấu tranh, có thể tùy tiện cải biến bố cục. Mà Lena Hoi đang nghe La Quân chủ ý về sau lại là minh xác cự tuyệt. Nàng nói ra, thần quyền nếu như không có, quốc gia còn sẽ không loạn. Nhưng vương quyền không, đó là thương sinh bách tính nỗi khổ. Là quân nghe xong không khỏi cười một tiếng, nói ra, trước kia thần tôn, tuyệt đối sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Lê Na cũng là cười một tiếng, nàng thật là cải biến rất nhiều, trở nên có tình vị rất nhiều. Là quân cũng nghĩ qua phó thanh trúc bọn họ có thể hay không hợp tác với vương quyền, quốc vương bên kia lại có thể đáp ứng hay không hợp tác đâu la quân cùng lena hoia nói qua một lần lena hoia nói ra quốc vương hẳn là vui với nhìn thấy ngư ông tranh chấp đi ta đoán chừng sẽ không xuất thủ thần quyền cùng vương quyền cùng tồn tại nhiều năm như vậy hắn như muốn động thủ nên đã sớm động thủ hiện ở ta nơi này một bên thế lực lớn tăng hắn ngược lại động thủ cái này không hợp logic la quân lại không cho là như vậy trước kia không động thủ là bởi vì thế lực đều đều nhưng dưới mắt, quốc vương cũng không biết tâm tư ta, hắn nhìn thấy người bên này thế lực lớn tăng, liền sẽ rất có áp lực. Hắn không biết người không có ý định chiếm lấy vương quyền, có lẽ những ngày này, hắn chính hoảng sợ không chịu nổi một ngày đây. Mà Phó Thanh Trúc bọn họ nếu là đưa ra hợp tác, hắn khẳng định sẽ đập nồi dìm thuyền. Không thể không nói, là quân năng lực phân tích còn mạnh hơn Lena Hoia quá nhiều. La quân là trải qua sành đời người, Lena Hoyer vẫn là đều thuộc về tại Ivory Tower người, nàng không cần đi cân nhắc nhiều người như vậy tâm giảo quyệt bởi vì nàng thực lực đủ mạnh mẽ để quốc phương già diệp quyết định muốn hợp tác với phó thanh trúc nguyên nhân liền là bởi vì la quân những người này xuất hiện lâu dài thăng bằng bị đánh phá già diệp như thế nào an tâm lena hoi a là thế nào nghĩ thực cái này đều không trọng yếu trọng yếu là lena hoi a nếu như muốn lật đổ vương quyền nàng thì có thực lực này đây là già diệp không thể chịu đựng đây cũng là giả diệp sau cùng quyết định mạo hiểm thử một lần trọng yếu nguyên nhân phó thanh chúc chờ người thương nghị thương định về sau tiếp lấy thì xuất thủ không có bất kỳ cái gì dịu dàng thắm thiết cũng không có bất kỳ che giấu nào ở cái này ban đêm thanh đồng tiên điện ẩm ẩm buông xuống tại giáo đường phía trước lena hoia là quân làm tử y kiều ngưng cấp tốc đi ra dạng này chiến đấu hiển nhiên không dùng lena hoia lại đi kéo một ít trưởng lão hoặc là trong giáo cao thủ đến đây chôn cùng lena hoi a trước đó thủ hạ cũng có rất nhiều trưởng lão cao thủ nhưng là thập đại trưởng lão bị thần vương bọn họ chém giết sáu cái còn lại bốn cái còn tại trọng thương bên trong đây quốc phương bệ hạ người đây là tỏ rõ ý đồ muốn vạch mặt lena hoi a trong mắt nở rộ hàn quang nhìn về phía giả diệp giả diệp sắc mặt bình tĩnh hắn nói ra thánh giáo đường bị hủy tất cả trưởng lão trọng thương điều này nói rõ lena hoia ngươi đã không quá thích hợp lãnh đạo thần giáo ta nhìn ngươi vẫn là lui xuống đây đi ngươi nếu là nguyện ý như vậy hủy bỏ tu vi rời đi thần giáo ta ngay lập tức sẽ dẫn người rời đi điều kiện này lena hoia căn bản không có khả năng đáp ứng nàng đường đường giáo thần tung hoành vô địch những năm gần đây cử nhân từ cũng không ít nếu là hủy bỏ tu vi căn bản một con đường chết gia diệp đưa ra điều kiện này thực cũng chính là căn bản không có ý định đàm phán. La là Quân làm theo đón lấy Phó Thanh Trúc, Phó Thanh Trúc y nguyên ôn tồn lễ độ. Sau lưng Phó Thanh Trúc liền đứng thẳng Lý Linh Thính cùng Điền Đại Tiên Nhân. Còn Phó Thanh Trúc nữ nhi tiểu ngả, bây giờ đã đợi trong Hoàng Cung. La Quân hướng Phó Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra người mỗi lần xuất thủ, chính là nắm chắc 10 phần. Phó Thanh Trúc từ tốn nói, đánh rồi mới biết đi. Đầy đủ trực tiếp, đầy đủ dứt khoát la quân ngay sau đó cũng liền không nói nhảm hắn gật gật đầu nói ra tốt ở chỗ này đánh không tiện lắm đi trên trời đi la quân nói ra đi phó thanh trúc đã đằng vân thực sự sương mù mà lên hắn là dẫm nguyên tố chi lực tại trong cái không gian này nguyên tố chi lực vô cùng vô tận cho nên muốn dựa vào nguyên tố chi lực phi hành tuyệt không khó không giống như là tại hắn trong không gian lại đại thần thông giả nếu muốn thân thể phi hành liền đều muốn nhờ nguyên thần hoặc là hắn thần thú chi lực. Là quân mấy người cũng thì đều bay lên không chung. Song phương chém giết, không có nghiêm túc, cấp tốc mở giết. Hai đại viễn cổ trưởng lão, Trương Khải cùng Dương Thiên Thu vây quanh Lam Tử Y. Lý Linh Thính cùng Điền Đại Tiên Nhân đối phó Kiều Ngưng. Gia Diệp cùng bốn đại ma đạo sư vây quanh Lena Hoi Ha. Phó Thanh Trúc liền cùng La Quân chém giết, trong trận chiến đấu này Gia Diệp cùng bốn đại ma đạo sư đối phó Lena Na Hoi Ha, phần thắng rất đủ. Kiều Ngưng đối mặt Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính, phần thắng cũng là không đủ. Trương Khải cùng Dương Thiên Thu cùng Lam Tử Y ở giữa chiến đấu, đó chính là rất khó phán đoán. Lớn nhất lo lắng chính là La Quân cùng Phó Thanh Trúc chi chiến. Song Phương đều kéo rất lợi hại mở, đều từ thành lập mỗi người vòng chiến đấu tử. Trong tầng mây, đã khó có thể thấy rõ phía dưới đô thành ban đêm đèn đuốc. Trương Khải Tiên phong đạo cốt, một thân bạch bào, hắn sắc mặt uy nghiêm, xông đối diện Lam Tử Y nói ra, Lam Tử Y, người cũng chính là viễn cổ chi thân. Cho tới bây giờ trình độ như vậy, đúng là không dễ. Là sao lại muốn tự cam đọa lạc, thế mà đi lệch giúp một cái hậu sinh tiểu bối, người đây là tại cho chính người chiêu đến sát kiếp. Lam Tử Y nói ra, thiên địa đã thành lò luyện, chúng ta đều là là thịt cá, còn có cái gì dễ nói, người nào có thể còn sống sót, xem ai bản sự đi nàng tiếp lấy liền xuất thủ. Trương Khải cùng Dương Thiên Thu lập tức triển khai trận doanh, đối Lam Tử Y liên hợp áp chế. Trương Khải lắc mình biến hóa, thân thể liền hóa thành toàn thân đồng thể. Xích luyện nguyên đồng thể, Lam Tử Y hơi biến sắc. Thiên địa vi lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng. Đây là xích luyện nguyên đồng thể, như thế thuật pháp, có vô cùng vô tận chi uy lực. Lúc này, Dương Thiên Thu tế ra một thanh pháp trượng. Nguyên Dương Pháp Trượng. Oanh! Trương Khải đột nhiên hướng Lam Tử Y nhất quyền từng đánh chết đến, quyền kích Lam Tử Y mặt. Hắn thân thể âm dương ma sát, đồng thân bất diệt, toàn thân cao thấp, tựa như luyện ngục rong lô, tốc độ nhanh như lôi đình như tia chớp. Lam Tử Y khẽ vươn tay, liền bắt lấy Trương Khải quyền đầu. Nàng trong mắt hàn quang lóe lên, trở tay một chiếc, đông đốc một tiếng, cái kia đồng cánh tay liền bị Lam Tử Y bẻ gãy. Tiếp theo, Lam tử y nhất trưởng đem Trương Khải phản đánh ra 10 mét xa. Trương Khải trên không trung nhất chuyển, sau đó cánh tay trong nháy mắt mọc ra. Hắn tiếp theo, lại cả người, đều thân thể đụng giết tới. Đồng thời, Dương Thiên Thu Nguyên Dương Pháp trưởng phát huy ra uy lực. Một đạo Nguyên Dương Kim Quang cấp tốc đem Lam tử y bao phủ lại. Nguyên Dương Pháp trưởng, chính là thế gian trí cương chi lực, trí cương chi khí. Có thể đem bao phủ chi địa từ trường, nguyên tố chi lực, hết thảy lực lượng đều hóa thành nguyên dương chi khí. Mà cái này nguyên dương chi khí lại vì nguyên dương pháp trượng sử dụng, cho nên nguyên dương kim quang bao phủ cao thủ, bình thường đều là một con đường chết. Giờ phút này, Lam Tử Y cũng tao ngộ đồng dạng tình trạng. Nguyên dương kim quang muốn đem bên người nàng lực lượng, thậm chí trong cơ thể nàng pháp lực thay đổi, toàn bộ muốn đồng hóa thành nguyên dương chi khí. Cỗ này nguyên dương chi khí cực hung mãnh liệt, không ngừng hóa giải, phân giải từ trường, nguyên tố chi lực tựa như là một đài cao tốc cường đại máy móc, tại công xưởng dây chuyền sản xuất chuyển hóa lực lượng. Lam tử y chính là trái lại chống cự nguyên dương chi khí, nàng khí định thần nhàn, lại là không ngừng cùng cường đại pháp lực đến hóa giải nguyên dương chi khí. Ừm, lại là tại phản thôn phệ ta nguyên dương chi khí, dương thiên thu không khỏi bị kinh ngạc, thầm nghĩ, nữ nhân này, như thế nào cường hãn như thế. Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể càng đánh càng hăng, liên tục pha chạm Lam Tử Y, Lam tử y trong nháy mắt cùng Trương Khải giao thủ hơn ngàn lần. Mỗi lần nàng đều đem Trương Khải phản kích trở về, nhưng Trương Khải lập tức liền tiếp tục công giết tới, thì theo bất tử chi thân. Mà lại tại trải qua cái này liên tục đả kích về sau, Trương Khải lực lượng cường hãn hơn, hắn quyền đầu bên trong ẩn chứa ra cường hãn vô cùng bạo sát lực tới. Dầm dầm dầm, làm tử y tay trắng chém ngược, nàng cũng không có quá khí thế cường hãn, lại một mực có thể đem Trương Khải ngăn chặn. Đồng thời, cái kia nguyên dương pháp trưởng chỗ thi triển ra nguyên dương kim quang bị nàng thôn thôn tan giã, lại như vậy đi xuống, nguyên dương pháp trưởng đều muốn bị Lam Tử Y hủy đi. Cái này hai đại viễn cổ trưởng lão liên thủ, thực lực không thể bảo là không mạnh. Vô luận nguyên dương kim quang vẫn là xích luyện nguyên đồng thể, gặp gỡ hắn cao thủ, đều nhưng nói là không ai địch nổi, đánh đâu thắng đó. Nhưng bọn hắn lúc này gặp được Lam Tử Y, lại là khắp nơi bị quản chế. Nên kết thúc, Trương Khải nhất quyền đánh giết tới, Lam Tử Y đột nhiên thì thi triển ra chủ kiếp suy nghĩ thai tàng đại phong ấn. Hô một chút, Trương Khải thì bị phong ấn đến thai tàng đại trong phong ấn. Lam Tử Y đồng dạng biết, Trương Khải loại này viễn cổ nhân vật, pháp lực vô cùng, muốn đem chu sát hoặc là phong ấn chặt, thật sự là không dễ dàng. Riêng là Trương Khải cái này xích luyện nguyên đồng thể, cơ hồ là bất tử chi thân. Chủ kiếp suy nghĩ là Lam Tử Y về sau lại ngưng luyện ra đến, lần này phong bế Trương Khải, nàng lại toàn lực công sát Dương Thiên Thu. Phá, làm tử y pháp lực toàn lực thi triển, oanh một tiếng, cái kia nguyên Dương Pháp trượng đột nhiên thì chịu không nổi làm tử y pháp lực, tại chỗ nổ tung. Làm tử y sau đó liền thi triển ra bất hủ chân không ấn. Bốn tôn thần linh đột nhiên đem Dương Thiên Thu vây lại, đồng thời, năm sáu mặt sắc quang mang, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai cường đại ảo nghĩa đem Dương Thiên Thu bao phủ lại, đồng thời bắt đầu ăn mòn, đè ép Dương Thiên Thu. Dương Thiên Thu bạo giống một tiếng, cường đại quyền lực oanh sát mà ra. Bá Thiên Quyền ấn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Thu mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, liên tục oanh sát ra 30 quyền, nhưng gặp quyền lực hùng hồn, cuồn cuộn sát phạt, cái này bá đạo vô cùng pháp lực cùng quyền lực liên tục đụng giết mà ra. Ầm ầm, 30 quyền Bá Thiên Quyền ấn, rốt cuộc cứ thế mà đem Lam Tử Y bất hủ chân không ấn đánh giết ra một cái lỗ thùng. Như thế về sau, Dương Thiên Thu thân thể lóe lên, liền rời đi bất hủ chân không ấn. Lam tử y, người chịu chết đi. Dương Thiên Thu đột nhiên xuất hiện tại Lam tử y trên không, tiếp lấy một trưởng vỗ xuống tới. Cái kia một cái chớp mắt, Dương Thiên Thu cả người toàn thân bốc cháy, đồng thời hóa thành Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Cái kia Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhất trưởng ấn xuống tới. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát tại trong Phật giáo, lợi dụng lực lớn vô cùng để, một trưởng này chính là Dương Thiên Thu tuyệt sát chi lực, hắn toàn lực giết hạ, khí thế như hồng, cường đại ảo nghĩa cũng ép đem xuống tới. Không khí đều bị bốc cháy lên, hừng hực chi ý bạo phát. Cùng lúc đó, Trương Khải tại thai tàng đại phong ấn bên trong mạnh mẽ công kích, chủ kiếp suy nghĩ mắt thấy là phải áp chế không nổi Trương Khải. Ở cái này quan trọng ngay miệng lên, làm tử y ánh mắt lộ ra vô cùng sát cơ. Cái kia một cái trước mắt, cả người nàng bỗng nhiên thu nhỏ. Biến thành con ruồi lớn nhỏ, như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Dương Thiên Thu không khỏi khẽ giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền khóa chặt lại Lam Tử Y. Chỉ là hắn cái này khẽ giật mình, lại trở thành Lam Tử Y cơ hội, cũng là Lam Tử Y muốn hiệu quả. Hắc, Lam Tử Y chợt quát một tiếng, cái kia một cái trước mắt, nàng thân thể bỗng nhiên biến lớn, chỉ trong tích tắc, Lam Tử Y trở thành che trời cự nhân, cao có chừng 30 mét. Nàng váy như y biến hóa, tuyệt không đột ngột, cái này váy, vốn là đặc thù chế tác, không phải vậy lam tử y cũng thi triển không ra như ý chi thuật lam tử y đột nhiên liền rời đi dương thiên thu trưởng ấn biến hóa nàng mãnh liệt khẽ vươn tay liền đem dương thiên thu nắm trong tay dương thiên thu quanh thân hóa thành đại uy thiên long bồ tát liền muốn banh ra tránh ra lam tử y trói buộc lam tử y thân thể bỗng nhiên lại lần nữa biến hóa oanh một sát na kia không chung xuất hiện một đầu to lớn dục hỏa phượng hoàng cái này dục hỏa phượng hoàng hỏa diễm chi liệt, khiến người sợ hãi, phảng phất như là bên trên bầu trời xuất hiện một cái liệt hỏa thái dương. Bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, đây vốn là sơ xuân khí trời, riêng là ban đêm, trong không khí còn rất có hàn ý, nhưng cái này liệt nhật xuất hiện, lập tức liền như nóng bức, thậm chí so nóng bức còn muốn nóng. Phương viên 3.000 mét bên trong, giống như tại sắt thép lò luyện phụ cận, lại như núi lửa bạo phát. Oanh! Dương Thiên Thu trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Trương Khải phá phong mà ra, cái này hai làm theo tranh lệch thời gian là vừa vặn tốt, làm tử y cũng là dự liệu được điểm này, nàng nếu không phải quyết định thật nhanh đem Dương Thiên Thu giết chết. Như vậy hai người này lần nữa liên thủ, nàng lại phải tốt một phen khí lực mới có thể hàng phục. Giết Dương Thiên Thu về sau, làm tử y lập tức thân thể khôi phục nguyên hình hình dáng, một tay bắt về chủ kiếp suy nghĩ, tiếp lấy lại nhất trưởng đem Trương Khải đập bay ra ngoài. Lúc này, Lam Tử Y chỉ đối phó Trương Khải một người, cũng đã là thành thạo. Mà Kiều Ngưng đối phó Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính, lại càng là không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì La Quân đã đem Đại La Tiên Đằng, còn có chiến nô đều cho Kiều Ngưng sử dụng. Cho nên Kiều Ngưng mặc dù là một đối hai, lại là có nắm chắc hơn. Chiến nô tuy nhiên không biết bay liệt, nhưng lại cùng Kiều Ngưng một mực chặt chẽ phối hợp. Kiều Ngưng dùng đại bằng kim xí nguyên thần hợp tác với chiến nô, chính nàng khống chế nguyên tố chi lực bay lượn. Chiến nô cuồng mãnh ngoanh sát, đem Lý Linh Thính làm cho liên tục lùi về phía sau, Lý Linh Thính không ngừng kêu khổ. Về phần điền đại tiên nhân, Kiều Ngưng thi triển ra thái cổ long bi hòa thượng cổ lôi trì. Thái cổ long bi trấn áp, thượng cổ lôi trì hung sao giết. Điền đại tiên nhân làm cho hiểm tượng hoàn sinh, mà lại, điền đại tiên nhân pháp bảo vị ương vũ phiến cũng là bị la quân cho hủy có lẽ lúc này Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính mới hiểu được vì cái gì La Quân cùng Kiều Ngưng bất quá là cửu trọng thiên chi nội tu vi lại có thể xử lý Từ Bác nhìn như thế tuyệt đỉnh cao thủ vậy tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên a à. mà lớn nhất vượt mọi khó khăn gian khổ dĩ nhiên chính là Lena Hoi A cùng Già Diệp giữa bọn hắn chiến đấu Lena Hoi A đối mặt năm đại cao thủ bất đắc dĩ thi triển ra âm dương hỗn động đại pháp đi ra Lena Hoi A cầm trong tay Thái Vũ Quyền Trượng pháp lực cuồng mãnh vận dụng, bầu trời lôi vân bịt kín, lôi điện thần quang liên miên không ngừng công sát giả diệp 5 người. Giả diệp 5 người cùng thi triển thần thông, bọn họ pháp lực cũng là cao cường vô cùng, thế mà không chỉ có chống cự, hơn nữa còn thành thạo. Nhưng Lena Hoia lại tại pháp lực to lớn tiêu hao, kéo dài như thế, một khi bị hụt pháp lực, chính là nàng tử kỳ. La quân cùng Phó Thanh Trúc ở giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu, La quân trước tiên cũng là tế gia hắn thiên địa Pháp tướng Đại Kim Đan, Phó Thanh Trúc đột nhiên cầm trong tay thanh đồng tiên kiếm hóa thành một sợi tinh khí, cái này sợi tinh khí cấp tốc bắn giết hướng La Quân bản mệnh đại kim đan. La Quân đại kim đan chi hung hãn, cái kia đã là mất tích trong đại lục những tuyệt đỉnh cường giả đó ác mộng. Cái này thiên địa pháp tướng đại kim đan, ẩn chứa tất cả vũ trụ quy tắc, cơ hồ là không có kẽ hở. Cho nên lúc này La Quân, căn bản sẽ không đem Phó Thanh Trúc dạng này một sợi tinh khí để vào mắt. Nhưng là rất nhanh, La Quân liền cau mày đầu, bởi vì Phó Thanh Trúc cái này sợi tinh khí cũng không phải tới công sát Đại Kim Đan, mà chính là dung nhập Đại Kim Đan. Tựa như là dệt hoa trên gấm một dạng. Tại đại trong kim đan ẩn chứa vũ trụ quy tắc bên trong, nhiều cái này sợi tinh khí. Cái này sợi tinh khí cũng hóa làm một loại quy tắc, cấp tốc cùng La Quân bản mệnh Đại Kim Đan hòa làm một thể. La Quân không khỏi kinh hãi, thật thông minh Phó Thanh Trúc, chính mình thiên địa pháp tướng vốn là không có kẽ hở, kể từ đó, bên trong lại nhiều một loại quy tắc. Đây cũng là vẽ rắn thêm chân, để đại kim đan biến không hoàn mỹ. Không chỉ có không công kích, ngược lại cho mình gia tăng quy tắc, một chiêu này thật sự là cao minh, thật cao minh. Là quân lập tức vận chuyển đại kim đan, liền muốn đem phó thanh trúc cái kia sợi dư thừa tinh khí quy tắc luyện hóa. Thế nào biết đúng lúc này, phó thanh trúc liền tế ra thanh đồng tiên điện. Cái kia thanh đồng tiên điện theo phó thanh trúc trong nghi tâm bắn ra, trong nháy mắt hóa thành tiên điện, như nguy nga như núi lớn. Thanh đồng tiên điện kịch liệt xoay tròn, tiếp lấy oanh một tiếng và chạm hướng đại kim đan. ầm, um, là quân bất đắc dĩ, vận đại kim đan ninh địch. ầm um, ầm, um, tại dạng này đánh chúng, đại kim đan rốt cuộc bị đụng thành vô số toái phiến, đầy trời kim quang bên trong, vô số kim đan toái phiến bốn phía bắn giết, như thế chẳng cảnh liền như pháo hoa chói lọi lóa mắt, hùng vĩ tới cực điểm. Là quân sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên này phun ra một ngụm máu tươi hắn thế mà thụ thương thanh đồng tiên điện đụng nát đại kim đan tiếp lấy liền vừa hung ác đụng thẳng hướng la quân la quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động kịch liệt đại kim đan chính là hắn bản mệnh đại kim đan cùng hắn chính là tính mệnh nguy hiểm tồn tại lúc này đại kim đan bị đụng nát đối với hắn thương tổn chính là có thể nghĩ mà lại lúc này thanh đồng tiên điện đụng giết mà đến la quân liền đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc la quân dù sao cũng là pháp lực cao thâm trong nguy cơ, thân hình hắn chấp liên tục, liền muốn né tránh thanh đồng tiên điện. Không biết sao thanh đồng tiên điện đã khóa chặt La Quân, mà lại tốc độ nhanh hơn La Quân. Hư không quy tắc, La Quân lập tức cải biến hư không không gian quy tắc. Trước mặt hắn không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, trăm mét khoảng cách hóa thành vạn mét khoảng cách. Xoẹt một chút, thanh đồng tiên điện trong nháy mắt đem La Quân chế tạo quy tắc đụng thành phấn vụn. La Quân không khỏi nhíu mày. Vòng xoáy ngân hà, La quân liều mạng thi pháp, cái kia tất cả kim đan toái phiến đều bị la quân tụ tập lại, cái kia một cái chớp mắt, những thứ này kim đan toái phiến rốt cục hình thành vô số quy tắc. Quy tắc cùng nguyên tố chi lực dung hợp lại cùng nhau, trong một chớp mắt, ngôi sao trải rộng, những tinh hà đó ở giữa hình thành lốc xoáy. Mà thanh đồng tiên điện liền bị xoắn vào đến vòng xoáy ngân hà bên trong. Phó Thanh Trúc lập tức cũng cảm giác được thanh đồng tiên điện giống như gặp được hư không hắc động, cái này ngôi sao lốc xoáy bên trong, trải rộng vô số quy tắc bảy dập, còn có ngôi sao va chạm, rảo sát. Phó Thanh Trúc lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực, Thanh đồng tiên điện oanh một tiếng, liền đem cái kia tất cả ngôi sao va chạm vỡ nát, những quy tắc đó cũng lập tức đều bị đụng thành cho tàn. Sau đó, thanh đồng tiên điện theo vòng xoáy ngân hà chi bên trong bay ra. Là quân vòng xoáy ngân hà cũng bị thanh đồng tiên điện cho phá vỡ. Phó Thanh Trúc thế như trẻ tre, từng bước ép sát. Hắn đối đãi La Quân, tuyệt không nương tay. tuy nhiên tinh chủ bàn giao là muốn người sống, nhưng tránh thức đánh sắp nổi đến. nếu là trong lòng còn có nhân từ, căn bản chính là tự tìm đường chết. phó thanh trúc người thật là muốn chết ha. la quân phẫn nộ. ngay vào lúc này, là quân đột nhiên hướng lên trên khoảng không bay đi. phó thanh trúc thúc đẩy thanh đồng tiên điện theo đuổi không bỏ. hư không bên trong, là quân thân thể bỗng nhiên đứng nghiêm. sau đó cách khác tướng trang nghiêm lên là quần hai tay cấp tốc kết pháp ấn, trong tay hắn pháp ấn biến hóa nhanh chóng, làm cho người căn bản nhìn cũng không rõ. Mỗi một đạo pháp ấn đều phối hợp một đầu chú ngữ, đây là một loại dị thường phù hợp, tựa như là thiên địa mật mã, tại phá giải người thiên đạo ảo diệu. Lộc gặp sông phá, các chỗ dấu hung, lập tức gặp khoảng không vong, trung thân bôn tẩu. Sinh gặp bại địa phát cũng hư hoa, tuyệt sử phùng sinh, hoa mà không bại. Ngôi sao trước khi miếu mạnh, lại xem sinh ram cơ hội, tử vi thiên phủ toàn theo giúp đỡ chi công, thất giết phá quân chuyên theo dê linh chi ngược. Là quân đọc đến đây bên trong, đột nhiên mở mắt, nói, chư tinh cát gặp hung cũng cát, chư tinh hung, gặp hung cũng hung. Tử vi đấu số, ta nay ngồi trong cung, hết thảy vận mệnh, từ ta nắm khống, đại mệnh vận thuật, phá. Vây quanh là quân thân thể, đầy trời trong tinh không đột nhiên hiện ra tử sắc khí thể, những khí thể này mò trên tay, lại là căn bản không có cái gì đại mệnh vận thuật đem phương viên trong vòng 10 dặm, toàn bộ bao phủ lại. Lam tử y các nàng cũng bị bao phủ ở bên trong. Lam tử y áp chế Trương Khải, không có vấn đề gì cả. Nhưng trong lúc nhất thời, Lam tử y cũng không có phá vỡ Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể. Mà Lena Hoi A đã là tràn ngập nguy hiểm, Kiều Ngưng tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng muốn giết chết điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính cũng là có chút khó khăn. Thế nhưng là đúng lúc này, đầy trời bên trong đều trôi nổi lên từ sắc khí thể. Những thứ này từ sắc khí thể có thể trông thấy, nhưng không cảm giác được. Ngay vào lúc này, vô luận là Lam Tử Y, vẫn là Trương Khải, hoặc là Lena Hoi A cùng già diệp bọn họ, trong lòng bọn họ đều sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vận mệnh, đây chính là mệnh ta vận sao. Bọn họ theo tâm lý cảm nhận được thất bại, bất đắc dĩ, không cách nào chống lại. Những tâm tình này theo tâm lan tràn đi ra, cản cũng ngăn không được, không cách nào chống cự, không cách nào trốn tránh. Cả đám đều cảm giác được vô cùng thất bại. Phó Thanh Trúc đồng dạng cũng là, hắn ở trong lòng hò hét, vì cái gì, vì cái gì vận mệnh muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Cái kia thanh đồng tiên điện mất đi Phó Thanh Trúc pháp lực chống đỡ, lập tức lùi về đến Phó Thanh Trúc trong nghi tâm. Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể cố tình linh lỗ thủng, cũng liền lập tức biến mất. Liền xem như giờ phút này, Lam tử y cũng không chống đỡ được loại kia theo tâm sinh ra cảm giác bị thất bại. Tại cái này đại mệnh vận thuật hạ, không có cách nào không nhận mệnh A. À. Vận mệnh, nguyên lai tàn khốc nhất, lợi hại nhất lại là vận mệnh A. À. Ba nghìn đại đạo, đại mệnh vận thuật chính là ba nghìn đại đạo tổng cương. Đây là la quân tại mất tích trong đại lục học được lợi hại nhất thuật pháp, cái này đạo thuật pháp, cho dù là long tộc cũng không ai có thể thi triển đi ra. La quân là duy nhất có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật người. Có điều đáng tiếc, hắn trừ tại mất tích trong đại lục có thể thi triển, đến nơi khác lại là không có năng lực này. Đại mệnh vận thuật cần thiết pháp lực quá mức to lớn, khủng bố. Mà lại, cái này không chỉ là cần pháp lực liền có thể, còn cần tinh tế thao tác, mỗi một cái pháp ấn cùng mỗi một câu chú ngữ phối hợp. Quan trọng hơn là, còn cần một loại mệnh cách, loại này mệnh cách chính là La Quân đại biểu thiên mệnh chi vương. Đại mệnh vận thuật phía dưới, không người có thể siêu thoát pháp thuật cùng tránh thức võ thuật, chấp nhận là một cái tâm ý nắm. Võ thuật, phải học được bế nguyên khí, nổ lông tơ. Mèo hoang xù lông, đây là muốn bão nổi, người nổi giận, dũng khí lớn mạnh, nhưng để người sợ hãi. Mà pháp thuật thì càng coi trọng một cái tâm ý lịch luyện. Tinh thần lực chính là pháp lực, pháp lực thi triển, nhất định phải tâm ý phù hợp, thậm chí pháp quyết, thủ quyết, chú ngữ phối hợp đều cực trọng yếu. Nhưng lúc này, tại đại mệnh vận thuật phía dưới, mọi người tâm cảnh sinh ra biến hóa rất nhiều pháp thuật liền lại khó thi triển đi ra trương khải xích luyện nguyên đồng thể chính là nghỉ cơm lam tử y lại là còn mạnh hơn trương khải nhiều nàng rất nhanh liền nỗ lực đánh ra nhất trưởng bất hủ thần trưởng oanh lam tử y nhất trưởng xét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh giết tại trương khải nơi cổ học trương khải như vậy cuồng phún một ngụm máu tươi sau đó chết thảm tại chỗ trừ lam tử y có thể miễn cưỡng thi pháp người khác liền thân hình đều tại lung lay sắp đổ. Hai đại viễn cổ trưởng lão, như vậy toàn bộ chết thảm. Về phần La Quân cùng Phó Thanh Trúc ở giữa, La Quân đương nhiên sẽ không khách khí với Phó Thanh Trúc, hắn liền muốn thi pháp giết chết Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc đột nhiên cũng pháp tướng trang nghiêm lên, hắn trên không trung ngồi xếp bằng. Dưới người hắn là cuồng mãnh vận chuyển nguyên tố chi lực. Phó Thanh Trúc có thể tại đại mệnh vận thuật hạ, còn có thể miễn cưỡng vận pháp, cái này đủ để chứng minh hắn tu vi là có thể cùng Lam Tử Y dạng này người sánh ngang. Nếu không phải hắn lợi hại đến trình độ như vậy, Tinh chủ cũng sẽ không phái hắn xuất thủ. Phó Thanh Trúc có thuộc về chính hắn trí tuệ. Sau đó, Phó Thanh Trúc trong miệng niệm chú. Ta Phật bản từ bi, quy y không dám cãi, một lần hỏi công án, vạn sự đều là thành cho. Phó Thanh Trúc càng đọc càng nhanh, mỗi một cái âm tiết đều vô cùng có chú trọng. Sau đó, La Quân Tâm đột nhiên cũng đang phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy vận mệnh cực tàn khốc. La Quân đột nhiên bừng tỉnh, cái này Phó Thanh Trúc lại là đem đại mệnh vận thuật lực lượng cũng bao phủ lại La Quân. Phó Thanh Trúc cũng không có bản lãnh phá giải đại mệnh vận thuật, tựa như hắn vốn cũng không phá nổi thiên địa pháp tướng Đại Kim Đan một dạng. Hắn tại thiên địa pháp tướng bên trong một loại quy tắc liền phá thiên địa pháp tướng, mà tại đại mệnh vận thuật hạ hắn lại là dùng pháp lực đem cái kia trôi nổi từ sắc vận mệnh dẫn đạo, để la quân cũng in nhuộm tại chính hắn chỗ thi triển đến đại mệnh vận thuật phía dưới. Đây là rất là khéo đánh trả, cũng là phù hợp thiên địa quy tắc. Đại vận mệnh phía dưới, ai có thể siêu thoát, chính là người thi pháp giả cũng không thể siêu thoát vận mệnh chi an bài A. Cái này mới thật sự là đại mệnh vận thuật A. Nói cách khác, là quân đại mệnh vận thuật vốn không hoàn chỉnh, giờ phút này tránh thức hoàn chỉnh. Tránh thức hoàn chỉnh đại mệnh vận thuật, chính là liền thi pháp giả cũng phải bị bao phủ lại. Dưới loại tình huống này, duy nhất còn có thể tới lui tự nhiên, còn có thể đem pháp lực như ý thi triển, thế mà cũng chỉ có Lam Tử Y. Lam Tử Y sau đó liền hướng Phó Thanh trúc người nhẹ nhàng mà đến, nàng chính là muốn đem Phó Thanh trúc cho giết. Phó Thanh trúc nhất thời biến sắc, hiển nhiên, hắn cái này lúc sau đã không có có dư thừa lực lượng. Mà Lam Tử Y đến là chân chính cho hắn nguy cơ sinh tử khủng bố lam tử y nhất trưởng khác ở phó thanh trúc ở ngực Phốc, phó thanh trúc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới ừm lam tử y hơi kinh hãi nói lại có thể không chết là có hộ bẩn ấn phù cái kia thì lại ăn nhất trường tốt lam tử y liền một trường vỗ hướng phó thanh trúc đầu phó đúng lúc này là quân bỗng nhiên kiên chịu không nổi hắn phun ra một ngụm máu tươi tới sau đó tầng kia tử sắc vận mệnh chi khí hoàn toàn biến mất. Phó Thanh Trúc tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục có thể như ý vận chuyển pháp thuật. Oanh! Trong một chớp mắt, Thanh Đồng Tiên Điện đụng giết mà ra, hung hãn và chạm hướng Lam Tử Y. Lam Tử Y cũng bị kinh ngạc, nàng trên không trung lóe lên, sau đó đột nhiên bổ ra nhất trưởng. Cự đại trưởng ấn đụng vào Thanh Đồng Tiên Điện phía trên, Thanh Đồng Tiên Điện chấn động mạnh một cái, sau đó hướng Phó Thanh Trúc bắn ngược mà đi. Lam Tử Y hiện tại là giữa sân chúa tệ tuyệt đối. Là quân đại kim đan vỡ vụn lúc liền đã bị thương, mà đại mệnh vận thuật thời gian sử dụng quá dài, lại tăng thêm nội thương. Cho nên tình huống bây giờ cũng không quá diệu. Phó Thanh Trúc hét lớn một tiếng rút lui, cả người lập tức liền lách mình tiến thanh đồng tiên điện. Hắn bị Lam Tử Y đánh nhất trưởng, tuy nhiên có hộ bẩn ấn phù bảo đảm nhất mệnh, nhưng thụ thương tuyệt đối không nhẹ, cho nên lúc này cũng chỉ có đảo mệnh một đường. Thanh đồng tiên điện vận chuyển, tiếp lấy nhanh chóng hướng Kiều Ngưng bên kia đánh tới. Thanh Đồng Tiên Điện uy lực, tất nhiên là không cần nhiều lời, Kiều Ngưng nào dám nhẹ anh phong, sau đó lập tức né tránh. Né tránh trong nháy mắt, cái kia điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính thì thừa cơ đòi lại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Tiếp theo, Thanh Đồng Tiên Điện thì muốn chạy trốn. Làm Tử y sa tay vồ một cái, một đạo đại thủ ấn lập tức liền đem Thanh Đồng Tiên Điện cầm chắc lấy. Cái kia một cái chớp mắt chàng cảnh lại là cực rung động cái gọi là cầm thiên sơn co lại nhật nguyệt thần thông liền cũng là như vậy thanh đồng tiên điện mãnh liệt chấn động lên muốn né ra lam tử y trói buộc lam tử y toàn lực thi pháp liền muốn đem thanh đồng tiên điện hàng phục thanh đồng tiên điện bên trong phó thanh trúc bỗng nhiên lại nôn một ngụm máu tươi tiếp lấy hắn một trưởng vỗ ra ngoài oanh thanh đồng tiên điện rốt cục tránh ra lam tử y trói buộc như một đạo lưu quang nhanh chóng bay đi về phần cái kia còn lại quốc phương già diệp cùng bốn đại ma đạo sư chính là thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Lena Hoi A thừa cơ chu sát hai tên ma đạo sư, trọng thương hai tên. Như thế về sau, mới khiến cho già diệp cùng cái kia thụ thương hai người đào tẩu. Đây là Lena Hoi A không muốn hoàn toàn hạ sát thủ, mới để bọn hắn như vậy đào tẩu. Trận chiến này, cũng coi là la quân bọn người đại hoạch toàn thắng. La quân pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thương thế ngược lại cũng không tính quá nặng. Tính dưỡng một đêm, tự nhiên là hồi phục hồi như cũ. Thanh đồng tiên điện rời đi mất tích đại lục, tại một chỗ dãy núi vô danh bên trong hạ xuống. Phó Thanh Trúc theo thành danh vừa đến, lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy nội thương. Lý Linh Thính ôm tiểu ngả, nhìn lấy Phó Thanh Trúc liệu thương, nàng gấp đến độ nước mắt thẳng rơi. Điền đại tiên nhân hơi hơi thở dài, an ủi nói ra, lắng nghe cô nương, người không cần lo gấp công tử gia đã ăn linh tài địa bảo, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tính dưỡng cái hai ba ngày, có thể tự phục hồi như cũ. Chỉ là, chỉ là cái gì, Lý Linh Thính hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Điền Đại Tiên Nhân. Điền Đại Tiên Nhân nói ra, chỉ là cái này tinh chủ phân phó nhiệm vụ, chúng ta chỉ sợ là khó có thể hoàn thành. Lý Linh Thính lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy thì thế nào? Bọn họ chúng tinh điện nhiều lần phái người, không đều cũng như cũ thất bại sao? Điền đại tiên nhân nói ra, nhưng tinh chủ cùng chúng ta phía dưới lại là tử mệnh lệnh. Tinh chủ mở miệng, chính là miệng vàng lời ngọc, nếu là chúng ta thì như vậy trở về, tinh chủ vì chấn nhiếp người bên ngoài, chỉ sợ thực biết đối chúng ta hạ tử thủ a. Lý Linh Thính không khỏi sợ hãi mà kinh hãi, nàng thân thể mềm mại phát run, nói ra, thực biết có như vậy nghiêm trọng. Điền đại tiên nhân nặng nề thở dài một tiếng. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sắc là chỉ tướng, tính vô sinh cho nên có thể gặp sắc như là, là tên gặp thế tôn, thụ muốn được biết là chỉ tướng, tính vô sinh cho nên có thể kiến thức như là, là tên gặp thế tôn. Tinh chủ, điên đại tiên nhân bị kinh ngạc. Tiếp theo, tại thanh đồng tiên điện bên trong, một đạo hư không nguyên thần hình thành. Cái này hư không nguyên thần vẫn là không màu, vô tướng, vô ngã tồn tại. Không có mặt mũi, chỉ có nhân loại cơ bản hình thái liền cũng liền ý vị người này hình thái chính là là nhân loại chi khởi nguyên. Tham kiến tinh chủ, điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính lập tức quỳ đi xuống. Phó Thanh Trúc cũng liền ngẩng đầu nhìn về phía tinh chủ. Hắn nỗ lực nói ra, thuộc hạ tham kiến tinh chủ. Tinh chủ nói ra, bổn tỏa đã hạ lệnh, người như cầm không trở về la quân, chính là một con đường chết. Nay bổn tọa đến đây, chính là muốn nói với ngươi một con đường sống. Không phải vậy, ngươi trở lại chúng tinh điện, bổn tỏa cũng không thể không giết ngươi. Phó Thanh Trúc các loại người trong mắt lóe lên vui mừng, nói ra, nhiều tả tinh chủ. Tinh chủ nói ra, ngươi liền đi tìm La Quân, nói nói từ đồ linh nhi ngay tại chúng tinh điện bên trong. Đi chúng tinh điện, hắn chỉ có một cơ hội này. Nếu như cự tuyệt, hắn liền vĩnh sinh lại khó nhìn thấy từ đồ linh nhi. Sau đó, tinh chủ liền biến mất. Cung tiến tinh chủ, phó thanh trúc đám người nói. Sau một hồi khá lâu, Điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính mới đứng lên. Điền đại tiên nhân không khỏi hồ nghi, nói ra, công tử ra, cái này làm thật là kỳ quái. Là sao tinh chủ sớm có biện pháp để la quân đi vào khuôn khổ, lại một mực không nói. Không phải muốn chờ tới bây giờ, không còn cách nào khác mới nói ra đến. Phó Thanh Trúc còn không nói chuyện, Lý Linh Thính nói ra, này cũng không có gì kỳ quái. Chúng tinh điện làm việc, từ trước đến nay bá đạo bọn họ mới khinh thường tại đi làm uy người sự tình, muốn bắt ngươi, trực tiếp xuất thủ chính là. Muốn đến, đây cũng là sự tình bất đắc dĩ, tình chủ mới có thể dùng ra một chiêu này tới. Phó Thanh Trúc nói ra, từ đồ linh nhi sự tình, chúng ta sớm có nghe thấy. Chỉ là, là quân thực biết vì một nữ nhân, từ đó thân thể phó hiểm địa sao. Điền đại tiên nhân nói ra, tinh chủ an bài công tử ra ngày đến, thực đại khái chính là vì làm nền. Hắn là muốn nói cho La Quân, bắt thiên mệnh giả cũng không phải là vì chu sát. Ngài nhìn ngài bị chộp tới chúng tinh điện, hiện tại không trả sống thật tốt sao. Đây là muốn bỏ đi la quân một số lo lắng, nhưng tinh chủ nhân vật bậc nào, tự nhiên cũng không muốn đến thuyết minh lúc này. La quân chỉnh đốn sau một đêm, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mà sự thật lại lần nữa chứng minh, cho dù là đến mất tích trong đại lục. Lam tử y vẫn là trói mắt nhất tồn tại. Lena A tiến đến vương cung, Cùng Gia Diệp nói chuyện một lần. Nàng không hề giống truy cứu Gia Diệp, cũng hướng Gia Diệp hứa hẹn, sẽ không lật úp phương quyền. Kể từ đó, Gia Diệp ngược lại cảm giác vô cùng hổ thẹn. Đối mặt cường quyền mà yếu thế, đó là khuất phục. Mà chiếm thượng phong lại yếu thế, đó là phong độ. Cho nên, Gia Diệp cũng cần phải hổ thẹn. Là quân làm theo tại trong giáo đường, đột nhiên nghênh đón Thanh Đồng Tiên Điện. Đây là giữa trưa, Thanh Đồng Tiên Điện đến 10 phần đột nhiên là quần cùng làm tử y còn có kiều ngưng đều thương lượng qua nghiên cứu thảo luận qua cái kia chính là đến chúng tinh điện bước kế tiếp sẽ như thế nào động tác nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái như thế về sau làm tử y lo lắng tinh chủ xuất thủ là quân cũng có này lo lắng cũng nói ra nếu như chúng ta như vậy giải quyết tinh chủ như vậy chúng tinh điện uy liền coi như như vậy giải trừ đối với cái này làm tử y chỉ là cười lạnh ba tiếng nói ra ta cũng không có người như thế tâm lớn một cái phó thanh trúc đã đem người các loại pháp thuật phá giải tinh chủ bao trùm phó thanh trúc phía trên cũng làm cho trầm mặc nhiên tránh lui người cảm thấy người thì có thể xử lý tinh chủ la quân nghe vậy cũng cảm thấy mình tựa hồ là có chút nói khoác mà không biết ngượng bọn họ nghĩ không ra cái như thế về sau nhưng dưới mắt thanh đồng tiên điện thế mà đi mà quay lại như vậy la quân cùng lam tử y các nàng thì càng làm không rõ ràng đây là có chuyện gì phó thanh trúc thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục bọn họ mấy người kia đối la quân bên này căn bản không tạo thành bất cứ khả năng uy gì thậm chí chỉ cần la quân nguyện ý mấy người kia hôm nay cũng là đến đi không được mà lại la quân tại thanh đồng tiên điện đến thời điểm hắn sát tâm đã lên phó thanh trúc như cũng không đủ lý do hắn sẽ không để cho phó thanh trúc còn sống rời đi phó thanh trúc ba người đi ra thanh đồng tiên điện về phần tiểu ngả ngay tại bên trong tiên điện đợi phó thanh trúc đi vào la quân các loại người trước mặt ánh sáng mặt trời lóa mắt trên bãi cỏ cỏ tươi bích thúy la quân cũng không trước mở miệng nói chuyện phó thanh trúc trầm giọng nói ra chúng ta tới là vì tinh chủ hướng người truyền một lời la quân trên mặt bất động thanh sắc nói ra há thật sao phó thanh trúc nói ra từ đồ linh nhi tại chúng tinh điện bên trong la quân nhất thời thất sắc hắn có lại thâm thành phủ cùng trí kế nhưng là quan hệ đến từ đồ linh nhi liền sẽ hết thảy trong lòng đại loạn Linh Nhi làm sao lại tại chúng tinh điện bên trong, La Quân nhịn không được nói ra. Phó Thanh Trúc nói ra, từ đồ Linh Nhi đến có ở đó hay không chúng tinh điện bên trong, trung thực mà nói, ta không biết, bởi vì ta cũng không có nhìn thấy. Kiều Ngưng đương nhiên cũng là biết từ đồ Linh Nhi đối với La Quân tới nói, là dạng gì tồn tại. Tuy nhiên này lại để cho nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng sẽ không đi ghen ghét. Nàng chỉ là trầm giọng nói ra, đã sớm có từ đồ Linh Nhi lá vương bài này, các ngươi vì sao không nói sớm đi ra, vẫn còn phải lớn động như thế can qua, đến sau cùng bất đắc dĩ mới nói ra đến. Làm tử y nói ra, kiều ngưng, vấn đề này, có lẽ ta có thể trả lời ngươi. Trước đó không nói, là bởi vì, ngôi sao chủ xưa nay không cần dùng phương thức như vậy đến áp chế một người. Bây giờ nói ra đến, là bởi vì hắn đã không muốn đi lêu lỏng đi xuống. Còn tinh chủ vì cái gì không tự mình ra tay, có lẽ là bởi vì, hắn cùng thần đế bọn họ bị nhốt dòng chảy vẫn thạch có lớn lao quan hệ không phải vậy lời nói vì cái gì tư đồ linh nhi lại ở chúng tinh điện trong tay kiều ngưng trầm mặc đi xuống nàng không biết nên nói cái gì nàng từ nội tâm hy vọng tư đồ linh nhi có thể bình yên vô sự nhưng nàng càng hy vọng la quân có thể bình an có thể lúc này nàng cảm thấy mình mặc kệ nói cái gì cũng không quá phù hợp như vậy liền liền không nói đi hắn làm cái gì chính mình cũng chống đỡ hắn la quân nhìn về phía lam tử y nói ra linh nhi thực biết tại chúng tinh điện bên trong lam tử y nói ra tinh chủ đã mở miệng không biết nói lời nói dối la quân hít sâu một hơi hắn liền nói với phó thanh trúc tốt ta cùng ngươi về chúng tinh điện kiều ngưng lập tức nói ra ta tùy ngươi cùng đi la quân nhìn về phía kiều ngưng hắn lắc đầu nói ra một mình ta đi đây là chuyện của ta sống cũng tốt chết cũng được đều là ta cần phải vì Linh Nhi làm. Ta không hy vọng nhìn thấy lại nhìn thấy ngươi đi mạo hiểm. Lam Tử Y hơi hơi thở dài, nói ra, Kiều Ngưng, ngươi trước hết đợi ở chỗ này đi. Ta bồi La Quân đi một chuyến. Ngươi cũng không cần, La Quân nói ra. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn làm sự tình, ngươi ngăn không được ta. Ta đi, tự có ta an bài, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm ta sinh mệnh mình đến đùa kiểu này. La Quân nói ra Chúng tinh điện không thể so với địa phương khác, ta biết ngươi tu vi cao cường, nhưng là ngươi vì ta làm ra đã đủ nhiều. Ta còn có cái điều kiện thứ ba không có hướng ngươi đưa ra qua, hiện tại ta liền nói ra ta cái điều kiện thứ ba, không cho ngươi đi với ta chúng tinh điện. Lam Tử Y sầm mặt lại, sau đó, nàng lại là nói với Phó Thanh Trúc, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Phó Thanh Trúc tự nhiên gật đầu, nói ra, có thể. Sau đó, Lam Tử Y liền cùng La Quân Kiều Ngưng còn có Lena Hoi A tiến trong giáo đường. Lena Hoi A đương nhiên sẽ không nói muốn đi cái gì chúng tinh điện, đây không phải nàng không đầy nghĩa khí. Mà chính là nàng biết, nàng không thể rời bỏ mất tích đại lục. Lam tử y sông La Quân nói ra, người cần phải nhìn thấy, cho dù là chúng tinh điện bên trong, Phó Thanh Trúc cũng có cái kia điền đại tiên nhân cùng Lý Linh thính tương trợ. Như vậy vất vả bắt người tiến đến, đại khái không phải muốn tính mệnh của ngươi. Chúng ta từ nơi này Phó Thanh Trúc đãi ngộ cũng có thể nhìn ra, tinh chủ là muốn ngươi vì hắn làm việc. Về phần tại sao muốn chọn ngươi, cái kia cũng là bởi vì ngươi khí vận khác biệt, rất nhiều thường nhân khó có thể làm được sự tình, nhưng ngươi có thể làm được. Mà ngươi lần này tiến đến, ta như tại bên cạnh ngươi tương trợ, ngươi thì không đến mức bị người khi dễ. Ngươi cùng hắn thiên mệnh giả lại có khác nhau, không phải nói ngươi chính là thiên mệnh chi vương, mà chính là ngươi lần này đem chúng tinh điện người đắc tội quá nhiều, cho nên ta nếu không đi, dù cho tinh chủ vô ý giết ngươi. Có lẽ người khác liền chơi ngáng chân muốn cái mạng nhỏ ngươi. Kiều Ngưng nói ra, đã như vậy, áo tím, vậy ta cùng một chỗ tiến đến, cũng coi như nhiều một phần lực lượng, không phải sao. Nàng đón đến, nói ra, ta tuyệt không ý hắn, bất quá là muốn trợ la quân vượt qua trước mắt nan quan. Nàng lời nói này có chút lòng chua sót, nàng muốn giúp la quân, nhưng lại sợ để Lam Tử Y hiểu lầm, là nàng muốn cùng linh nhi đoạt la quân, làm tử y hướng kiều ngưng mỉm cười nói ra, kiều ngưng, ta đương nhiên biết ngươi không có ý hắn, ngươi là đường đường ngân xa vương, như thế nào tiết phu làm tiểu động tác, ta tin tưởng la quân cũng minh bạch điểm này, nhưng ta vẫn là không để nhị ngươi tiến đến, bởi vì trên thực tế đi chúng tinh điện đến sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng, đó là tràn ngập ẩn số, la quân là có giá trị lợi dụng, cho nên hắn an nguy còn tốt mà ta có năng lực tự vệ, đối với một số tiểu động tác, ta có thể cho giúp hắn chống cự ở. La Quân nói ra, ta có thể ứng phó, làm tử y, người cũng không cần đi. Người đừng quên, người đáp ứng ta cái điều kiện thứ ba. Làm tử y nói ra, ta thì quên, thì không tuân thủ, người thì phải làm thế nào đây? La Quân nhất thời ngây người. Làm tử y nói ra, ngươi là thiên mệnh vương không sai, mạng ngươi đại cũng không sai nhưng ta bảo vệ ngươi vượt qua một số nan quan cái này chưa hẳn không phải thiên đạo một loại an bài ngươi quả thực là muốn chết đầu lĩnh hướng trên đao đụng cũng là sẽ chết theo gió tốn quân tử cùng thân mệnh hành sự quân tử vốn nên thì phải hiểu su cát tị hung gặp chuyện cậy mạnh không hiểu sử dụng người khác trợ giúp đây là đồ ngu la quân lần nữa không nói gì lam tử y nói ra người đi đến bây giờ cũng không dễ dàng mặc kệ ngươi là dựa vào chính mình vẫn là nhờ vả bằng hữu hỗ trợ, đây đều là thuộc về người nhân mạch cùng bản sự. Ếch xanh cùng chi chu từ nhỏ là bạn tốt, ếch xanh mỗi ngày nhảy vọt bắt chung, linh hoạt vô cùng. Cái này khiến chi chu cực kỳ hâm mộ, mà tại ếch xanh tuổi già về sau, chi chu y nguyên cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại trong lưới trở lấy côn trùng là được rồi. Ếch xanh cùng chi chu khác nhau chính là, ếch xanh chỉ dựa vào chính nó, cho nên nó lão, làm bất động, liền sẽ hạ tràng thê lương mà chi chu sở dĩ có thể ngồi hưởng thành, là bởi vì nó kinh lịch dùng tại lập bên người tấm lưới này phía trên. Nhân loại bên người lưới là cái gì? Là nhân mạch, có nhân mạch, chỉ cần mấy cái điện thoại, nhẹ nhõm vận dụng, liền có thể cầm tới cách xù hồi báo. Mà chỉ dựa vào chính mình lực lượng, chính là đi cho người ta làm thuê, không quen kiến tạo nhân mạch, cái kia cầm đều là vất vả tiền. Là quân sau cùng đồng ý làm tử y cùng một chỗ tiến đến. Sau đó, là quân cùng Kiều Ngưng nói riêng. Kiều Ngưng vành mắt hồng hồng, nàng đem chiến nô, khôi lỗ phù chú, còn có đại la tiên đằng cùng thái cổ long bi, thượng cổ lôi phù đều lấy ra, những thứ này ngươi cũng mang ở trên người, làm dùng phòng thân. Là quân nói ra, chiến nô, đại la tiên đằng còn có khôi lỗ phù chú ta nhận lấy. Nhưng là thái cổ long bi hòa thượng cổ lôi phù ta không thể nhận, ngươi cũng cần phòng thân pháp khí. Ta có thể lại đi tìm, ngươi lần này đi chúng tinh điện, nguy hiểm trùng điệp. La Quân bỗng nhiên thì chăm chú đem Kiều Ngưng ôm vào trong ngực, Kiều Ngưng, cảm ơn người vẫn luôn ở bên cạnh ta. Kiều Ngưng ngốc ngẩn ngơ, trong mắt nàng trượt ra trong suốt nước mắt tới, đây là bởi vì, hắn vẫn luôn hiểu nàng. Chỉ vì hắn câu này cảm ơn, Kiều Ngưng liền cảm giác làm ra hết thảy, cũng đều xem như đáng giá. Ta hy vọng, người có thể cùng Linh Nhi đều tốt. Nếu như các người có thể thật tốt, về sau ta có thể cả một đời đều không gặp lại các ngươi. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Bởi vì La Quân kiên trì, Kiều Ngưng vẫn là thu hồi nàng thượng cổ lôi phù cùng Thái cổ long bi. Như thế về sau, La Quân liền lại cùng Lena Hoia cáo biệt. Lần này cáo biệt, cùng lần trước lại có khác nhau. Lena A chỉ có thể nói nói, chúc ngươi may mắn. Gặp lại, La Quân nói ra. Như thế về sau, La Quân cùng Lam Tử Y bước vào đến Thanh Đồng Tiên Điện bên trong liên tại kiều ngưng cùng lena hoi a nhìn soi mói, thanh đồng tiên điện tê liệt vị diện chi môn xuyên toa ra ngoài la quân cùng lam tử y sau khi đi kiều ngưng tại mất tích đại lục đợi một thời gian ngắn về sau kiều ngưng tại lena hoi a thái vũ quyền trưởng trợ giúp hạ rời đi mất tích đại lục cũng thuận lợi trở lại thế giới bao la không sai là thế giới bao la bởi vì kiều ngưng cùng la quân là theo thế giới bao la tới kiều ngưng cũng không quá muốn về đến thiên châu về phần la quân cùng lam tử y bọn họ tại thanh đồng tiên điện bên trong đợi ba ngày ba ngày sau đó rốt cục đến sao hỏa đây là đi qua vô số lần trùng động vượt qua mới có thể tới cho dù là nhân loại lớn nhất công nghệ cao cũng không có khả năng tại trong vòng ba ngày theo địa cầu đến sao hỏa thanh đồng tiên điện rơi vào đến chúng tinh điện phía trước vườn hoa bên trong cái kia hoa viên trên không ngôi sao trải rộng nhưng nhìn kỹ những ngôi sao này lại cũng không là trên trời tránh thức ngôi sao, mà chính là tràn ngập một loại trận pháp. Chúng tinh điện bên trong chiếu sáng cùng ngày đêm, đều đi qua trận pháp biến hóa, trở nên cùng địa cầu không khác. Cho nên nơi này hoa cỏ cây cối, một dạng có thể rậm rạp sinh trưởng Liền hô hấp không khí đều là giống nhau. Phó Thanh Trúc thu thanh đồng tiên điện tiến vào trong nghi tâm, nguyên bản La Quân cảm thấy thanh đồng tiên điện đã là bàng sao sao khí. Nhưng thanh đồng tiên điện cùng chúng tinh điện so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu, chúng tinh điện nghiêm chỉnh tựa như tử cấm thành, xuyên qua hoa viên, liền gặp ba ngàn mét vuông diễn võ trường, diễn võ trường bốn phía có vô số kiến trúc cung điện, những cung điện kia lâm san sát lập, tầng thứ rõ ràng, thì liền lam tử y cũng không khỏi cảm thán tinh chủ cường hãn, lại có thể tại cái này trên sao hỏa kiến tạo to lớn như thế chúng tinh điện, đây tuyệt đối là tạo hóa thần kỳ, lý linh thính mang tiểu ngả đi về nghỉ bọn họ tại cái này chúng tinh điện cũng là có chính mình chỗ ở. Mà La Quân cùng Lam Tử Y liền theo Phó Thanh Trúc tiến về tinh nhất điện sẽ gặp tinh chủ. Xuyên qua cung điện hành lang, liệu ám hoa minh, sau cùng rốt cuộc đi vào chúng tinh điện khu vực trung tâm, tinh nhất điện. Chúng tinh cùng nguyệt, cái này tinh nhất điện chính là trận pháp chi hạch tâm. La Quân nhịn không được nói ra. Phó Thanh Trúc cùng Lam Tử Y không khỏi nhìn nhiều La Quân mời hai người này rời đi mất tích đại lục về sau tu vi là tại phía xa la quân phía trên nhưng là bọn họ đều không có cảm giác đến những biến hóa này mà la quân lại cảm giác được cho nên lam tử y cùng phó thanh trúc không khỏi liền có chút ngạc nhiên phó thanh trúc thành thành thật thật quỳ đi xuống nói ra tham kiến tinh chủ hắn là hướng về phía cái kia tinh chủ pho tượng mà quỳ xuống la quân cùng lam tử y cũng không có quỳ xuống lam tử y tự nhiên là sẽ không hạ quỳ Nàng còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào quỳ xuống qua. Tinh chủ rất nhanh liền hiển hình. Phó Thanh Trúc, người nhiệm vụ đã hoàn thành, đi xuống đi. Người khen thưởng, sẽ có người đưa đến trong tay ngươi. Nhiều tạ tinh chủ, Phó Thanh Trúc sau đó liền lui xuống đi. Đợi Phó Thanh Trúc sau khi đi, là quân nhìn về phía tinh chủ. Tinh chủ liền con mắt đều không có, cho nên hắn căn bản cũng thì đoán không ra tinh chủ tư tưởng. Là quân, tinh chủ mở miệng la quân liền nói ra ừm tinh chủ nói ra cái này ngàn ngàn vạn vạn thần thông giả gặp bổn tọa đồng đều muốn quỳ xuống phó thanh trúc cũng quỳ người là sao không quỳ la quân khẽ giật mình lam tử y liền nói ra la quân tinh chủ đại biểu nhân loại khởi nguyên lực lượng nếu nói là nhân loại chi tổ cũng không phải không còn gì để nói người gặp tinh chủ mà quỳ cái này không có chút nào đi mất mặt quỳ đi la quân hít sâu một hơi hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Liền phó thanh trúc dạng này ngạo khí người đều quỳ, hắn quỳ một chút, cũng xác thực không có gì không còn gì để nói. Cũng không mất mặt, nếu là hắn nhất định phải không quỳ, khiêu chiến tinh chủ, đó mới là mù quáng tự đại, tự tìm đường chết. Là quân liền quỳ đi xuống, nói ra, tham kiến tinh chủ. Tinh chủ nói ra, đứng lên đi. Là quân đứng dậy, tinh chủ còn nói thêm, Hoàng Vương, người không quỳ sao? Lam tử y từ tốn nói, không quỳ. Là sao, tinh chủ nói ra. Lam tử y nói ra, không ai có thể để cho ta quỳ xuống, người cũng không được. Lý do cũng là đơn giản như vậy. Tinh chủ cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, bổn tọa hỏi rất nhiều người, nhưng bọn hắn đều không có nói người lời nói này, mà chính là trực tiếp quỳ xuống. Ngươi đã nói không quỳ, bổn tọa làm thế nào có thể miễn cưỡng ngươi? Là quân thân thể chấn động. Cái này bên trong vi diệu, không cách nào nói nói. Tinh chủ sẽ hỏi là sao không quỳ xuống, nhưng những đại thần thông giả đó nhóm đều không có phản kháng dũng khí. Bọn họ không biết không quỳ, hội có kết cục gì. Những người này đều là chân quý vũ mau, chân quý sinh mệnh mình. Cho nên, không có một cái nào hội cầm tính mạng mình đến nói đùa. Đây cũng không phải là nói một cái tục nhân thế giới bên trong, hàng ngày có không sợ chết kẻ lỗ mãng. Đến nơi đây, vậy cũng là rồng trong loài người những người này so bất luận kẻ nào đều muốn chân quý chính mình tu vi cùng tánh mạng. Cái này liền cũng liền bao quát la quân, la quân cũng không nghĩ tới muốn phản kháng cùng không quỳ. Hắn cảm thấy cái kia rất lợi hại không có lời, nhiều người như vậy đều quỳ, hắn có cái gì không phải quỳ. Có thể chẳng ai ngờ rằng, thực tinh chủ cũng không có chỗ cưỡng cầu. Chỉ có Lam Tử Y một người nói, không quỳ. Có lẽ, Trung Hoa Đại Đế đến, đồng dạng sẽ không quỳ nhưng chúng tinh điện trong cao thủ, bố cục đến Lam Tử Y, Trung Hoa Đại Đế hai người này, thực còn không có. Cái này cũng là bọn hắn tu vi đến ngang nhau cao độ, cũng không phải Lam Tử Y cùng Trung Hoa Đại Đế đối thủ nguyên nhân. Tinh chủ theo rồi nói ra, là quân, người mong muốn, đều tại bổn tọa nơi này. Tư đồ Linh Nhi cùng bị ngạn các đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy. Còn cứu tỉnh tư đồ Linh Nhi biện pháp, bổn tọa nơi này cũng có, cũng có thể vì ngươi chỉ dẫn. Có điều trước lúc này, ngươi còn cần phục tùng bổn tọa an bài là quân nhất thời đại hỷ hắn nói ra chỉ cần có thể cứu linh nhi ta đều có thể nghe ngươi Làm tử y nói ra thần đế bọn người đều là bị khốn ở vẫn thạch trong trận mà bị ngạn các cùng tư đồ linh nhi thế mà xuất hiện tại chúng tinh điện như vậy ta có phải hay không có thể cho rằng vây khốn thần đế bọn họ người chính là tinh chủ ngươi tinh chủ nói ra có thể nói là bổn tỏa cũng có thể nói không phải bổn tỏa lam tử y nói ra ta làm không thích người khác cùng ta đánh cái này lời nói sắc bén là chính là không phải cũng không phải là tinh chủ lời này không khỏi khiến người ta không hiểu tinh chủ nói ra lời này cũng không phải là lời nói sắc bén chỉ là rất nhiều chuyện không thể cùng ngươi nói nói rõ ràng ngươi cũng có thể chính mình đi ngộ lam tử y nói ra ta biết thế gian còn có một vị cao thủ chính là chúng pháp tri thần viên giác tinh chủ ngươi đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ người chính là viên giác tinh chủ nói ra ngươi như cảm thấy là liền chính là ngươi như cảm thấy không phải vậy liền cũng không phải lam tử y nói ra lời này cũng không phải lập lờ nước đôi tinh chủ nói ra tùy ngươi nghĩ ra sao lam tử y không khỏi cười khổ xem ra ta thực cái gì đều không hỏi ra tới tinh chủ nói ra vài ngàn năm trước thần ma đại chiến về sau bổn tọa sáng lập chúng tinh điện bây giờ chúng tinh điện có hôm nay chi khí đợi đúng là không dễ mà dưới mắt một vòng mới vô lượng sát kiếp buông xuống so với lần trước thần ma đại chiến muốn càng hung mãnh bổn tọa tuy nhiên tự phụ nhưng cũng không cho rằng bổn tọa liền có thể chống lại thiên đạo lam tử y nói ra bởi vậy tinh chủ liền trốn ở sao hỏa phía trên sao hỏa không thuộc về vị diện không gian lại có chúng tinh điện bực này thần khí ở đây vô luận thiên đạo như thế nào biến hóa nhưng cũng không ảnh hưởng tới trên người ngươi tới. Điểm này ta hiểu, nhưng ta không hiểu Tinh chủ là sao còn muốn làm to chuyện, lại lẫn vào đến cái này vô lượng sát kiếp bên trong. Tinh chủ nói ra, chúng tinh điện cũng có nhược điểm, nó cũng không phải là vĩnh hằng. Bổn tọa vốn cũng coi là chạy ra địa cầu chính là chạy ra thiên đạo. Nhưng bổn tọa về sau phát hiện, nguyên lai bổn tọa vẫn luôn không có tránh thức chạy ra thiên đạo. Ồ, nói thế nào, Lam Tử Y nói ra, tinh chủ nói ra, chúng tinh điện chính là trong vũ trụ, duy nhất tồn tại. Bồn tọa sáng lập chúng tinh điện, cũng là cơ duyên chỗ đến. Mà dưới mắt, chúng tinh điện bảo toàn năng lượng đang dần dần yếu ớt, làm chúng tinh điện mất đi tác dụng thời điểm, 108 điện. Rất nhiều cao thủ y nguyên muốn vùi đầu vào vô lượng sát kiếp bên trong Y nguyên muốn về tới địa cầu Tiếp nhận thuộc về bọn hắn vốn nên tiếp nhận từ kiếp Là quân thân thể dung mạnh hắn lần nữa nghĩ đến cái kia bộ Mỹ đế chỗ trục chết thần tới. Tử thần đến bên trong, bộ thứ nhất bên trong bởi vì tai nạn máy bay trước, một tên đệ tử đoán trước tương lai, sau đó mang theo một đám học sinh sớm xuống xe. Bởi vậy lại tạo thành rất nhiều vốn nên là tại tử kiếp bên trong chạy trốn người. Nhưng là sau cùng, một cái luân hồi hoàn tất, đáng chết vẫn là toàn bộ đều chết, không ai trốn thoát. Là quân hiện tại cảm giác được cái này từ từ bầu trời, nhìn như vô hại. Trên thực tế cái này phía sau hắc thủ, cự thủ nhưng xưa nay chưa từng buông tha đem những cái kia chạy ra tử thần thủ chảo lần nữa giết chết. Chúng tinh điện lực lượng tại suy yếu, cho nên tinh chủ ngươi muốn dựa vào rất nhiều thiên mệnh giả đến tìm kiếm cơ duyên, sau đó chế tạo lần nữa chúng tinh điện." Lam Tử Y nói ra. Tinh chủ nói ra, không sai. Lam Tử Y nói ra, trước đó thần đế tại thế giới Bao La bên trong sáng lập tạo thần khu vực, thành tựu Trung Hoa đại đế, ma đế còn có Tu La đại đế bản thân hắn cũng nhận được bỉ ngạn các thần khí lại có thái dương kim kinh đây là hắn nô dịch khí vận người đoạt được công lao dưới mắt xem ra tinh chủ là muốn bắt trước thần đế bức bách những cái này thiên mệnh người bức bách thiên đạo làm ra nhất định thỏa hiệp làm không được ngươi sự tình ngươi liền đem những cái này thiên mệnh người giết chết sau đó thiên đạo vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội cũng để những cái này thiên mệnh người sống sót tinh chủ nói ra không sai là quân khiếp sợ không thôi hắn cũng bội phục Lam Tử Y trí tuệ, mình tại bên này còn tỉnh tỉnh đồng đồng, nhưng hắn cũng đã hiểu hết thảy quan trọng. Lam Tử Y nói ra, đã như vậy, cái kia tinh chủ ngươi vì sao muốn thiết kế vây khốn thần đế bọn người. Tinh chủ nói ra, bọn họ không thể vì bổn tọa sử dụng, chính là rất nhiều không xác định nhân tố. Cho nên, vây khốn bọn họ chính là thượng giai chi tuyển. Huống chi, một đời mới người trẻ tuổi cần muốn trưởng thành, bọn họ không thể vĩnh viễn che trở tại thế hệ trước ban cho phía dưới. Lam tử y nói ra, ta đại khái hiểu, vô lượng sát kiếp khởi động. Người cũng sẽ không nghịch thiên mà đi, ngươi là muốn thôi động vô lượng sát kiếp, để đáng chết người đều chết mất. Mà ngươi lại tại chúng tinh điện bên trong vĩnh sinh, đây là ngươi cùng thiên đạo một cái ăn ý. Tinh chủ nói ra, Hoàng vương quả nhiên trí tuệ phi phàm. Hắn đón đến, nói ra, chúng tinh điện chế tạo xong về sau, có thể leo lên chúng tinh điện người sẽ không quá nhiều. Nhưng là chương này vé tàu, bổn tọa có thể cho Hoàng Vương ngươi một chương. Lam Tử Y nói ra, đây chính là vô cùng chân quý vé tàu, ta cũng muốn cảm ơn trước tinh chủ. Tinh chủ nói ra, tiếp đó, bổn tọa vĩnh sinh kế hoạch liền sẽ chính thức khởi động. Bổn tọa hy vọng Hoàng Vương có thể cùng bổn tọa một đường tới thực hành cái này kế hoạch. Lam Tử Y nói ra, ta còn không quá giải, ngài vĩnh sinh kế hoạch, cụ thể là cái gì? Tinh chủ nói ra, nay ngày đã không còn sớm, là quân cũng nhất định nghĩ đến muốn đi gặp tư đổ linh nhi. Chúng ta cho sau lại nói đi. Làm tử y cũng không nguyễn cưỡng, liền nói ra, cái kia tốt. Sau đó, tinh chủ biến mất. Hồ chiến tiến vào tinh nhất điện bên trong. Là quân cùng làm tử y nhìn về phía hồ chiến. Hồ chiến sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, hắn nói ra, hai vị trước đi theo ta, ta vì hai vị an bài chỗ ở. Cho về sau ta sẽ dẫn La Quân công tử đi gặp tư đồ linh nhi tiểu thư. La Quân kềm chế tâm lý kích động, hắn gật gật đầu. Hồ Chiến mang theo Lam Tử Y cùng La Quân đến cái kia rất nhiều trong cung điện một gian trong đình viện. Trong này đình viện thẳng nhỏ, đại khái 30 mét vuông, mà bên trong có đại sảnh, có ba gian phòng trọ, nhà bếp, phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn có hai tên phục thị nha hoàn. Phòng này tên là Thính Đào Hiên hai tên nha hoàn theo thứ tự là lâm nhã nghĩ lâm nhã cho các nàng chính là hai tỷ muội nhìn có điều hai mươi tuổi dài đến quả thực là tú lệ mà dịu dàng lâm nhã nghĩ là tỷ tỷ lâm nhã cho chính là muội muội hồ chiến sau đó nói với la quân la quân công tử người đi theo ta đi tốt la quân kìm nén không được kích động lam tử y cũng biết la quân đi gặp tư đồ linh nhi loại tình huống này nàng cũng không thích hợp đi cùng sau đó thì chính mình thưởng thức phòng này lên. Bỉ Ngạn các thì đứng ở trong hậu hoa viên, cái kia trong hậu hoa viên to như vậy Bỉ Ngạn các phát ngang tại chỗ, nhìn tựa như là mắc cạn Titanic. Hồ Chiến mang theo La Quân đi vào Bỉ Ngạn các trước cổng chính, đại môn mở về sau, Hồ Chiến nói ra, "Linh Nhi tiểu thư liền tại bên trong, La Quân công tử, ta thì không bồi ngươi đi vào." La Quân gật gật đầu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm tình vô cùng kích động hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Audio điện tử võ tấn bền Bị ngạn các bên trong có chính mình chiếu sáng hệ thống, mà lại cái này bị ngạn các là thần đế chế tạo lần nữa. Bên trong còn có ánh đèn, thậm chí còn có một số hiện đại hóa thiết bị. Tỷ như màn hình tinh thể lỏng đại bình phong truyền hình, còn có rảnh rỗi điều các loại. Bị ngạn các khởi động hệ thống chính là là thông qua lôi chỉ cung cấp nguồn năng lượng, cho nên bị ngạn các bên trong mở điện cũng là rất dễ dàng. Cái này bị ngạn các bên trong cấu tạo, cũng là thể hiện thần đế ủng có tình vị một mặt. Không có la quân trong tưởng tượng như vậy băng lãnh lạnh. Bên trong không gian rất là rộng lớn, la quân rất nhanh liền tìm tới tư đồ linh nhi ở chỗ đó. Tư đồ linh nhi bị phong tại một đài thủy tinh trong tủ lạnh, trong tủ lạnh có hơi lạnh, còn có pháp lực tại vận chuyển. Hiển nhiên chỉ dựa vào hơi lạnh là không thể đầy đủ duy trì tư đồ linh nhi sinh cơ. La Quân nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt trắng bệch trắng bệch, bờ môi đỏ bừng. Nàng nhắm mắt lại, liền giống như là tuyệt thế ngủ mỹ nhân. La Quân nhìn không khỏi ngốc, cái này một cái chớp mắt, tất cả chuyện cũ trước kia đều xông lên đầu, trong đầu của hắn toàn bộ đều là Tư Đồ Linh Nhi một cái nhăn mày một nụ cười. La Quân không khỏi nhìn si. Thiên sơn mộ tuyết, vạn lý mây tầng, tại Linh Nhi trong lòng, chỉ có chính mình một người. Mà chính mình những năm gần đây, trung quy là đối nàng không nổi. Nàng là vì chính mình, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Cái này đem đến thời kỳ, cho dù là muốn chính mình thành vì thiên hạ công địch, chỉ cần có thể cứu tỉnh Linh Nhi, vậy mình cũng là sẽ không tiếc. Là quần bồi tư đồ Linh Nhi suốt cả đêm. Tại ban đêm, hắn làm mộng, mộng thấy mình cùng Linh Nhi lại trở lại tư đồ công quán bên trong, lại trở lại bọn họ kết hôn trong phòng. Linh Nhi cũng là ôn nhu như vậy co quắp tại trong ngực hắn cái gì đều không cần làm, cái gì cũng đều không cần nói. Hết thảy đều là như thế ấm áp cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể ôm Linh Nhi, La Quân liền cảm giác hết thảy đều có ý nghĩa. Nửa đêm thời điểm, La Quân giật mình tỉnh lại, hắn lại trước mắt ngủ mê không tỉnh Linh Nhi, lại nghĩ tới cái kia tư đồ công quán đã sớm không còn tồn tại. Nhất thời, một cỗ nói không nên lời bi thương sông lên đầu. Trong suốt nước mắt liền từ La Quân trong hốc mắt trượt xuống. Hừng đông về sau, La Quân rời đi bỉ ngạn các. Hắn đến Thính Đảo Hiên bên trong. Buổi sáng ánh sáng mặt trời rất là long lanh, Thính Đảo Hiên bên trong hoa cỏ cây cối là như thế tươi đẹp. La Quân nhìn xem trên đầu trời xanh mây trắng, tâm lý lại có loại hoảng hốt. Hắn cảm thấy nơi này tựa như là tại địa cầu, không khí thế mà cũng rất tươi mát. Nơi này thật sự là ở trên sao hỏa sao? Vì cái gì giống như là tại giống như nằm mơ. La Quân âm thầm nghĩ. Lam tử y đã rời giường, nàng đứng tại đại sảnh phía trước, nhìn lấy La Quân tiến đến. Trở về, Lam tử y chào hỏi. La Quân gật gật đầu, hắn nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra, tử y, ngươi là siêu thoát phàm tục tiên nhân, tại sao muốn bồi tiếp ta loại phàm nhân này rơi vào trần thế đâu? Lam tử y sững sờ sững sờ, nói ra, vừa sáng sớm, người đổ ập xuống hỏi ta có chiều sâu như vậy vấn đề làm gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, Ta theo vào cửa lúc gặp ngươi, xa xa nhìn ngươi, cảm thấy ngươi chính là Cửu Thiên Tiên nữ. Mà ngươi bản sự, so Cửu Thiên Tiên nữ còn muốn lớn. Ở trước mặt ngươi, ta là tục nhân, ngươi là tiên nhân. Cho nên, đột nhiên có chút cảm xúc. Lam Tử Y nói ra, ta làm qua rất nhiều năm tiên, không dính vào trần thế, tịch mịch dị thường. Hơn 20 năm trước, ta đầu thai chuyển thế vì Lam Tử Y, ở nhân gian trần thế đi tới một lần, lại có thật nhiều mới trải nghiệm và vui sướng đó là tiên người vô pháp cảm nhận được cho nên chân quý bằng hiếu, đây cũng là ta mới học được bài tập người luôn luôn đem chính mình bày ở một cái cao cao vị trí bên trên đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới cái kia thẳng không thú vị ta nguyện ý rơi vào hồng trần hưởng thụ lấy phồn hoa thế giới la quân nói ra ta đoạn đường này đến được chứng kiến rất nhiều đại thần thông giả ta bội phục nhất có sáu người người bội phục người thật đúng là nhiều a à, lam tử y đùa nghịch nói ra hai người nói chuyện liền vào đại sảnh. Mà Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cung cấp La Quân cùng Lam Tử Y dùng ăn. Bữa sáng là bánh bao cùng cháo gạo. Bắt đầu ăn thời điểm, mồm miệng lưu hương. Nơi này bánh bao cùng cháo gạo lại để cho so trên địa cầu Mỹ vị quá nhiều, mà lại bên trong dầu có dinh dưỡng cũng là cực phong phú dầu. La Quân bắt chuyện Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung. Nói ra, các người cũng cùng một chỗ ăn đi. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung nói gấp, các nô tỳ tại nhà bếp ăn là được rồi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn thật không có miễn cưỡng. Dù sao mỗi người đều có mỗi người thói quen cùng quy củ. Ép buộc các nàng cùng một chỗ ăn, có lẽ các nàng còn cảm thấy đặc biệt không thích ứng đây. Nói một chút đi, người bội phục nhất là cái kia sáu cái. Làm tử y uống một ngụm cháo gạo, nàng ăn cái gì bộ dáng phá lệ yêu nhã rung động lòng người. Đồng thời, nàng hỏi La Quân. La Quân nói ra, thứ nhất bội phục là thần đế hắn khai sáng một cái kỷ nguyên mới mang ra cực kỳ cường hãn tam đế bằng vào phàm nhân chi thân ngắn ngủi trăm năm trở thành tinh không chi hạ đệ nhất nhân tuy nhiên hắn bị tinh chủ vây khốn nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không như sao chủ chẳng qua là thần đế tiền bối phải cứu lăng tiền bối mà thôi làm tử y gật gật đầu nói ra thần đế thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đáng giá bội phục mà lại ta cũng bội phục chỉ là đáng tiếc, một mực không có duyên gặp nhau. Sau đó, nàng nói ra, cái kia thứ hai bội phục người đâu. Là Quân nói ra, cái thứ hai dĩ nhiên chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng Tiền Bối. Lam Tử Y nói ra, nói một chút. La Quân cười một tiếng, nói ra, người biết không, ta có đôi khi sẽ muốn một việc. Sự tình gì, Lam Tử Y hỏi. Là Quân nói ra, người thiên hạ vô song, trên đời này có nam tử kia tránh thức xứng với ngươi. Lam tử y mỉm cười, nói ra, cái này tựa hồ không nên là ngươi quan tâm sự tình. La quân nói ra, đương nhiên, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tại ta chỗ nhận biết người bên trong, ta cảm thấy chỉ có Trần Lăng tiền bối phong thái mới có thể xứng với ngươi, hắn là thiên hạ kỳ nam tử, phong thái tuyệt thế. Lam tử y nói ra, ta ngược lại nghe nói hắn vẫn là cái phong lưu trùng tử, thê thiếp vô số đây. Dạng này người, lại phong thái tuyệt thế, ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú là quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, cái này sao, khụ khụ, người nhìn ta cũng không chỉ một nữ nhân. Huống chi là Trần Lăng tiền bối đâu, đây không phải chúng ta phong lưu, có đôi khi thật sự là sự tình bất đắc dĩ. Lam tử y nói ra, kiều ngưng nắm giữ tính cách, chẳng lẽ ta Lam tử y hội không có sao? Là quân khẽ giật mình, hắn tự nhiên hiểu Lam tử y ý tứ. Hắn cũng liền nói, ta chỉ nói là cái phối cùng không xứng vấn đề, ta cũng không có muốn cho ngươi kéo lang phối. Lam Tử Y nói ra, có điều nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại cũng muốn gặp gặp vị này Trung Hoa Đại Đế phong thái. La Quân nói ra, nhất định có cơ hội. Lam Tử Y nói ra, ngươi còn chưa nói ngươi đến bội phục hắn cái gì đây? La Quân nói ra, Trần Lăng tiền bối công chính vô tư, trung can nghĩa đảm. Tam Thi Nguyên Thần, thiên hạ vô song, hắn là thế hệ trẻ tuổi chi mẫu ngực. Lam Tử Y nói ra, tốt a, à, tuy nhiên ta chưa thấy qua hắn. Nhưng là việc khác dấu vết ta cũng nghe nói không ít, chỉ xem Trần Thiên Nhai, liền cũng biết hắn người này không đơn giản. La Quân tiếp tục nói, người thứ ba chính là vị này Tinh chủ. "Ồ," Lam Tử Y nói ra. La Quân nói ra, Tinh chủ xây chúng Tinh điện, khốn thần đế, Trần Lăng Tiền bối bọn họ, bắt rất nhiều thiên mệnh giả. "Tuy nhiên hắn cách làm không phải ta thích, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, hắn là cái cực nhân vật lợi hại." Lam Tử Y nói ra. Tinh chủ cũng xác thực đáng giá khiến người ta bội phục. Cái thứ tư chính là ngươi, là quân nói ra. Làm tử y cười một tiếng, nói ra, tốt ha, người cái này bài vị ta vẫn không thể không phục. Ta tuy nhiên tự phụ, nhưng là cùng ngươi nói cái này ba vị trước so ra, ta vẫn còn muốn mặc cảm. Có điều vô luận là thần đế, vẫn là trung hoa đại đế cùng tinh chủ, ngươi chỗ bội phục, tựa hồ không chỉ là bọn họ bản sự, còn có bọn họ công tích vĩ đại vậy ngươi bội phục ta là bội phục ta cái gì bội phục ta trợ giúp ngươi sao cái này cũng không có gì tốt bội phục thậm chí là thẳng ngốc la quân nói ra đối mặt tinh chủ mà không quỳ chỉ một điểm này ta liền làm không được rất nhiều rất nhiều người đều làm không được nhưng ngươi làm đến chỉ một điểm này ta liền bội phục ngươi làm tử y nao nao nói ra chẳng lẽ liền không có điểm khác la quân nói ra đương nhiên còn có đại thần thông giả không không thương tiếc chính mình vũ mau. Muốn sao, bọn họ cũng là không hiểu nhân tình thế sự. Mà chỉ có ngươi, chịu dạng này đến giúp đỡ ta. Lam tử y cười khổ, nói ra, ta nói qua, người đây cũng đừng bội phục. Cái này tại trong mắt người khác xem ra, đều thẳng ngốc. Người thứ năm, là ma đế, là quân bỗng nhiên nói ra. Lam tử y nao nao, nàng xác thực không nghĩ tới là quân sẽ đem ma đế cũng sách vào nói. Ma đế la quân thê lương cười một tiếng, nói ra, hắn tinh thông thái ất huyền kim chân kinh, lại có thiên biến vạn hóa chi thần thông. Càng là con trai của liền đều muốn giết, dạng này người, ta có thể nào không bội phục đây? Lam tử y ngốc ngẩn ngơ, nói ra, là quân, ngươi. Người thứ sáu chính là tu la đại đế trầm mặc nhiên. La quân nói ra, thật sao, Lam tử y cũng vui vẻ đến la quân nói sang chuyện khác. La quân nói ra, Tu La Đại Đế trầm mặc nhiên làm Trần Lăng tiền bối nhiều năm như vậy địch nhân, còn có thể một mực còn sống, bằng điểm này, ta liền bội phục. Mà lại ta vẫn nhớ, hắn vốn có thể giết ta, nhưng hắn cảm thấy ta cùng Trần Lăng tiền bối rất giống. Không nguyện ý đi trước kia đường xưa, từ đó thả ta nhất mệnh. Ăn sáng xong về sau, là quân đi gian phòng của mình. Gian phòng thu thập sạch sẽ và gọn gàng, cũng rất rộng rãi. Ăn ở tất cả đồ vật, cái này chúng tinh điện bên trong đều chuẩn bị rất lợi hại tề. La Quân nhìn xem gian phòng, sau đó liền cùng Lam Tử Y quyết định tại cái này chúng tinh điện trong ngoài đi dạo lên một đi dạo. Gia thính đào hiên về sau, La Quân cùng Lam Tử Y đến trên hành lang. Cái kia bốn phía cung điện răng khắp nơi, nhưng cũng giếng giếng có thứ tự. Ánh sáng mặt trời càng phát ra chói mắt. La Quân tại trải qua trong một cái viện lúc, bỗng nhiên cảm giác được một loại khí thức quen thuộc. Cao thủ luyện công, Đem chính mình viện tử kiến tạo thành thuộc về mình đạo tràng Đó cũng không phải cái gì hiếm là công pháp Cho nên, La Quân trong nháy mắt cảm ứng được khí thức quen thuộc nhưng cũng không kỳ quái Là nhị ca, La Quân không khỏi đại hỷ Hắn sau đó liền cùng Lam tử y đẩy cửa vào Nhập môn cũng giống như vậy tiểu đình viện La Quân lập tức cũng đã nhìn thấy đã lâu nhị ca tần lâm Tần lâm đang cho hoa cỏ cây cối tưới nước Hắn nghe được đẩy cửa âm thanh đồng thời cũng nâng người lên nhìn về phía chỗ cửa lớn. Nhị ca, La Quân bước nhanh mà lên. Tần Lâm nhìn thấy La Quân, trên mặt rào rạt ra hoan hỉ nụ cười đến, cũng cởi mở hô, tam đệ. Tại dạng này địa phương, tại cách cách địa cầu như vậy xa xôi hành tinh khác bên trong, thế mà có thể gặp được đến nhị ca Tần Lâm, cái này khiến La Quân cảm thấy rất là vui vẻ. Tha hương gặp bạn cũ, vốn là vui vẻ sự tình. Huống chi người này hay là nhị ca? La Quân cùng Tần Lâm đến cái đại ôm ấp, sau đó, Lam Tử Y cũng đi tới. Tần Lâm lập tức nói thực ra nói, vãn bối gặp qua Lam tiền bối. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần đa lễ. Tần Lâm đem Lam Tử Y cùng La Quân dẫn vào trong nhà, cái nhà này gọi là Thính Vũ Hiên. Cùng Thính Đảo Hiên bố cục không sai biệt lắm, cũng có hai cái phục thị nha hoàn. Ngồi xuống về sau, bọn nha hoàn dâng lên trà nóng. Tần Lâm liền vừa cười vừa nói, tam đệ, ta thế nhưng là nghe nói, tinh chủ phái người đi mời ngươi rất lợi hại không thuận lợi, đại tướng đều bị hao tổn mấy cái đây. Là quần gái gái sau gáy, nói ra, nhất thời may mắn, nhất thời may mắn. May mắn cái giám A, à. Tần Lâm vừa cười vừa nói, ta bắt đầu còn không biết rõ, tiểu tử ngươi sao có thể như như vậy, ta bây giờ nhìn gặp Lam tiền bối, liền coi như là minh bạch. Là quần nghe vậy cười ha ha. Lam tử y đứng lên, nói ra, huynh đệ các người gặp mặt, chậm rãi trò chuyện, ta lại bốn phía đi xem một chút. Tần lâm cùng la quân lập tức đứng lên đưa tiến. Đợi Lam tử y sau khi đi, tần lâm hướng la quân có chút ngưng trọng nói ra, nghĩ không ra, người cũng vẫn là bị bắt tới. La quân nói ra, ta cũng không nghĩ tới, nhị ca ngươi cũng ở nơi đây. Tần lâm nói ra, chúng tinh điện thực lực cường hãn, ta không địch lại bọn họ, cái này là không thể làm gì sự tình có điều còn tốt, ta cũng nghe nói đại ca không có bị chụp tới, hắn theo tu la đại đế đi ma tộc, ngược lại đến nhất thời bảo toàn. Sau đó, La Quân cùng Tần Lâm lại trò chuyện rất nhiều. Cũng trò chuyện mỗi người gần đây cảm mộ cùng tình huống. La Quân cũng nói, từ đồ Linh Nhi ngay tại cái này chúng tinh điện bên trong, cùng hắn hy vọng sớm đi cứu chữa tốt từ đồ Linh Nhi. Về sau, cơm trưa La Quân ngay tại thính Vũ Hiên ăn. Hắn cùng Tần Lâm khó được mỏi mòn chờ đợi cùng một chỗ, Tần Lâm còn nói thêm cái kia thần đan sự tình, trong lời nói, Đối La Quân cảm kích vô cùng. Tần Lâm không khỏi cảm thán cùng hổ thẹn, nói ra, cho tới nay đều là ta tại chiếm tam đệ ngươi cùng đại ca tiện nghi. Có đôi khi ngẫm lại, thực sự băn khoăn. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là thật sự huynh đệ, làm sao cần so đo những vật này đâu. Tần Lâm nói ra, tóm lại, nhị ca hổ thẹn a. La Quân nói ra, nhưng ta vĩnh viễn nhớ kỹ lúc trước ta cùng đại ca bị nhốt núi phú sĩ núi lửa bộ. Nhị ca ngươi vừa đến kiều thê, sinh hoạt mỹ mãn. Chỉ có như vậy tình huống dưới, người y nguyên nghĩa vô phản cố đi xuống cứu ta cùng đại ca. Tần lâm nói ra, người có thể đừng nói là cái kia đương sự, ta cũng không có làm thành vung sự tình. La quân cười một tiếng, nói ra, nhưng cái này lại chứng minh ba huynh đệ chúng ta lời thề, cũng không phải đau răng chú. Hiện tại, tương lai, chúng ta đều vĩnh viễn là huynh đệ. Tần Lâm cũng không khỏi động dung, nói ra, đó là tự nhiên. Buổi chiều thời điểm, chúng tinh điện phái người hướng tất cả thiên mệnh giả cùng thiên mệnh giả ra thuộc người nhà tùy tùng tuyên bố thông báo. Ngày mai dạng sáng 6 điểm, tinh nhất điện tập hợp. Là quân nghe xong cũng không có quá lớn phản ứng, hắn tất nhiên là biết, tinh chủ bắt chính mình những người này đến, là có chuyện muốn làm. Huống chi, hắn cũng theo hôm qua Lam Tử Y cùng tinh chủ nói chuyện bên trong biết một số đại khái chúng ta ra ngoài đi một chút đi tần lâm nói với la quân cái này trên sao hỏa cũng có sao hỏa dị dạng phong tình la quân gật đầu sau đó tần lâm cùng la quân liền muốn ra ngoài chúng tinh điện có điều tại ra ngoài thời điểm hai người bị ngăn lại tần lâm làm theo kỳ quái đối thủ vệ kia nói ra ta mỗi lần đều có thể tự do ra vào là sao hôm nay không thể thủ vệ kia nói ra ngài có thể tự do ra vào nhưng vị này la quân tiên sinh không được La Quân không khỏi nói ra, vì cái gì ta không được. Thủ vệ nói ra, ngài còn chưa tiếp nhận tinh chủ dấu ấn tinh thần trưởng khống, cho nên không thể ra ngoài. Dấu ấn tinh thần trưởng khống, La Quân bị kinh ngạc. Tần Lâm nhìn về phía La Quân, nói ra, người còn không có bị tinh chủ đánh vào ấn ký. La Quân lắc đầu. Tần Lâm nói ra, ta sau khi đi vào không lâu liền đi quỷ bái tinh chủ, tại chỗ liền bị đánh phía dưới ấn ký. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, là hôm qua bởi vì có lam tử y tại. Cho nên tinh chủ đại khái còn chưa kịp cho mình gieo xuống ấn ký. Cái này dấu ấn tinh thần chính là tinh chủ trưởng khống đông đảo thiên mệnh giả một loại thủ đoạn. Có cái này ấn ký tại, như vậy thì mặc kệ chính mình những người này ở đây bất kỳ địa phương nào, lại như cũng đều muốn thụ tinh chủ khống chế. Tất cả mọi người sinh tử đều muốn bị khống chế tại tinh chủ trong tay. Không người nào nguyện ý như thế, nhưng La Quân cũng vô pháp siêu thoát. Tựa như là hắn không cách nào siêu thoát ra đại mệnh vận thuật một dạng, hắn thủy chung đều là vận mệnh phía dưới con kiến hôi A. À. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ngày khác lại đi ra đi. Tần lâm cũng không kiên trì, nói như vậy. La quân cũng gật gật đầu. Cùng tần lâm cáo biệt về sau, la quân trở lại thính đảo hiên bên trong. Lam tử y tại nàng gian phòng của mình bên trong tu luyện. La quân liền đi tìm Lam tử y. Lam tử y nghe được La quân gõ cửa liền nói ra vào đi la quân vào phòng về sau đóng cửa phòng sau đó nói tinh chủ dấu ấn tinh thần sự tình lam tử y nghe cũng không nhiều lắm phản ứng nàng nói ra phải nói chúng tinh điện bên trong chỉ nếu là có thể thời gian dài ở lại đi đại khái đều là bị tinh chủ đánh vào dấu ấn tinh thần nói xác thực điểm là quỳ xuống người đi còn ta muốn đến hắn không sẽ như thế làm la là quân nói ra khó trách chúng tinh điện người toàn bộ đều e sợ như thế tinh chủ. Lam tử y nói ra, tinh chủ trưởng khống chúng tinh điện, tự nhiên phải có thủ đoạn. Cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì nơi này người có thể đều không phải là người bình thường, không phải nói ngươi là hoàng đế, ta là bách tính, liền muốn khiếp sợ vương quyền. Nơi này từng cái đều là kiệt ngao bất thuần, nói chuyện gì ân phục vậy cũng là nói nhảm. Chỉ có uy ở, mới là phương pháp tốt nhất, cũng là không phạm sai lầm biện pháp. Là quân nói ra, Tinh chủ dấu ấn tinh thần chắc hẳn không ai có thể đem luyện hóa ha. Lam Tử Y nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, xem ra ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lam Tử Y nói ra, ngươi là quỳ xuống người, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. La Quân không khỏi có chút im lặng, nói ra, hôm qua quỳ xuống, ngươi cũng là chống đỡ tán thành. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, cái này cũng không thể oan uổng ta, cho dù là ta không nói lời nào ngươi cũng là muốn lựa chọn quỳ xuống, chỉ bất quá khi đó ta tại hiện trường, ta sợ mặt mũi ngươi lên không qua được, mới nói như thế. và lại ta có phản kháng tư bản, ngươi không có a. À. La Quân nói ra, tốt A, à, đạo lý mãi mãi cũng là nhà ngươi. Lam Tử Y cười một tiếng. đêm nay La Quân yên tĩnh bình ổn vượt qua. buổi sáng hắn rất dậy sớm giường, sau đó cùng Lam Tử Y ăn điểm tâm, liền cùng một chỗ tiến về tinh nhất điện hai người đi không tính sớm, cũng không tính trễ, nhưng đến thời điểm, tinh nhất điện bên trong đã có ước chừng hơn 30 người. Thật đúng là tất cả đều là thiên mệnh giả, Lam Tử Y sau khi đi vào, quét mắt một vòng, sông La Quân nói ra. La Quân là nhìn không quá đi ra, hắn không có Lam Tử Y cái này nhãn lực. Có điều nghe Lam Tử Y kiểu nói này, hắn cũng là cười khổ. Cảm thấy đến chúng tinh điện về sau, thiên mệnh giả đều thành rau cải trắng. Sau đó, lại có thiên mệnh giả lục tục ngo ngoe tiến đến. Cũng có một chút là thuộc về thiên mệnh giả tùy tùng. Có điều có tùy tùng cũng không có nhiều người. Phó Thanh Trúc là có điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính. Còn có một số thiên mệnh giả cũng có tùy tùng, mà lại, những thứ này tùy tùng đều là cao thủ. Làm tử y tại trong mắt người khác, cũng coi là tùy tùng. Cái này tùy tùng thế nhưng là khiến người ta kính sợ có phép. Tần Lâm sau đó cũng liền đến, hắn một sau khi đi vào liền trông thấy La Quân. La Quân cũng cười bắt chuyện, hai huynh đệ cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Mà tại không lâu sau đó, La Quân nhìn thấy một người. Người này chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc một thân trắng thuần quần áo, hắn thanh tú có thừa, nhàn nhạt mạc mạc. La Quân cũng nhìn ra, Lan Đình Ngọc tu vi đã đạt tới cửu trọng thiên. Đến chúng tinh điện trong khoảng thời gian này, Lan Đình Ngọc tu vi lại có tiến bộ nhảy vọt. Vị này Thiên Mệnh Chi Vương khí vận quả nhiên là không thể chê lan đình ngọc sau khi đi vào cũng liền chú ý tới la quân bên này hắn đối la quân cảm giác cũng không lớn nhưng hắn lại vĩnh viễn nhớ kỹ lam tử y buộc hắn quỳ xuống tràng cảnh làm sao tần lâm chú ý tới la quân sắc mặt có biến liền cũng liền nhìn về phía lan đình ngọc la quân nói ra là hắn giết lạc ninh tần lâm không khỏi hãi nhiên tần lâm cũng không biết lạc ninh xảy ra chuyện tin tức này đột nhiên nổ ra đến hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận đồng thời Tần Lâm lo lắng nhìn về phía La Quân, tay hắn không tự chủ được đè lại La Quân bả vai. La Quân từ tốn nói, "Nhị ca yên tâm, ta sẽ không làm loạn." Tần Lâm nhất thời thì lạ thường tại La Quân bình tĩnh, nhưng hắn cũng liền theo thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, "Tam đệ, ngươi yên tâm. Lạc Ninh đệ muội thù chính là chúng ta huynh đệ thù, ta làm cho không hắn." La Quân nói ra, "Đa tạ nhị ca, nhưng chuyện này, ta hội tự mình giải quyết." Tần Lâm gật đầu, nói ra, như có cần, một mực mở miệng là được. La Quân nói ra, ừm. Lan Đình Ngọc cũng không tiếp tục nhìn La Quân bên này, hắn tìm một chỗ, sau đó thì yên tĩnh đứng đấy, cũng lờ đi chung quanh bất luận kẻ nào. Lam tử y sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, cái gì cũng không nhiều lời. Tại buổi sáng 6 điểm trước đó, người rốt cục đều lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Hết thảy ước chừng có chừng 100 người. Toàn bộ tinh nhất điện bên trong hò hét ẩm ý, Tuy nhiên người đến đều là không đơn giản người, nhưng người tập hợp một chỗ liền sẽ nói chuyện phiếm. Một nói chuyện phiếm cũng là cái này hò hét ẩm ý tràng cảnh. Sau đó, khâm thiên ti đại tế ti hồ chiến, còn có 10 tên người áo đen đều đến phía trước nhất trên đài. Cũng chính là tinh chủ pho tượng phía dưới. Hồ chiến cùng 10 tên người áo đen cùng một chỗ quỳ xuống, cung kính nói ra, cung nghênh tinh chủ. Cái kia tinh chủ pho tượng lập tức liền sinh ra biến hóa. Sau đó, Tinh chủ thanh âm truyền ra, Hồ Chiến, các người đứng dậy đi. Hồ Chiến, bọn người liền là đứng dậy. Sau đó, hắn mặt hướng mọi người uy nghiêm quát: Các người còn không quỳ nghênh Tinh chủ. Lời nói này sau khi ra ngoài, mọi người liền đều rất thưa thớt quỳ xuống. Chỉ chốc lát về sau, trừ Lam Tử Y chính là toàn thể quỳ xuống. Tham kiến Tinh chủ, mọi người cùng kêu lên nói ra. Lúc này Lam Tử Y là lộ ra phá lệ hạc giữa bầy gà sau đó hồ chiến trong mắt lóe lên hàn quang nói lớn mật lam tử y gặp tinh chủ không quỳ muốn chết phải không trong chấp nhoáng này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến lam tử y trên thân lam tử y lại cũng sẽ không nói chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía tinh chủ tinh chủ mở miệng nói ra lam cô nương chính là khách quý về sau cũng mãi mãi cũng không cần quỳ bái bổn thoạ. hồ chiến nghe vậy khẽ giật mình hắn mặt mo đỏ ửng liền cũng thì không dám lại nói cái gì Tinh chủ sau đó mở miệng, nói ra, ở đây cùng sở hữu một hai mươi mốt người, bên trong thiên mệnh giả bảy mươi sáu người, thiên mệnh chi vương mười tám vị. Các vị tùy tùng, bằng hữu chung hai mươi bảy người. Những thứ này tùy tùng cùng bằng hữu không tại bổn tọa danh sách mời, nếu như muốn rời khỏi chúng tinh điện, rời khỏi vĩnh sinh kế hoạch, hiện tại liền có thể rời đi. Bổn tọa sẽ an bài người đưa các vị rời đi chúng tinh điện. Bổn tọa cho chư vị đang ngồi tùy tùng, bằng hữu thời gian một nén nhang sau một nén nhang không rời đi tinh nhất điện liền coi là nguyện ý vĩnh sinh trong kế hoạch từ đó về sau tiếp nhận bổn tỏa dấu ấn tinh thần sinh tử vinh nhục liền cùng chỗ ở thiên mệnh người cộng đồng gánh chịu la quân không khỏi nhìn về phía bên người lam tử y hắn nhịn không được nói ra áo tím ngươi lam tử y nói ra ta tâm lý nắm chắc không dùng ngươi đến vì ta quan tâm la quân nói ra ngươi không cần thiết cuốn vào Lam tử y nói ra, ta sớm đã cuốn vào. La quân nói ra, có thể ngươi như lưu lại, tinh chủ cũng sẽ đối ngươi lưu lại dấu ấn tinh thần. Lam tử y nói ra, ta biết, nàng đón đến, nói ra, La quân, ngươi chứa cùng ta lề mề chậm chạp được hay không? Ngươi nghĩ ra được, ta sẽ không nghĩ không ra. Hiện ở thời đại này đã khác biệt, mặc kệ ta tham gia không tham gia, ta đều tại cái này dòng nước lũ bên trong. Ngươi là thiên mệnh chi vương, vẫn là chủ thế giới thiên mệnh chi vương ta lựa chọn ngươi không phải vẻn vẹn bởi vì ngươi đã từng đã giúp ta chúng ta là bằng hữu mà là bởi vì ta cũng cần dựa vào ngươi đến vượt qua lần này vô lượng sát kiếp la quân nhất thời thì trầm mặc đi xuống có lẽ lúc này lề mề chậm chạp thực biết để lam tử y xem thường đi la quân muốn rất nhiều hắn không muốn để cho bằng hữu theo mình đã bị thương tổn bao quát lam tử y có lại đại nguy hiểm khó khăn hắn đều nguyện ý chính mình đi gánh chịu nhưng bây giờ, tựa hồ chính như Lam Tử Y nói, nàng sớm đã cùng mình đứng tại cùng một cái chiến xa bên trên, cho nên, có nhiều thứ, chính mình phải đi đối mặt cùng gánh chịu. Là quân nghĩ thông suốt điểm này, ngay sau đó liền cũng liền không cần nhiều lời. Sau một nén nhang, không có người nào rời khỏi, tinh chủ liền nói ra, tốt, như vậy ở đây tất cả mọi người, bổn tọa liền xem các người đều đồng ý đến vĩnh sinh trong kế hoạch. Từ đó bắt đầu, bổn tọa hội ban bố một ít quy tắc, quy tắc là dùng để ước thúc đang ngồi mỗi một vị. Quy tắc một khi hình thành, nếu có trái với, cho dù bổn tỏa vô ý chỉ trích các vị, nhưng cũng nhất định phải theo quy tắc mà đến. Toàn trường nghiêm túc, tinh chủ thanh âm quanh quẩn tại đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Mọi người liền đều biết, tinh chủ lời mặc dù nghe tới bình thản, nhưng hắn nói tới mỗi một chữ đều sẽ trở thành miệng vàng lời ngọc. Hắn chỗ chế định quy tắc, chính là mọi người hành sự chuẩn tắc. Quy tắc là lãnh băng băng, tuyệt sẽ không nhiễm phải nhân tình vị. Tinh chủ theo rồi nói ra, ở đây cùng sở hữu 121 người, bổn tọa để cho các người tổ 61 đội, cũng chính là mỗi hai người làm một đội. Dư thừa một người vì đơn độc một đội, hiện tại mời chư vị tự hành tổ đội, bổn tọa cho chư vị thời gian một nén nhang. Nếu là một nén nhang về sau, có tổ đội không thành công, giết hết không xá. Tinh chủ dứt lời âm về sau, hiện trường lần nữa trở nên hò hét ầm ý. La Quân tự nhiên là muốn cùng Lam Tử Y tổ đội. Hai người không cần nhiều lời, La Quân ngược lại là có chút thay Tần Lâm quan tâm. Có điều để La Quân có chút ngoài ý muốn là, Điền Đại Tiên Nhân chủ động tới tìm Tần Lâm. Hắn biểu thị muốn cùng Tần Lâm tổ đội. Phó Thanh Trúc Đại Khái là muốn cùng Lý Linh Thính tổ đội, cho nên Điền Đại Tiên Nhân lạc đàn. Tần Lâm không có cự tuyệt Điền Đại Tiên Nhân, tâm hắn nghĩ đơn thuần, cũng không có suy nghĩ nhiều. La Quân nhìn nhiều Điền Đại Tiên Nhân, hắn âm thầm buồn bực ruộng đại tiên người vì sao phải cùng nhị ca tổ đội hiện trường này bên trong cường giả như mây nhị ca cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất a à? la quân muốn rất nhiều thầm nghĩ không phải là phó thanh trúc ý tứ hắn biết nhị ca cùng mình quan hệ cho nên muốn thông qua nhị ca đối với mình tới làm càng nhiều giải cũng có lẽ bọn họ thật sự là thiện ý dù sao lẫn nhau ở giữa cũng không thâm cừu đại hận La Quân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hắn sau cùng liền dứt khoát lười nhắc nghĩ. Một nén nhang về sau, tổ đội hoàn tất. Duy nhất đơn độc ra tới một người khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Đơn độc người kia, chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tính tình lãnh đạm, không muốn cùng người kết giao, cho nên hắn độc thân, cũng không kỳ quái. Tổ đội hoàn tất về sau, đại điện lần nữa túc yên tĩnh. Tinh chủ liền lại mở miệng. Hắn nói ra, bắt đầu từ hôm nay, theo ở đây các vị bắt đầu vĩnh sinh kế hoạch chính thức bắt đầu thực hành. Cái gì gọi là vĩnh sinh kế hoạch? Hồ Chiến, người hướng ở đây các vị giải thích. Hồ Chiến nói ra, "Vâng, Tinh chủ." Sau đó, Hồ Chiến mặt nói với mọi người, "Nhiều năm như vậy đến, chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu địa cầu văn minh. Đang nghiên cứu bên trong, chúng ta phát hiện trên địa cầu một quốc gia có dạng này một bộ phim. Bộ phim này gọi là 2012." ta muốn ở đây các vị, đến từ vị diện khác biệt không gian, chưa hẳn đối chủ thế giới có bao nhiêu giải, cũng không biết rõ cái gì gọi là phim. Có điều không sao cả, các người biết nội dung liền tốt. Tại 2012 bộ phim này bên trong, giảng thuật dạng này một cái cố sự. Địa cầu bởi vì vỏ quả đất biến hóa, toàn thế giới đều tại đổ sụp, hủy diệt. Mà bên trong một số cao tầng tinh anh chế tạo ra Noe Ark, Noe có thể tiếp nhận rất mãnh liệt công kích, có thể một mực đang trong biển vận hành đương thời giới hủy diệt lúc, bọn họ liền ẩn thân tại Noe ác bên trong, dùng cái này thu hoạch được sinh cơ. Mà toàn bộ thế giới người, đại bộ phận đều sẽ chết. Chỉ có số người cực ít mới đủ tư cách đạt được leo lên Noe ác tàu. Mà bây giờ, vĩnh sinh kế hoạch cũng không phải là một cái hoang đường muốn người đạt được vĩnh sinh. Mà chính là, chúng ta muốn rèn đúc ra tránh thức chúng tinh điện đến, để chúng tinh điện tại trong vũ trụ bất hủ. Kể từ đó, leo lên chúng tinh điện cao thủ, liền có thể tránh né thiên đạo truy sát hồ chiến nói ra như vậy nói đến đây khẳng định sẽ có người kỳ quái hỏi chúng tinh điện không phải vẫn luôn tại làm chuyện này sao không phải vẫn luôn tại trong vũ trụ bất hủ sao như vậy ta thật đáng tiếc nói cho mọi người tránh thức sự thực là chúng tinh điện cũng không thể bất hủ nó năng lượng chính đang nhanh chóng biến mất toàn bộ chúng tinh điện đều tại đứng trước giải thể nguy hiểm lúc trước tinh chủ chế tạo chúng tinh điện liền biết bên trong có tàn khuyết cái này thực cũng là thiên đạo một loại quản thúc. Dù sao, chúng ta vẫn không thể nào tránh thức thoát ly thiên đạo. Mọi người ngưng thần nghe Hồ Chiến kể rõ. Toàn trường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hò hét ẩm ý, cũng không có người đặt câu hỏi. Hồ Chiến tiếp tục nói, bây giờ tụ tập các vị, chính là muốn dựa vào chư vị có thể tìm kiếm chế tạo chúng tinh điện các loại trọng yếu tài liệu. Vì bức bách thiên đạo, tinh chủ định ra quy tắc chính là, kết thúc không thành nhiệm vụ người, Lần thứ nhất hội bị băng phong một tên thành viên, lần thứ hai kẻ không hoàn thành, chết, đây là vĩnh sinh trong kế hoạch thiết quy, vô luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Nếu là vừa vặn cần các vị tìm đồ, lại là trên đời này không, vậy cũng không thể đến nói với tinh chủ ý, liền coi như là các vị tự mình xui xẻo. Đây là cực tàn khốc. Hồ Chiến lời nói sau khi nói xong, chúng đều là chấn kinh thất sắc. Nhưng bọn hắn lại vô lực phản kháng. Tinh chủ ý tứ cũng là bá đạo như vậy. Thiên đạo ngươi không phải rất chảnh à. Lão tử toàn bộ bắt ngươi an bài thiên mệnh giả. Ngươi không đem ta muốn đồ, vật cho ta, ta liền đem những người này giết chết. Đây là tại bức bách thiên đạo nhượng bộ. Đây là tinh chủ cùng thiên đạo ở giữa đánh cược. Sau cùng, Hồ Chiến còn nói thêm, mỗi bàn phát một kiện nhiệm vụ đều sẽ có thời gian hạn chế. Trong thời gian chỉ định kẻ không hoàn thành, lần thứ nhất tự nhiên đóng băng bên trong một người. Lần thứ hai tiểu tổ thành viên toàn bộ giết chết. Thời gian cùng địa cầu thời gian để tính, sao hỏa một năm là 687 thiên. Mỗi một ngày thời gian ước chừng là 25 tiếng đồng hồ. Như có thời gian khác biệt, các vị chính mình nắm chắc. Khác, chúng ta cũng hy vọng ở đây các vị minh bạch vĩnh sinh kế hoạch nghiêm túc tính cùng tính tàn khốc. Chúng ta biết, ở đây các vị bây giờ tuy nhiên có hơn 100 vị, nhưng một năm về sau, sống sót tuyệt sẽ không vượt qua 20 vị. Rất nhiều nhiệm vụ, cũng không phải là các người năng lực không đủ, mà là căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng chúng ta lại nhất định phải làm như thế, bởi vì chư vị đều là thiên mệnh giả, có lẽ, bước bách phía dưới, sẽ có kỳ thích xuất hiện. Mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta hội căn cứ nhiệm vụ độ khó đến cho cho khen thưởng. Khen thưởng là nguồn năng lượng tinh thạch, những thứ này trong tinh thạch giàu có phong phú dinh dưỡng, mà lại tinh khiết, tin tưởng sẽ đối với chư vị tu hành có trợ giúp rất lớn. Sau cùng, chúng tinh điện chư thiên mệnh giả, Vô luận là tại chúng tinh điện bên trong, vẫn là bên ngoài, đều không đến tư đấu. Như có ân oán cần phải giải quyết, cần báo lên khâm thiên ti, từ khâm thiên ti an bài diễn võ trường tiến hành sinh tử đối quyết. Nếu có người tự mình xuất thủ trước, xuất thủ trước người, giết không tha. Quy củ cũng không có quá nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dày đặc vô cùng. Như thế về sau, chúng đều là giải tán. Lam Tử Y cùng La Quân bị lưu tại tinh nhất điện. Lam Cô Nương ngươi mặc dù là bổn tọa khách quý, nhưng ngươi đã lựa chọn lưu lại, như vậy ngươi cũng cần tuân thủ bổn tọa lập phía dưới quy củ. Tinh chủ nói với Lam Tử Y. Lam Tử Y nói ra, ta minh bạch, tinh chủ phải cho ta gieo xuống dấu ấn tinh thần, liền mời ra tay đi. Tinh chủ nói ra, tốt. Sau đó, một sợi bạch sắc quang mang liền hướng Lam Tử Y mi tâm phóng tới. Lam Tử Y cũng không tránh né. Hào quang màu trắng kia bắn vào đến Lam Tử Y não vực về sau, liền thì biến mất, cũng không thấy nữa. Đến phát sinh cái gì, lại cũng chỉ có làm tự y nàng tự mình biết. Tiếp theo, tình chủ cũng tại la quân trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. Như thế về sau, tình chủ nói ra, làm cô nương, bổn tỏa qua nhiều năm như vậy, được chứng kiến không ít anh hùng nhi nữ. Nhưng lại duy chỉ có không có xem hiểu ngươi, cùng ngươi kiến thức cùng tu vi, làm sao đến mức muốn cùng la quân pha trộn cùng một chỗ bổn tòa cũng không hội ước đoán giữa các người có rất tư tình, bởi vì cái này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không thể. Lam tử y nói ra, thực rất đơn giản, đã đại hí trình diễn, như vậy chúng ta cũng đừng sợ hãi rụt rè muốn trốn vào hư không, hoặc là né tránh, được một ít người hành động. Ta chính là muốn quang minh chính đại nghênh đón trận này cuồn cuộn sát kiếp, như này thiên đạo thật muốn ta Lam tử y tánh mạng, vậy ta Lam tử y cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Nhiều như vậy thiên mệnh chi vương, thiên mệnh giả bên trong, là quân cũng không tính là ưu tú nhất. Tinh chủ nói ra, dùng cái gì ngươi muốn kiên định như vậy lựa chọn hắn. Lam tử y nói ra, không sai, luận đến tài hoa, là quân khả năng không thể so với phó thanh trúc. Luận đến tu vi, những cái này thiên mệnh người bên trong, mạnh hơn hắn không biết bình thường chính mình. Nhưng cái này đều không muốn gấp, trọng yếu là, ta biết là quân sẽ không giết được thỏ, mổ chó săn. Ta coi trọng, là người khác phẩm tinh chủ nói ra, người quả nhiên có chính người đạo lý. Lam tử y nói ra, tinh chủ ngài hỏi ta cái này rất nhiều, ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi tinh chủ ngài. Tinh chủ nói ra, người hỏi đi. Lam tử y nói ra, vĩnh sinh kế hoạch, tựa hồ cùng thần đế bọn họ cũng không thái trùng bất chợt tới. Người tính đem thần đế bọn họ buồn ngủ tới khi nào. Tinh chủ nói ra, không biết, không nghĩ tới vấn đề này. Bọn họ tại trận kia bên trong, bổn tỏa cũng không làm gì được bọn họ. Còn bọn họ lúc nào có thể trốn tới, bổn tỏa càng không biết. Làm tử y nói ra, nói cách khác, ngài cũng không có nắm chắc có thể xử lý bọn họ. Tinh chủ nói ra, bọn họ những người kia, đều là tạo hóa ngàn vạn hạng người. Bổn tỏa xuất thủ, cũng là không được. Sở dĩ vây khốn bọn họ, là bởi vì bọn hắn tràn ngập không có khống chế biến số. Bổn tọa muốn thực hành vĩnh sinh kế hoạch, tự nhiên muốn đem biến số tận lực bóp chết. Lam tử y nói ra, lý do này tựa hồ không thể thành lập, vốn là ngài cùng bọn hắn không cừu không oán. Bây giờ vừa đến, lại là loại ác nhân, bọn họ nếu là thoát khốn, liền sẽ là chúng tinh điện tai nạn. Ngài không nên sẽ đem chúng tinh điện đặt cái này tình trạng A. Ta tin tưởng, ta có thể nghĩ đến sự tình, tinh chủ hùng tài đại lược, không có khả năng nghĩ không ra. Tinh chủ nói ra, làm cô nương, ngươi là người thông minh. Cùng ngươi nói chuyện, cho dù là bổn tỏa cũng không dám xem thường. Có điều hôm nay nói chuyện, thì ở đây đi. Lam tử y nói ra, nghĩ không ra tinh chủ cũng có trột giả thời điểm. Tinh chủ nói ra, người cảm thấy bổn tỏa là trong lòng hư, đó chính là tâm hỏng đi. Lam tử y nhất thời ngạc nhiên. Tinh chủ, là quân lúc này nhịn không được mở miệng. Tinh chủ nói ra, ừm. Là quân nói ra, thê tử của ta, từ đồ linh nhi cũng là thiên mệnh giả. Nếu là nàng có thể phục sinh, định có thể trợ giúp ngài không ít. Ta hy vọng ngài có thể vì ta chỉ dẫn phương hướng, tìm ra cứu trợ nàng tỉnh lại biện pháp. Tinh chủ trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, cứu tỉnh tư đồ linh nhi biện pháp, bổn tỏa thật có. Cũng không phải muốn làm khó dễ ngươi, không chịu nói cho. Chỉ bất quá, dưới mắt thời cơ còn chưa tới. Cứu trợ nàng biện pháp, liền như thủy triều, thiên biến vạn hóa. Nếu là thủy triều lên xuống đến, bổn tỏa từ sẽ vì ngươi an bài. Bởi vì cái kia cứu tỉnh tư đồ linh nhị biện pháp bên trong, cũng có một vị thuốc là bổn tỏa cần thiết, ngươi lại an tâm hoàn thành nhiệm vụ, làm bản thân lớn mạnh. Cơ hội, nhất định sẽ cho ngươi. Là quân nghe vậy hoàn toàn yên tâm, liền nói ra, nhiều tạ tinh chủ. Sau đó, là quân cùng Lam Tử Y liền rời đi tinh nhất điện. Hai người trực tiếp trở lại thính đảo hiên bên trong. Ánh mặt trời chiếu sáng tại thính đảo hiên trước trong viện, la quân trông thấy lam tử y đang đứng tại viện tử trước nhíu mày trầm tư la quân không khỏi hỏi người đang suy nghĩ gì lam tử y nói ra tinh chủ tại sao muốn vây khốn thần đế bọn họ la quân nào nào chuyện này người cảm thấy có rất lớn điểm đáng ngờ sao lam tử y nói ra người đại khái không có chú ý tới thực tinh chủ là theo không nói láo hắn gặp được không thể trả lời sẽ trực tiếp không trả lời ta trước đó hỏi qua hắn có phải là hắn hay không vây khốn thần đế bọn họ? Hắn nói là, cũng không phải. Ta hỏi hắn có phải hay không viên giác, hắn còn nói là, cũng không phải. Là quân bị kinh ngạc, nói ra, người cảm thấy, tinh chủ là tròn cảm giác nguyên thần sao? Làm tử y nói ra, thật có sự hoài nghi này. Bởi vì tinh chủ thân thể cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ là, hắn đến vây khốn thần đế bọn họ làm cái gì? Hắn đã không thể sát thần đế bọn họ, như vậy đây cũng là một cái rất lợi hại mầm họa lớn. Hắn phí hết tâm tư muốn rèn đúc vĩnh sinh kế hoạch, có lẽ tương lai thần đế bọn họ dưới cơn nóng giận, lên đem chúng tinh điện cho hủy, cái này chẳng phải là được trả bằng mất. Chẳng lẽ La Quân nói ra, chẳng lẽ hắn cũng là muốn thần đế bọn họ đến hủy chúng tinh điện. Có thể cái này không hợp logic ha, tinh chủ hiện tại làm ra hết thảy, không đều là vì chúng tinh điện sao. Lam Tử Y nói ra, tinh chủ đã dùng dấu ấn tinh thần khống chế lại mọi người, như hắn là muốn đem tất cả cao thủ đều giết chết, dùng cái này đến giảm bớt thiên đạo phụ tải, hắn có thể trực tiếp giết người. Làm gì nhiều như vậy cong cong ngoặt ngoặt. Là quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta càng nghĩ càng không hợp thói thường. Tinh chủ làm sao lại muốn cho thần đế bọn họ đến hủy chúng tinh điện đâu. Cái này không hợp logic, đại khái, tinh chủ cũng là muốn vây khốn bọn họ, sau đó để thiên mệnh giả đến tìm kiếm tài liệu, vì hắn chế tạo chúng tinh điện các loại chúng tinh điện lần nữa chế tạo tốt về sau, hắn thì trời cao mặc chim bay. Lam tử y nói ra, hắn chế tạo chúng tinh điện, cùng thần đế bọn họ sẽ có xung đột sao. Vì cái gì nhất định muốn sớm mấy năm qua bố cục này. La quân nói ra, người cũng nói, tinh chủ chưa bao giờ nói láo. Hắn không phải nói à, muốn đem một số ẩn số khống chế lại. Lam tử y cảm thấy có chút đau đầu, nói ra, tính toán, cái này tinh chủ làm việc, bí hiểm khó lường hắn quan sát cục diện quá mức to lớn ta cũng đoán không ra vẫn là tạm thời trước lười suy nghĩ nhiều la quân cũng thì không nói thêm lời hôm nay đối với la quân tới nói mưu trí lịch trình chấn động vô cùng vĩnh sinh kế hoạch chính thức khởi động trên đầu của hắn bị treo một cây kiếm một cái sơ sẩy liền sẽ hôi phi yên diệt mà thẳng đến linh nhi có thể được cứu sống đây là hắn duy vừa cảm giác được vui vẻ sự tình cũng là hắn từ bỏ phải lập tức cùng lan đình ngọc sinh tử quyết đấu một nguyên nhân hắn tại nhìn thấy lan đình ngọc một khắc này mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ hắn nghĩ tới trực tiếp theo khâm thiên ti xin sau đó cùng lan đình ngọc không chết không thôi la quân mặc dù biết lan đình ngọc công pháp đặc thù nhưng bây giờ la quân bài cũng không ít cho nên hắn cũng không sợ lan đình ngọc chỉ là la quân trong lòng cũng rõ ràng hắn muốn giết lan đình ngọc không có đơn giản như vậy Lan Đình Ngọc rất khó bị giết chết, hắn quyết định mặc kệ như thế nào, đều trước cứu sống Linh Nhi lại nói. Sao hỏa cái này cái tình hệ để La Quân tràn ngập hiếu kỳ, hắn vốn định ước Lam Tử Y cùng đi ra dạo chơi. Nhưng Lam Tử Y biểu thị không có hứng thú, sau đó La Quân liền dứt khoát đi tìm Tần Lâm. Tần Lâm tự nhiên người nào ăn nhịp với nhau. Lần này ra chúng tinh điện ngược lại là thuận sắc vô cùng, thủ vệ cũng không ngăn cản nữa. Ra chúng tinh điện về sau, La Quân cùng Tần Lâm lập tức cảm giác được không khí biến hóa. Bên ngoài tuy nhiên có ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng là lạ thường lạnh. La Quân cũng không sợ lạnh, Tần Lâm công lực thâm hậu, cũng là ngăn cản được. Mặt khác chính là hô hấp rất là khó khăn, cơ hồ là không có có không khí. La Quân cùng Tần Lâm lưu giữ một hơi tại thể nội, cho nên dù cho không có có không khí, cũng có thể trèo chống thật lâu. Mà trên thực tế, những hư không đó thần linh, chỉ cần có thân thể tồn tại, bọn họ cũng là dựa vào lưu giữ một hơi, hoặc là khác thủ đoạn ở trong hư không trèo trống. Cho nên cái này cũng là bọn hắn nhất định phải dựa vào địa cầu nguyên nhân. Như là hoàn toàn có thể không cần hô hấp, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể thoát ly thiên đạo mà. Cho dù là thần đế, Trung Hoa đại đế bọn họ nhân vật như vậy, cũng là cần về tới địa cầu đi tiến hành khí tức chuyển đổi. Chỉ bất quá, bọn họ có thể chứa đựng một hơi, sau đó ở trong không gian đợi trên 10 năm 8 năm. Có đôi khi, thân thể không quay về còn làm giòn để nguyên thần đi qua chứa đựng khí tức. là quân cùng tần lâm thì nhiều nhất chứa đựng cái một ngày tầm đó khí tức. đây là hai người bây giờ tu vi đến tình cảnh như vậy mới có cái hiệu quả này. trước đó ở trong hư không cũng có một chút tu vi cửu trọng thiên thần linh hạ xuống nguyên thần. tỷ như thông tí tiên vương những tên kia, bọn họ ở trong không gian là dựa vào một số pháp khí còn có tinh thạch mới có thể còn sống. La Quân cùng Tần Lâm hiển nhiên đối tại vũ trụ sinh hoạt còn không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, cho nên thì lộ ra đồ ăn rất nhiều. La Quân cảm thụ một chút nơi này phần tử, từ, từ trường các loại. Hắn pháp lực vận chuyển, cảm thấy ngược lại đều là giống nhau. Ra chúng tinh điện, lại nhìn sao hỏa lại là dị dạng phong cảnh. Không trung tràn đầy cát bụi, cuồng phong tàn phá bừa bãi, để mắt người đều khó mà mở ra. Tần Lâm cùng La Quân phát động tự thân khí tràng, sau đó bão cát thổi tới chung quanh bọn họ chính là nước tát không lọt La Quân cười một tiếng nói ra nhị ca người bây giờ có thể bay sao? Tần Lâm sướng sờ sau đó nói đương nhiên có thể người thì sao? La Quân nói ra ta đương nhiên cũng có thể hắn đón đến nói ra nếu không mình hai so tài một chút xem ai nhanh chóng tốt Tần Lâm cười to lúc này La Quân xem như tính trẻ con nổi lên hắn lập tức liền tế ra địa sát chi tinh lại cùng địa sát chi tinh hình thành hắc liên ngai vàng. La quân nhảy tới, tựa như mũi tên hướng bầu trời bay đi. Tiểu tử, tần lâm cười một tiếng dài, cũng liền tế ra thái thượng nguyên thần, tiếp lấy thì theo bay qua. Hai người tại trong tầng mây, người truy ta trục, tốt không vui. Đi ra hơn trăm dặm về sau, la quân cùng tần lâm rơi xuống đất. Khắp nơi trên đất cát vàng, đất vàng, nham thạch. La quân nói ra, quả thật là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể, cũng không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối. Tần Lâm nói ra, sinh mệnh thể muốn còn sống là cần điều kiện, nơi này liền không khí đều tiếp cận không, sinh mệnh thể là không thể nào sinh tồn. La Quân nói ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngoại tinh nhân, nếu là có thể để ta gặp được ngoại tinh nhân, đó mới gọi tốt chơi. Tần Lâm nói ra, đáng tiếc hiện đang mới thôi, trên sao Hỏa cũng chưa phát hiện Hải Dương. Trong Hải Dương hẳn là sẽ có sinh tồn hoàn cảnh. Có lẽ bên trong hội có một ít sinh mệnh thể đây. Hai người nói chuyện phiếm sau khi lại bốn phía dạo chơi. Bọn họ thủy chung cũng không đi dạo đến sinh mệnh thể, sau cùng cũng liền dẹp đường hồi phủ. Tại trở về trên đường, La Quân cùng Tần Lâm cho tới Điền Đại Tiên Nhân. La Quân nói mình cùng Phó Thanh Trúc giữa bọn hắn chỗ sinh ra mâu thuẫn. Tần Lâm nói ra, như thế nói đến, Điền Đại Tiên Nhân chuyên môn tới tìm ta hợp tác, tuyệt không phải chỉ là ngẫu nhiên có điều tam đệ ngươi yên tâm nhị ca có chừng mực la quân cười một tiếng nói ra đối nhị ca ngươi ta có gì có thể không yên lòng trở lại thính đảo hiên về sau la quân hỏi nha hoàn lâm nhã dung liền cũng đã biết lam tử y lại trong phòng tu luyện hắn chợt cảm thấy hổ thẹn lam tử y tu vi như thế còn vẫn luôn tại cần cày không ngừng tự mình ngã tốt cả ngày không có việc gì đây chính là mẹ nó tranh lệch a à. tại sáng ngày thứ hai chúng tinh điện bên trong lệ thuộc khâm thiên ti một tên áo đen tế ti đến đây thính đảo hiên. Hắn đưa tới một chương thẻ nhiệm vụ. Thẻ nhiệm vụ mảng là cùng loại ngọc giản một vật, vận cùng pháp lực, liền có thể ở phía trên nhìn thấy rất nhiều chữ nhỏ còn có hắn tin tức cặn kẽ. Là quân nhận nhiệm vụ về sau, cái kia hắc y tế ti liền rời đi. Lam tử y cũng đối nhiệm vụ hiếu kỳ, nói ra, cho ta xem một chút. Là quân liền đem ngọc giản đưa cho Lam tử y. Lam Tử Y nhìn sau khi, liền nói ra, còn tốt, cũng không tính rất khó khăn. Nàng sau khi nói xong, đem ngọc giản lại ném còn cho La Quân. La Quân lúc này mới tiếp nhận ngọc giản, tinh tế tra nhìn. Đây là La Quân nhập chúng tinh điện nhiệm vụ thứ nhất. Mà tại chúng tinh điện bên trong, mỗi người đều sẽ tiếp thu được rất nhiều nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này sẽ để cho rất nhiều ngày mệnh giả chết oan chết uổng. Đến có thể hay không sống, trừ năng lực bên ngoài vận khí lại là chiếm cứ rất đại thành phân. Nhiệm vụ lần này là tiến về thế giới bao la, tìm một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Này tinh thạch gọi là yêu huyết tinh thạch, toàn thân màu đỏ, mà lại, yêu huyết tinh thạch có thể tản mát ra một loại giả tưởng vị đạo, có thể người cải tạo thân thể. Nhưng loại này cải tạo cũng không phải là tốt cải tạo, mà chính là khiến người ta trở nên khát máu, đồng thời thân thể phát sinh dị biến, sẽ trở nên lực đại vô cùng, đồng thời ngũ quan vạn vẹo, xấu xí, căm hận thế nhân bởi vậy tinh thạch này gọi tên yêu huyết tinh thạch liên quan tới yêu huyết tinh thạch duy nhất tin tức cũng là tại thế giới bao la bên trong trừ cái đó ra lại không tin tức lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa là một tháng sau một tháng như không có mang về yêu huyết tinh thạch liền coi như là nhiệm vụ thất bại la quân sau khi xem xong bỗng nhiên thì cảm thấy một trận hoảng sợ hắn nói với lam tử y nhiệm vụ này cứ như vậy bố trí muốn ra thay tên chữ sau đó tin tức gì cũng không cho, sau đó liền để ta đi thế giới bao la mỏ kim đáy biển. Thế giới bao la bao lớn a, à, như thế bên trong đại thế giới tìm như thế một đấm đại tinh thạch, cái này chẳng phải là mỏ kim đáy biển sao? Vạn nhất nhiệm vụ này lên chỗ bố trí được yêu huyết tinh thạch căn bản không tồn tại, đây chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Lam Tử Y nói ra, nhiệm vụ có tốt như vậy chấp hành, tinh chủ còn cần phí lớn như vậy tinh thần, tìm các ngươi tới sao? cũng là bởi vì sự không chắc chắn quá lớn, cho nên mới đem hy vọng ký thác vào thiên mệnh giả trên thân. Không khác, bởi vì thiên mệnh giả có khí vận tại thân A. Tìm bảo bối, nhiều khi không đều dựa vào vận khí sao. Lại vận khí tốt, chơi như vậy đi xuống, cũng sẽ bị chơi tàn A. La quân nói ra, Lam tử y nói ra, người thật đúng là không dùng phàn nàn, bởi vì lần này cho ngươi nhiệm vụ xem như rất đơn giản. Mà lại, tin tức cho không ít. Yêu huyết tinh thạch tác dụng phụ lớn như vậy, người để người quốc an bằng hữu giúp người điều tra thêm, chưa hẳn cha không ra manh mối. La quân lắc đầu, nói ra: Vạn nhất yêu huyết tinh thạch là tại cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong, cái kia căn bản chính là khó giải. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra: Ta ngược lại không có bi quan như vậy, tổng không đến mức người nhiệm vụ thứ nhất thì bị băng phong a. Cái kia cái này thiên mệnh chi vương là đến khôi hải a. La quân nói ra: Tốt a vậy ta cũng chỉ có thể hy vọng ta có vận khí tốt. Sau đó, La Quân lại đi tìm lội Tần Lâm. Tần Lâm cũng tiếp vào nhiệm vụ, hắn là cùng Điền Đại Tiên Nhân đi Trung ương Thế Giới tìm kiếm thập phương thạch dạng này bảo bối. Tần Lâm cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Điền Đại Tiên Nhân đến từ Trung ương Thế Giới, đối thập phương thạch từng có nghe thấy. Bọn họ tìm thời gian cũng là một tháng. Tần Lâm trong âm thầm cùng La Quân nói ra, ta nhiệm vụ còn dễ nói, có thể Điền Đại Tiên Nhân thẳng sầu la quân không khỏi kỳ quái nói ra hắn sầu cái gì nha tần lâm nói ra phó thanh trúc bọn họ cũng nhận nhiệm vụ nhiệm vụ gì la quân lập tức hỏi tần lâm nói ra nhiệm vụ muốn đi đem đại ca mời về la quân nghe xong không khỏi cười khổ nói ra mời chúng ta đại ca còn không phải thế tần lâm nói ra la quân nói ra cái kia phó thanh trúc thật là đầy đủ khổ bức đầu tiên là đi mời ta kém chút chơi gần chết Hiện tại lại đi mời đại ca, đại ca cùng tu La đại đế cùng một chỗ, đó là cái dễ ứng phó được chủ sao? Cũng là không dễ làm, cho nên điền đại tiên nhân mới sầu mà." Tần Lâm nói ra. La Quân nói ra, vậy chúng ta chỉ có chúc phó thanh chúc hảo vận. Không đúng, cũng không thể chúc hắn hảo vận, hắn như hảo vận, không phải liền là đại ca không may à?" Tần Lâm cũng là cười cười. Vì tranh thủ thời gian, mọi người cùng ngày liền thì xuất phát. Bất quá Lam Tử Y cũng không có cùng La Quân cùng lúc xuất phát, nàng nói ra, loại nhiệm vụ này toàn bằng vận khí. Ta đi cũng là không tốt, vả lại, ta là tới giúp ngươi không sai. Nhưng loại này chân chạy sửa tình, ngươi thật không ngại để ta cùng đi với ngươi. La Quân nhất thời cũng cảm thấy không có ý tứ, nói ra, vậy được rồi. Chúng tinh điện bên trong có chính mình pháp khí có thể tiến hành trùng động vượt qua, đi hướng địa cầu. Có điều loại pháp khí này cũng không nhiều lắm. Cho nên Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện cũng đưa đến rất lớn vận chuyển tác dụng. Dù sao mục tiêu đều là địa cầu mà. Bởi vì Điền Đại Tiên Nhân cái này một mối liên hệ tại, cho nên La Quân cùng Tần Lâm đều ngồi lên Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện. Mặt khác cũng còn có mấy tên thiên mệnh giả ngồi Thanh Đồng Tiên Điện. Về sau, Thanh Đồng Tiên Điện liền tiến về địa cầu. Thứ nhất tọa độ chính là trung ương thế giới. Đây là bởi vì Điền Đại Tiên Nhân cùng Tần Lâm đối với vị diện không gian vượt qua, còn không có đủ năng lực này. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn họ thiêu đốt ngọc giản trong tay, chúng tinh điện tự nhiên sẽ bài xuất người cùng pháp khí trước tới đón tiếp. Thanh Đồng Tiên Điện tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên toa, như điện như ánh sáng, lúc mà tiến vào đến trong đường hầm, khi thì tại trong lỗ đen xuyên toa, khi thì nhảy vọt trùng động. Mà ở trong quá trình này, Điền Đại Tiên Nhân tìm tới là quân cùng Tần Lâm hắn biết La Quân cùng Tần Lâm hòa Lâm Phong ở giữa quan hệ. Là nghĩ đến để La Quân cùng Tần Lâm khuyên nhủ Lâm Phong, đáp ứng tiến về chúng tinh điện. Đừng nói La Quân cùng Tần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân còn không có bao nhiêu giao tình, cho dù là giao tình rất tốt, hai người cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. La Quân còn không nói lời nào, Tần Lâm liền vong phụ lệ nói ra, lão Điền, cái này tiến vào chúng tinh điện về sau, người mệnh ta vận như thế nào, người trong lòng cũng là rõ ràng. Ngươi lại để cho ta cùng ta tam để cùng đi khuyên chúng ta đem lâm phong đại ca kéo vào hố lửa, đây là ngươi đạo nghĩa chỗ có ở đây không? Chẳng lẽ các ngươi công tử ra mệnh là mệnh, ta đại ca mệnh cũng là tiện mệnh sao? Việc này chớ có nhắc lại, nếu không chớ trách ta cùng ngươi trở mặt. Điền đại tiên nhân nhất thời ngượng ngùng. Là quân cùng tần lâm đều biết phó thanh trúc xấu hổ, bởi vì phó thanh trúc cố nhiên là nhân vật lợi hại, hơn nữa còn có thanh đồng tiên điện nơi tay. Nhưng là bây giờ Tu La Đại Đế nhập chủ thần tộc về sau, thế lực đến như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Nhưng Phó Thanh Trúc muốn tại Tu La Đại Đế trong tay đem Lâm Phong mang đi, cái kia thật là có đầy đủ khó. Theo trước đó, Tinh chủ liền không có khiến người ta tiếp tục đi mang đi Lâm Phong, cũng đã nhìn ra Tinh chủ đối Tu La Đại Đế kiêng kỵ. Mà lại, trước đó Tinh chủ là có ý để Tu La Đại Đế đi nhập chủ ma tộc. Bây giờ Tinh chủ lại ra tay với Lâm Phong, đến là ý gì, cái này khiến La Quân cùng Tần Lâm đoán không ra. Và lại, để Phó Thanh Trúc tới làm chuyện này, tựa như là nói rõ đến hố Phó Thanh Trúc một dạng. Chúng tinh điện cao thủ đối phó không La Quân, tinh chủ thì phái Phó Thanh Trúc đi bắt La Quân. Dưới mắt, tinh chủ lại cho Phó Thanh Trúc như thế một cái hố to. Phó Thanh Trúc trong lòng nghĩ hẳn là muốn ngày cho A. À. Tại đến Trung ương thế giới về sau, Tần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân liền rời đi thanh đồng tiên điện. Về sau, phó thanh trúc lại lần nữa đem la quân đưa đến thế giới bao la như thế về sau phó thanh trúc mới bắt đầu trở về thiên châu hắn thanh đồng tiên điện xuyên toa thời không vị diện đều là không có gì bất lợi thì theo người hiện đại một đám thân thích đi ra hắn có chiếc xe vẫn phải đem thân thích từng cái trước đưa về nhà một dạng la quân cũng là không có cách mà lại cũng không thể đùa nghịch hung ác bởi vì không có phó thanh trúc thanh đồng tiên điện hắn khẳng định là không có cách nào đến thế giới bao la. Mà lại, khi hắn ngồi lên thanh đồng tiên điện lúc, Phó Thanh Trúc liền muốn gánh chịu cái này nghĩa vụ. Không phải vậy lời nói, là quân mới sẽ không ngồi thanh đồng tiên điện đây. Mặt khác, Phó Thanh Trúc tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng cũng nguyện ý cùng La Quân giao hảo. Dù sao La Quân cũng là không như bình thường hạng người, sau lưng còn có Lam Tử Y. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Phó Thanh Trúc cũng không nguyện ý cùng La Quân trở mặt đối với Phó Thanh Trúc nan đề, La Quân là lực bất tòng tâm. Hắn không muốn quản nhiều như vậy, mà tại đến thế giới bao la về sau, La Quân rất xuống đất điểm lại là tại vùng phía tây sa mạc. La Quân cũng không để ý quá nhiều, hắn trước lấy địa sát liên hoa ngai vàng tiến về Yến Kinh. Lam tử y đem cái kia hắc ám mạn đồ la cũng cho La Quân. Còn như lai áo cà sa liền không có cho La Quân, bởi vì Lam tử y cũng muốn tìm hiểu một chút. La Quân pháp bảo đủ nhiều, đương nhiên cũng sẽ không đi ham như lai áo cả sa. Bây giờ La Quân mặc dù chỉ là cửu trọng thiên sơ kỳ, nhưng gia hỏa này chiến đấu lực đã rất là cường hãn. Một cái chiến nô cũng là vô cùng lợi hại, lại có thâu thiên chảo, hắc ám mạn đồ la, còn có đại la tiên đằng huyền hoàng thần cốc hạt giống, còn cái kia vô danh hạt châu màu đen trước tạm không cần phải nhắc tới. La Quân còn có khôi lỗ phù chú tại thân, chỉ bằng những pháp khí này tại thân. La Quân chính là gặp được tầng 10 cao thủ, cũng có bản lĩnh toàn thân trở ra. La Quân tại sau 3 tiếng, liền đến Yến Kinh. Đây là mới qua sang năm Yến Kinh, chính là cuối tháng 3, trong không khí lộ ra rét tháng 3. Yến Kinh là cách ngoại hàn lãnh, cóng đến lỗ mũi người đỏ bừng. La Quân đã thay đổi áo khoác màu đen, quần bò, nghỉ dưỡng dài ra. Hắn cái dạng này vẫn là rất khốc. Mà lại hắn tóc vẫn luôn không quá dài Lúc này là 12 giờ trưa hai bên là quân buông xuống tại đô thị phồn hoa trung ương. Hắn nhìn lấy bốn phía xe tới xe đi, nhìn lấy chính mình tránh thức lần nữa đặt mình vào tại cái này phồn hoa đại đô thị bên trong. Hết thảy, đều giống như như mơ một giấc. Là quân nghĩ đến, nếu như mình cùng người khác nói ra chính mình kinh lịch. Cái kia đại khái sẽ bị xem như một người điên đi. Cái kia hết thảy phát sinh, đều giống như thiên thư kỳ đàm. Là quân rất nhanh liền thu nhiếp tinh thần, hắn không có quá nhiều thời gian vừa đi vừa về chú ý chuyện cũ, làm lòng chua xót tang thương tư thái. Hắn chỉ có một tháng thời gian tìm đến yêu huyết tinh thạch. Loại thời giờ này cảm giác cấp bách để hắn không quá thích ứng, tựa như tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị truy mệnh một dạng. La quân tìm một vòng, rốt cuộc tìm được tiệm bán báo. Yến kinh tiểu báo đình phần lớn đều không phải là dựa vào bán giấy báo mà sống, mà chính là bán một số bữa sáng bánh, sữa đậu nành, đồ uống loại hình như thế cùng cung cấp vội vàng dân đi làm đến hưởng dụng la quân bấm trầm mặc nồng điện thoại điện thoại đánh tới lại là tắt máy trạng thái cái này khiến la quân có chút đau đầu hắn ngẫm lại quyết định tiến đến minh châu cao ốc tìm viên tinh vân tiện tay chiêu cái sĩ sau đó liền nói tiến về minh châu cao ốc la quân tại phòng bị tu di bên trong còn chứa đựng một số ndt đô la bên trong về phần hoàng kim đó là đi hắn trong không gian chuẩn bị tư nguyên Nói trở lại, hoàng kim thứ này thì thật sự là tốt, đi tới địa cầu bất kỳ địa phương nào, không gian đều là thông dụng. Cái đồ chơi này thì cùng loại là vĩnh hằng lực lượng, có rất ít mất đi hiệu lực thời điểm. Đương nhiên, hoàng kim, kim cương cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Tựa như nếu như là bị nhốt trong sa mạc, khát nước bất đắc dĩ thời điểm, lại nhiều hoàng kim, kim cương, đều còn không bằng một bình nước đến chân quý. Mà pháp lực tuy nhiên cũng là vĩnh hằng chi lực đi khắp tinh không vũ trụ, đều là hữu hiệu. Nhưng hết lần này tới lần khác tại một ít địa phương đặc thù, bởi vì từ trường quấy nhiễu, hoặc là người làm pháp khí, pháp lực áp chế, liền có thể để một ít người pháp lực mất đi hiệu lực. Đạo lý này là chờ cùng, cái gọi là vạn pháp giống nhau, đã là như thế. Là quân tại đến Minh Châu Cao Ốc về sau, liền bỏ tiền trả tiền. Sau đó, hắn tiến vào Minh Châu Cao Ốc. Có điều liền xem như tiến Minh Châu Cao Ốc, là quân chính mình cũng rất khó tiến vào Minh Châu cao ốc dưới đáy đi. Đó là thuộc về bí mật địa phương. Là quân đang có chút vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên đã nhìn thấy viên tinh vân. Không thể không nói, là quân vận khí còn thật là tốt. Viên tinh vân mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính mắt gọng vàng. Xem xét tựa như là thanh hoa giáo sư, cả người hắn khí chất nho nhã, nhã nhặn, rất có học giả khí chất cùng phái đoàn. Nơi đó lại có người có thể tưởng tượng ra được, người này chính là quốc an khắp nơi lớn lên hơn nữa còn có không tầm thường tu vi đương nhiên la quân cũng là tuyệt đối người không thể xem bề ngoài hắn cách ăn mặc nhìn lấy tựa như là chuyện này nghiệp có thành tựu thanh niên khí chất rất tốt tựa hồ là xuất từ danh môn gia tộc nhưng ai có thể nghĩ đến hắn đã là pháp lực thông huyền hạng người phần lớn có bản lĩnh người cơ hồ cũng là có thể bảo trì lại khiêm tốn bởi vì bọn hắn biết kính sợ trước kia la quân còn gọi viên tinh vân vì lão viên bây giờ lại cho tới bây giờ đều là hô viên sử la quân nghĩ không ra thật là ngươi viên tinh vân trông thấy la quân không khỏi mừng rỡ không thôi la quân cũng là vui vẻ nói ra viên sử ta có thể tính đợi đến ngươi viên tinh vân cười ha ha một tiếng nói ra người tìm ta có chuyện gì gấp sao la quân nói ra chúng ta tìm thuận tiện nói chuyện chỗ ngồi đi viên tinh vân nói ra tốt hai người trực tiếp tại Minh Châu cao ốc trong quán cà phê ngồi xuống. Trong quán cà phê, sinh ý cũng không tệ lắm, âm nhạc du dương, top 5 top 3 khách nhân ngồi. Viên Tinh Vân nói ra, ta nghe mặc nùng nói, người cần phải đều không tại thế giới bao la bên trong. Làm sao đột nhiên trở về? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, một lời khó nói hết, lần này trở về, còn là có chuyện muốn tìm viên sử ngài cùng mặc nùng hỗ trợ a. Viên Tinh Vân nói ra, Người sự tình chính là chúng ta sự tình. Người nói thẳng chính là. Là quân nói ra. Này cũng không vội. Chính là ta vừa rồi đánh mặc nùng điện thoại. Điện thoại di động của nàng tắt máy. Viên tinh vân nao nao. Sau đó cười nói. Khó trách người tiểu tử này muốn tới tìm ta. Nguyên lai like là liên lạc không được mặc nùng. Có điều điện thoại di động của nàng bình thường sẽ không tắt máy a Người là dùng người từ điện thoại đánh sao. Là quân sướng sờ. Sau đó mới tỉnh ngộ lại. Ta dựa vào chính mình là dùng điện thoại công cộng A. Trầm mặc nùng tư nhân điện thoại, hiển nhiên là sẽ không nhận lạ lẫm điện thoại. Còn nàng tại sao là tắt máy trạng thái, khả năng này là điện thoại di động của nàng chức năng mới đi. Viên tinh vân lấy điện thoại di động ra bấm trầm mặc nùng điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Viên tinh vân đem điện thoại đưa cho La Quân, La Quân tiếp nhận, cho ăn một tiếng. Trầm mặc nùng bên kia lập tức vô cùng ngạc nhiên, nói ra, La Quân, người trở về la quân nói ra đúng ta chính tại minh châu cao ốc cái kia trong quán cà phê người tại yến kinh sao trầm mặc nùng nói ra ta đương nhiên tại yến kinh ta lập tức tới ngay Là quân ngay sau đó thì tắt điện thoại viên tinh vân cười một tiếng nói ra ta nhớ tới mặc nùng điện thoại di động có cái chức năng mới Là quân buồn bực nói ra cái gì chức năng mới viên tinh vân nói ra tiếp người xa lạ điện thoại nàng có cái khác biệt thải linh thải linh cái gì thải linh la quân tỉnh ngộ lại nói ra cũng là ngài gọi điện thoại máy đã đóng viên tinh vân vừa cười vừa nói đúng la quân thầm nghĩ ta dựa vào cà phê cũng tới đến la quân cùng viên tinh vân uống vào cà phê hắn dễ chịu nằm trên salon nhìn lấy bên ngoài ánh sáng mặt trời không khỏi cảm khái nói ra khoan hãy nói nếu là thiên thiên có thể dạng này nhàn nhã nằm trên salon sau đó uống chút cà phê hưởng thụ phía dưới tiểu tư tư tưởng vậy cũng là rất không tệ thời gian viên tinh vân cười cười nói ra người quá nhiều mạo hiểm thời gian mới có thể hướng tới loại này bình thản thời gian nếu thật là để người thiên thiên bình thản người chỉ sợ sắp điên la quân xứng sờ theo rồi nói ra vậy cũng đúng viên tinh vân tiếp lấy thấp giọng nói ra la quân ta nhìn ngươi tu vi tựa hồ rất lợi hại không giống nhau nhưng ta đã nhìn không ra người đến cùng tới trình độ nào la quân nao nao hắn sau đó cười một tiếng liền liền nói quá hư cửu trọng thiên viên tinh vân không khỏi thất sắc hắn nhanh chóng che miệng mình đừng nhìn la quân tại chúng tinh điện nơi đó còn giống như không lộ ra ngoài nhưng là cái này tu vi cái này độ cầm tới thế giới bao la đến đã là nghịch thiên cực kỳ lúc này mới mấy năm ta gặp ngươi lúc ngươi tu vi có điều kim đan cảnh giới kém xa tít tắc ta bây giờ ngươi thế mà đến như vậy công tham tạo hóa cấp độ Quá bất khả tư nghị, người không hổ là thiên mệnh chi vương A. Viên tinh vân liên tục cảm khái. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, mà lại, thì liền mặc nùng chấm người ánh sáng, nàng bây giờ cũng là quá hư tam trọng thiên tu vi. Là quân hơi hơi vui vẻ, nói ra, không nghĩ tới nàng tiến bộ cũng là nhanh như vậy. Đúng, là quân lời nói xoay chuyển, nói ra, dưới mắt, trong nước còn thái bình A. Viên tinh vân nói ra, coi như thái bình, vô lượng sát kiếp đến đối chúng ta thế giới bao la ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. tuy nhiên vẫn là có không ít tà thần đang mượn máy kiến tạo chùa miếu, tụ tập hương hỏa. nhưng đều tại có thể trong phạm vi khống chế, mà lại chúng ta yến kinh đều cũng sinh ra biến hóa rất lớn. há biến hóa gì? là quân hỏi. tổ long chi khí đại thịnh, thủ vệ thủ đô, mà lại đều từ trường y nguyên cường thịnh, tu vi càng cao, tiến vào đều về sau liền sẽ cảm thấy càng không thoải mái, thậm chí có sao sao khả năng. viên tinh vân nhìn một chút la quân nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, người cũng nên có phản ứng. la quân nói ra, ta một điểm phản ứng đều không có a. À. viên tinh vân nói ra, đại khái là bởi vì ngươi là thiên mệnh giả đi. vốn là chúng ta long hồn tổ từ khi tổ kiến về sau có không ít cao thủ, nhưng về sau vì kia câu thông chúng ta thần linh không dám ở yến kinh tiếp tục chờ đợi cũng đã mang theo long hồn tổ rời khỏi yến kinh long hồn tổ la quân thì thào nói ra viên tinh vân nói ra đúng vậy a à, long hồn tổ cũng là vì quốc gia hiệu lực la quân gặp viên tinh vân nói như vậy cũng liền không lại hỏi đều sinh dạng này biến hóa chính là chuyện tốt hắn chỉ là có chút kỳ quái hỏi thủ đô vì sao lại sinh ra dạng này biến hóa viên tinh vân nói ra quốc vận hưng thịnh tự nhiên là sẽ có tổ long chi khí thủ hộ thủ đô trừ phi là đến thay đổi triều đại thời điểm, không phải vậy lời nói, các triều đại đổi thay, cũng sẽ không có yêu ma dám ở đều bên trong tàn phá bừa bãi. Trước kia ta còn tưởng rằng tổ long chi khí có điều người nào truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy, hiện tại tận mắt nhìn đến, cũng coi là khai nhãn giới, chết cũng không tiếc. Là quần cùng viên tinh vân trò chuyện cùng vui sướng. Chỉ một lúc sau, trầm mặc nùng cũng liền tới. Trầm mặc nùng mặc một bộ màu đỏ áo khoác, nàng là như thế diễm lệ, rung động lòng người. Tuy nhiên mặc lấy đỏ thấm, nhưng lại không hiện mỹ tục, ngược lại là có loại nói không nên lời cao nhã khí chất. Trầm mặc nùng dáng người rất là cao gầy, nàng là tuyệt đối nhân gian vưu vật. Chỉ bất quá đáng tiếc, dạng này nhân gian tuyệt sắc giai nhân, lại là rất ít có thể có nam nhân vào tới trầm mặc nùng pháp nhãn. La quân, trầm mặc nùng trông thấy la quân về sau, nàng nụ cười trên mặt lộ rõ trên mặt. La quân đứng lên đón lấy, cùng trầm mặc Nùng ở giữa, mặc kệ là cách xa nhau bao lâu gặp nhau, cũng sẽ không có mảy may ngăn cách cùng cảm giác xa lạ. Trầm mặc nùng đột nhiên thì tiến lên trước một bước, hướng La Quân đến cái ôm ấp. Làn gió thơm vào lòng, La Quân sững sờ một chút. Trầm mặc nùng chợt tách ra, nàng hốc mắt có chút đỏ, nhưng lại rất nhanh quay đầu qua, người trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đây là trầm mặc nùng nhìn thấy La Quân về sau nói câu nói thứ hai la quân hơi hơi ngơ ngẩn hắn cũng không biết trầm mặc nùng tâm tình mấy tháng trước trầm mặc nùng là nhìn thấy la quân lớn nhất cực kỳ bi ai một mặt nàng vẫn luôn đang lo lắng la quân lo lắng la quân an nguy lo lắng la quân hội tuyệt vọng uể oải không gượng dậy nổi nhưng mặc kệ như thế nào dưới mắt trầm mặc nùng nhìn thấy la quân êm đẹp nàng sách tại cuống họng miệng một trái tim tổng xem là khá buông xuống viên tinh vân cũng là thức thời rất nhanh liền mượn cớ rời đi cho trầm mặc nùng cùng la quân đơn độc ở chung cơ hội. Viên tinh vân biết hai người bọn họ khẳng định là có nhiều chuyện muốn nói. Sát hại lạc ninh cửu nhân, ta đã tìm tới. La quân bỗng nhiên nói ra. Trầm mặc nùng hơi hơi ngẩn ngơ, nàng hỏi tiếp, vậy ngươi vì lạc ninh báo thù sao? La quân lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có, một lời khó nói hết. Nhưng thù này, thịt nát xương tan ta đều là nhất định muốn báo. Trầm mặc nùng nói ra, ta tin tưởng ngươi, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa phương diện này sự tình. Sau đó, La Quân thì đi vào đến chính đề bên trên. Hắn nói ra, ta lần này trở về, thực là có một kiện chuyện trọng yếu đến xử lý. Nếu như không làm được, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi nói. La Quân nói ra, ta muốn tìm một khối gọi là yêu huyết tinh thạch đồ, vật, thứ này hắn sau đó liền đem cái kia yêu huyết tinh thạch bộ dáng cùng hiệu dụng nói ra. Trầm mặc nùng sau khi nghe xong, không khỏi có chút cười khổ, nói ra, tuy nhiên ta là quốc ăn lục sử sử trường, cũng nắm giữ rất nhiều tình báo. Nhưng nói thực ra, người muốn ta cho người tìm dạng này một vật, ta cảm thấy ta thật sự là không có niềm tin chắc chắn gì. La Quân nói ra, nếu như người cũng giúp không ta, vậy ta đại khái đó là một con đường chết. Trầm mặc nùng bị kinh ngạc, nói ra, Nghiêm trọng như vậy. La Quân nói ra, khá là nghiêm trọng, chuyện cụ thể ta không tốt nói cho ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không cầm tính mạng mình đến cùng ngươi đùa kiểu này." Trầm Mặc Nùng nói ra, mặc kệ như thế nào, ta hội dốc hết toàn lực tới giúp ngươi tìm kiếm." La Quân nói ra, nếu như cái này yêu huyết tinh thạch đã từng xuất hiện, như vậy muốn tìm tới cũng không tính rất khó. Chính là sợ cái đồ chơi này tại cái gì không hề giấu chân người địa phương nếu thật sự là như thế đó mới gọi người tuyệt vọng trầm mặc nùng nói ra không sai xác thực như thế cho nên ta liền buồn bực vì cái gì ngươi tìm không thấy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng la quân trầm ngâm một cái chớp mắt nói ra thực nói cho ngươi cũng không sao chỉ là ngươi nghe tới sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng trầm mặc nùng nói ra chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì không thể tưởng tượng sự tình là sẽ để cho ta cảm thấy thật không thể tin đâu ngươi một mực nói đến La Quân liền dứt khoát đem chúng tinh điện sự tình nói cho Trầm Mặc Nùng. Thậm chí đem thần đế bọn người bị tinh chủ vây khốn sự tình cũng nói. Trầm Mặc Nùng nghe xong lời này, sắc mặt nàng cũng liền ngưng trọng lên. Bởi vì nàng biết, sự tình thật là rất nghiêm trọng. Nghĩ không ra cái này tinh chủ thế mà có thể đem thần đế bọn họ đều cho vây khốn, thật sự là thật không thể tin. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, tinh chủ có thể vây khốn thần đế bọn họ, ngược lại không phải là tinh chủ mạnh hơn thần đế bọn họ cũng là cơ duyên xảo hợp trần lăng tiền bối nguyên thần ngao du hư không bị dòng chảy vẫn thạch phây khốn bắt đầu trần lăng tiền bối coi là bất quá là trong vũ trụ chuyện ngoài ý muốn cũng không để ở trong lòng nào biết được lại là từ đó bị sâu khốn trận trong lòng ở giữa mà thần đế tiền bối cũng là vì cứu lăng tiền bối mới sâu vào trong trận cái kia vẫn thạch trận ta mặc dù không có trông thấy nhưng đoán nghĩ cũng biết chính là mượn nhờ thiên nhiên dòng chảy vẫn thạch loại này vũ trụ thiên nhiên lực lược, thực sự không phải là nhân lực có thể chống lại. Chỉ tiếc, ta hiện tại tu vi nông cạn, nếu là ta tu vi lại cao một chút, ta ngược lại có lòng tin đi vũ trụ một chuyến, nhìn có thể hay không phá vỡ cái kia trận pháp. Trầm mặc nùng nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là tính toán. Thần đế cùng Trần Lăng tiền bối bọn họ đều không phá nổi trận pháp, ngươi có thể có biện pháp nào. Là quân lại là không nói nhiều, hắn sẽ không tới theo trầm mặc nùng nói khoác chính mình phá trận thiên phú cao bao nhiêu. La Quân không đi cứu thần đế bọn họ, đầu tiên điều kiện thứ nhất là hắn đi không. Lam Tử Y có biện pháp tiến đến, nhưng nghe nói nơi đó còn có tinh chủ thần bí thế lực tại hộ tống. Cho dù là Trần Thiên Nhai bọn họ đi, cũng bị nhốt ở bên trong. La Quân chắc chắn sẽ không để Lam Tử Y đi mạo hiểm như vậy. Điều kiện thứ hai chính là, cho dù là muốn phá trận, cho dù là hắn có phá trận chi pháp nhưng là cùng La quân trước mắt pháp lực, cũng tuyệt đối là phá không trận. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, La quân vẫn là có. Cứu thần đế bọn họ, đây là La quân tuyệt đối phải làm sự tình. Nhưng không phải hiện tại, chuyện này nhất định phải là tính trước làm sau, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa còn có, La quân hiện tại là vì tinh chủ làm việc, hắn bị tinh chủ giấu ấn tinh thần khống chế, lúc này nếu là cùng tinh chủ đối nghịch, cái kia tuyệt đối là tìm chết cái kia dấu ấn tinh thần, là quân là đi qua nghiên cứu. Tựa như là một cái lông chim tại chính mình não vực trong biển rộng phiêu đáng, vô căn vô bình, nhưng lại mặc cho sóng biển trùng kích, liền từ theo sóng phiêu lưu, vĩnh sinh bất diệt. Là quân biết mình là căn bản không phá hết cái kia dấu ấn tinh thần. Về phần Lam Tử Y, Lam Tử Y cũng nói là không phá hết, có điều nàng không có chút nào lo lắng. Còn nàng vì cái gì không lo lắng, là quân cũng không biết. Muốn tìm yêu huyết tinh thạch, không thể chỉ từ tên đi lên tìm. Có lẽ, tinh thạch này ở trong nhân thế tên, căn bản cũng không gọi yêu huyết tinh thạch đây. Trầm mặc nùng phân tích nói ra. Là quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, thì điều tra thêm hồ sơ, nhìn có hay không người biến dị. Hiện tại, trước kia, đều điều tra thêm, không chỉ là trong nước, cũng muốn tra quốc ngoại hồ sơ. Trầm mặc nùng nói ra, chúng ta ở nước ngoài cũng có tình báo nhân viên, cái này ta đều sẽ đi thăm dò, La Quân nói ra, hết thảy đều nhớ ngươi. Trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi cùng ta còn khách sáo như thế. Nàng đón đến, nói ra, thực ta không sợ khác, liền sợ không cách nào giúp ngươi tìm kiếm được yêu huyết tinh thạch tin tức. La Quân nói ra, ta tin tưởng, sự do người làm. Qua nhiều năm như vậy, cái gì mưa bom bão đạn ta không có sông qua. Nhiều như vậy sinh tử hiểm quan ta đều một đường đi tới chẳng lẽ một cái yêu huyết tinh thạch là có thể đem ta cho hủy trầm mặc nùng nói ra không sai ngươi là am hiểu sáng tạo kỳ tích người cố nhân gặp nhau tự nhiên là có trò chuyện không hết lời nói trầm mặc nùng trước gửi điện thoại cho dưới tay nàng nhanh chóng tra tìm hồ sơ đem hết toàn lực tìm kiếm mặt khác trầm mặc nùng còn nói thêm hôm nay chúng ta sẽ trở ngại một ngày thời gian thật tốt tự ôn chuyện đi ta buổi tối mời ngươi đi nặng nề khánh nổi lầu trùng khánh La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng cười một tiếng nói ra không có đi qua a. À. Là Quân nói ra thật đúng là không có đi qua. Có điều chúng ta hiện tại là tại Yến Kinh, người muốn làm sao vượt qua? đương nhiên là đi máy bay đi a. À. Trầm Mặc Nùng nói ra. Là Quân nói ra người mua phi cơ. Trầm Mặc Nùng nói đi ngươi nói cái gì đó ta làm sao có thể mua phi cơ? Ta là cán bộ quốc gia, còn muốn hay không chú ý ảnh hưởng bằng hữu của ta tư nhân máy bay riêng, cùng hắn mở miệng mượn dùng hạ, không có vấn đề gì. La Quân cười nói, ngươi nếu không phải cán bộ quốc gia, cam đoan hắn không mượn ngươi. Trầm mặc nùng nói ra, đi ngươi. La Quân nói ra, có điều lửa này nồi, trùng khánh nồi lẩu mình đại yến kinh không phải cũng có à, làm gì vẫn phải không phải lao sư động chúng đi trùng khánh đâu. Trầm mặc nùng nói ra, người cái này dế nhúi, người tại phố người hoa ăn hoa hạ đồ ăn, cùng tại mình hoa hạ ăn hoa hạ đồ ăn đó là một cái mùi vị sao la quân nói ra vậy cũng đúng hắn đón đến nói ra có điều a à, muốn đi trùng khánh vậy cũng không cần mượn máy bay riêng a à. chính ta thì có ta mang người tới là được ngươi có ngươi chừng nào thì mua máy bay riêng trầm mặc nùng kỳ quái nói ra la quân nói ra há trước đây không lâu mua trầm mặc nùng hồ nghi nói ra không thể nào người không có việc gì mua cái máy bay riêng làm gì có tiền đốt hoảng a à. la quân cười ha ha nói trầm mặc nùng có chút rất là kỳ lạ sau đó hai người rời đi quán cà phê la quân nói ra ta thật lâu đều không có đi dạo qua dạng này đại đô thị người theo giúp ta đi dạo chơi đi trầm mặc nùng nói ra tốt nàng nói tiếp ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi có thể dạng này kiến thức rất nhiều huyền bí đi khắp rất nhiều địa phương liền xem như cái kia sao hỏa phía trên người thế mà đều đi la quân nói ra chờ ngươi nhiều thể nghiệm ta loại kia bị người đuổi theo chạy khắp nơi sinh tử một đường ngươi liền sẽ không hâm mộ trầm mặc nùng mỉm cười nàng lại là không có phản bác cũng không nói thêm gì sau đó trầm mặc nùng mang theo la quân đi dạo phía dưới cửa hàng lớn trầm mặc nùng thuận tay giúp la quân mua mấy bộ quần áo la quân vừa cười vừa nói ngươi là muốn bao dưỡng mặt trắng nhỏ a à trầm mặc nùng khuôn mặt ửng đỏ, nói ra, coi như bao, người cũng không đạt được mặt trắng nhỏ trình độ A. La Quân nói ra, lời này của ngươi thì vũ nhục người A, ta nói thế nào cũng là dáng vẻ đường đường, sau kia cái gì tiểu thịt tươi mạnh hơn nhiều. Được rồi, người cái này đều cùng ta đang nói chuyện gì, càng ngày càng không có chính hình. Đi dạo xong trung tâm mua sắm về sau, hai người tìm nhà quán ăn uống ngồi xuống. La Quân vui sướng uống một chén nóng trái bưởi trà, dạng này nhàn nhã thời gian, thật sự là quá hiếm có. Hắn cũng nghĩ đến Kiều Ngưng, thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết Kiều Ngưng hiện tại đến cùng ở nơi nào. Chân trời minh mông, về sau, còn có cơ hội gặp lại sao? La Quân trong lòng bỗng nhiên thì có loại khó nói lên lời yêu thương bay ra. Hắn biết, coi như mình cùng Kiều Ngưng yêu nhau, hiểu nhau, nhưng hai người đều khó có khả năng bước ra một bước cuối cùng kia đi. Trong lòng mình, Thủy Trung cũng còn có khác nữ nhân đây là kiều ngưng không thể tiếp nhận nàng là cao ngạo như vậy tựa như là một đầu kiêu ngạo khổng tước la quân cũng biết nếu như hắn chỉ là một người như vậy hắn sớm cùng kiều ngưng đã cùng một chỗ đồng thời la quân cũng nghĩ đến con trai hàm cùng tống thà đi vào thế giới bao la không nhìn tới các nàng luôn cảm thấy có chút băn khoăn nhưng la quân cũng không dám nhìn tới thứ nhất là thời gian không đủ thứ hai là sợ đem phiền phước mang cho các nàng chính mình cùng các nàng qua lại, cái kia đã bị trầm mặc nùng hỗ trợ phủ bụi ở. Hiện tại thiên đạo đại loạn, thực sự không thích hợp đem càng nhiều phiền phức mang cho các nàng. Chờ đến sắc trời chế một chút về sau, trầm mặc nùng thì nói với La Quân, chúng ta cần phải xuất phát đi trùng khánh, người máy bay riêng đâu. Ừm, ngay tại cái kia cao ốc trên đỉnh, La Quân nhìn xem bốn phía, tiện tay chỉ một tòa nhà lớn. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Chân trời đỏ rực, Trầm Mặc Nùng hồ nghi nhìn lấy cái kia tòa nhà lớn, nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi là tùy tiện chỉ? La Quân cười một tiếng, nói ra, có phải hay không tùy tiện chỉ, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Chẳng lẽ ta còn có thể bán đứng ngươi? Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt a, à, ta cũng không hiểu rõ ngươi. Hai người sau đó phải đi cái kia tòa nhà lớn, cao ốc tầng cao 39 lầu. 39 ôm vào yến kinh tới nói, cũng không tính quá cao có điều cũng có thể mơ hồ nhìn thấy yến kinh hình dáng. Gió đêm phơ phất, phóng tầm mắt nhìn tới, xe qua lại như mắc cửi, xe kia, người kia đều như là kiến hôi đang từ từ ngọ nguậy. Chúng sinh, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Máy bay riêng đâu, trầm mặc nùng hỏi La Quân, nàng không biết La Quân tại cho nên làm cái gì mê hoặc, nhưng nàng nhưng cũng biết, La Quân là sẽ không không vô nghĩa. La Quân mỉm cười, nói ra, người nhìn lấy hắn nói xong cũng tế ra hắc liên ngai vàng cái kia địa sát chi tinh hình thành hắc sắc liên hoa ngai vàng là như thế tinh xảo liên biện cũng là hoa văn rõ ràng hắc liên ngai vàng thật rất đại có thể dung nạp năm người ngồi lên còn không ngại chen chúc đương nhiên cái này vốn cũng chính là có thể lớn có thể nhỏ địa sát chi tinh bay cũng là hữu lực học cùng vật lý học ở bên trong liên biện giống như cánh quạt một dạng là quân thực cũng có thể đem địa sát chi tinh biến thành màu đen thần long hoặc là tiên hạc múa cánh, đạt tới bay lượn mục đích. Có cường đại động lực tồn tại, cái này địa sát chi tinh liền cần có phi cơ một số nguyên lý, như thế đạt tới bay lượn mục đích. Thần Long bay lượn, thì có máy bay Boeing nguyên lý ở bên trong. Người ý là chính ngươi liền có thể bay, trầm mặc nùng có chút trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể. Là quân mỉm cười, nói ra, làm sao không có khả năng đâu. Hắn sau đó thì nhảy đến hắc liên trên bảo tọa, lại nói với trầm mặc nùng có điều cái này hắc liên ngai vàng chính là địa sát chi tinh hình thành kỳ hàn vô cùng liền xem như cách huyền thiết đều ngăn cản không hàn khí duy nhất ngăn cản biện pháp cũng là người đứng tại ta mu bàn chân bên trên tại sao có thể như vậy người vì sao lại không sợ loại hàn khí này trầm mặc nùng kỳ quái hỏi la quân nói ra cái này theo có chút động vật sinh ra thì không sợ lạnh lạnh một dạng ta cơ nhân cải tạo cùng cái này địa sát chi tinh đã hòa làm một thể trầm mặc nùng nói ra làm sao cải tạo la quân nói ra cũng là một chút xíu thôn vệ địa sát chi tinh chậm rãi tiếp nhận càng nhiều trầm mặc nùng nói ra quá trình này nhất định rất thống khổ a à. la quân lộ ra phong khinh vân đạm nói ra hết thảy đều đi qua không phải sao trầm mặc nùng sau đó liền lên hắc liên ngai vàng nàng đứng tại la quân trên chân là đưa lưng về phía đứng thẳng dạng này hội không có như vậy xấu hổ La Quân cũng không phải cố tình muốn chiếm trầm mặc nùng tiện nghi, chẳng qua là muốn cho nàng thể nghiệm một chút pháp lực chi diệu dùng. Trầm mặc nùng cũng tự nhiên biết La Quân lần này khổ tâm, tất nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều. Sau đó, Hắc Liên ngai vàng liên biện nhanh chóng xoay tròn. Bên trong La Quân còn muốn khống chế lực lượng, ngoại giới ngược gió, khí lưu cũng toàn bộ bị liên biện cho bài trừ ở bên ngoài. Hắc Liên ngai vàng cấp tốc lọt vào trong tầng mây, sau đó hướng phía trước thiểm điện bay đi. Hạ giới vốn đã trời chiều xuống dốc, nhưng xuyên thấu tầng mây về sau, đã thấy khắp nơi trên đất kim quang. Tựa hồ mới buổi chiều hai ba điểm bộ dáng, tầng mây uốn khúc, tựa như là trùng điệp như một ngọn núi trong mây. Lại nhìn nơi xa, lại như là tiên sơn trải rộng. Là quân tại trong tầng mây về sau, liền đem tốc độ hạ. Trầm mặc nùng ngồi qua vô số lần phi cơ, ở trên máy bay nhìn qua rất nhiều lần tầng mây, nhưng nàng chưa từng có dạng này yên tĩnh để thưởng thức tầng mây. Thậm chí, nàng vươn tay ra chạm đến tầng mây có thể nhập tay lại là băng băng lành lạnh hơi nước la quân nắm lấy trầm mặc nùng hai vai ổn định trầm mặc nùng thân hình thật xinh đẹp trầm mặc nùng nhịn không được tán thưởng nàng nói ra ta chưa từng có nghĩ tới ta có một ngày có thể khoảng cách gần như vậy yên tĩnh thưởng thức dạng này cảnh đẹp tầng mây nàng vừa nói đưa điện thoại di động lấy ra chính là một vòng cuồng đập mạt nàng còn nói thêm chúng ta tự chụp một cái đi La Quân nói ra, tốt. Sau đó Trầm Mặc Nùng lại đối hai người đến cái tự chụp. Tại trong tầng mây thưởng thức hoàn tất về sau, La Quân tăng thêm tốc độ tiến về Trùng Khánh. Hai giờ không đến, liền đã đến đạt Trùng Khánh. La Quân đáp xuống một tòa nhà lớn trên sân thượng. Trầm Mặc Nùng vẫn còn có chút hưng phấn, khuôn mặt đều lộ ra đỏ. Nàng tiếp lấy thì mang La Quân đi nàng nói tới nhà kia tiệm lẩu. Nồi lẩu vị đạo lại hương lại tê dại lại cay vị đạo tự nhiên là không nói. Là quân cùng trầm mặc nùng còn uống một số rượu trắng, bọn họ tự nhiên là không sợ tử điều khiển. Các loại ăn xong nồi lẩu về sau, đã là 11 giờ đêm. trùng Khánh ban đêm nếu là đứng tại chỗ cao nhìn, càng là đặc sắc. Bởi vì nơi này địa thế cũng là trên núi thành thị. Về sau, là quân liền mang theo trầm mặc nùng trở về Yến Kinh. Bay trở về thời điểm, trong tầng mây cũng là một vùng tăm tối tĩnh mịch. Là như thế yên tĩnh, trước đó chưa từng có yên tĩnh. La quân khí thức ngay tại trầm mặc nùng cái cổ một bên, ngứa, xốp giòn xốp giòn. La quân tay, cẩn thận, nắn nót, vẫn luôn tại trầm mặc nùng trên bờ vai. Trầm mặc nùng có thể cảm nhận được la quân nội tâm bình tĩnh. Hết thảy, tựa hồ cũng đã biến. Trầm mặc nùng nhớ kỹ trước kia la quân, cái kia cười rộ lên theo vô lại một dạng la quân. Cái kia sẽ tìm nàng muốn camera đi nhìn lén con trai hàm tắm rửa la quân cũng nhớ ký tại một lần trên máy bay, đối với mình còn dục dịch La Quân. Nhưng mình đem La Quân suy nghĩ cắt ngang. Mà bây giờ, La Quân đã trưởng thành là nhất đại tông sư. Hắn đứng thẳng lên, như vực sâu ngọn núi trầm tĩnh. Hắn lại không lúc trước La Quân, hắn kinh lịch nhiều như vậy tang thương gặp trắc trở, thành tựu bây giờ La Quân. Có thể giờ phút này, trầm mặc nùng càng hoài niệm trước kia La Quân. Nếu là lúc trước La Quân, hắn nhất định có thể tìm ra rất nhiều cơ hội đến chiếm chính mình món lời nhỏ. Hắn hội đàm cười tin đồn, có lẽ sẽ còn khoác lác. Nhưng bất kể như thế nào, khi đó La Quân là vui vẻ. Trầm mặc nùng thực vĩnh viễn cũng không thể quên được, tại Lạc Ninh khi chết đợi, cái kia đau đến không muốn sống La Quân. Nàng nhớ kỹ hắn nước mắt, nhớ kỹ hắn điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cái kia hắn để cho nàng đau lòng tới cực điểm, nàng vào lúc đó, thậm chí muốn liều lĩnh, dùng hết suốt đời lực lượng đi để La Quân bắt đầu vui vẻ. Trầm mặc nùng muốn rất nhiều rất nhiều, đại khái là người đang uống rượu về sau, luôn yêu thích suy nghĩ lung tung đi. Người có đang suy nghĩ gì sao? Trầm mặc nùng bỗng nhiên nói ra. Là quần nào nào, hắn nói ra, nghĩ, ta đang nghĩ, tương lai ta sẽ chết ở nơi nào. Trầm mặc nùng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, nói ra, làm sao nghĩ như vậy? Là quần nói ra, đây là ta muốn nhiều nhất một cái vấn đề, ta mỗi ngày đều tại cùng tử vong liên hệ, có thời gian cũng cảm thấy, chết, người ngược lại nhẹ nhõm. Nhưng ta lại không dám chết, ta chết, Linh thì làm sao bây giờ? Mẫu thân của ta thù làm sao bây giờ? Còn có con trai hàm các nàng làm sao bây giờ? Trầm mặc nùng nói ra, người không có việc gì, người là thiên mệnh chi vương A. À. La quân cười một tiếng, nói ra, hy vọng đi. Trong lòng của hắn trôn giấu quá nhiều chuyện, xưa nay còn tốt. Nhưng là đang uống rượu về sau, nhưng cũng là muốn nhiều một ít đến yến kinh về sau la quân vào ở tại trầm mặc nùng trong nhà đã không còn sớm la quân sau khi tắm thay đổi áo ngủ liền trở về phòng ngủ sáng ngày thứ hai trầm mặc nùng cùng la quân đều sớm rời giường về sau hai người xuống lầu ăn điểm tâm sau đó liền tiến về quốc an lục sử la quân đã không có quá nhiều thời gian đến nhàn nhã hắn nhất định phải nhanh dấn thân vào đến khẩn trương trong chiến đấu tới quốc an lục sử địa phương cũng là giấu ở một tòa cao ốc phía dưới. Quốc an lục sử là chủ tình báo, tại nguyên một tòa nhà lớn lòng đất hai tầng bên trong, toàn bộ đều là phân môn phân loại máy tính hồ sơ, cũng có thật nhiều là cổ lão lịch sử hồ sơ. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy rất nhiều di bí. Bao quát trường giang, trong hoàng hà bí hiểm sự tình. Còn có tại cải cách giải phóng về sau, trong nước một số bí mật sự kiện quỷ dị phát sinh tuy nhiên quốc gia đối với ngoại giới đều tuyên bố là không có gì thần kỳ sự tình. Nhưng trên thực tế, quốc gia vẫn là đối những chuyện kia làm xong chỉnh phong tồn. Tựa như người trong nước cũng một mực đang nghiên cứu ngoại tinh nhân sự kiện đây. Trầm mặc nùng tại quốc an lục sử là nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Nàng mang la quân đến nàng trong văn phòng về sau, tiếp lấy thì lập tức chỉ huy thuộc hạ đem làm ra trên tình báo đến báo cáo. Hết thảy 10 tên tình báo nhân viên hướng trầm mặc nùng báo cáo những tin tình báo này bên trong có mượn xác hoàn hồn quái sự cũng có từ nhỏ sinh ra tới thì thiên phú dị bẩm quái thai nhưng là sau cùng có một chuyện lại là hấp dẫn la quân chú ý lực cái kia chính là tại châu nam mỹ kéo một cái có cái nơi hẻo lánh thuộc về là trong núi yamanaka nghe nói có dã nhân ác ma tồn tại mà lại không phải một cái đã từng có châu nam mỹ một cái tiểu quốc gia thậm chí xuất động quân đội tiến đến tiêu diệt dã nhân ác ma nhưng sau cùng cái này một chi quân đội sau khi tiến vào liền không có phản ứng, mai danh ẩn tích. Dã nhân ác ma, không chỉ một, là quân không khỏi đại hỷ, nói ra, mặc nùng, người nói có thể không thể nào là yêu huyết tinh thạch ảnh hưởng bọn họ. Trầm mặc nùng nói ra, không phải là không có khả năng này. Có điều khó tìm như vậy yêu huyết tinh thạch, chẳng lẽ nhanh như vậy thì có thể tìm tới. Là quân nói ra, mặc kệ như thế nào, ta phải lập tức đi điều tra một phen trầm mặc nùng nói ra, ta cùng đi với người đi. Bên kia tình huống người cũng chưa quen thuộc, ta đi sẽ khá hơn một chút. Là quần nào nào, sau đó hắn liền nói ra, vậy được rồi. Sau đó trầm mặc nùng lập tức sẽ để cho thủ hạ tình báo nhân viên đem càng thêm tài liệu cặn kẽ điều ra tới. Cái này đã từng phát sinh dã nhân ác ma rừng cây là nằm ở châu Nam Mỹ Yalu một cái nhiệt đới rừng cây. Nhiệt đới rừng cây địa vực bao la, muốn trong rừng tìm tới những dã nhân đó ác ma, cũng là rất lợi hại không dễ dàng. Mà lại, nhiệt đới trong rừng còn có thật nhiều buôn thuốc phiện tới lui. Mặt khác cũng có thôn dân là dựa vào núi ăn cơm. Dùng mấy giờ thời gian, trầm mặc nùng bên này xác định tiêu chí. Là quân nghiên cứu hồi lâu sau, xác định phương hướng. Sau đó liền cùng trầm mặc nùng trước phía Nam Mỹ Châu Yalu. Vẫn là trực tiếp lấy hắc liên ngai vàng tiến đến, ngồi đi máy bay, xuất ngoại, đều vẫn là có thật nhiều thủ tục cùng hạn chế quá mức lãng phí thời gian, nhưng là lấy chính mình hắc lên ngai vàng, cái kia chính là cái gì đều không cần. Là quân xác định châu Nam Mỹ Yalu tọa độ về sau, cùng ngày thì xuất phát. Theo 12 giờ chưa xuất phát, đến Yalu thời điểm, đã là dạng sáng 4 giờ. Trong lúc này, còn phát sinh một số khúc nhạc dạo ngắn. Khúc nhạc dạo ngắn chính là thời gian lớn lên về sau, trầm mặc nùng vì dễ chịu chút, liền hướng là Quân trên thân dựa vào mà la quân dính sát trầm mặc nùng bờ mông tự nhiên mà vậy lên một số phản ứng đây là cực xấu hổ cũng là để trầm mặc nùng khó mà nói ra miệng nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian chống đỡ đứng người dậy la quân cũng thấy xấu hổ vô cùng muốn giải thích một chút lại cảm thấy không thể nào giải thích sau cùng chỉ có thể vội ho một tiếng nói ra đây là một loại phản ứng bình thường khụ khụ ta là đừng nói trầm mặc nùng khiển trách một tiếng la quân lập tức thức thời im miệng đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, sau đó trầm mặc nùng đương nhiên sẽ không nhắc lại. Dã nhân ác ma là ẩn hiện tại gọi là stan nhiệt đới trong rừng, vùng rừng tùng này bên trong chất chứa rất nhiều cơ hội buôn bán. Rất nhiều phản quân đều sẽ ẩn núp ở bên trong, sau đó cùng chính phủ quân làm đấu tranh. Còn có một số buôn thuốc phiện cũng sẽ tránh núp ở bên trong. Mà tại Tây Thầm Lâm Tây mặt có cái tiểu trấn, cái trấn nhỏ này gọi là Garcia trấn. Tiểu trấn lên ở rất ít người, đều là một số vô cùng hung ác chi đồ ở chỗ này làm chút giao dịch. Lương dân ở chỗ này là không sống được. Mà La Quân cùng trầm mặc nùng tại đến Yalu về sau, tiếp lấy cứ dựa theo địa đồ chỉ, sau đó bay đến Garcia Trấn. Đến Garcia Trấn thời điểm, đã là dạng sáng 5 giờ, chân trời đã bắt đầu tờ mở sáng. Yalu khí trời là nóng bức, theo yến kinh giá lạnh chi địa đến Yalu, chẳng khác gì là theo mùa đông vượt qua đến mùa hè. Cái này Garcia Trấn rất là tàn phá, so hoa hạ một cái thôn xóm đều thê thảm hơn. Yalu quốc gia này cục diện chính trị cũng không ổn định, nhiều năm chiến loạn làm cho cả quốc gia 80% nhân khẩu đều ở vào nghèo khó bên trong. Chính phủ quân cùng phản quân ở giữa chiến đấu, cũng không phải vì nhân dân cùng tự do, đều bất quá là vì tự thân lợi ích. Đến Garcia chấn về sau, là quân còn có thể nghe đến trong không khí có mùi khói thuốc súng nói. Tựa hồ trước đây không lâu, nơi này còn phát sinh qua đấu súng là quân cùng trầm mặc nùng đứng tại tiểu trấn duy con đường bên trên. Hai bên phòng đều là nhà trệt. Ngay vào lúc này, nhắc tới cũng là xảo, một đội phản quân vừa vặn giấu ở phụ cận. Cái này đội phản quân đã là tán binh, ước chừng chừng 30 người. Bọn họ theo hơn 3 vạn người bị giết đến bây giờ thì còn sống mấy người như vậy. Bất quá, cái này đội phản quân vũ khí còn là rất không tệ. Trong tay còn có pháo cao xạ, bạo lôi chờ chút. Bọn này phản quân có thể theo mưa bom bão đạn bên trong sống đến bây giờ, cái kia là tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. Cầm đầu là thủ lĩnh gọi là côn cách, côn cách mang theo các huynh đệ trong rừng tránh một đoạn thời gian, hiện tại là muốn đến xuống núi bữa ăn ngon. Các huynh đệ đã thật lâu chưa từng thấy nữ nhân, cho nên lúc này, bọn này phản quân trông thấy trầm mặc nùng như thế một cái xinh đẹp mà tuyệt sắc gợi cảm mỹ nữ, lập tức cũng là cầm giữ không được. Côn cách một đám người nói là chút địa phương tiếng thổ dân nói, cũng không phải tiếng Anh. Đến cùng là cái kia quốc ngữ nói, là quân cùng trầm mặc nùng cũng nghe không hiểu. Có điều cái này cũng không cần nghe hiểu, bởi vì đối phương thế tới đã rất lợi hại rõ ràng nhất. Bọn này phản quân nhìn trầm mặc nùng ánh mắt đã là tỏa sáng. Ánh mắt kia tựa như là bầy sói trông thấy con cừu non. Khác biệt là, bọn này phản quân tướng so bầy sói càng thêm tàn nhẫn, vô sỉ. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập tà, tối om hỏng súng nhắm ngay la quân cùng trầm mặc nùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại tình huống này, không ai dám vọng động. Trừ phi đối phương là đại la thần tiên. Mà côn cách đám người này thật không may, bởi vì bọn hắn thật gặp được thần tiên. La quân đang muốn xuất thủ, trầm mặc nùng ngăn lại la quân, nàng mỉm cười, nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng dùng ngươi xuất thủ sao. Đây chẳng phải là tại pháo cao xạ đánh con muỗi. La quân nao nao, sau đó cũng liền cười một tiếng, hắn cũng đang muốn nhìn xem Trầm Mặc Nùng bản sự. Trầm Mặc Nùng trên tay có hai kiện pháp khí, một là ánh tuyết kiếm, hai là phệ hồn linh. Hai kiện pháp khí đều là La Quân cho nàng, nói đến, Trầm Mặc Nùng tu vi sở dĩ có thể có hôm nay, thật đúng là La Quân công lao. La Quân một đường dùng đan dược đem Trầm Mặc Nùng tăng lên tới như vậy cảnh giới, cũng cho Trầm Mặc Nùng pháp khí. Cho nên, Trầm Mặc Nùng đối La Quân cảm tình cũng là có chút đặc thù lúc này, trầm mặc nùng tế ra ánh tuyết kiếm. Côn cách bọn người bị kinh ngạc, lập tức quát lớn lên. Bọn họ nói cái gì, là quân cùng trầm mặc nùng cũng nghe không hiểu, cũng lười ý. Trầm mặc nùng tế ra ánh tuyết kiếm, trong nháy mắt, ánh tuyết kiếm tựa như một đảo huyễn bạch quang mang bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem côn cách chém giết. Bạch quang như lôi đình điện quang, vừa đi vừa về chém giết, chỉ chốc lát sau liền đem những phản quân này chảm giết sạch sành xanh. Các phản quân tại trước khi chết, sợ hãi phía dưới, từ cũng là nổ súng bắn phá. Trầm mặc nùng đang muốn làm ra né tránh động tác, là quân đã trước một bước ngưng tụ ra băng tường, sau đó đem viên đạn toàn bộ ngăn trở. Đây là việc nhỏ xen giữa. Trầm mặc nùng thu ánh tuyết kiếm, nàng không khỏi cười khổ, nói ra, người cái này nhẹ nhàng vừa ra tay, liền hiện ra người ta tranh lệch. Là quân cười một tiếng, nói ra, tam trọng thiên tu vi cùng cửu trọng thiên tu vi, đó là ngày đêm khác biệt tựa như là 3 triệu cùng 3 tỷ khác biệt, cho nên, người cũng không cần xoắn suýt. Trầm mặc nùng thật đúng là không có cách nào phản bác La Quân lời nói. Sau đó, La Quân cùng trầm mặc nùng liền hướng phía trước được. Vùng rừng tùng này lân cận sông Amazon, diện tích sự rộng lớn, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta muốn trong này tìm kiếm được dã nhân ác ma, không khác sao vơ vét châm. Trầm mặc nùng nói ra. La Quân cười cười, nói ra, so với tại toàn bộ thế giới trong phạm vi tìm kiếm cái phạm vi này đã là nhỏ rất nhiều trầm mặc nùng xứng sờ theo rồi nói ra vậy cũng đúng la quân nói ra bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là tìm xem địa phương thổ dân nhìn xem có thể hay không có đầu mối gì trầm mặc nùng nói ra chúng ta cũng nghe không hiểu bên này lời nói la quân nói ra thử một chút xem sao thử thời vận trầm mặc nùng ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời về sau, là quân cùng trầm mặc nùng tìm tới một hộ tiểu trấn cư dân. Cái kia là một đôi người già phu thê, lão già già có chừng thất mười mấy tuổi, mặt mũi nhăn nheo. Lão nãi nãi cũng có không nhỏ tuổi tác. Đối với người già phu thê, nhìn cũng không phải là yalu người. Tựa hồ là người trong nước. Là quân không khỏi có chút hồ nghi, người trong nước làm sao lại chạy đến loại địa phương này đến. Là quân cùng trầm mặc nùng đứng ở trước cửa, thử dùng tiếng Anh giao lưu lão gia kia ra lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, cũng dùng lưu loát tiếng Anh cùng La Quân nói chuyện với nhau. Cũng đem La Quân cùng trầm mặc nùng mời tiến đến. Phòng rất lợi hại cũ nát, bên trong liền điện đều không có. Chỉ có yếu ớt ngọn đèn. Không có ý tứ, chúng ta quấy dày các ngài nghỉ ngơi. La Quân có chút thật có lỗi nói ra. Lão ra ra cùng lão nãi nãi là bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Cái này dạng sáng 5-6 điểm, chính là ngủ say thời điểm lão gia gia nói ra, các ngươi là phương xa mà khách tới người, chúng ta hoan nghênh các ngươi. Ta gọi khỏe mạnh rôn, cái này là thê tử của ta dêm lộ á. Chúng ta thật lâu không có có khách vào nhà. La quân cùng trầm mặc nùng ngồi xuống, trong phòng chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế, cũng đều rất là cũ kỹ. Lão nãi nãi dêm lộ á đi lấy vài miếng bánh mì nướng mảng cùng sữa bò chiêu đãi la quân cùng trầm mặc nùng. Thực vật tuy nhiên đơn sơ, nhưng đối lão gia gia phu thê tới nói, đã là rất cao quy cách la quân cùng trầm mặc nùng sở dĩ chuẩn xác tìm đến lão gia ra nơi này là bởi vì bọn hắn dùng khí thức tìm kiếm bốn phía liên biết rõ phát hiện cái này tòa nhà trong phòng có người ở lại la quân cùng trầm mặc nùng biểu thị vạn phần cảm tạ lão gia ra khỏe mạnh rôn cũng ngồi xuống mỉm cười nói ra nơi này a à, rất loạn hai vị khách quý tuổi còn trẻ làm sao lại chạy đến nơi đây đến đâu không phải là khách quý bời vì ái tình tao ngộ gia tộc phản đối, tư chạy tới. Không thể không nói, lão khang dồn ý nghĩ vẫn là rất có lãng mạn tính. Là quân cười khổ một tiếng, nói ra, không có dạng này sự tình. Chúng ta tới, là bởi vì chúng ta đối với nơi này một số truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú. Lão khang dồn nói ra, hả, cái gì truyền thuyết? Là quân nghĩ đến thân thể, bỗng nhiên nói ra, đúng, lão ra ra, các ngươi thật giống như là người trong nước. Các ngươi như thế nào lại lại tới đây ở lại đâu? Tha thứ ta nói thẳng, nơi này hoàn cảnh cũng không tốt. Lão Khang Dôn cùng dêm lộ á nghe vậy, nhất thời hốc mắt đỏ lên. Lão Khang Dôn trùng điệp thở dài, hắn nhìn về phía La Quân cùng trầm mặc nùng, bỗng nhiên nói ra, hai vị là người hoa A. La Quân cùng trầm mặc nùng gật gật đầu. Lão Khang Dôn nói ra, thực ta lúc tuổi còn trẻ, đối hoa hạ văn hóa còn có chút nghiên cứu đây ta về sau rất lợi hại trải nghiệm hoa hạ một câu. Câu nói kia gọi là, đời này như đến an ổn, ai muốn lang bạt kỳ hồ. Nhìn ra được, lão Khang Dôn cùng vợ hắn là có cố sự người. Cũng thế, dạng này một đôi phu thê, thế mà ở tại nơi này dạng ác liệt hoàn cảnh bên trong. Tại sao lại hội không có cố sự đâu? Lão Khang Dôn nói ra, người trẻ tuổi, ta còn không biết người tên gì đâu. La Quân cùng trầm mặc nùng liền tự giới thiệu một phen muốn nghe hay không nghe ta cùng thê tử của ta cố sự. Lão Khang Dôn liền hỏi. La Quân cùng trầm mặc nùng đương nhiên không thể cự tuyệt, đại khái là Lão Khang Dôn rất ít gặp đến người đi, cho nên hôm nay rất có thổ lộ hết dục vọng. Sau đó Lão Khang Dôn liền nói, ta lúc tuổi còn trẻ, vẫn là một tên giáo sư. Thê tử của ta là Dương Cầm Sư, bất quá bây giờ, nàng đã có đại khái 30 năm không có sở qua đàn piano đi. Chúng ta ở tại New York, chúng ta có chính mình biệt thự cùng xe khi đó sinh hoạt vô cùng mỹ hảo chúng ta còn có một đứa con trai nhi tử cũng vô cùng đáng yêu ta vẫn luôn cảm thấy thượng đế đợi ta là nở nang ta là may mắn ta nhân sinh rất mỹ mãn nếu như thượng đế đột nhiên xuất hiện phải cho ta thực hiện nguyện vọng ta nghĩ ta đều không có ý tứ đi cùng thượng đế đưa yêu cầu đi la quân cùng trầm mặc nùng nghe rất nghiêm túc bọn họ cũng rất kỳ quái đến cùng lão khang dôn là gặp được cái gì mới có thể cùng thê tử rơi xuống tình cảnh như vậy đâu. Lão Khang Dôn trong mắt lóe lên yêu thương, hắn đối thê tử Dêm Lộ Á nói ra, người tới nói đi. Dêm Lộ Á hốc mắt đỏ, nàng bôi đem nước mắt nói ra, ta vẫn luôn còn nhớ rõ, đó là 15 năm trước, con của chúng ta tiểu Jimmy 18 tuổi. Hắn cùng một đám bằng hữu đến bên này thám hiểm, bọn họ nói, bên này có dã nhân ẩn hiện. Bọn họ muốn bắt đến tránh thức dã nhân, sau đó mang về tổ quốc tiến hành triển lãm chúng ta đã tới không kịp ngăn cản, bởi vì bọn hắn đã tại đường đi lên mới điện thoại cho chúng ta biết. Là Quân cùng trầm mặc nùng thân thể chấn động, lại là thật cùng dã nhân ác ma có quan hệ. Dêm lộ á trong mắt lóe lên vô tận bi thương, nói ra, ta cùng trượng phu ta không yên lòng, mà lại trắng đêm khó ngủ, sau đó cũng liền theo chạy tới. Cái này 15 năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn đang chờ nhi tử tin tức, nhưng nhi tử lại không có xuất hiện qua. Lão Khang dồn ánh mắt ảm đạm, Hắn nói ra, chúng ta bán thành tiền bất động sản, xe, sau đó mời lính đánh thuê mang theo chúng ta đi trong rừng tìm kiếm nhi tử. Nhưng vẫn như cũ không có cái gì tìm tới, nhiều năm như vậy, thực ta cùng thê tử của ta tâm lý đều đại khái hiểu. Có lẽ, tiểu Jimmy thật đã không tại nhân thế, thế nhưng là đây cũng là ta cùng thê tử của ta duy nhất sống sót hy vọng. Chúng ta hy vọng có một ngày, có lẽ gõ cửa cũng là tiểu Jimmy đây. La Quân cùng trầm mặc nùng có chút rung động cái này tránh thức là cái yêu như núi, tình thương của cha vô cương A. Thế gian này tình cảm, vĩ đại nhất yêu không ai qua được như thế. Mà La Quân nghĩ đến cha mình, lại là không khỏi lòng chua sót khổ sở. Nơi này như vậy dung chuyển, các ngươi là làm thế nào sống sót? La Quân sau đó không khỏi kỳ quái. Lão Khang Dôn nói ra, chết đối với chúng ta mà nói, là một loại giải thoát. Nhưng lại tại nguy hiểm như vậy địa phương, chúng ta lại một mực sống đến bây giờ chúng ta cũng cảm thấy là kỳ tích đây. Lão Khang Dôn còn nói thêm, đúng, là tiên sinh, người nói các người tới nơi này là làm một cái truyền thuyết. Chẳng lẽ các người cũng là vì dã nhân sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Lão Khang Dôn nói ra, các người trả là trở về đi, nhi tử ta đã bởi vì dã nhân truyền thuyết, mà đến bây giờ sinh tử chưa biết. Các người cần gì phải từ bỏ tốt cuộc sống thoải mái, mà đem chính mình đưa vào hiểm địa đâu. Zemi nói ra, "Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, đi về phía nam vừa đi, có dã nhân ẩn hiện qua đây." Nhưng các người vẫn là không muốn đi vào tốt. Phía nam ẩn hiện qua, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ. Zemi ánh mắt lấp lóe một chút, nàng theo rồi nói ra, "Đều là tin đồn." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vội vàng truy vấn đến tột cùng, Jamie cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng vẫn là đem phía nam vị trí cụ thể nói một phen chúng ta đi, là quân cùng trầm mặc nùng lập tức đứng dậy. Là quân cùng trầm mặc nùng cũng không có đi hoài nghi đối với lão phu phụ có vấn đề gì. Đây không phải nói hai người không có tính cảnh giác, mà chính là hai lão nhân này bố cục ở chỗ này. Cho dù bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, là quân cùng trầm mặc nùng cũng có lòng tin có thể đem chân áp. Đây là một loại đại bố cục cùng tự tin. Sắc trời sáng lên, tiên nắng ban mai vùng chiếu ở cái này tàn phá tiểu trấn phía trên tiểu trấn cảnh tượng, khiến người ta nhớ tới phản phát xít lúc chiến đấu những nông thôn đó tiểu trấn. Hoặc là chim quốc bên trong bé trai liền hẳn là sinh trưởng ở chỗ này. Là Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng hướng trong rừng xuất phát. Trong rừng khí ẩm rất nặng, mang theo một loại oi bức, có chút khiến người ta hít thở không thông. Là Quân cùng Trầm Mặc Nùng một đường hướng nam tìm kiếm, đi ra ước chừng 20 dặm địa chi về sau, liền thấy phía trước địa thế trống trải, Nguyên lai like tại cái này rừng cây phía trước là một mảnh núi đá đá lởm chởm. Tại núi đá vách đá ở giữa có mấy cái hang động. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng quen biết liếc một chút, đều là âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ dã nhân ngay ở chỗ này? Nếu như tốt như vậy tìm lời nói, cái kia không nên vẫn luôn không có bị người phát hiện nha. Ánh mặt trời chiếu tại trên vách đá, nơi này có vẻ hơi nóng rực. Trầm Mặc Nùng nói ra, từ từ mấy năm trước, một chi quân đội tiêu diệt dã nhân lại không còn tin tức về sau. Tin tưởng sẽ rất ít có người thật lại đến nhằm vào dã nhân. Và lại, chúng ta cảm thấy nơi này dễ tìm là bởi vì có người chỉ dẫn. Tránh thức, ai sẽ đến cái này xa xôi địa phương đến tìm kiếm dã nhân đâu. Tương đối mà nói, bọn họ vị trí cũng tính toán ẩn nấp. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đi xem một cái đi. Trầm mặc nùng gật đầu. Rất nhanh, La Quân cùng trầm mặc nùng thì lên núi vách tường bên kia đi đến. Dã nhân rất có thể thì giấu tại những hang động đó bên trong. Đổi loại thuyết pháp, nếu như những thứ này dã nhân thật cùng yêu huyết tinh thạch có quan hệ. Như vậy yêu huyết tinh thạch cũng có khả năng ngay tại trong nham động. là Quân hy vọng sự tình thật sự có thể như vậy thuận lợi, hắn cũng có thể nhanh chóng tìm tới yêu huyết tinh thạch. Có người, trầm mặc nùng ánh mắt phát lạnh, nàng đột nhiên thân hình lấp lóe, cấp tốc đến ngoài trăm thước đó là một khối vách đá đằng sau, trầm mặc nùng một chút liền đem một người sách đi ra. La quân cấp tốc xuyên toa hư không, tựa như thuấn gian di động, đi thẳng đến trầm mặc nùng trước mặt. Trầm mặc nùng đem người kia vứt trên mặt đất, người kia quần áo tả tơi, trên thân máu thịt be bét, mà lại tóc rối tung, nhìn theo dã nhân không thể nghi ngờ. Hắn hét lên một tiếng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối bén nhọn thạch đầu, sau đó thì vọt lên đến, hướng la quân đầu đập tới la quân mắt cũng không nện hắn đột nhiên thân thủ liền đem cái kia dã nhân tay cho bóp lấy dã nhân bị đau trong tay thạch đầu cũng liền rớt xuống đất dã nhân này rất là hung hãn trực tiếp dùng đầu đến đụng la quân đầu la quân không có tránh né ầm um, lần này đụng thực sau đó dã nhân này thì triệt để bi kịch đầu rơi máu chảy a à. mà la quân một chút sự tình đều không có hắn toàn thân đều là mình đồng ra sắt dùng đầu hắn nện nham thạch đều có thể đạp nát dã nhân này thế mà dùng đầu đến nện la quân đây quả thực là đang tìm ngược có điều la quân cảm thấy lại là trầm xuống bởi vì hắn biết cái này dã người tuyệt đối là cùng yêu huyết tinh thạch không quan hệ sở dĩ làm cái này phán đoán là bởi vì la quân phát hiện cái này dã nhân khí lực cũng không có rất lớn thậm chí có chút yếu mà yêu huyết tinh thạch lại có thể khiến người ta trở nên lực đại vô cùng nếu như nơi này dã nhân cùng yêu huyết tinh thạch không có quan hệ như vậy cái này đại biểu la quân cùng trầm mặc nùng truy tra sai phương hướng bọn họ đem không có bất kỳ cái gì manh mối đây là la quân không quá có thể tiếp nhận cái kia dã nhân ngã trên mặt đất rên thống khổ hơn nữa còn đang mắng không giống như là tránh thức dã nhân la quân ngồi xổm xuống hắn các loại dã nhân thống khổ giảm xuống sau đó mới dùng tiếng anh nói ra ngươi là ai cái kia dã nhân sướng sờ sướng sờ, hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên. Nhìn ra được, vừa rồi hắn công kích là một loại tính phản xạ công kích. Hắn nhìn về phía la quân, vừa nhìn về phía trầm mặc nùng. Hắn trên trán còn tại máu tươi cuồn cuộn. La quân nhìn ra dã nhân này trong ánh mắt là có thần trí. Có lẽ, hắn cũng không phải là dã nhân. La quân theo phòng bị tu di bên trong lấy ra khăn mặt, sau đó để dã nhân đem vết thương đè lại. Dã nhân tiếp nhận khăn mặt, đè lại vết thương. Một hồi lâu về sau, dã nhân máu mới dừng, hắn có chút sợ hãi, sau đó lại bỗng nhiên bắt lấy La Quân tay, gấp rút nói ra, "Cứu ta, cứu lão bà của ta cùng muội muội." La Quân nói ra, "Không có vấn đề, có điều ngươi đầu tiên đến nói cho ta biết, nơi này chuyện gì phát sinh? Có quái vật, có quỷ quái, bọn họ bọn họ không phải người." Dã nhân nói năng lộn xộn nói ra, hắn tựa hồ là nhận cực kỳ kinh hãi hoảng sợ trầm mặc nùng nói ra, người trước lãnh tĩnh một chút. Dã nhân hít sâu mấy hơi về sau, hắn mới bắt đầu nói đến. Hắn nói rất lợi hại ngắn gọn, đại khái cũng là hắn gọi là bơ tần. Bọn họ tại ba ngày trước tới nơi này thám hiểm, hắn cùng lão bà hắn, còn có muội muội cùng em rể đều là cuồng nhiệt thám hiểm ra. Tại lúc đi vào đợi, bọn họ gặp được một đôi lão phu phụ, cái kia đối với lão phu phụ có phải hay không gọi là khỏe mạnh rôn cùng Jamie. Trầm mặc nùng hỏi, Đúng đúng đúng, bơ tần nói ra, khỏe mạnh rôn nói cho chúng ta biết, tại phía tây sẽ có dã nhân ẩn hiện, vô cùng hung hãn. Nhất định khiến chúng ta hướng phía nam đi, bọn họ nói cho chúng ta biết, nơi này có hang động, trong nham động còn có trước kia phản quân lưu lại hoàng kim. Thế nhưng là đối với lão phu phụ cũng là tên lừa đảo. Chúng ta đến sau này, thì lâm vào ác mộng, trong này có thật nhiều dã nhân ác ma, bọn họ bọn họ ăn người. Nói đến đây, bơ tần giọng nói bắt đầu run rẩy. Ngay vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến cười khằng khạc quái dị âm thanh. Bơ tần lập tức hãi nhiên, nói ra, bọn họ phát hiện chúng ta, chúng ta chết chắc. Chúng ta chết chắc. Là quân tử tốn nói, yên tâm đi, người gặp gỡ ta, vậy liền tuyệt đối không chết. Trầm mặc nùng nói ra, bơ tần, người phải kiên cường chút, chúng ta cùng đi cứu thể tử người cùng muội muội. Bơ tần trong mắt bốc cháy lên một chút hy vọng, ngay vào lúc này một bóng người lặng yên xuất hiện sau lưng la quân thân ảnh kia trong tay lúc một thanh tự chế búa búa sắc bén hướng phía la quân đầu thì đập tới tới lần này nếu là bổ chúng đổi lại người bình thường đầu lập tức liền muốn bị chém thành hai khúc kia trường cảnh là không dám tưởng tượng bơ tần quát lên cẩn thận la quân lại là động cũng không động cái kia một cái chớp mắt hắn pháp lực vận chuyển trên đầu hình thành một tầng nhìn không thấy phòng ngự màng vả lại đầu hắn vốn là cứng rắn cực kỳ. ầm, um, là quần bị búa một chút bổ trúng đầu. Khí lực kia là cực lớn lớn. Bơ tần dọa đến nhắm mắt lại, hắn thực sự không dám nhìn tới loại kia thảm trạng. Thế nhưng là rất nhanh, một giây sau chuyện phát sinh liền để bơ tần trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái kia búa giống như chém vào kim cương thạch lên, sao hỏa vẩy ra, cái kia búa đầu đau đều thiếu một cái miệng lớn, hơn nữa còn bị đánh bay ra ngoài. Đầu người bộ vốn là rất lợi hại cứng rắn là quân đầu, cái kia thật so kim cương thạch còn cứng hơn. Tình huống này không chỉ là bơ tần sướng sờ một chút, đằng sau đánh lén người hiển nhiên cũng là sửng sốt. Đại khái là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình đi. Dựa theo đạo lý tới nói, là rất sung sướng máu tươi thẳng tung tóe a. À. Trầm mặc nùng cũng liền thấy rõ ràng người kia, đó là một cái tránh thức dã nhân. Trên thân không mặc quần áo, bắp thịt bồng lên, toàn bộ trên thân giống như che kín u ác tính hắn gương mặt cũng là vặn vẹo, giữ tợn bên trong mang theo một loại tử sắc. Dã nhân này khí lực rất lớn, cùng yêu huyết tinh thạch chỗ hiện lên thuật rất là giống nhau. La quân ngược lại rất là hoan hỉ. Cái kia dã nhân xoay người chạy, nhanh như chấp liền đến trong nham động. Cái kia hang động động khẩu rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một người dựng thẳng bò vào đi. Bơ tần không khỏi đại hỉ, bởi vì hắn cảm nhận được la quân thực lực hắn cảm thấy mình thê tử cùng muội muội rốt cuộc có thể cứu. Là quân hướng trầm mặc nùng vui vẻ nói, xem ra hẳn là cùng yêu huyết tinh thạch có quan hệ. Nơi này lại không có phóng xạ qua sao, không có khả năng để bọn hắn biến dị đến tận đây. Trầm mặc nùng nói ra, ta ngược lại hy vọng là cùng yêu huyết tinh thạch có quan hệ. Có điều biến dị không nhất định là bởi vì bức xạ, cũng có thể là ăn thứ gì, hoặc là hắn thần bí tính phóng xạ vật chất. Là quân nói ra, Chúng ta đi trong động nhìn xem. Cái kia hang động quá nhỏ, nếu là tùy tiện đi xuống, không rõ ràng bên trong tình huống, đây cũng là rất nguy hiểm. Có điều La Quân chẳng sợ hãi, chỉ là hắn vừa đứng ở hang động phía trước, cái kia hắc ám trong nham động đột nhiên chui ra một cái tay, sau đó liền tóm lấy La Quân chân. Tiếp theo, một cỗ đột nhiên đại lực lôi kéo qua tới. Một chiêu này, những thứ này bọn dã nhân dùng nhiều. Không biết bao nhiêu người cũng là chết như vậy thừa dịp người không rõ ràng tình huống, đột nhiên kéo một phát, liền đem lôi kéo nhập động. Chờ đối phương còn không có kịp phản ứng, sau đó liền đem chém chết. Thế nhưng là lần này, bên trong dã nhân thì phiền muộn. Hắn kéo một phát kéo, lập tức cũng cảm giác được chính mình tựa như là kéo xuống mọc dễ thiết thụ một dạng. Mặc cho hắn ra sao dùng sức, người kia cũng là không nhúc nhích tí nào. Bơ tần còn đang chuẩn bị hô to cẩn thận, kết quả la quân cùng xét đánh không kịp bưng tay chi thế ngồi xổm người xuống, phản tay nắm lấy dã nhân tay, sau đó kéo một phát kéo. Sang rắc một chút, liền đem dã nhân lôi ra tới. Hắn lôi kéo cực nhanh, cái kia dã trên thân người tại trên vách đá phá cọ, xuất hiện mấy điều khủng bố vết máu. Máu tươi dâng trào a. À. Dã nhân một chút nhảy dựng lên, sau đó liền vô cùng hung ác vồ giết về phía la quân. La quân thân hình lóe lên, liền đến dã nhân sau lưng, sau đó ở ngoài chính phủ người trên cổ một nhấn, dã nhân này liền quỳ trên mặt đất. Dã nhân a a a gọi, nói cái gì, là quân cũng nghe không hiểu. Có điều coi như nghe không hiểu, cũng có thể cảm nhận được hắn rất lợi hại phẫn nộ. ầm um, đúng lúc này, bơ tần nhặt lên một khối đá, hung hăng nện ở dã đầu người bên trên. Cái này cũng chưa tính, hắn lại phát cuồng liên tục nện mấy lần. Cái kia dã đầu người bị nện thành nhão nhuệt. La Quân cùng trầm mặc nùng đều không đành lòng lại nhìn. Sau một hồi khá lâu, Bơ Tần mới bình phục lại. Tiếp theo, hắn lại gào khóc. La Quân cũng không đáng tiếc dã nhân này chết, hắn nghĩ đến bên trong còn có rất nhiều mà. Sau đó, tại Bơ Tần thúc giục hạ, La Quân cùng trầm mặc nùng phía dưới hang động. Mà Bơ Tần cũng theo ở phía sau. Đi qua chật hẹp thông đạo về sau, La Quân ba người liền đến bên trong động huyệt. Bên trong động huyệt coi như rộng rãi, có điều cũng là 9 chỗ ngoặt 18 ngoặt. Burton mặt đối lập hơi quen thuộc một số, hắn ở giữa, đồng thời đóng vai chỉ đường người nhân vật. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng không có mở ra đèn pin, bọn họ dù sao cũng là thấy được. Burton cũng biết không có thể dùng ánh đèn, lúc đó dẫn tới dã nhân chú ý. Audio điện tử võ tấn bền. Nếu như La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chẳng qua là người bình thường, như vậy cái này hang động tuyệt đối là bọn họ suốt đời ác mộng. Mà lại, cái này hang động cũng xác thực trở thành quá nhiều người ác mộng. Những dã nhân đó đám ác ma ở chỗ này sinh tồn nhiều năm, đối với nơi này hoàn cảnh quá mức quen thuộc. Cho dù là quân đội đến đây, cũng bị bọn họ liệp sát. Trong bóng tối, một bóng người hiện lên, đột nhiên thì từ phía sau bóp lấy trầm mặc nùng cổ. Trầm mặc nùng phản tay vồ một cái, liền đem chọn cái dã nhân cho phản ném đến trước mặt. Vậy đại khái cũng là để dã nhân phiền muộn, bọn họ liệp sát nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Cái kia dã nhân bị ngã trên mặt đất về sau, cấp tốc luồn lên, liền muốn chạy trốn. Trầm mặc nùng một tay đem dã nhân cổ bóp lấy, dã nhân này vô luận như thế nào dễ dụa, lại đều vô dụng. Dã nhân khí lực to lớn vô cùng, nhưng ở trầm mặc nùng trước mặt, lại thì theo cái trẻ sơ sinh giống như. Một màn này nhìn bơ tần trợn mắt hốc mồm. Sang giác trầm mặc nùng đem dã giả nhân giải quyết hết nàng cũng phát hiện cái này dã nhân cũng sẽ không ngôn ngữ nhân loại đã như vậy cái kia giữ lại cũng không có tác dụng gì một đường hướng về phía trước đi dã nhân đi tuần tra đánh lén cười quái gì các loại bọn họ ý đồ chế tạo ra một loại khủng bố bầu không khí đến chấn nhiếp la quân cùng trầm mặc nùng nhưng đều không ngoại lệ là bọn họ đều thất bại sau đó bọn họ xuyên qua một cái hang động đến một cái khác trong huyệt động. Nhất thời, một cỗ đập vào mặt mùi hôi thối. Phóng tầm mắt nhìn tới một sát na kia, cho dù là la quân dạng này người cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Cái kia một cái chớp mắt sở chứng kiến tràng cảnh, liền thật như địa ngục nhân gian, là sát khủng bố a. Cái này trong nhàm động có mở nhạt ngọn đèn, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là máu thịt be bét, gãy tay gãy chân, ruột chảy trên mặt đất. Còn có một số đầu người bị treo trên tường cũng có một chút nội tạng bị ngâm mình ở bình bên trong. Mà tường kia sừng trước, một cái dã nhân đang ôm một cánh tay gặm nuốt lấy, hắn ăn rất thơm, cũng chính bởi vì nổi tiếng, cho nên mới sẽ không có phát giác được có người đến. Là quân hít sâu một hơi, đem cảm giác không thoải mái cảm giác áp chế xuống. Trầm mặc nùng sắc mặt trắng bệch, nàng muốn nôn mửa, nhưng lại rất lợi hại mau vận công chân áp lại. Những thứ này dã nhân tàn nhẫn trình độ, làm cho người líu lưỡi hoặc nói, bọn họ đã không thể được xưng là người. Mà bơ tần lại là nhịn không được cuồng thổ lên. Cái kia gặm nuốt cánh tay dã nhân rốt cuộc chú ý tới có người tiến đến. Hắn cấp tốc như một trận như gió lốc, dốc sức giết đi lên. Lực lớn vô cùng, tấn mãnh như điện. La quân nhấn một ngón tay, trong nháy mắt, dã nhân này liền bị đông thành tượng băng. Hắn biểu lộ trả tươi sống lấy, trên khóe miệng còn có máu tươi. Cái này bơ tần nhìn lần nữa trợn mắt hốc mồm. Các ngươi, các ngươi là phía đông đến thần tiên sao? Các ngươi là đến chuyên môn chém chết bọn này yêu ma, đúng hay không? Bơ tần nói năng lộn xộn nói ra. Là quân tử tốn nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Bơ tần dũng khí liền lại lớn mạnh rất nhiều. Trầm mặc nùng hỏi bơ tần, nói ra, nơi này dã nhân, đều không biết nói chuyện sao. Bơ tần nói ra, cao cấp dã nhân là biết nói chuyện, thê tử của ta cùng muội muội liền bị cao cấp dã nhân bắt đi em rể ta bị bọn họ tại chỗ giết chết ta là thừa dịp bọn họ không chú ý đào tẩu nói đến đây bơ tần lại là thương tâm trầm mặc nùng cùng la quân nghe vậy hoàn toàn yên tâm hai người liền lại tiếp tục tìm kiếm một đi ngang qua đi lần nữa đụng phải mấy cái cái cấp thấp dã nhân công kích la quân cũng lười thấy máu liền trực tiếp đem đóng băng mà chết sau cùng bọn họ rốt cục đi vào một cái hang động trước gian phòng ở trong đó tiếng kêu rên liên hồi là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Là muội muội ta, bơ tần thất sắc. Là quân bọn người đem cái kia tự chế thô lậu đại môn đẩy ra, sau khi đi vào, liền trông thấy hai cái xấu xí dã nhân chính cởi chuồng đối với hai nữ nhân tại thi bạo. Hai nữ nhân kia theo thứ tự là bơ tần thê tử cùng muội muội. Bơ tần thê tử đã bị đánh đã hôn mê, máu me đầy mặt. Hai cái này dã nhân động tác thô bạo, hoàn toàn là đang phát tiết, nhưng căn bản không có đem nữ nhân coi như người. Trầm mặc nùng nhìn muốn rách cả mí mắt, nàng cũng là nữ nhân, đương nhiên có thể cảm động lây, mà mẹ nó mẹ ngươi. Bơ tần cuồng hống một tiếng, liền muốn xông lên đi. Là quần cấp tốc đem bơ tần ngăn lại. Trầm mặc nùng trong tay ánh tuyết kiếm cấp tốc tế ra, trực tiếp đem bên trong một cái dã nhân đầu lâu chảm bay ra ngoài. Cái cuối cùng dã nhân cũng bị trầm mặc nùng tiến lên, một thanh nắm trong tay, sau đó trở tay nhấn trên mặt đất. Bơ tần cầm lấy một mực cất dấu thạch đầu liền muốn đi nện cái này cái cuối cùng dã nhân. La quân giật mình, hắn một phát bắt được bơ tần, nói ra, người đi quan tâm thê tử người cùng muội muội đi. Bơ tần kịp phản ứng, lập tức lại chạy về phía vợ hắn cùng muội muội. May mà, bơ tần thê tử cùng muội muội đều còn sống. Trầm mặc nùng tuy nhiên rất nhớ chảm giết dã nhân này, nhưng cũng biết, hiện tại còn không phải giết thời điểm. Trầm mặc nùng theo nàng phòng bị tu di bên trong xuất ra quần áo cho bơ tần, để bơ tần giàn xếp thê tử cùng muội muội. La quân cùng trầm mặc nùng nắm lấy cái kia dã nhân đi ra bên ngoài. Ngươi chính là Jimmy A. La quân bỗng nhiên nói ra. Hắn cảm giác được cái này dã nhân hình dáng cùng lão Khang Dôn có chút giống nhau, dã nhân này xem như tiến hóa không tệ, bộ mặt biến hóa không phải quá lớn. Dã nhân đang nổi giận bên trong, nghe vậy lại là sướng sờ. Hắn thô cuống họng nói, làm sao ngươi biết? La quân thầm nghĩ, quả là thế. Hắn tiếp lấy từ tốn nói, ta làm thế nào biết? Cái này không đều là ngươi phụ mẫu nói cho chúng ta biết sao? Cũng là bọn hắn đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây, tốt tạo điều kiện cho các ngươi thức ăn. Chỉ bất quá, vạn sự luôn có ngoại lệ, thiện ác đến cùng cũng cuối cùng cũng có báo mà thôi. Jimmy sững sờ một hồi, sau đó nói, ngươi giết ta đi. La quân nói ra, giết ngươi, ta tự nhiên sẽ giết. Bất quá, ta cần ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi thành thành thật thật, một năm một người nói cho ta biết. Sau đó, ta thì kết ngươi, thậm chí, ta chả có thể để ngươi lại đi gặp liếc một chút cha mẹ ngươi. Nếu không, không phải vậy ngươi có thể làm gì. Nghi cười lạnh, là quân nói ra, các ngươi giết nhiều người như vậy, thủ đoạn như vậy tầng tầng lớp lớp. Bất quá, đây đều là ít trò mèo, không ra gì ta sẽ có cao cấp hơn thủ đoạn tới đối phó ngươi. Nói thí dụ như, chặt đứt ngươi hai tay hai chân, móc xuống ngươi con mắt, đưa ngươi nuôi nhốt lên, nhưng lại không cho ngươi chết. Cái này chẳng phải là chơi rất vui. Jimmy thân thể run rẩy một chút. La Quân nói ra, ta không có quá đại công phu chơi với ngươi, ngươi thành thành thật thật bàn giao. Không phải vậy lời nói, ta lời ra tất thực hiện. Ta có là tiền, muốn làm sao ẩm thực ngươi, vậy cũng là một câu sự tình nhưng là người khác biệt người cùng ta không chơi nổi jimmy trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu nói ra thật có thể để cho ta đi gặp cha mẹ ta la quân nói ra đó cũng không phải cái gì đáng đến làm cho ta vì chuyện khó đi jimmy nói ra tốt ta cho người biết hắn đón đến lại kỳ quái hỏi người vì sao lại muốn biết những thứ này la quân nói ra người đây thì không cần biết jimmy ăn nghẹn hắn cũng thì không hỏi thêm nữa sau đó, Jimmy liền thuật nói đến. Cái kia thật là một đoạn rất lợi hại đã lâu năm tháng. 15 năm trước, vẫn là 18 tuổi Jimmy chính là tuổi trẻ khinh cuồng. Bọn họ là cuồng nhiệt mạo hiểm ra, cũng muốn có thể một đêm thành danh. Mà châu Nam Mỹ dã nhân truyền thuyết là dẫn ra lấy trong đô thị, nhàn hạ đám người lòng hiếu kỳ. Cho nên bọn họ lục tiểu đồng bọn, có nam có nữ, cùng lúc xuất phát đi vào stan cái này nhiệt đới trong rừng. Bọn họ tìm tới cái này hang động, Tại trong nham động kinh lịch sinh tử gặp chắc trở. Hắn hai người nam đồng học đều bị cái kia đám mọi giết ăn sống. Mà Jimmy cùng một cái khác nam đồng học làm theo bởi vì vì muốn tốt cho tướng mạo nhìn, bởi vậy sống sót. Còn có hai cái nữ đồng học cũng sống sót. Cái kia là địa ngục đồng dạng thời gian, Jimmy cùng nam đồng học cũng bị bọn dã nhân trà đạp. Còn có hai cái nữ đồng học càng là thê thảm, các nàng ở chỗ này hết thảy sinh mười mấy hài tử sau cùng hai vị nữ đồng học chết vì khó sinh. Về phần tại sao đều sẽ chết vì khó sinh, lại là bởi vì nếu như không chết, liền sẽ một mực sinh hạ đi. Các nàng sở dĩ chỉ sinh 10 cái, là bởi vì sinh mệnh rốt cuộc chung kết. Cũng chẳng khác gì là giải thoát. Là quân nghe giàu dĩ. Trầm mặc nùng nói ra, nói như vậy, các người cũng là người đáng thương. Nhưng vì cái gì các người cũng muốn như vậy tàn nhẫn như vậy. Người cùng lúc trước những dã nhân đó thủ lĩnh, có cái gì khác nhau? Jimmy nói ra, ta không nghĩ, nhưng là tại trong cái sơn động này, có một loại thần bí tính phóng xạ vật chất. Thời gian dài, thân thể chúng ta liền bắt đầu biến dị, trở nên lực lớn vô cùng, mà lại bắt thịt cũng bắt đầu vặn vẹo. Chúng ta bắt đầu trở nên khát máu, muốn ăn thịt sống. Cái kia đã trở thành thân thể một loại bản năng, tựa như các người cần ăn cơm một dạng, chúng ta đã khống chế không nổi chính mình. Chỉ có tại giết người, ăn thịt sống thời điểm, mới có thể cảm giác được mình còn sống hắn nói xong về sau vừa tiếp tục nói một năm về sau phụ thân ta mang theo một đội lính đánh thuê đi tìm tới khi đó chúng ta đã cùng giã nhân hòa làm một thể cho nên là tự do ra vào những lính đánh thuê đó bị chúng ta ăn giết ta làm theo theo phụ thân ta nhận nhau nhưng lúc ấy ta đã lại cũng không trở về được lúc trước cũng không có khả năng lại trở lại đại đô thị cho nên ta lựa chọn tiếp tục lưu lại cha mẹ ta đau lòng ta liền cũng liền chuyển tới. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn tại cho chúng ta tìm thực vật, chúng ta cũng tận lượng bảo vệ bọn hắn. Hết thầy cũng đều tính toán là chân tướng rõ ràng. Trầm mặc nùng đối Jimmy cam hận cũng coi là thiếu một phân. La là quân làm theo nói ra, người nói loại này tính phóng xạ vật chất, hiện tại có phải hay không đã không tồn tại. Nếu có lời nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể cảm giác được. Jimmy quái dị nhìn một chút La Quân, nói ra, cái này cũng có thể cảm giác được. La Quân nói ra, người cảm giác không thấy, không có nghĩa là người khác cũng cảm giác không thấy. Jimmy nói ra, trước đó chúng ta xác thực vẫn luôn đang tìm kiếm loại kia tính phóng xạ vật chất căn nguyên, về sau chúng ta tìm kiếm được. Là 5 năm trước, cái kia nguyên lai là tầng nham thạch dưới đáy, giấu một khối tinh thạch. La Quân cùng trầm mặc nùng không khỏi đại hỉ. La Quân nói ra, cái kia tinh thạch là cái dạng gì? Jimmy nói ra, toàn thân huyết sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Quả nhiên là yêu huyết tinh thạch, La Quân vui mừng quá đỗi. Hắn hỏi tiếp, vậy bây giờ yêu huyết tinh thạch đâu? Jimmy nói ra, không ở nơi này. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, cái kia đi chỗ nào? La Quân cũng có chút khẩn trương. Jimmy nói ra, bị thủ lĩnh dã nhân mang đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tâm nhất thời lại bị nâng lên. Trầm Mặc Nùng vội la lên, "Mang đi, mang đến nơi đâu? Ngươi đừng nói ngươi không biết. Nếu là Jimmy nói không nên lời cái như thế về sau, như vậy, manh mối lại xem như từ đó đoạn." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chờ đợi nhìn lấy Jimmy. Jimmy nói ra, thủ lĩnh dã nhân chạy nói qua một chút, hắn nói hắn muốn đi sông Amazon bên trong tu luyện, hắn muốn một lần nữa thối luyện, hoặc thành long thân thể, hoặc tu nhân hình. Thủ lĩnh dã nhân là cường đại nhất, hắn làm quyết định chúng ta cũng cũng không dám ngăn cản. La Quân cùng trầm mặc nùng hơi khẽ thở phào một cái. Còn tốt, tìm tòi phạm vi nhỏ một số. Bất quá, cái kia sông Amazon chính là thế giới thứ hai trường hà, thế giới lưu lượng thứ nhất dòng sông. Nó dòng sông lượng đạt mỗi giây 21.9 vạn mét khối. So với hắn tam điều sông lớn sông Nin Trường Giang Mississippi bờ sông tổng cộng còn muốn lớn mấy lần, ước chừng tương đương với 7 điều trường Giang lưu lượng, chiếm thế giới dòng sông lưu lượng 20% lưu vực diện tích đạt 69 1.5 vạn bình phương ngàn mét, chiếm Nam Mỹ Châu tổng diện tích 40%, nhánh sông đếm vượt qua 1.5 vạn cái. Cho nên cơ ở đây, muốn tại cái này sông Amazon bên trong tìm tới thủ lĩnh dã nhân, nhưng cũng không đơn giản. Mà lại cái này đều đi qua 5 năm, vạn nhất thủ lĩnh dã nhân rời đi sông Amazon đâu. Trong này thật là có quá nhiều không xác định nhân tố. Nhưng La Quân cảm thấy mình tốt xấu có cái mục tiêu, hắn cũng không có nản trí, mà chính là hưng phấn. Như thế về sau, đã là như thế xử lý Jimmy. La Quân cùng trầm mặc nùng mang theo Jimmy, còn có bơ tần cùng vợ hắn, muội muội cùng rời đi hang động. La Quân đem bơ tần cùng vợ hắn, muội muội toàn bộ cất vào phòng bị tu di bên trong. Hắn làm theo bắt Jimmy, một đường hướng Garcia Trấn mà đi. Sau 10 phút, liền đến Garcia Trấn, đi vào cái kia đối với lão phu phụ nhà trước mặt làm đại cửa bị mở ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng sau. Lão Khang Dôn cùng thê tử nhìn thấy La Quân nắm lấy Jimmy một màn kia, cặp vợ chồng già hoàn toàn ngây người. Jimmy cuộn mình dưới ánh mặt trời, hắn rất không quen dạng này ánh sáng mặt trời. Jimmy lão nãi nãi sau khi nhìn thấy, lập tức tìm đến một kiện màu đen áo khoác đem nhi tử bao phủ lại, đồng thời ôm vào trong ngực. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, khỏe mạnh rôn, Jimmy, ta biết tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là tự tư. Nhưng là tự tư cũng nên có một cái độ, khi các ngươi một lần lại một lần đem người lừa gạt đến cái kia hang động, để bọn hắn trở thành con của ngươi liệp sát đối tượng. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong lòng các ngươi sẽ không bất an sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, cuối cùng có một ngày báo ứng hội tới người sao? Báo ứng, lão Khang dồn kích động lên, nói ra, ta cùng thê tử của ta vẫn luôn thờ phụng thượng đế, quyên giúp người nghèo không sát thân, không ăn thịt. Có thể cái này đáng chết thượng đế tồn tại qua sao? Hắn nếu là tồn tại, tại sao muốn để cho con của ta tử gặp thống khổ như vậy? Cái kia một cái chớp mắt, là quân cùng trầm mặc nùng thậm chí có chút á khẩu không trả lời được. Ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, là quân nói ra. Hắn sau khi nói xong, liền đóng lại cửa, cùng trầm mặc nùng ngồi ở một bên chờ đợi. Là quân không có ý định giết lão khang rôn bọn họ. Tuy nhiên bọn họ cũng là tội ác tài trời, nhưng chỉ cần Jimmy chết. Như vậy bọn họ những ngày tháng sau này, liền chỉ có thể sống ở vô cùng hối hận bên trong. Mà Jimmy, là không chết không thể. Luôn luôn Jimmy tao mộ đáng thương, nhưng hắn tội nghiệt cũng là trùng điệp, hắn cần phải chết. Chết đối Jimmy tới nói cũng coi là một loại giải thoát. Ước chừng sau 10 phút, một trận mùi máu tươi bỗng nhiên truyền đến. Là quân cùng trầm mặc nùng nhất thời biến sắc hai người cấp tốc chạy tới, liền chỉ thấy được Jimmy thế mà đem cha mẹ của hắn cắn chết, hắn một bên khóc, vừa ăn lão khang rôn cái cổ. La quân thở dài trong lòng một tiếng, hắn có thể nghĩ đến, đây đại khái là lão khang rôn cùng Jimmy yêu cầu đi. Bọn họ muốn tại nhi tử trước khi chết, để nhi tử ăn no nê. Còn sống đối bọn hắn tới nói, đã là một loại thống khổ. Đây mới thực là nhân gian thảm kịch, hết thảy đều nguồn gốc từ tại cái kia yêu huyết tinh thạch, La Quân sau đó thì nhấn một ngón tay. Trong nháy mắt, Jimmy cùng phụ mẫu toàn bộ bị đông thành tượng băng. Thân thể bọn họ đã bị đông cứng chết, không có khả năng lại sống tới. Về sau, La Quân đem bờ tần đưa đến châu Nam Mỹ một số phát đạt thành thị bên trong, dạng này hắn có thể đạt được chủ nghĩa nhân đạo bảo hộ, đồng thời sẽ bị an toàn đưa về nhà. Trầm mặc Nùng cũng cùng theo một lúc độn tiến phòng bị tu di bên trong. Có điều tại phòng bị tu di bên trong thời điểm, trầm mặc nùng thầm nghĩ, đã có thể trốn vào trong này, là quân gia hỏa này thế mà một mực không nói ra. Lần thứ nhất, trầm mặc nùng có thể lý giải thành la quân muốn dẫn chính mình kiến thức mỹ diệu quang cảnh. Vậy kế tiếp mấy lần, gia hỏa này là muốn có ý chiếm chính mình tiện nghi sao? Trầm mặc nùng ngược lại không giận, nàng ngược lại hy vọng là như thế. Cũng không phải là nói trầm mặc nùng hy vọng cùng la quân phát sinh chút gì, mà chính là trầm mặc nùng cảm thấy dạng này la quân mới là vui vẻ mà trên thực tế la quân là thật không nhớ tới cái này một gốc dạ hắn lần thứ nhất liền muốn mang trầm mặc nùng hưởng thụ bay lượn mỹ diệu về sau thì không nghĩ tới phòng bị tu di phía trên đi la quân có mấy cái phòng bị tu di hội hô hấp không khí phòng bị tu di cũng không ít chiến nô là cất giữ trong một cái khác phòng bị tu di bên trong la quân đang bay thời điểm cũng là nghĩ đến trầm mặc nùng muốn vấn đề này thầm nghĩ ta dựa vào trầm mặc nùng sẽ không phải cho là mình là cố ý chiếm nàng tiện nghi a à. bất quá thì thật không có điểm tiềm thức sao nếu như là cái cường tráng đại hán cam đoan chính mình tuyệt sẽ không quên phòng bị tu di cái này một gốc giả a à. la quân mình tại tâm lý cười ha hả quyết định tuyệt không cùng trầm mặc nùng chủ động sách cái này một gốc giả tại đem bơ tần đưa đi về sau la quân cùng trầm mặc nùng đường về sông amazon rời đi bơ tần lúc là quân để bơ đừng bảo là chính mình cùng trầm mặc nùng có thần tiên chi thuật sự tình. Cũng nói, nếu như lan rộng ra ngoài, sẽ có trời phạt. Cái kia bơ đã kiến thức thần tiên chi thuật, tự nhiên cũng liền sợ hãi trời phạt. Tại về sông Amazon thời điểm, trầm mặc nùng cũng vẫn đều đợi tại phòng bị tu di bên trong. Một giờ không đến lúc đó ở giữa, cũng là hai giờ chiều hai bên. Là quân cùng trầm mặc nùng đứng trong rừng sông Amazon trước mặt sông Amazon uốn lượn ngàn dặm, khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Nơi này nước sông, so nước Trường Giang lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Trường Giang thủy vực bên trong, bùn cắt hỗn hợp, nhân loại khai phát nghiêm trọng, vừa đến trời mưa xuống, chính là hỗn thủy lăn lộn, còn có vũ khí kéo dài. Tại điện ảnh Lost on Journey bên trong, thì có một đoạn là nam chân heo chỉ Trường Giang nói, lão bản, người nhìn, hoàng hà nước chân hoàng. Cái này muốn thế nào tìm, trầm mặc nùng hơi lúng túng một chút. La Quân nói ra, ta vừa rồi tại hang động cùng nơi đây là một hình tam giác quy hoạch, chính là y theo thủ lĩnh giã nhân lộ tuyến. Tuy nhiên ta không biết hắn vì cái gì nhất định muốn đến sông Amazon bên trong tu luyện, nhưng là hắn hẳn là sẽ ở cái này hình tam giác trong khu vực, rất không có khả năng sẽ đi quá xa. Ta nghĩ hắn tới là tu luyện, cũng không phải đoán luyện bơi lội. Trầm Mặc Nùng nói ra, mà dù sao đã qua 5 năm. La Quân nói ra, muốn tu luyện ra long hình, hoặc là tái tạo hình người, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hắn nếu không có đại khí vận, thời gian 5 năm chưa hẳn liền có thể rời đi Amazon. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể thử thời vận. Sau đó, là Quân lại nói với Trầm Mặc Nùng, ta hiện tại muốn đóng chặt một hơi, đi bên trong chỗ sâu tìm kiếm. Nhưng xuống đến trong nước, cho dù là ta phòng bị tu di cũng không thể thở nổi. Cho nên, người ngay tại cái này trên bờ chờ ta ta đưa người khí tức đã khóa chặt, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần lớn tiếng kêu gọi, ta tự nhiên năng đầy đủ cảm ứng được. Có thể ngươi liền có thể một mực xuống sao, trầm mặc nùng nói ra. Là quân nói ra, ta có thể dưỡng ở một hơi, vấn đề không lớn. Sau đó, là quân thì thay đổi quần áo bó. Tiếp theo, liền một đầu nhảy vào đến trong thủy vực. Cái kia sông Amazon lớn nhất chỗ sâu đem gần trăm mét. Là quân nhập nước sau, liền cũng tế ra hắc liên ngai vàng hắc liên ngai vàng liên biện biến đổi hình dạng trong hồ cũng có thể du lịch rất nhanh tức là muốn tu luyện thành long cái kia hẳn là không thích bị nhân loại phát hiện hắn cần phải tại chỗ sâu nhất cái này khu vực tam giác chỗ sâu nhất là la quân trong lòng tính toán tính kế sau đó ngay lập tức tiến lên trong nước sông còn có không ít dưới nước sinh vật la quân tiến lên mấy dặm đường về sau liền gặp được một con cự mãng cái kia cự mãng vốn là tiềm phục tại dưới đáy, cùng dưới đáy nước bùn lăn lộn làm một thể. Đột nhiên xuất hiện, sau đó thì mở ra huyết bồn đại khẩu hướng la quân thôn phệ tới. Tốc độ nhanh như điện thiểm, căn bản không cho người phản ứng. Nhưng là la quân phản ứng càng nhanh. Muốn ăn ta, người cũng không nhìn một chút người có hay không cái này độ lượng. La quân trong lòng tối cười một tiếng, hắn nhấn một ngón tay, lập tức, tại cự mãng trong miệng nước sông thành đóng băng thể cự mãng miệng há mở không đóng lại được, thống khổ vặn vẹo lên. Một giây sau La Quân đã tại ngoài trăm thước. Tính phóng xạ vật chất, La Quân còn lái bắt đầu cảm ứng loại này tính phóng xạ vật chất. Chỉ chốc lát về sau, La Quân liền cảm nhận được loại này tính phóng xạ vật chất. Ừm, thật vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy thì đụng phải yêu huyết tinh thạch sao? La Quân không khỏi đại hỉ, hắn lập tức hướng này tính phóng xạ vật chất ngọn nguồn tìm kiếm phía trước nước sông chỗ sâu, bỗng nhiên nước sông kịch liệt tuôn ra động. La Quân nhìn ngay lập tức gặp hai đầu hắc thủy vương xà. Ừm, La Quân nhìn thấy cái này hai đầu hắc thủy vương xà cùng mình ngày hôm đó châu Bắc Hải bên trong nhìn thấy, lại cơ hồ là giống như đúc. Kích cỡ cái gì, cũng không nhỏ. Rất cường hãn, lực lượng rất lớn. Nếu như là ta trước đó gặp được cái này hai đầu hắc thủy vương xà, liền thật thì phải chết ở chỗ này. Cho dù là bát trọng thiên tu vi cũng không đáng chú ý, la quân âm thầm nói ra bất quá trước đó cái kia hắc thủy vương xà trong đầu có nội đan tinh hạch vậy nhưng là đồ tốt ta lúc này tuy nhiên dùng không quá lên nhưng nếu là cho trầm mặc nùng lại là quá bảo bối tốt một đầu hắc thủy vương xà nội đan tinh hạch để la quân tăng hai triệu tế bảo não cái này hai đầu tuy nhiên chưa chắc đều có nội đan tinh hạch nhưng nếu là thật có cho trầm mặc nùng trầm mặc nùng có lẽ tu vi có thể tăng vọt đến thất trọng thiên đây la quân hạ quyết tâm trong mắt của hắn tuôn ra hàn quang tới, hai đầu hắc thủy vương xà càng là không khách khí, cấp tốc hướng la quân cắn tới. Cái này hai đầu hắc thủy vương xà thế mà cũng hiểu phối hợp. La quân tay phải vung lên, cái kia thâu thiên chảo đột nhiên thì bay ra ngoài. Thâu thiên chảo tại la quân cường đại pháp lực thôi vận hạ, đột nhiên phồng lớn, tiếp lấy liền đem hắc thủy vương xà bá chủ cho nắm bắt lấy. Mà bên kia hắc thủy vương xà thì bị la quân ngưng tụ ra địa sát cửa kiếm. Đi! chém. Địa sát cự kiếm oanh một tiếng, liền đem cái này hắc thủy vương xà đầu lâu cho chém xuống tới. Hai đầu hung hãn hắc thủy vương xà cứ như vậy bị la quân vẫy tay một cái giải quyết. La quân tránh thức cảm nhận được tài đại khí thô cảm giác. Hắn cũng đầy đủ cảm giác được, cái này thất trọng thiên, bát trọng thiên tu vi cùng cửu trọng thiên so ra, đó thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Chẳng trách mình trước kia như thế đem hết toàn lực, lại ngay cả cửu trọng thiên một cái nguyên thần đều làm không thắng đây mới là thiên hạ ta có cảm giác a à. sau đó là quân tìm tòi tay đem hai đầu hắc thủy vương xà nội đan não hạch lấy ra sau đó gắn với phòng bị tu di bên trong chiến nô là một mực đang phòng bị tu di bên trong có điều chiến nô cũng là có thể chứa đựng một hơi chiến nô tu vi thế nhưng là tại phía xa la quân phía trên đúng lúc này la quân bỗng nhiên cảm nhận được đáy hồ có người một đôi lạnh lẽo ánh mắt chính đang ngó chừng la quân La Quân lập tức nhìn sang. Đó là một cái quái vật, giống người, lại không giống người. Quái vật này hình thể cao lớn, có cao hơn 2 mét, trên người hắn tràn đầy vảy màu đen, tướng mạo dữ tợt, quái vật trên đầu mọc ra một cái sừng. Tất cả tính phóng xạ vật chất đều là theo quái vật này trong đầu phát ra tới. Quái vật này đầu rất lớn, so với người bình thường đại số 2. Cái này tính phóng xạ vật chất là thông qua cây kia sừng phát ra tới. Hắn cũng là thủ lĩnh dã nhân, cái kia yêu huyết tinh thạch bị hắn nuốt chừng lấy. Trong nháy mắt, là quân tâm lý thì nắm chắc. Cái này thủ lĩnh dã nhân giết người vô số, chính mình giết hắn, lại là không có nửa phần ái náy. Là quân cười lạnh, sau đó liền vung ra thâu thiên trảo. Cái kia thâu thiên trảo đột nhiên mà ra, hướng thẳng đến thủ lĩnh dã nhân đầu chụp tới. Thâu thiên trảo nhanh vô cùng, hơn nữa còn ẩn chứa một loại tật tinh thần ảo nghĩa. Cái này thâu thiên trảo bản thân thì có rất lợi hại sức mạnh cường hãn, lại thêm la quân pháp lực, chính là càng thêm lợi hại. Thâu thiên trảo cấp tốc bao bọc thẳng hướng thủ lĩnh dã nhân đầu, thủ lĩnh dã nhân đột nhiên khẽ vươn tay, nhất quyền hướng phía thâu thiên trảo đánh giết mà đi. Oanh! Thủ lĩnh dã nhân một quyền này ẩn chứa cường hãn vô cùng lực lượng khổng lồ. Cỗ này quyền lực cùng la quân thâu thiên chảo đụng vào nhau, la quân cảm thấy một buồn bực, liền cảm giác đối phương quyền lực ùn ùn kéo đến, sôi trào mãnh liệt, đánh đâu thắng đó. oanh, thâu thiên trảo trực tiếp bị trấn trở về, là quần duỗi tay ra, liền đem thâu thiên trảo bắt đến phòng bị tu di bên trong. ngay vào lúc này, thủ lĩnh giã nhân đột nhiên giống to một tiếng. trong nước sông đột nhiên thì lên cự đại biến hóa, thủ lĩnh giã nhân một tiếng này giống chính là tụ tập vô cùng pháp lực, cái này trong tiếng hô mang theo hắn phẫn nộ, phẫn nộ cùng pháp lực phát ra âm ba là khủng bố mà dọa người những thứ này âm ba đem bốn phía nước sông cấp tốc ngưng tụ thành thủy kiếm. Một trăm đạo thủy kiếm mang theo ngập trời chi nộ hướng phía la quân chảm giết tới. Thủ lĩnh dã nhân tu vi tuyệt đối là đến cửu trọng thiên trung kỳ, cái này thủ lĩnh dã nhân nguyên bản bất quá là cái người đáng thương. Nhưng là tại yêu huyết tinh thạch ngày qua ngày thối luyện hạ, pháp lực tăng trưởng dọa người. Có điều còn tốt, thủ lĩnh dã nhân cũng sẽ không bao nhiêu công pháp. Cái kia yêu huyết tinh thạch ở trong bộ óc hắn, có thể ngày phục một ngày cung cấp pháp lực. Nhưng là yêu huyết tinh thạch cũng sẽ loạn thủ lĩnh dã nhân tâm trí. Mỗi một đạo thủy kiếm đều là cự kiếm, như vậy dày đặc tích lũy bắn tới, uy thế kinh người. Là quân có thể cảm nhận được những thứ này cự kiếm bên trong ẩn chứa thủ lĩnh dã nhân phẫn nộ tinh thần, bởi vậy những thứ này cự kiếm cũng không phải là băng tường có thể tới. Băng tường là phòng ngự vật lý, nhưng khi đối phương lĩnh mộ tinh thần về sau, tựa như quyền thuật nắm giữ cảm động một dạng linh hồn lốc xoáy là quân cấp tốc thi triển hắn địa sát chi tinh ở trước mặt hắn hình thành một cái đóng băng lốc xoáy trăm đạo băng kiếm cấp tốc bị cuốn vào sau đó liền bị la quân mạnh đại quy tắc giảo sát thành phấn vụn tạo hóa kiếm quyết la quân tiếp lấy khoát tay cái kia địa sát chi tinh cấp tốc hình thành ngàn đạo kiếm quang sau đó ùn ùn kéo đến hướng thủ lĩnh dã nhân chém giết tới thủ lĩnh dã nhân nhìn lấy đen nghịt kiếm quang chém giết mà đến hắn đột nhiên hai tay ôm đầu quanh thân tản mát ra cường hãn pháp lực tới. Hắn vảy màu đen bên trên tán phát ra một tầng yêu dị lộng lẫy. Ngàn đạo kiếm quang chảm giết tới, chỉ nghe được lốp ba lốp bốp thanh âm bên tai không dứt. Nhưng thủ lĩnh dã nhân lại là lông tóc không thương. Là quần tay vồ một cái, quát, vạn kiếm quy tông. Ngàn đạo kiếm quang lập tức kiềm chế thành một đạo cửa kiếm, sau đó lại độ chém giết tới. Thủ lĩnh dã nhân lúc này lại không ngốc, hắn lại lần nữa giống to một tiếng lập tức trước mắt hắn hình thành một đạo cửa đại thủy kiếm liền cùng la quân điện sát cự kiếm chém giết cùng một chỗ phá la quân thầm quát một tiếng hắn địa sát cự kiếm bên trong ảo nghĩa tinh thâm làm sao có thể đầy đủ bị thủ lĩnh dã nhân tới sang giác địa sát cự kiếm phá vỡ thủ lĩnh dã nhân thủy kiếm nhưng lại bị thủ lĩnh dã nhân lại nhất quyền bạo bên trong thủ lĩnh dã nhân dã man quyền lực vô cùng lợi hại la quân cảm giác thân thể chấn động Điện sát cực kiếm liền bị hủy. Thủ lĩnh dã nhân tuy nhiên không quá hội chiêu thức, nhưng thắng ở pháp lực hùng hậu. Hơn nữa, còn là da dày thịt béo loại kia, cho nên la quân muốn đem nhanh chóng đánh giết vẫn còn có chút khó khăn. Cái này mấy lần đối chiến, toàn bộ đều là từ la quân chiếm cứ chủ động. Mà lúc này, thủ lĩnh dã nhân rốt cuộc chủ động ra chiêu. Thủ lĩnh dã nhân thân thể hướng phía trước kịch liệt xoay tròn, liền giống như độc long toàn một dạng trên đầu của hắn cây kia độc giác tản mát ra dị dạng quang mang tới bốn phía nước sông bị xoắn ra to lớn lốc xoáy đến lần này trùng sát mà đến khí thế cường hãn vô cùng liền như lũ quét biển động riêng là cái kia độc giác bên trong ẩn chứa yêu dị lực lượng thẳng đâm nhân tâm còn không có sông giết đi lên là quân thì cảm thấy một loại hàn ý tốt sức mạnh cường hãn là quân bị kinh ngạc trong nguy cơ là quân ánh mắt phát lạnh chiến nô cái kia một cái chớp mắt, chiến nô trùng sát đi ra. Chiến nô cùng Long Văn Kiếm hợp nhất, mạnh mẽ xông tới giết. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ. Oanh! Lập tức, chiến nô lui về tới. Là quần rõ ràng cảm nhận được chiến nô một kiếm đâm trúng thủ lĩnh dã nhân đầu. Cái kia to lớn lốc xoáy theo biến mất, thủ lĩnh dã nhân lung lay sắp đổ, hắn hướng đáy hổ lặn xuống. Lại đi, là quần cảm giác được thủ lĩnh dã nhân não vực tựa hồ chính đang nhanh chóng chữa trị. Chiến nô cấp tốc xiết tiến lên, thân hình hắn nhanh như quỷ mị, kiếm thuật tinh chuẩn, có loại xẹt qua hư không ảo giác. Chiến nô một kiếm đem thủ lĩnh dã nhân đầu chém xuống đến, sau đó lại nhấc trong tay. Sau đó, chiến nô mới trở lại la quân trước mặt. La quân không khỏi có chút xấu hổ, chính mình làm nửa ngày không giải quyết được sự tình, chiến nô lại là lập tức thì giải quyết. Mẹ chứng, đây chính là tranh lệch A. Hắn bắt thủ lĩnh dã nhân xấu xí đầu lâu, ngay vào lúc này, đầu lâu kia đột nhiên há mồm hướng La Quân cắn tới. Thế mà còn là không có chết. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, mà lại cấp tốc buông tay. Đầu lâu kia lập tức nhanh chóng hướng xuống mặt thân thể chạy đi. La Quân nơi đó có thể chứa loại chuyện này phát sinh, hắn cấp tốc một kiếm chém tới. Địa sát kiếm chém đi tới. Răng rắc một tiếng, một kiếm này chém đi tới, liền giống như là chạm tại khối kim cương bên trên, đầu lâu lông tóc không tổn hao gì yêu huyết tinh thạch quả nhiên quái dị la quân trong lòng thất kinh hắn tiếp lấy một chỉ điểm tới liền đem đầu lâu này dùng lạnh đóng băng lại đầu lâu lúc này mới không thể động đậy la quân lại mắt nhìn đáy hồ thi thể hắn liền lại một chỉ điểm tới trong nháy mắt liền đem thi thể kia đông thành khối băng tiếp lấy vỗ tới một trường cái kia thi thể lập tức liền thành phấn vụn máu tươi bưu tung tóe liền như xương máu dâng lên la quân lúc này mới bay đến trên bờ chiến nô cũng trở về đến phòng bị tu di bên trong đầu lâu tuy nhiên bị la quân đông cứng nhưng la quân rõ ràng cảm giác được đầu lâu này còn chưa có chết la quân muốn đem cái này yêu huyết tinh thạch lấy ra chả có chút khó khăn nếu như đem băng khối triệt hồi đầu lâu này không chừng còn có thể bay đi la quân hơi lúng túng một chút sau đó hắn nhớ tới chính mình huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng thế đưa ngươi luyện hóa lại nói là quân đem đầu lâu kia ném vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong lập tức hỗn độn chi khí bắt đầu thẩm thấu huyền hoàng thần cốc hạt giống cái này yêu huyết tinh thạch là cực ô uế đồ vật mà huyền hoàng thần cốc hạt giống hỗn độn chi khí lại là cực kỳ tinh khiết đầu lâu kia bị hỗn độn chi khí tiếp xúc về sau lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh sau đó liền hóa thành một đoàn dòng máu là quân đem cái này đoàn dòng máu ném ra bên ngoài sau đó tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong thì xuất hiện một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc tinh thạch đây cũng là yêu huyết tinh thạch không khác là quân cảm giác được yêu huyết trong tinh thạch đã có thần thức cho tới nay cái kia thủ lĩnh dã nhân muốn đem yêu huyết tinh thạch luyện hóa thực lại là cái này yêu huyết tinh thạch muốn muốn nhờ thủ lĩnh dã nhân thân thể thu thành đường lớn không muốn không muốn ở trong đó thần thức ý thức được la quân muốn đưa nó luyện hóa lập tức hoảng sợ kêu to lên người cái này nhiệt xúc hại vô số người ta há có thể lưu ngươi la quân nói ra đại tiên tha mạng đại tiên tha mạng thần thức cầu xin tha thứ nói ra tiểu yêu bất quá là hấp thụ nhiều nhật nguyệt chi tinh hoa ngừng tụ ra thần thức ngài liền xem như giết tiểu yêu tinh thạch này một dạng vẫn là hội hại người la quân nao nao tiểu yêu này lời nói ngược lại cũng có chút đạo lý chỉ là cái này yêu huyết tinh thạch đến cùng lại có tác dụng gì đâu la quân cũng muốn không quá thấu bất quá hắn vẫn là thuận tay liền đem tiểu yêu này một điểm đáng thương thần thức cho luyện hóa cái này nơi đó có cái gì tốt nhân từ tiểu yêu bị luyện hóa thời điểm chửi ầm lên vừa kinh khủng muốn tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này bị luyện hóa vận mệnh về sau la quân liền đem yêu huyết tinh thạch đặt ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong bởi vì tinh thạch này phát tán tính phóng xạ vật chất cực dọa người chính mình đặt ở chỗ đó đều không ổn thỏa mà tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hạt giống có thể đem ngăn chặn như thế về sau la quân lại đổi một thân khô mắt y phục như thế mới đi cùng trầm mặc nùng tụ hợp trầm mặc nùng tại nguyên chỗ chờ đợi la quân la quân đến thời điểm mới là 3 giờ chiều thế nào trầm mặc nùng vội vàng hỏi la quân la quân mỉm cười nói ra đã được đến yêu huyết tinh thạch chúng ta rời khỏi nơi này trước đi Trầm mặc nùng nói ra, tốt. Lần này là trầm mặc nùng tại phòng bị tu di bên trong ngồi, là quân khống chế hắc liên ngai vàng trở về hoa hạ yến kinh. Dùng gần 10 giờ thời gian, tại trời vừa dạng sáng thời điểm, rốt cục đến yến kinh, đồng thời trực tiếp đáp xuống trầm mặc nùng chỗ ở Man City tiểu khu mái nhà. Sau đó, là quân cùng trầm mặc nùng trở lại trong phòng. Là quân hơi có chút mỏi mệt, hắn ăn một khỏa ngưng tuyết đan, rất nhanh liền lại sảng khoái tinh thần. La Quân ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc nùng ngồi ở một bên một mình trên ghế salon. Nàng nói ra, để ta xem một chút cái này yêu huyết tinh thạch. La Quân lắc đầu, nói ra, yêu huyết tinh thạch tính phóng xạ vật chất rất là hại người, ta đem phong tồn. Vẫn là khác lấy ra. Trầm mặc nùng nghe vậy khẽ giật mình, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. La Quân tuy nhiên có thời gian cả gan làm loạn, nhưng cũng là cái chú ý cẩn thận người, yêu huyết tinh thạch hắn thấy tuyệt đối là khoai lang bỏng tay. Trong này lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc đến trưởng khống. Cho nên, hắn thì càng sẽ không đến để tiếp xúc trầm mặc nùng. Vạn nhất lưu lại cái gì tai họa ngầm thì không tốt, dù sao trầm mặc nùng tu vi chả không quá được. Có điều lúc này, là quân cười một tiếng, nói ra, có đồ tốt cho ngươi. Lại có đồ tốt, trầm mặc nùng nghi hoặc. Là quân liền đem cái kia hai khỏa nội đan tinh hạch lấy ra. Cái này hai khỏa nội đan tinh hạch so ra kém là quân tại Bắc Hải bên trong thôn phệ, nhưng là hai khỏa tinh hạch nếu như lợi dụng được, chỉ ít có thể cùng đề bạt hai triệu tế bảo não. Đây là vật gì? Trầm mặc nùng nhìn lấy cái này hai khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen tinh hạch, không khỏi kỳ quái đặt câu hỏi. Là quân nói ra, ta nói, đồ tốt, người trước đi tắm, sau đó thật tốt ổn định lại tâm thần. Trong nhà người có hay không đàn hương? Chả làm nồng như vậy nặng, thắp hương tắm rửa trầm mặc nùng nói ra. La Quân nói ra, ta như thế nói cho ngươi đi, nếu như ngươi tạo hóa đầy đủ, hai tên này có thể cho ngươi tu vi tăng lên tới bát trọng thiên sơ kỳ. Đương nhiên, đây là tương đối khó khăn, nhưng thất trọng thiên tuyệt đối không có vấn đề. Trầm mặc nùng nhất thời chấn kinh. La Quân nói ra, cho nên ta nói, ngươi trước muốn ổn định lại tâm thần. Trầm mặc nùng cũng biết La Quân tính cách, sẽ không cầm chuyện như vậy không vô nghĩa. Ngay sau đó nàng gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi gian phòng cầm y phục tiếp lấy liền đi phòng tắm tắm rửa la quân ngồi xếp bằng bắt đầu tĩnh tâm vận khí trầm mặc nùng tắm rửa sau khi ra ngoài nàng thay đổi rộng rãi quần áo ở nhà sau đó nàng lại điểm đàn hương như thế về sau nàng thì khoanh chân ngồi ở trên ghế salon la quân hỏi chuẩn bị kỹ càng sao trầm mặc nùng nói ra chờ một chút nàng lại đổi được mặt đất ngồi xếp bằng là quân hơi hơi thở dài nói ra xem ra ngươi còn chưa đủ bình tĩnh như vậy đi ta đi tắm trước ngủ các loại ngươi chừng nào thì tránh thức có thể bình tĩnh sau đó lại tới tìm ta trầm mặc nùng nói ra tốt sau đó nàng không khỏi cười khổ nói ra ba năm trước đây vẫn là ta đang dạy ngươi bây giờ lại biến thành ngươi đến chỉ điểm ta là quân cười một tiếng nói ra cái này rất bình thường cái gọi là học không tuần tự người thành đạt phi tôn mà hừng đông về sau, long lành ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. La quân sau khi rời giường, trông thấy trầm mặc nùng còn tại ngồi khoanh chân tĩnh thoả. La quân nói ra, chúng ta đi xuống ăn điểm tâm đi. Trầm mặc nùng mở mắt ra, gật gật đầu, nói ra, tốt. Cái này cả ngày, La quân cũng không có vội vã rời đi. Hắn hiện tại là không có cái gì áp lực, cái kia yêu huyết tinh thạch nơi tay. Hắn có thể thật tốt hưởng thụ nơi này khó được nhàn nhã thời gian. La Quân có chút nhớ nhung đi gặp con trai hàm, cũng có chút muốn đi gặp Tống Thả. Nhưng hắn có hắn áp lực, nơi đó là bị phủ bụi lên trí nhớ. Nếu như bây giờ đi để lộ, không biết hội cho bọn hắn mang đến phiền toái gì. Trầm mặc nùng cũng biết là Quân tâm tư, nàng nói ra, ta sẽ phái người theo con trai hàm câu thông, giải thích người bây giờ khó xử. Nhưng là người vị kia Tống Tiểu Thư, ta người cũng không qua được. La Quân cười cười, nói ra, đa tạ nói cái này liền khách khí, trầm mặc nùng nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta có thể làm một việc. La Quân bỗng nhiên nói ra, hả, sự tình gì, trầm mặc nùng hỏi. La Quân nói ra, năm đó đồng xuyên dụng kế giết ta thiên đều sư phụ, cướp ta thiên đô sư phụ nhân hoàng kính. Cái kia nhân hoàng kính vẫn là ta đưa cho thiên đô sư phụ, bút chướng này, bây giờ nghĩ lại là có thể cùng đồng xuyên tính toán. Ta đi nơi nào tìm đồng xuyên báo thù, thuận tiện còn có thể gặp phía dưới tống thả. Cái này ngược lại sẽ không khiến người ta sinh nghi, hoài nghi đến tống an hòa ta có quan hệ. Trầm mặc Nùng nói ra, muốn ta cùng đi với người sao? La Quân nói ra, không dùng, ta xử lý xong đồng xuyên sự tình, liền trực tiếp về chúng tinh điện. Dù sao hiện tại còn không phải tham đồ hưởng nhạc thời điểm. Trầm Mạc Nùng nói ra, cách thời hạn một tháng trả rất xa, người làm gì như vậy vội vã trở về? La Quân cười khổ nói, nói thật, hiện tại ngươi để cho ta buông lỏng một hai ngày hoàn thành, muốn để ta hơn 10 ngày rảnh rỗi như vậy lấy, chính ta đều cảm thấy khó chịu. Trầm Mặc Nùng cũng hiểu La Quân cảm thụ, như hôm nay nói sát kiếp buông xuống, hắn là thân ở vòng xoáy trung tâm, tự nhiên là không có cách nào bảo trì loại kia nhàn nhã tâm tính. Tựa như là loại kia tại công ty lên sàn, trong công ty rối loạn, làm chủ tịch, nơi đó có thể ổn định lại tâm thần đi nghỉ phép A. Đến tối thời điểm, trầm mặc nùng rốt cục hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Tại nhà trong phòng khách, dập tắt ánh đèn. Trầm mặc nùng ngồi xếp bằng. Lớn như vậy, làm sao nuốt? Trầm mặc nùng cầm lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, hỏi. La quân nói ra, nhập miệng thức hóa, không có vấn đề. Trầm mặc nùng nói ra, thần kỳ như vậy. Nàng đem nội đan tinh hạch đưa vào đến miệng bên trong. Quả nhiên, trong lúc này đan tinh hạch hóa thành dinh dưỡng, tiến vào trầm mặc nùng trong thân thể. La Quân yên lặng ở một bên thủ hộ Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn rất bình tĩnh, nàng cứ như vậy yên lặng vận công. La Quân bình tâm tĩnh khí, liền có thể cảm giác được Trầm Mặc Nùng khí tức vẫn là rất bình ổn. Điều này nói rõ không có bất cứ vấn đề gì. Lại đến một khoảnh, Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên thân thủ. "La Quân nào nào," hắn nói ra, "không thể cầu là tội gấp." Trầm Mặc Nùng nói ra, "ta đã đến Lục Trọng Thiên đỉnh phong, dinh dưỡng tuy nhiên y nguyên trả rất cường đại." nhưng không đủ xông phá hàng rào. Lúc này nếu không cho ta, liền sẽ phí công nhọc sức. La Quân do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là cầm trong tay nội đan tinh hạch đưa cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cấp tốc thôn phệ. La Quân chú ý cẩn thận nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Ngoài ý muốn phát sinh ở sau 10 phút. Sau 10 phút, Trầm Mặc Nùng bắt đầu khuôn mặt nóng lên, thân thể nàng biến đến đỏ bừng, khuôn mặt giống như đỏ cà chua một dạng. Đây là cực dọa người. La Quân bị kinh ngạc, thầm nghĩ, không phải là tổ hỏa nhập ma. A, à, Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên rên thống khổ một tiếng, nàng tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới. Mặc Nùng, La Quân thất sắc. Trầm Mặc Nùng trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên, La Quân cấp tốc tiến lên, lấy tay dò xét Trầm Mặc Nùng thủ mạch. Lần này tìm kiếm, La Quân không khỏi thân thể rung mạnh, hãi nhiên muốn tuyệt. Nguyên lai like tại Trầm Mặc Nùng trong thân thể, pháp lực cuồng mãnh tán loạn dòng máu của nàng lăn lộn, chỉnh cái trong thân thể, tựa như là bị đun sôi một dạng. Thì liền nàng não vực cũng như thế, tiếp tục như vậy nữa, trầm mặc nùng tất nhiên sẽ đốt người mà chết. Đây không phải dục hỏa thiêu thân, mà là chân chính nóng hổi. Loại này nhiệt độ là thân thể không thể tiếp nhận, cũng càng không phải là đại não có thể thừa nhận được. Nếu không phải trầm mặc nùng thể trạng cường đại, lúc này nàng vốn nên liền đã chết. Làm sao bây giờ, là quân cũng là gấp, hắn cấp tốc thi triển địa sát chi tinh, tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Gian phòng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, chỉ chốc lát về sau, phòng này bên trong liền khắp nơi kết đầy băng xương. Dạng này hạ nhiệt độ cũng thành công giảm xuống trầm mặc nùng trong thân thể nhiệt độ. Nhưng cái này trung quy là chỉ ngọn không chỉ gốc, bên ngoài tuy nhiên lạnh. Nhưng trầm mặc nùng hạch tâm vẫn là nóng hổi vô cùng. La quân không lo được hắn, cảm thấy lúc này nhất định phải nặng chứng phía dưới mãnh dược hắn trước đem tay mình chỉ mở ra một đạo miệng sau đó đem ngón tay đưa đến trầm mặc nùng trong miệng trầm mặc nùng lập tức hút la quân máu tươi chỉ có tiến đi tam tiên máu la quân liền lập tức đem ngón tay thu hồi lại hắn biết một chuyện đó chính là hắn máu tươi dung hợp địa sát chi tinh đã là băng lãnh thuộc tính như vậy chính mình máu tươi nhất định có thể đem trầm mặc nùng nóng hổi thân thể hạ xuống nhiệt độ cũng thật là như thế trầm mặc nùng thân thể rất nhanh liền băng đi xuống sau đó nàng thần trí bắt đầu thanh tịnh. trầm mặc nùng lập tức lần nữa khoanh chân, nàng thuận lợi xông phá lục trọng thiên đỉnh phong cửa trước đến thất trọng thiên đỉnh phong tu vi. hô trầm mặc nùng mở to mắt, nàng thở ra một hơi thật dài, lòng còn sợ hãi nói với la quân: nguy hiểm thật. la quân cũng thở phào nói ra: ta nói người vẫn là quá cấp tiến, ta không có ý định người đồng thời đem hai khỏa tinh thạch đều thôn phệ hết. tu luyện chi đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng. Dục tốc bất đạt đạo lý này, người chẳng lẽ không hiểu không? Trầm mặc nùng có chút xấu hổ, nói ra, chỉ là vừa mới cơ hội quá tốt, ta sợ ta sẽ một mực dừng lại tại lục trọng thiên phía trên. Còn kém một hơi, là quân nói ra, nếu không phải ta vừa vận tải, dòng máu của ta vừa vận có ức chế nóng độc tác dụng, người vừa vận thì chết. Trầm mặc nùng le lưỡi, thế mà khó được đóng vai lần đáng yêu. Ngay vào lúc này, trầm mặc nùng bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng tình huống lần nữa sinh ra biến hóa, lạnh quá. Trầm mặc nùng trên thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kết xuất màu trắng băng xương, nàng cảm giác được huyết dịch đều tại đóng băng. Là Quân đây là có chuyện gì? Trầm mặc nùng không khỏi hãi nhiên. Là Quân cũng là giật mình, hắn nói ra, hỏng bét, dòng máu của ta quá hung, đang đưa người đóng băng. Phát sinh dạng này sự tình, cũng không kỳ quái bởi vì la quân huyết dịch cùng địa sát chi tinh dung hợp đã là cực hàn chi vật nếu không phải cực hàn chi vật hắn lại làm sao có thể chịu đựng lấy địa sát chi tinh đây một huyết dịch cũng đủ để cho trầm mặc nùng không thể thừa nhận huống chi la quân một lần cho trầm mặc nùng ăn ba huyết dịch nếu không phải trầm mặc nùng tự thân vừa rồi nóng độc triệt tiêu la quân huyết dịch một số uy lực trầm mặc nùng chỉ sợ đã sớm bị đóng băng thành cặn bã nhưng dưới mắt trầm mặc nùng tình huống vẫn không thể lạc quan loại này lạnh lẽo từ trong mà phát, là nàng căn bản là chống cự không. Lạnh quá, lạnh quá, trầm mặc nùng đều sắp bị đông thành băng côn, nàng lông mày, trên tóc cũng kết suốt màu trắng tuyết xương tới. Là quần cũng là gấp đến độ không được, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, trầm mặc nùng phải chết cóng không thể. Là quần nôn nóng đi tới đi lui, hắn lúc này quả nhiên là gấp đến độ thẳng dậm chân trầm mặc nùng giọng nói run rẩy lên, là quân là quân. Là quân đem trong phòng khách điều hòa không khí mở ra, chuyên môn chế nóng, lại đem ấm lò sửa tay tìm đến, chăn mền tìm đến, hết thảy cho trầm mặc nùng dùng tới. Nhưng cái này cũng không có tác dụng, bởi vì hàn khí là từ trong hướng ra ngoài. Là quân sắp gấp chết, hắn tuy có đủ kiểu trí kế, nhưng lúc này lại là chân tay luống cuống, cảm thấy không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm mặc nùng hàm răng run lên, nói ra, là quân, ta sợ ta là không được. Ngươi ngươi không muốn tự trách không phải thương tâm, có thể nhận biết ngươi, đây là ta đời này may nhất phận. Hôm nay không trách ngươi, là chính ta lòng tham. Âm dương điều hòa, là quân mắt thấy trầm mặc nùng sẽ tử vong, hắn tìm kiếm trong đầu toàn bộ biện pháp, sau cùng liền nhảy ra âm dương điều hòa hai chữ. Hắn là tinh thông mật tông song tu thuật. Để pháp lực mình cùng trầm mặc nùng pháp lực tiến hành song tu, kể từ đó, ảnh hưởng trầm mặc nùng thân thể, để thân thể nàng có thể thừa nhận được ở huyết dịch của mình. Cái này cũng chẳng khác gì là một loại cơ nhân cải tạo. Mà huyết dịch của mình tuy nhiên băng lãnh, nhưng là trong thân thể còn có dương cương tinh huyết. Cái này biện pháp không nhất định hữu hiệu, nhưng là ta có thể nghĩ đến duy một biện pháp. Lúc này, trầm mặc nùng như vậy bộ dáng, tự nhiên không có khả năng ổn định lại tâm thần cùng mình linh tu. Mà lại linh tu cánh cửa cũng quá cao, mình có thể cùng Kiều Ngưng thành công nhưng cùng trầm mặc nùng chưa hẳn có thể thành công kể từ đó liền cũng chỉ có thịt sửa chữa một đường mặc nùng la quân bắt lấy trầm mặc nùng vai lúc này trầm mặc nùng đã là trạng thái hôn mê khí tức yếu ớt căn bản nghe không được la quân kêu gọi la quân không lo được hắn liền đem trầm mặc nùng chặn ngang ôm lấy hướng đi gian phòng trầm mặc nùng cảm giác mình ở vào băng tuyết vương quốc bên trong trên người nàng không có y phục tại cái này đầy trời trong đống tuyết khó chịu muốn tuyệt, cóng đến nàng toàn thân đều muốn chết lặng. Đúng vào lúc này, La Quân xuất hiện, hắn tựa như là bếp lò một dạng ôm lấy chính mình. Trầm mặc nùng cảm thấy thân thể ấm áp một số, nàng lại bắt đầu xấu hổ, bởi vì nàng không mặc quần áo a. Thế nhưng là nàng lại không nỡ La Quân trên thân ấm áp. Như thế ấm áp từng đợt từng đợt vào tới, nàng cảm thấy thư sướng tới cực điểm. Theo ta pháp lực vận chuyển, La Quân thanh âm đột nhiên tại trầm mặc nùng bên tai vang lên trầm mặc nùng bị kinh ngạc nàng bỗng nhiên mở mắt cái này vừa mở mắt liền nhìn thấy một màn kinh người nguyên lai like, nàng phát hiện nàng đang phòng ngủ trên giường nàng quả nhiên đều không mặc gì mà la quân thì ép ở trên người nàng cũng là đều không mặc gì càng nguy hiểm hơn là trầm mặc nùng chả phát giác được la quân ngươi trong nháy mắt trầm mặc nùng khuôn mặt đỏ như chín mọng cà chua sắp ra máu không cần nói cẩn thận lính hội ta pháp lực sẽ cho người vận chuyển chu thiên. La quân nói ra. Sau đó, La quân hôn lên trầm mặc nùng môi đỏ. Trầm mặc nùng trong chấp nhoáng này tâm tình là đủ mùi vị lẫn lộn, nàng có thể trả chưa từng có nam nhân A. À. Cái này lần thứ nhất thì tại dưới tình huống như vậy, rất là kỳ lạ mất đi. Hành công ba chu thiên sau, trầm mặc nùng tu vi lần nữa tinh tiến. La quân tu vi xa cao hơn nhiều trầm mặc nùng, tại dạng này xong tu tình huống dưới, đối trầm mặc nùng ích lợi là vô cùng to lớn. Trầm mặc nùng thế mà vọt thẳng phá thất trọng thiên đỉnh phong hàng rào, đến quá hư bát trọng thiên sơ kỳ tu vi. Nàng cái này mấy lần gặp gỡ biến hóa, quả nhiên là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, so la quân tiến triển còn muốn thuận lợi cùng nhanh. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, là đến la quân trước tu luyện được, mới có thể chỉ huy trầm mặc nùng tiến triển nhanh như vậy. Mà lại, hai đầu hắc thủy vương xà nội đan tinh hạch, còn có một cái thần đan, những vật này đều là thượng hạng chi vật. Là quân mang theo cho trầm mặc nùng kỳ ngộ cũng xác thực không ít. Lại thêm sau cùng lần này song tu, càng là làm ít công to. Hô! Đại công cáo thành về sau, là quân xoay người xuống giường, sau đó cầm y phục đi phòng tắm. Hôm nay việc này, hắn trả đến suy nghĩ thật kỹ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng về sau chưa bao giờ lại đối trầm mặc nùng động qua tâm nghĩ hắn không nguyện ý lại đi nhiễm hắn nữ nhân liền xem như kiều ngưng hắn cũng vẫn luôn tại khắc chế nhưng hôm nay như là đã có cái này một mối liên hệ thật có thể làm làm cái gì đều không phát sinh sao lúc trước hắn cùng sư tỷ lâm băng cũng là trải qua đau từng cơn trên giường trầm mặc nùng cảm giác được tự thân pháp lực bành trướng cái này lúc trước theo chỗ chưa có cảm giác hết thảy đều giống như đang nằm mơ hôm nay hai lần kinh lịch sinh tử pháp lực đại tăng bây giờ pháp lực nghiêm chỉnh đã đạt tới 6 triệu mai cấp độ. Nàng tại tam trọng thiên thời điểm, tế bào não khai phát lượng bất quá là 300 000 mai. Đây là một đêm trật giàu cảm giác A. À. Trầm mặc nùng tự nhiên cũng biết, đây hết thảy đều là bởi vì la quân duyên cớ. Không có la quân, chính mình chỉ sợ còn tại hóa thần cảnh lên bồi hồi đi. Có điều chợt, trầm mặc nùng cảm giác được hạ thân có chút nóng bỏng đau đớn nàng nhớ tới mới vừa rồi cùng la quân ở giữa chuyện phát sinh không khỏi cũng có chút đau đầu quan hệ đi đến một bước này cũng là trầm mặc nùng bất ngờ nhưng nàng biết nàng thật đúng là không thể trách la quân nếu không phải la quân nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể huống chi nếu là bồi la quân ngủ một đêm liền có thể đem tu vi kéo xuống trình độ như vậy đó còn là chính mình chiêm thiên đại tiện nghi a nhưng tựa hồ chướng cũng không phải tính như vậy trầm mặc nùng xoắn suýt cực kỳ. La Quân tắm rửa xong về sau, thay đổi y phục liền rời đi trầm mặc nùng nhà. Lúc này bên ngoài trời sáng choang, chính là sớm hơn 7 giờ. La Quân chuẩn bị dưới lầu ăn điểm tâm, cái kia bữa sáng là lan châu mì sợi. Đối với Yến Kinh rất nhiều bữa sáng, tỉ như đuổi lá gan, lỗ trử, hắn là ăn không quá thói quen. Ngược lại là lan châu mì sợi, các huyện nhỏ ăn, đi đến hoa hạ bất kỳ địa phương nào, đều có thể thưởng thức được, vị đạo cũng kém không nhiều. Ngay vào lúc này, trầm mặc nùng điện thoại đánh tới. Là quần hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là kết nối. Ngươi ở đâu, trầm mặc nùng thanh âm y nguyên êm tai, đồng thời nhẹ nhàng. Là quân cảm giác không ra trầm mặc nùng tình cảm ba động, hắn kiên trì nói ra, dưới lầu lan châu tiệm mì sợi bên trong. Ngươi giúp ta cũng điểm một bát mì thịt bò đi, ta lập tức đến ngay. Trầm mặc nùng sau khi nói xong liền tắt điện thoại là quân phát hội ngốc, sau đó để lão bản thêm một chén nữa mì thịt bò. Trầm mặc nùng tại sau 3 phút liền đến tiệm mì sợi, nàng là phá lệ dễ thấy. Màu đỏ vải nỉ áo khoác, liệt diếm hồng thần, tóc gợn sóng quyển, giống như là cái đại minh tinh một dạng, chả mang đại khung kính dâm. Trong lúc phất tay, phong phạm 10 phần, là quân nhìn hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó đối đi lên phía trước trầm mặc nùng nói ra, người dù sao cũng là cán bộ quốc gia a à, mặc như thế thích hợp sao trầm mặc nùng tháo kính dâm xuống cũng cười một tiếng nói ra hiện tại là thời gian nghỉ ngơi không có cái này coi trọng nàng nói xong cũng cầm lấy đúa bắt đầu ăn lên mặt tới chung quanh thực khách phần lớn đều đang đánh giá trầm mặc nùng đại khái là muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm ra đây rốt cuộc là cái kia đại minh tinh đi mà la quân cùng trầm mặc nùng ở giữa tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng đây cũng là tránh cho xấu hổ phương pháp tốt nhất ăn sáng xong về sau la quân cùng trầm mặc nùng ra bữa sáng ngươi điểm la quân nói với trầm mặc nùng ta nên rời đi trầm mặc nùng hơi hơi ngẩn ngơ nhanh như vậy liền đi trước đó không phải liền là đã nói tốt sao la quân nói ra trầm mặc nùng nói ra chúng ta đi lên lầu nói chuyện đi la quân do dự một cái trước mắt nhưng vẫn là nói tốt lên lầu tiến gian phòng về sau la quân ngồi xuống Trầm mặc nùng cố ý đi cho La Quân pha một ly trà, nàng đem nóng hôi hổi trà đặt ở La Quân trước mặt, sau đó nói, người đến chỗ của ta rất nhiều lần, mỗi lần ta đều là theo trong tủ lạnh lấy thức uống hoặc là bia cho ngươi. Nhưng pha trà cho ngươi, lại là lần đầu tiên. La Quân nói ra, vì cái gì bỗng nhiên phải cho ta pha trà. Trầm mặc nùng nói ra, không tụ dạ thiêm hương. La Quân cười một tiếng, nói ra, tuy nhiên ta sách ít, nhưng ta cũng biết, thêm hương không phải châm trà trầm mặc nùng nói ra ngươi cũng đừng đánh với ta xóa thêm hương châm trà đây là cổ đại thư nhân ý cảnh la quân sờ mũi một cái nói ra ta không biết rõ ngươi ý tứ ngươi biết dạng này ta cùng ngươi không thích hợp chỉ làm cho ngươi mang đến càng nhiều thống khổ trầm mặc nùng nói ra thống khổ căn nguyên là bởi vì muốn quá nhiều la quân nói ra ngươi không phải loại này có thể cùng khác nữ nhân chia sẻ nam nhân nữ nhân trầm mặc nùng chuyển đổi đề tài nói ra trước kia ta nhìn tần mặc dao vì ngươi thống khổ không chịu nổi, ta cảm thấy rất là ấu trĩ. Ta không biết rõ, ngươi vì cái gì dạng này để cho nàng thống khổ. La quân im lặng không nói. Trầm mặc nùng nói ra, nhưng lúc đó, ngươi tại tần mặc giao, ngươi là một cái từ trên cao nhìn xuống vị. Ngươi tầng thứ, cảnh giới cao hơn quá nhiều, cho nên nàng đối ngươi sẽ có sùng bái, ái mộ các loại rất nhiều tình cảm. Nhưng lúc đó ngươi, tu vi còn tại ta phía dưới. Nàng đón đến, nói ra, "Mà bây giờ, ta cùng ngươi ở giữa, tựa như là năm đó ngươi tại Tần Mặc Dao một dạng." La Quân nói ra, "Mặc Nùng, ngươi là dạng gì người, ta rất rõ ràng. Ngươi từ nhỏ đã nhận qua nghiêm khắc nhất giáo dục, ngươi gia giáo cũng rất nghiêm. Cho nên, ngươi không dùng nói với ta những thứ này, ta tin tưởng, tối hôm qua sự tình, chúng ta đều có thể coi như bất quá là một đêm sai lầm. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí đến hôm nay sinh." trầm mặc nùng trầm mặc sau khi nói ra thực ngươi cũng không có như vậy giải ta la quân hơi hơi ngạc nhiên trầm mặc nùng nói ra xác thực ta không quá có thể tiếp nhận ngươi dạng này tình cảm thế giới nếu như ngươi không phải có phức tạp như vậy tình cảm thế giới ta khả năng rất sớm đã cùng với ngươi ta từ nhỏ đã là tại làm từng bước ta tiếp xúc những thế gia công tử đó cũng đều là nho nhã lễ độ vô luận bọn họ là ra ngoại quốc du học vẫn là như thế nào, bọn họ quý thích đều theo chiếu bậc cha chú chỗ an bài. Phải nói, chúng ta nhân sinh là không cho phép có hắn quý thích. Theo sinh ra tới bắt đầu, hết thảy đều muốn dựa theo bậc cha chú yêu cầu, thậm chí là hôn nhân, vậy cũng là căn cứ cần, mà không phải là bởi vì ưa thích. Ta có một cái biểu tỷ, tập thể 15 tuổi, ta chính là như vậy nhìn lấy nàng quý thích, sau đó ta suy nghĩ tiếp voi ta nhân sinh quỹ thích. Liền tương lai của ta lão là cái dạng gì, ta đều có thể tưởng tượng ra tới. Trầm mặc nùng nói ra, có thời gian, ta cảm thấy dạng này nhân sinh không rét mà run. Tựa như là con trai của nông dân tiếp tục làm nông dân, tất cả mọi người tại bọn họ cố định nhân sinh vòng tròn bên trong. Bọn họ rất ít nhảy ra ngoài, chúng ta thì càng không nhảy ra được. Về sau, ta lựa chọn một con đường khác, ta bái dạo chơi đạo sĩ vi sư, đó là ta nhân sinh lần thứ nhất lớn mật cải biến đi. Lại về sau, ta liền đi quốc an ma luyện, ta đau thật thương thật đi tỷ y hát báo, làm gián điệp, sinh tử gian nguy một dạng qua. Cái này thực là để ra ra của ta rất là nổi nóng, nhưng hắn bắt ta không thể làm gì. Trầm mặc nùng theo rồi nói ra, ta cái này quốc an lục sử sử trưởng thật là có bậc cha chú ban cho, nhưng cũng có chính ta nỗ lực ở bên trong. La Quân là lần đầu tiên nghe trầm mặc nùng dạng này bộc bạch chính nàng. Hắn mới hiểu được, nguyên lai trầm mặc nùng cũng có nàng truyền kỳ cố sự. Mỗi người cố sự, đều là mình một đoạn truyền kỳ la quân yên tĩnh nghe trầm mặc nùng tiếp tục nói ta bây giờ chọn lựa đường đã không phải là người bình thường đường kể từ cùng ngươi biết về sau ta đại khái muốn đem tại trên người của ta cái kia thuộc về ngươi ấn ký xóa đi đều đã là không thể nào thậm chí nói ta có thể có hôm nay thành tựu cũng hết thảy đều là bái ngươi ban tặng la quân nói ra giữa chúng ta nói những thứ này thì không có ý nghĩa trầm mặc nùng nói ra có một đoạn thời gian, ta muốn thoát khỏi tại trên người của ta, thuộc về người ấn ký. Ta thử đi tiếp thu biệt tình cảm giác, nhưng phát hiện đó căn bản làm không được. Mà tại người biết được Lạc Ninh chết ngày đó, ta nhìn người thống khổ như vậy, ta tâm cũng theo sụp đổ. Một khắc này, ta nhớ qua người chết không phải Lạc Ninh, mà là ta. Chỉ ít, người sẽ không thống khổ như vậy. Chỉ cần người có thể khá hơn một chút, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Cũng là theo khi đó bắt đầu, ta mới biết được nguyên lai người đã sớm thật sâu ấn trong lòng ta. Là quân thân thể chấn động, hắn nhìn về phía trầm mặc nùng. Nói ra, ngươi. Trầm mặc nùng nói ra, đã gặp vô tử, vân nói bừa không vui. Nàng đón đến, nói ra, ta biết, ta có thể giả giả trang cái gì đều không phát sinh. Bất quá chỉ là thân thể sự tình, không có gì nhìn không ra. Nếu như tối hôm qua cùng ta trên giường là khác nam nhân, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng người kia là ngươi, như là đã phát sinh, đây là lão thiên giúp ta bước ra đi một bộ, ta không muốn lại bước trở về. Mặc nùng, là quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, ta không có người muốn tốt như vậy. Ta biết, lạc ninh chết để ngươi rất lợi hại tiêu cực. Ngươi không muốn lại cùng hắn nữ nhân dắt dính líu quan hệ, ngươi sợ các nàng nếu như cũng xảy ra chuyện thời điểm, ngươi lại phải kinh lịch thống khổ như vậy. Trầm mặc nùng nói ra, là quân ngốc ngẩn ngơ, hắn đang nghĩ, chính mình thật chỉ là như vậy muốn sao giống như không đúng lắm không phải la quân nói gấp ta là một cái vòng xoáy trung tâm cách ta càng gần thì càng nguy hiểm trầm mặc nùng nói ra lý do này càng là hoang đường kiều ngưng cùng ta đã sớm là tại ngươi vòng xoáy trung tâm vô luận ngươi làm thế nào đây đều là ngươi cải biến không sự thật không làm nữ nhân ngươi thì không ở đây ngươi vòng xoáy trung tâm sao la quân sờ đầu một cái Hắn đột nhiên lại có loại hiểu ra cảm giác, nhưng lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, nói ra, "Ách, chẳng lẽ ngươi nói với ta nhiều như vậy, cũng là muốn làm ta nữ nhân?" Trầm mặc nùng khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng chợt nghiêm mặt nói ra, "Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi là ta duy nhất nam nhân. Về sau, ta cũng không có khả năng lại theo khác nam nhân cùng một chỗ. Còn ngươi muốn làm thế nào, nghĩ như thế nào, ta không có cách nào." nhưng ta không nguyện ý coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Khổ khổ, La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, trong lòng của hắn tự nhiên là ưa thích. Nam nhân, nam nhân thói hư tật xấu a. La Quân đối kiểu ngưng cảm tình là thật, yêu linh nhi càng là thật. Nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng thích Trầm Mặc Nùng a. Làm Trầm Mặc Nùng nói ra như thế tới nói lúc, hắn xác thực không có cự tuyệt lực lượng a. Ách, La Quân lại cảm thấy có chút xấu hổ, cùng không biết làm thế nào. Bởi vì trầm mặc nùng trong lòng hắn, vẫn luôn là có chút cao sơn ngưỡng chỉ. Nàng là nữ hoàng A. Làm sao cũng không có cách nào xem nàng như làm con trai hàm như thế, có thể đến tùy ý đùa dẫn A. Cái này tâm lý quá trình vẫn là cần thích ứng. Ta nói cho hết lời, người có thể đi. Trầm mặc nùng bỗng nhiên nói ra. Là quần nào nào, nói ra, đi. Trầm mặc nùng nói ra, người không phải vội vã muốn đi gặp tống thả sao. La Quân rất là xấu hổ, mặt mo đều đỏ, cũng không vội mà đi. Trầm mặc nùng trêu tức cười một tiếng. La Quân lần nữa sờ sờ cái ót, hắn nói ra, nói cách khác về sau mình hai sự tình thì định. Hắn vốn là tình trường cao thủ, nhưng ở trầm mặc nùng trước mặt, lại có chút giống chim non. Trầm mặc nùng nói ra, ta là hy vọng, tương lai của ta có thể đến giúp ngươi. Nếu có hạnh, vô lượng sát kiếp người ta có thể cùng một chỗ vượt qua. Đến lúc đó, ta hội từ đi yến kinh bên này công tác. La quân nói ra, ách, người công việc này cũng có thể từ. Trầm mặc nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ta dự định. Ta cùng ngươi, tuy nhiên ta nội tâm cường đại, nhưng nơi này ta là không có ý tứ thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Cho nên, ta đại khái hội ra ngoại quốc định cư. La quân cảm thấy trầm xuống, cái này khiến hắn rất xin lỗi, hắn nói ra, thật xin lỗi. Trầm mặc nùng nói ra, không có cái gì tốt thật xin lỗi, ta tự mình lựa chọn. Người cũng không thể đem tất cả đẹp công việc tốt đều chiếm. Nàng nói tiếp, ta biết, người không khả năng thời gian dài bồi tiếp ta. Nói thật, ta cũng không quá cần, người khi đó không có bận rộn như vậy, hàng năm có thể đi theo ta một đoạn thời gian liền có thể. Có lẽ, ta còn sẽ có hài tử bồi tiếp đây. Là quân biết, hắn cứ việc có thể dùng chính mình tài lực chế tạo một hòn đảo đi ra, sau đó đem hắn nữ nhân nhóm tụ tập cùng một chỗ, vui sướng sinh hoạt. Nhưng cái này cuối cùng tại trong hiện thực rất không có khả năng. Bởi vì các nàng hội không quen, hội không thích ứng. Chính mình cũng không thể để các nàng hèn mọn đến trong bụi đất đi. Nếu như, ta thật có thể tu luyện tới trình độ nhất định, ta rất chờ đợi lấy có thể cùng ngươi một khối ngao du hư không đây. Trầm mặc nùng nói ra. Là quân nói ra, có lẽ, ta sẽ chết. Hắn ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nói ra, mấy ngày kế tiếp, có thể nói là ta buông lỏng nhất. Nhưng thực, nhiều khi, ta đều không xác định ta có hay không có thể nhìn thấy ngày thứ hai tê An. Giống ta một người như vậy, thực là không có tư cách nói cảm tình, nói một cái, tương đương với tai họa một cái. Ta biết, trầm mặc nùng nói ra, ta chính là biết điểm này, cho nên ta mới không thể đem cái này bước ra một bộ thu hồi đi. Ta sợ có một ngày nghe được người xuất thế tin tức, ta trừ tiếc nuối, hối hận, lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Chí ít hiện tại, ta đã không còn tiếc nuối. La Quân thật sâu nhìn một chút trầm mặc nùng, hắn nói ra, ta thật hy vọng, ta không phải cái gì thiên mệnh chi vương. Có thể ngươi nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Trầm mặc nùng đứng lên, nàng chỉ ngoài cửa sổ, nói ra, ngươi nếu chỉ là chúng sinh bên trong, bận rộn một người. Ta như thế nào lại coi trọng ngươi, mà ngươi nếu thật là chúng sinh một viên, làm ngươi muốn vì sinh kế đi cầu thả, bận rộn thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi thật sự ưa thích loại cuộc sống đó sao? La Quân lần nữa ngây người. Nhân sinh, không có khả năng chiếm cứ tất cả tốt. Trầm mặc nùng nói ra, châu Phi tiểu quốc gia quốc vương có thể cưới mấy cái nữ nhân, nước tổng thống cùng nữ thư ký nhiều nói vài lời đều sẽ bị truyền xì si căng đan, lời đồn. La Quân hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cười cười, sau đó nói, mặc nùng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta không hề căm hận ta cái thân phận này. Ta nghĩ, nếu để cho ta cùng chúng sinh một viên đến so sánh, ta tình nguyện là hiện tại ta. Ta không thể được đến yêu đãi, lại đi hận lão thiên đối với ta bất công. Chí ít, hiện tại ta có thể. Có thể cái gì, trầm mặc nùng nói ra. Là quân bỗng nhiên lấn người tiến lên, một chút đem trầm mặc nùng đè xuống ghế salon. Trầm mặc nùng ngay tại dưới người hắn. Trầm mặc nùng nhất thời đỏ mặt. Là quân hôn lên nàng môi đỏ, sau đó tà mị cười một tiếng, nói ra, chỉ ít hiện tại ta, có thể hôn đến ngươi. Không phải vậy lời nói, ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên ngươi, tựa như một cái điều ti, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên hắn nữ thần. Trầm mặc nùng hô hấp nhất thời cũng có chút gấp rút, nàng nói ra, ngươi trước lên. Là quân nói ra, mơ tưởng, sau đó thì thật sâu hôn đi lên. Đây là một vòng kịch liệt hôn nồng nhiệt. Trầm mặc nùng bị hôn không thở nổi rời môi về sau trầm mặc nùng quay đầu qua nhưng cũng không dám nhìn la quân la quân sau đó thì chính mình thật tốt nghiên cứu một chút trầm mặc nùng ngạo nhân địa phương cái này khiến trầm mặc nùng xấu hổ muốn chui vào địa động bên trong đi nàng một tay lấy la quân cho đẩy ra người cái tên này quá không biết xấu hổ trầm mặc nùng chuồn trở về phòng sau đó đóng cửa phòng la quân không khỏi buồn cười hắn ngửi một cái tay mình chỉ phía trên còn lưu lại một số mùi thơm hắn cũng không có tiếp tục đi tìm trầm mặc nùng cũng biết trầm mặc nùng ra mặt mỏng mình không thể lại được một tắc lại muốn tiến một thước Là quân nghĩ đến kiều ngưng hắn nghĩ chính mình cùng trầm mặc nùng là trời đưa đất đẩy làm sao mà bước ra một bước này mà chính mình cùng kiều ngưng đâu kiều ngưng không sẽ chủ động bước ra đi vậy mình vẫn là muốn chủ động một số lề mề chậm chạp quả nhiên là khó Là quân tâm lý bao phục nhẹ rất nhiều đang tiếp thu con trai hàm thời điểm hắn thì nói với chính mình muốn thống thống khoái khoái nhưng về sau kinh lịch trần phi dung linh nhi lạc ninh về sau hắn lại biến khiếp đảm lên bây giờ bởi vì trầm mặc nùng hắn lá gan lại nổi lên tới chỉ cảm thấy nghĩ như vậy về sau tâm ý thông suốt cả người đều sảng khoái tinh thần lên đến xế chiều thời điểm trầm mặc nùng sau khi đi ra nói ra đói bụng đi xuống ăn cái gì đi la quân nói ra tốt trầm mặc nùng liền đi ra ngoài là quân bỗng nhiên tiến lên, giữ chặt trầm mặc nùng tay. Trầm mặc nùng lập tức rút tay ra, nói, làm gì? Ách, đây không phải rất bình thường sao? Là quân nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, ta không quen, mà lại, nơi này là Yến Kinh A. Yến Kinh làm sao? Là quân nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, nơi này tình báo tai mắt rất rộng, nếu là ta và ngươi dắt tay hình ảnh bị truyền trở về, ngươi để cho ta về sau làm sao lăn lộn. La Quân nói ra, cái kia cũng không có vùng nếu không mà. Trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn thật cảm thấy không có vùng nếu không như vậy tùy ngươi, chỉ cần ngươi không sợ ra ra của ta đem ngươi bắt đi qua thẩm vấn ngươi. Là quân giật mình, hắn ngẫm lại loại kia chàng diện đều phạm sợ đây. Tiếp theo, hắn ngẫm lại lại không đúng, nói ra, vậy hai ta thường xuyên ở chung một chỗ, không phải cũng sẽ chọc cho người chỉ trích sao. Trầm mặc nùng nói ra, cái kia không sao cả, ta lời nói, gia gia của ta vẫn tin tưởng. La Quân nói ra, a à. ở bên ngoài thời điểm La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vẫn là không có gì cải biến. Đến khuya về nhà về sau, Trầm Mặc Nùng trước tắm rửa, tắm rửa xong về sau thì về trong phòng ngủ, hơn nữa còn đem cửa phòng khóa trái ở. La Quân tắm rửa xong về sau, đến chợt Trầm Mặc Nùng cửa phòng lập tức liền phát hiện cửa phòng bị khóa trái sự thật. Gia hỏa này cái này phiền muộn a à. hắn sau đó gõ cửa. Trầm Mặc Nùng ở bên trong nói ra, "Ta ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi." "Là quần cái này coi như không làm, nha, ngươi nói với ta nhiều như vậy, thuyết phục ta tiếp nhận ngươi." Kết quả lão tử tâm động, ngươi ngược lại trốn đi không tiếp khách, đây coi là cái cái gì sự tình a? À. Hô một tiếng, La Quân đột nhiên thì thi triển ra hư không xuyên toa bản sự, đi thẳng đến Trầm Mặc Nùng trong phòng. "Ngươi làm sao tiến đến?" Trầm Mặc Nùng chính trên giường ngồi khoanh chân tĩnh tọa, gặp La Quân đột nhiên xuất hiện, không khỏi giật mình. La Quân cười một tiếng, nói ra: Ta còn có rất nhiều thứ muốn dạy ngươi, như loại này hư không xuyên toa bản sự, ngươi bây giờ cũng có thể thi triển, mà lại là dư xài. Hắn đón đến, nói ra: Ngươi tu vi tăng trưởng quá nhanh, nhưng là đối pháp lực nhận biết còn chưa đủ. Ngươi nhìn ta mấy ngày nay sắp đi, ta là đến cho ngươi tốt nhất chỉ điểm một phen a. Trầm Mặc nùng mặc là đồ ngủ, nàng nói ra: Vậy được rồi người đi ra ngoài trước. Chờ ta thay đổi y phục, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Còn thay cái cái giám A, à, là quân biết trầm mặc nùng trên mặt mũi có chút ngượng nghịu. Lúc này chính mình như còn rụt rè, đó mới là gọi gặp quỷ bóp. Là quân liền lấn người tiến lên. Người làm gì, trầm mặc nùng khuôn mặt hồng hồng, tâm hoảng ý loạn. Là quân một tay lấy nàng ép dưới thân thể, sau đó nói, tối hôm qua đều không tránh thức hưởng thụ qua, hôm nay người đến đền bù tổn thất ta nói xong liền đau nhức hôn đi lên trầm mặc nùng nhẹ nhàng giấy dụa lấy nhưng la quân án lấy nàng hai tay dần dần nàng cũng liền mất phương hướng tại ôn nhu như vậy bên trong cảnh ban đêm là mỹ lệ trên giường người hưởng thụ lấy mê say lấy thì liền khí tức đều lộ ra mập mờ mà mông lung từng đợt từng đợt kịch liệt thủy triều mãnh liệt mà đến mà thủy triều cuối cùng có lắng lại thời điểm la quân cùng trầm mặc nùng theo trong chăn nhô đầu ra hai người song song phốc trên giường. Trầm mặc nùng đầu tựa vào gối đầu bên trong, nàng sợi tóc tán loạn lấy, trắng như tuyết vai trần ở bên ngoài. La quân lại lật người đến, hắn ngẩng lên thật dài mở rộng cánh tay, lại thở phào một hơi, chỉ kém không có hô to một tiếng thoải mái. Mặc nùng, người biết không, ta lần thứ nhất gặp người cảm giác. La quân bỗng nhiên nói ra. Trầm mặc nùng quay đầu qua nhìn về phía La quân, nói ra, không cần đoán cũng biết, khi đó ta là ngươi trong suy nghĩ không thể leo lên nữ thần hiện tại trong lòng ngươi có thể thoải mái a à? la quân cười ha ha một tiếng xoay người ôm trầm mặc nùng trên khuôn mặt của nàng hôn một cái nói ra nữ nhân quá thông minh cũng không tốt a à? trầm mặc nùng nói ra cái kia không có cách ta luôn luôn đều là thông minh như vậy la quân nói ra nhắc tới cũng kỳ quái kỳ quái cái gì trầm mặc nùng nói ra la quân vốn là muốn nói mình cùng con trai hàm chưa từng có làm tránh thai biện pháp đan tê hàm nhưng vẫn không có mang thai hắn cảm thấy con trai hàm khẳng định là không có vấn đề chẳng lẽ là mình có vấn đề la quân hiển nhiên không phải thấp tình thương người đương nhiên biết lúc này cùng trầm mặc nùng nói con trai hàm có chút sát phong cảnh sau đó lập tức liền im miệng nhưng trầm mặc nùng lại truy nguyên nói ra ngươi chuẩn bị nói cái gì la quân nói ra ta đang nghĩ nếu là ngươi mang thai ngươi sẽ cho ta sinh ra tới sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia không phải là cảm thấy kỳ quái a? À. ngươi là muốn nói kỳ quái con trai hàm vì cái gì vẫn luôn không có mang thai a? À. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi thật sự là Trầm Mặc Nùng lại không tiếp tục truy cứu, nàng nói ra, nếu là ta mang thai, tự nhiên sẽ sinh ra tới. thật, La Quân cảm thấy chấn kinh. Trầm Mặc Nùng nói ra, này sẽ là thuộc về ngươi ta huyết mạch duy nhất là bất luận kẻ nào đều không thể chia sẻ, ta như thế nào không muốn. La Quân nói ra, thế nhưng là ngươi bên này, ngươi tại sao cùng gia ra ra ngươi giải thích. Trầm Mặc Nùng nói ra, giải thích không, vậy liền không giải thích chứ sao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ra ra của ta hội cùng ta đi lên diễn cầu huyết xé bức kịch, đuổi ta ra trầm ra. Xin nhờ, đây chẳng qua là tam lưu môn tình mới có thể trình diễn kiều đoạn. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, người đoán ra ra ngươi sẽ như thế nào? Trầm mặc nùng nói ra, sẽ tức giận, sẽ đau lòng, nhưng lại hội rất thương yêu nhi tử ta. Nàng theo rồi nói ra, vậy ta nếu là mang thai, người có muốn hay không ta sinh ra tới đâu? La Quân nói ra, nếu như ta có thể có con trai, hoặc là nữ nhi. Ta nghĩ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tới yêu nàng, yêu nàng. Tuyệt sẽ không giống hắn nói đến đây liền không hề nói. Trầm mặc nùng tự nhiên biết La Quân là tại sầu não thân thế. La Quân nói ra, nhưng ta lại sợ, nàng đến trên đời này, ta không có cách nào một mực làm bạn nàng trưởng thành. Ta sợ lại bởi vì thân phận ta mà liên lụy đến nàng. Trầm mặc nùng nói ra, không cần sợ, tại kinh đô tri địa, không ai dám làm loạn. Dù cho ngươi không thể làm bạn nàng trưởng thành, nhưng ta hội nói cho nàng, phụ thân nàng là anh hùng cái thế. Gia tộc bọn ta, đều sẽ thương nàng, yêu nàng cho nên ngươi không cần có gánh vác thật rất lợi hại cảm ơn ngươi là quân tâm tình phức tạp mà cảm khái hắn đem trầm mặc nùng ôm thật chặt vào trong ngực nói ra ta biết đối ngươi như vậy rất lợi hại không công bằng cũng rất để ngươi ủy khuất ta cũng rất muốn cho ngươi một đời một kiếp một đôi người hứa hẹn nhưng là thật có lỗi ta làm không được ta không tham muốn những cái kia sắc đẹp chỉ là thân bất do kỳ trầm mặc nùng nhẹ nhàng nói ra ta đều hiểu a à. Ta hy vọng các ngươi có thể đều rất tốt, ta càng hy vọng ta có thể cho các ngươi hy vọng, mong muốn. Chỉ cần ta có thể làm được, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng hy vọng ta có thể để ngươi cảm thấy hạnh phúc mà không phải một loại gánh vác cùng tội ác. La Quân hôn lên trầm mặc nùng môi. Hai người lần nữa đi qua một vòng hôn nồng nhiệt, như thế về sau, lẫn nhau ở giữa tâm liền càng thêm tới gần. Trầm Mặc Nùng cũng không hề nhăn nhó, nàng rúc vào La Quân trước ngực, nói ra Nói cho ta một chút đi, từ lần trước ngươi rời đi ta về sau, lại kinh lịch thứ gì? La Quân liền bắt đầu kể rõ, hắn giảng Thiên Châu Phong thổ nhân tình, giảng hoàng thượng, giảng tại mãng hoang cảnh, giảng hòa Tiểu Long ở giữa kỳ diệu cố sự các loại. Trầm Mặc Nùng nghe được say sưa ngon lành, nghe được buồn cười lúc, hội cười khẽ một tiếng. Nghe được khẩn trương lúc, cũng sẽ mi đầu nhíu chặt, vì La Quân lo lắng. Mà qua đi Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy buồn cười chính mình lại có cái gì tốt lo lắng, hắn không phải thì êm đẹp ở chỗ này sao? Là quân, không biết vì cái gì, ta có dự cảm. Trầm mặc nùng nói ra. Hả, cái gì dự cảm? Là quân hỏi. Trầm mặc nùng nói ra, ta hội mang thai. Là quân nào nào, hắn nói ra, tại sao có thể có loại dự cảm này? Ta dự cảm luôn luôn rất lợi hại chính xác. Trầm mặc nùng nói ra. Nếu thật sự là như thế, vậy liền quá tốt. La Quân nói ra. Về sau, là quân vì gia tăng trầm mặc nùng mang thai tỷ lệ, hai người lại lại lần nữa điên cuồng. Đây cơ hồ là cái đêm không ngủ muộn, đến mức sáng ngày thứ hai, trầm mặc nùng đều run chân đến sắp phía dưới không giường. Sớm hơn 7 giờ, cửa phía ngoài linh bỗng nhiên vang. Là quân vẫn không có gì quan trọng, trầm mặc nùng sắc mặt lại là biến đổi, nàng vỗ xuống là quân, nói ra, mau dậy đi. Là quân nói ra, là làm sao? Trầm mặc nùng nói ra, có người gõ cửa. La Quân nói ra, "Gõ thì gõ thôi. Chỉ có gia gia của ta biết ta ở chỗ này." Trầm Mặc Nùng nói ra. Ta dựa vào, La Quân lập tức luồn lên tới, hắn cấp tốc mặc quần áo, sau đó chạy về phòng của mình, tiếp lấy lại đóng cửa phòng. Trầm Mặc Nùng cũng rất nhanh thu thập một chút, châm tóc, thay đổi y phục. Như thế về sau, mới đi mở cửa ra. Trầm Mặc Nùng ra gia tóc bạc trắng, lão gia tử gọi là Trầm Trung Quân hắn mặc lấy đường trang, tuy nhiên tuổi tác lớn, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Là cảnh vệ đem trầm trung quân lái xe đưa tới, giờ phút này cảnh vệ dưới lầu chờ lấy. Ra ra, trầm mặc nùng có chút tâm hỏng nói ra, ngài làm sao sớm như vậy đến ta chỗ này đến. Trầm trung quân cứ như vậy nhìn lấy trầm mặc nùng, cũng không nói chuyện. Hắn không có cái gì biểu lộ, liền đến mức trầm mặc nùng cũng đoán không ra 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 giờ phút này đang suy nghĩ gì. Có điều lúc này, La Quân đem chính mình thu thập chỉnh lý tốt về sau, cũng mở cửa phòng. Hắn không có khả năng cứ như vậy tránh trong phòng, nếu có một ngày bị Trầm Mặc Nùng ra ra biết, như vậy Trầm ra ra chắc chắn xem thường dạng này hắn. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân đi ra, vô cớ đau đầu, "Ngươi." Trầm Trung Quân trông thấy La Quân, lại tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn sắc mặt nhàn nhạt. "Ra ra tốt, La Quân không kiêu ngạo không tự ti, hắn đi lên trước nói ra." đối mặt trầm trung quân như chim ưng sắc bén ánh mắt là quân lộ ra rất là chấn định ra ra ngài ngồi trầm mặc nùng nói ra trầm trung quân ngồi xuống là quân thì đứng ở một bên trầm trung quân nói ra tiểu la người cũng ngồi đi la quân nói ra cảm ơn ra ra sau đó liền tại trầm trung quân đối diện ngồi xuống trong lòng của hắn là kinh ngạc bởi vì trầm ra ra thế mà biết tên hắn trầm mặc nùng thì đi phao hai chén chả nóng tới như thế về sau, mới tại trầm trung quân ngồi xuống bên người. Tiểu la, người cùng mặc nùng là tại nói chuyện yêu đương A. À. Trầm trung quân đi thẳng vào vấn đề. Trầm mặc nùng nao nao, sau đó lập tức phủ nhận, nói ra, không có chuyện, ra ra, sao lại có thể như thế đây? Trầm trung quân nhìn một chút trầm mặc nùng, nói ra, ta không hỏi ngươi, ta nhỏ hơn là tới nói. La quân liền biết, trầm trung quân nếu là không có một chút điểm tình báo, không lại đột nhiên tới hắn cũng liền không giấu giếm nói ra không sai trầm trung quân ánh mắt nhất thời cũng có chút phức tạp hắn nói tiếp tiểu la ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết ngươi là rất không tệ người trẻ tuổi tuy nhiên ngươi không tại yến kinh vòng tròn bên trong nhưng mặc nùng cũng một mực đều không thích cái vòng này cho nên ta không phải cái không khai sáng người ta có thể ủng hộ các ngươi hắn đón đến còn nói thêm bất quá ngươi thật giống như đã kết hôn mà lại cũng không có ly hôn đúng không la quân nói ra đúng trầm trung quân nói ra thê tử ngươi đâu la quân nói ra nàng ở trên sao hỏa trên sao hỏa trầm trung quân nhất thời trừng mắt ơ mép thổi nói ra cái kia sao hỏa la quân không khỏi cười khổ nói ra tựa hồ sao hỏa chỉ có một cái trầm trung quân trên mặt hiện lên nộ khí nói ra sáng sớm ngươi liền đến tiêu khiển ta lão đầu tử a tiểu la người cảm thấy chúng ta bây giờ nói lời nói, thích hợp mở ngây thơ như vậy trò đùa sao? Là quân liền liền đang sắc lên, hắn nói ra, trưởng giả cha hỏi, vãn bối không dám có nửa câu tiêu khiển, lại không dám nói nửa câu lời nói dối. Thê tử của ta từ đồ linh nhi xác thực thật là tại sao hỏa phía trên? Trầm mặc nùng cũng liền mở miệng, nàng nói ra, ra ra, đây là thật. Trầm trung quân nói ra, ta rất muốn tin tưởng các ngươi lời nói. Nhưng cái này quá hoang đường trầm mặc nùng nói ra, ngài vẫn luôn tại kinh đô hạch tâm, những thứ này huyền bí sự tình, ngài phải biết. Năm đó Trung Hoa Đại Đế, ngài cũng là gặp qua. Ngưng tụ tam thi nguyên thần, ngao du hư không, thành tựu vô thượng thần thông. Còn có thần đế, trầm mặc nùng sau đó nói với La Quân, La Quân, ta cái bụng có chút đói. Người đi giúp ta mua chút ăn lên đây đi. La Quân tự nhiên biết trầm mặc nùng là muốn đem hắn đẩy ra, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hắn lại nói với Trầm Trung Quân, "Trầm Gia Gia, ngài ăn điểm tâm sao?" Trầm Trung Quân lại ngừ một tiếng, không để ý đến La Quân. La Quân lấy cái chán, nhưng hắn vẫn rất có phong độ nói ra, "Cái kia Trầm Gia Gia, ta thì đi xuống trước mua bữa sáng, các ngươi chậm trò chuyện." Đợi La Quân rời đi về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, "Có một vị tinh chủ chế tạo một cái chúng tinh điện. Chúng tinh điện bên trong có 108 điện, cũng có 108 vị trưởng điện dùng." cái này chúng tinh điện tạo hóa ngàn vạn, có thể ngao du hư không vũ trụ, cũng có thể tại sao hỏa ngụ lại. Thần khí này bên trong, còn có tự mình quang hợp tiếp tế. Bên trong còn trồng lương thực, rau xanh, nuôi nhốt thú loại ăn thịt chờ một chút, hết thảy đều là tự cung tự cấp. Cái này trầm trung quân bán tín bán nghi. Trầm mặc nùng nói ra, ra ra, ngài giải ta. Ta muốn nói láo, ta sẽ dùng không chê vào đâu được hoang ngôn tới nói. Nhưng là ngài cũng biết, Ta chưa bao giờ đối với ngài nói láo." Trầm Trung Quân nói ra, nhưng lại tại vừa rồi, ngươi liền đối với ta nói láo." Trầm Mặc Nùng nhất thời khuôn mặt đỏ lên. "Trầm Trung Quân nói ra, những thứ này ta đều mặc kệ, ngươi cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Hắn là cái có thể thất người." Mặc Nùng ra ra nhìn lấy ngươi lớn lên. "Ngươi không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người a. Ra ra có thể vì ngươi lực bài chúng nghị." nhưng ra ra làm sao tới ủng hộ ngươi cùng một cái đã kết hôn người cùng một chỗ trầm mặc nùng nói ra không phải ta không thể tự kiềm chế chỉ là ra ra ngài vẫn là không quá giải chúng ta thế giới nàng khẽ vươn tay liền đem bàn trà cái chén lăng không bắt nắm bắt tới tay phía trên sau đó nàng lại bóp kiếm quyết cái kia trong chén nước trà hướng lên trên dũng mãnh lao tới sau cùng hình thành một cây kiếm cái này hấp trà thủy kiếm lại hướng trên bàn trà cắt chém mà đi bàn trà lập tức bị cắt chém thành hai nửa một màn này trầm trung quân nhìn trợn mắt hốc mồm phàm nhân thế giới là cưới tang gả cưới đều có quy tắc nhưng chúng ta thế giới không là phàm nhân quy tắc có khả năng trói buộc trầm mặc nùng nói ra dưới mắt vô lượng sát kiếp buông xuống mà chúng ta yến kinh cũng có tổ long chi khí bảo hộ la quân là thiên mệnh chi vương hắn sinh tử đang vòng xoáy bên trong hắn mỗi ngày đều tại đứng trước sinh tử gian nan ta không biết hắn còn có thể sống bao lâu, cũng không biết ta còn có thể sống bao lâu. nhưng là ta không muốn bỏ qua hắn, quản chi hắn có thể tử. Trầm Trung Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngài không biết ta cùng với hắn một chỗ trải qua cái gì. Trầm Trung Quân nói ra, không quản các ngươi kinh lịch cái gì, nhưng cái này đều không phải là ngươi như vậy từ bỏ tự mình cùng với hắn một chỗ lý do. ta không hề từ bỏ tự mình. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta nói qua không phải ta không thể tự kiềm chế. Chỉ là sương mai dễ dàng trôi qua, ta nên nắm chắc hôm nay. Trừ hắn, ta sẽ không lại đi yêu bất luận kẻ nào. Hắn đáng giá không, trầm trung quân nói ra, một cái chịu cóng thê tử cùng với hắn nữ nhân nam nhân, đáng giá người phó thác sao. Trầm mặc nùng nói ra, lấy thế tục ánh mắt đến xem, xác thực không đáng giá phó thác. Nhưng là ta biết, sẽ không còn có người so với hắn đáng giá phó thác trầm mặc nùng theo rồi nói ra lúc trước nàng đem la quân cùng tư đồ linh nhi cảm tình cố sự nói ra la quân vì ngăn cản trầm mặc nhiên hoang thần thân thể tan nát hấp hối mà tư đồ linh nhi vì cứu la quân não hạch dâng ra bây giờ hôn mê bất tỉnh la quân lần này cùng chúng tinh điện ở giữa đấu tranh đến sau cùng hắn vì linh nhi lại lên chúng tinh điện trở thành tinh chủ một con cờ trầm mặc nùng nói la quân đối nàng mấy lần ân cứu mạng cùng đưa tặng đan dược tri ân còn có thật nhiều đủ loại cố sự, trầm mặc nùng đều cùng gia gia nói rõ chi tiết. cái này là lần đầu tiên, trầm mặc nùng đem chính mình cố sự cùng gia gia chia sẻ. gia gia, ta hy vọng ngài có thể hiểu được ta. trầm mặc nùng lớn nhất rồi nói ra. trầm trung quân trầm mặc đi xuống. sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, người từ nhỏ lòng dạ thì rất cao, cũng cùng đại viện hài tử cũng khác nhau. gia gia thậm chí nghĩ tới, coi như ngươi muốn đi tìm cái tiểu tử nghèo chỉ muốn tên tiểu tử kia không phải cái kẻ bất lực, Gia Gia đều có thể ủng hộ ngươi. Những năm này, ngươi cũng không có để Gia Gia thất vọng qua. Nhưng ngươi bây giờ chọn lựa dạng này đường, Gia Gia lý giải ra sao ngươi, làm sao ủng hộ ngươi. Trầm mặc nùng nói ra, ta biết, lúc này đột nhiên để ngài tiếp nhận, rất không có khả năng. Nhưng ta vốn liền không khả năng đi cùng người khác đi yêu đương kết hôn. Trầm trung quân thở dài, hắn đứng người lên đến, nói ra, Gia Gia lão, thật lão hắn nói xong cũng hướng xuống mặt đi đến. Cửa mở ra thời điểm, La Quân thì đứng ở bên ngoài. Trầm Trung Quân nhìn về phía La Quân, hắn cuối cùng không nói gì. La Quân đem bữa sáng đưa cho đằng sau Trầm Mặc Nùng. Sau đó, hắn nói ra, ra ra, chúng ta đi mái nhà tâm sự đi. Trầm Trung Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt. La Quân cùng Trầm Trung Quân đến mái nhà. Tia nắng ban mai vùng chiếu vào Mỹ Lệ Yến trong kinh thành, Trầm Trung Quân nói ra, người muốn nói với ta cái gì? La Quân nói ra, ta tuyệt không muốn cho ngài lớn như vậy làm phức tạp. Trầm Trung Quân nói ra, vậy ngươi muốn sao liền rời đi mặc nùng, muốn sao thì cùng thê tử ngươi ly hôn. La Quân nói ra, hôm nay không biết rõ ngày sửa tình, có lẽ không lâu sau, ta chính là một cỗ thi thể. Ta thân phận như vậy, thế mà còn lựa chọn cùng với mặc nùng, thật là rất lợi hại từ tư. Ngươi minh bạch liền tốt, Trầm Trung Quân nói ra la quân nói ra mặc nùng muốn nếu là không có tiếc nuối đây là ta duy nhất có thể cho nàng nàng thuyết phục ta lúc nói nàng biết đây hết thảy nàng biết nàng phóng ra một bộ thu hồi đi tương lai nếu là ta thật có cái gì bất chắc nàng sẽ hối hận nếu như ta may mắn có thể một mực còn sống có lẽ sẽ đi ngao du hư không có lẽ quá xa thật sự là không dám nghĩ trầm trung quân nói ra người đến cùng muốn nói với ta cái gì la quân nói ra trầm ra ra, ngài nhìn này đến phía dưới chúng sinh, bọn họ mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì. Trầm Trung Quân nói ra, có ý tứ gì? La Quân nói ra, ta nghĩ, đại khái đều là không thể rời bỏ công tác, gia đình, tài phú, nữ nhân, dục vọng những vật này đi. Trầm Trung Quân nói ra, thì tính sao? La Quân nói ra, nhưng ngài có thể tưởng tượng, ta trong đầu mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì sao? Trầm Trung Quân nói ra, ta không tưởng tượng nổi. La Quân nói ra, ta nhìn ngày này, giống như là một cái lồng hấp. Mà ta là cái này lồng hấp bên trong con kiến, ta phải cố gắng sống sót. Ta có đại thần thông tại thân, nhưng tử vong lại cách ta càng gần. Ta trước kia nguyện vọng là, ta muốn bay lên lúc, ngày đó cũng tránh đường ra ngài nhìn. La Quân đột nhiên tế ra hắc liên ngai vàng, hắn theo rồi nói ra, ngài đến ta trên lưng tới. Trầm Trung Quân hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời mà đi. La Quân nói ra, ngài cẩn thận một chút, tiếp xuống có thể có chút kích thích. Hắn nói xong cũng gánh trầm trung quân, đạp vào hắc liên ngai vàng. Hô một tiếng, hắc liên ngai vàng liền hướng bên trên bầu trời vọt tới. Rất nhanh liền chui vào đến tầng mây, hắn vung tay lên, tầng mây lập tức hóa thành đóng băng, tiếp lấy đóng băng vỡ nát. Ngài nhìn, ngày này cũng làm cho mở, là quân quay người lại thì lại mang trầm trung quân trở lại cao ốc trên sân thượng hắn xòe tay ra tứ phương liền đều là băng tường ta muốn nói cái gì đâu ta muốn trầm ra ra ngài không muốn như vậy buồn ngủ buồn bực bởi vì người đứng tại khác biệt tình cảnh nhìn vấn đề phương thức là khác biệt có lẽ ngài cho rằng mặc nùng phải thật tốt lấy chồng gả người tốt sau đó sinh đứa bé mỹ mãn cả đời cái này là đối với nàng tốt nhất nhưng có lẽ là kia chi mật đường ta chi sao như thế thời gian đại khái mặc nùng gặp qua nổi điên đi ta đang cầu xin đại đạo, không cầu vĩnh sinh, chỉ cầu có thể còn sống. La Quân nói ra, đây là rất nhiều thần thông giả ý nghĩ, bọn họ chỉ muốn có thể tránh thoát trận này thiên địa đại kiếp. Nhưng ta biết, rất nhiều người đều lại ở chỗ này chết đi. Sau cùng, Trầm Trung Quân không có lại nói cái gì, yên lặng rời đi. Một câu kia kia chi mật đường, ta chi sao để Trầm Trung Quân chấn động. Hắn lại yêu cháu gái Trầm mặc Nùng, nhưng hắn cũng muốn, mình muốn quy hoạch cho nàng đường, khả năng thực sẽ để cho nàng phát cuồng đi như vậy thì hết thảy đều mặc kệ đi liền để nàng qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt đi ngươi theo gia gia của ta nói cái gì trầm mặc nùng tại trầm trung quân sau khi đi hỏi la quân la quân nói ra ta nói có lẽ kia chi mật đường chính là ta chi sao bọn họ muốn cho ngươi sinh hoạt tại thường trong mắt người có lẽ là rất lợi hại an ổn hạnh phúc nhưng ngươi không biết a à. trầm mặc nùng thật sâu nhìn một chút la quân Nàng nói ra ta nói nửa ngày còn là không bằng ngươi một câu bên trong la quân cười một tiếng sau đó la quân chính thức dậy trầm mặc nùng rất nhiều pháp thuật ảo diệu rất nhiều thứ đều là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông trầm mặc nùng tự nhiên cũng là một điểm tức thấu cái kia chuyện song tu cũng không phải muốn ngày ngày song tu liền có thể tăng tiến thường thường đều là lần đầu tiên có hiệu quả đằng sau hiệu quả làm theo không lớn ba ngày sau la quân liền cùng trầm mặc nùng cáo biệt trong ba ngày này la quân cùng trầm mặc nùng tự nhiên là không ít triền miên cái này thâu thiên trảo cho ngươi đến dùng đi trên tay ngươi không có cái gì quá tốt pháp bảo la quân nói với trầm mặc nùng trầm mặc nùng lập tức cự tuyệt nàng nói ra ta bây giờ tại thế giới bao la đã đủ tự vệ ngươi phải đối mặt hung hiểm càng nhiều vẫn là chính ngươi cầm đi la quân cười một tiếng nói ra trong tay của ta pháp bảo không ít cái này uy lực không tính quá lớn. Cho nên, lưu tại ta trên tay có chút lặp lại, vẫn là ngươi cầm. Là quân kiên trì, trầm mặc nùng sau cùng cũng liền nhận lấy. Về sau, là quân khống chế hắc liên ngai vàng rời đi. Lần này, hắn đã có năng lực trực tiếp xuyên thấu âm dương lưỡng giới hàng rào. Là quân hiện tại đi âm diện thế giới, không cần tiếp tục trèo non lội suối. Là quân tới trước bất tử tộc gặp Lâm Băng, lần này Lâm Hảo Hiên cũng là tại bất tử tộc bên trong băng hoàng cung bên trong lâm hảo hiên lâm băng còn có diệp minh đều tại hóa tiểu tử ngươi có thể a à. lâm hảo hiên nện phía dưới la quân nói ra ta đều nhìn không thấu được ngươi ngươi bây giờ tu vi gì a à? la quân cười một tiếng nói ra qua loa hắn cũng không muốn nói đi ra kích thích lâm hảo hiên không được ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút lâm hảo hiên nói ra cái này quá không có thiên lý ngươi tiểu tử này tiến triển cũng quá nhanh Tới tới tới, chúng ta qua hai chiêu. La Quân muốn khoát tay cự tuyệt, nhưng Lâm Hạo Hiên cũng rất là chấp nhất. Mà lại Lâm Băng cùng Diệp Minh cũng muốn nhìn La Quân tu vi đây. Lâm Hạo Hiên tính cách là có chút lão ngoan đồng tính cách. Khác nhau chính là, hắn vẫn là cái rất đẹp trai ra hỏa. Lâm Hạo Hiên bây giờ đã là bát trọng thiên trung kỳ tu vi, hắn đột nhiên đem pháp bảo phong hỏa phất trần tế ra đến, chỉ hướng phía trước vung lên, cái kia phong hỏa phất trần ba ngàn sợi bạc bỗng nhiên thành dài chuẩn bị sợi bạc tựa như có linh tính một dạng cấp tốc sinh trưởng đồng thời bốn phương tám hướng hướng la quân quay chung quanh mà đến la quân một chỉ điểm ra nhất thời đóng băng thuật thoáng hiện những sợi bạc đó liền bị la quân địa sát chi tinh đông cứng lâm hạo hiên bị kinh ngạc lập tức tiếp tục thi pháp hắn phong hỏa phất trần chính là thiên tài địa bảo lợi hại phi phàm không biết sao la quân pháp lực tu vi thâm hậu qua hắn quá nhiều gió này hỏa phất trần liên tục mấy lần dãy ruộng chính là đều không có giấy ruộng mở. La Quân sau đó vừa rút lui tay, Lâm Hạo Hiên thì thu hồi phong hỏa phất trần. Lâm tiền bối, đa tạ, La Quân ôm quyền nói ra. Hảo tiểu tử, Lâm Hạo Hiên cực kỳ không phục, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên liên tục thi triển phong hỏa phất trần. Phong hỏa thần long, Lâm Hạo Hiên quát. Phong hỏa phất trần bay lên không chung, ba ngàn sợi bạc như bị cuồng phong cổ động, đột nhiên tại La Quân Chu Vi quấn thành một cái đại trận chuẩn bị sợi bạc đều như sống vừa đi vừa về công sát hướng la quân la quân trước mắt trong nháy mắt đều là già thiên tế nhật sợi bạc lợi kiếm hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó la quân biết phong hỏa phất trần chính là lợi hại bảo bối cũng không dám khinh địch hắc la quân một tay thi triển ra đóng băng thuật bảo vệ tự thân để cái kia sợi bạc lợi kiếm không cách nào đánh vào tiến đến tay kia thi triển ra liệt không đại thủ ấn liền muốn đem những thứ này sợi bạc xé rách ra một cái cửa hang tới Liệt Không đại thủ ấn chính là La Quân tại mất phương hướng trong đại lục tự sáng tạo công pháp, bây giờ hắn tu vi đại thành, lại là có thể như ý thi triển đi ra. Đối với Lâm Hạo Hiên, La Quân mang trong lòng tỷ thí chi tâm, đương nhiên sẽ không thật hạ tử thủ, càng sẽ không vận dụng chiến nô cùng đại La tiên đằng, hắc ám mạn đồ la. Liệt Không đại thủ ấn xé rách sợi bạc, cái kia sợi bạc trận lập tức trôi nổi lên, mấy lần búng ra, liền đem La Quân Liệt Không đại thủ ấn hóa giải cái kia sợi bạc búng ra ở giữa, tựa như thái cực trận thức phát động, tuần hoàn vô cực, rất là ảo diệu. La quân không khỏi có chút nổi nóng, có vẻ giống như chính mình trừ pháp bảo, công pháp phía trên như vậy yếu. Chẳng lẽ cách pháp bảo, thì liền bát trọng thiên trung kỳ lâm tiền bối đều khó mà chiến thắng sao? La quân đóng băng thuật là phối hợp địa sát chi tinh, hắn lập tức rút ra đại bộ phận địa sát chi tinh, hình thành tạo hóa kiếm quyết bên trong vạn kiếm quy nhất. Hắc sắc cực kiếm oanh một tiếng, hướng sợi bạc trận chém giết mà đi. Sợi bạc trận cũng mãnh liệt múa động, đột nhiên liền thành lốc xoáy, thiên ti vạn lũ quấn lên hắc sắc cử kiếm. Là quân cảm giác được hắc sắc cử kiếm bị vô số lực lượng cùng tinh thần áp bách, trong nháy mắt liền bị đè ép thành phấn vụn. Hắn vung tay lên, thu hồi địa sát kiếm. Lâm Hảo Hiên cũng liền thu hồi phong hỏa phất trần, tiểu tử, không tệ không tệ. Lâm Hảo Hiên lúc này cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn tại tràng tỷ đấu này bên trong là chiếm thượng phong. Lâm Hạo Hiên trong lòng cũng biết La Quân là không có liều mạng, thật liều mạng lên, hắn chỉ sợ khó có thể chống đỡ. La Quân lại là sắc mặt có chút khó coi, hắn tự nhiên không phải thua không nổi, mà chính là đối chính hắn phá lệ không hài lòng. Ta sư đệ nếu là dùng pháp bảo, Lâm tiền bối người mới ý không? Lâm băng ở giữa hòa giải. Lâm Hạo Hiên ngượng cười hai tiếng, nói ra, không sai không sai. Diệp Minh cũng nói, đúng vậy a, à, là quân người thật vất vả đến, chúng ta đi vào uống rượu nói chuyện. Hắn nói xong liền tiến lên đây ôm La Quân bả vai. La Quân không nhúc nhích tí nào, Diệp Minh ngẩn ngơ, hắn nhất thời cũng có chút xấu hổ. Lâm Băng cũng có chút xấu hổ, tại nàng trong ấn tượng, La Quân không phải nhỏ mọn như vậy người. La Quân thì là nói ra, các người chờ ta một chút. Hắn sau đó thì ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại, xem ra sư đệ là có cái gì linh cảm lâm băng nói ra sau đó ba người thì ở một bên yên tĩnh đợi cũng không quấy dày la quân la quân nhắm mắt lại lúc này hắn mặc kệ bốn phía hết thảy trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại rất nhiều thứ đến ta tại mất phương hướng trong đại lục lấy thiên địa pháp tướng xưng vương xưng bá ít có địch thủ ta tại mãng hoang cảnh thời điểm trong lòng vô chiêu trên tay có chiêu thiên hạ vô địch ta tại thế giới bao la bên trong đối mặt lâm tiền bối phong hỏa phất trần thế mà phá đi không ra vì cái gì ta có cái gì đắc ý chiêu số trước kia ta dùng hợp thái cực huyền thiên trảm các loại chiêu số nhưng là theo hỏa sát chi tinh cho tiểu long sau đó thái cực huyền thiên trảm liền không lại dùng thiên địa pháp tướng không phải vô địch thái cực huyền thiên trảm cũng không phải vô địch nhưng chúng nó lại là đem chính mình lực lượng ngưng tụ đến điểm cao nhất mà dưới mắt ta có cái gì sát chiêu tạo hóa kiếm quyết thiên lôi quyền ấn liệt không đại thủ ấn còn có cấp thấp linh hồn lốc xoáy vòng xoáy ngân hà đại mệnh vận thuật là thi triển không giao uy lực cái này tạm thời không muốn cho nên dưới mắt ta không thể quá mức dựa vào pháp bảo ta phải có chính mình sát chiêu đem ta lực lượng thi triển đến lợi hại chiêu số tại lâm băng các loại trong mắt người các nàng xem đến là quân trước mặt bỗng nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa màu đen địa sát chi tinh đang ngưng tụ ngưng tụ thành màu đen hình cầu là quân trong tay pháp quyết biến hóa, không ngừng hướng cái này màu đen hình cầu bên trong rót vào pháp lực, cùng quy tắc. Sau cùng, một cái màu đen đại đan xuất hiện, thì trên không trung xoay chậm chậm lấy. Là quân đột nhiên mở to mắt. Lâm tiền bối, chúng ta có thể thử một lần nữa à, ta nhìn có thể hay không phá vỡ ngươi phong hỏa phất trần. Là quân hướng Lâm Hạo Hiên nói ra. Lâm Hạo Hiên nói ra, được. Sau đó, Lâm Hạo Hiên lần nữa bày xuống sợi bạc trận sợi bạc múa ngàn vạn sợi bạc cùng nhau oanh sát hướng la quân la quân đột nhiên thì thế ra đại hắc đan cái kia đại hắc đan mãnh liệt xoay tròn vô cùng quy tắc cùng lực lượng từ bên trong phát ra oanh ầm đại hắc đan trực tiếp đem sợi bạc trận tê liệt la quân theo thân hình lóe lên liền xông ra sợi bạc trận lâm hạo hiên không khỏi biến sắc la quân lúc này mới thu đại hắc đan ngay tại vừa rồi Lâm Hạo Hiên cảm nhận được cái kia đại hắc đan bên trong quy tắc lực lượng không thể địch nổi, loại lực lượng kia hòa hợp bên trong mang theo bén nhọn, trực tiếp đem hắn trận pháp đụng thành phấn vụn. Đây là cái gì chiêu? Lâm Hạo Hiên nhịn không được hỏi La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Thiên địa pháp tướng, đại hắc đan." Danh tự thật là quái, Lâm Hạo Hiên nói ra. La Quân cười hắc hắc, "Hắn cái này đại hắc đan tự nhiên là so ra kém đại kim đan." Cái kia Đại Kim Đan đã là đem vũ trụ quy tắc toàn bộ ẩn chứa, nội bộ pháp lực vô cùng, liền xem như gặp gỡ Thần Vương, Phó Thanh trúc dạng này cao thủ cũng có thể mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù sau đó tới Phó Thanh trúc phá Đại Kim Đan, nhưng La Quân chỉ cần tiến hành cải thiện, còn có thể áp chế Phó Thanh trúc. Dưới mắt Đại Hắc Đan, có thể nói Đại Kim Đan phiên bản thu nhỏ, cải tiến bản. Bên trong quy tắc không bằng vũ trụ quy tắc minh mông bắt ngát, nhưng cũng thành một cái tiểu thiên địa bởi vậy cũng có thể xưng là thiên địa pháp tướng cái này thiên địa pháp tướng đại hắc đan cũng nhưng nói là la quân chỗ có pháp lực lý giải đều ở bên trong thái cực viên dung cùng thiên địa tứ tượng bát quái đạo lý cùng lực lượng đều dung hợp đi vào địa sát chi tinh cũng là bên trong một mực mãnh dược như thế về sau la quân cũng liền vừa lòng thỏa ý hắn hướng lâm hạo hiên cười một tiếng nói ra hôm nay vẫn phải nhờ có lâm tiền bối lâm hạo hiên cười ha ha một tiếng nói ra, vậy ngươi phải thật tốt cảm tạ ta." Hắn nói xong cũng ôm La Quân bả vai, nói ra, "Lại nói ngươi gần nhất có hay không nhìn thấy áo tím cô nương?" "Ách, La Quân nói ra, còn thực sự từng gặp, gần nhất một đoạn thời gian rất dài, ta đều cùng với Lam Tử Y." "Thật sao?" Lâm Hạo Hiên nói ra, "Cái kia áo tím cô nương bây giờ ở nơi nào?" Mấy cái người nói chuyện ở giữa liền đến trong sảnh, trong sảnh đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Trong sảnh có rất lớn cửa sổ, có điều nơi này từ trước đến nay là không có ánh sáng mặt trời. Ánh đèn đều là đến từ dạ Minh Châu Quang Mang. Lâm băng ở chỗ này ở lâu, cũng đều quen thuộc nơi này. La Quân ngồi xuống về sau, liền nói, Lam Tử Y hiện tại ở trên sao hỏa. Lâm băng ba người nhất thời ngốc ngẩn ngơ, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Lâm Hạo Hiên có chút mắt trợn tròn. La Quân nói ra, ta còn thực sự không có nói đùa. Hắn nói xong cũng giảng chúng tinh điện sự tình lâm hạo hiên ba người sau khi nghe xong tâm tư lại là khác nhau lâm băng tự nhiên càng thêm cảm kích lam tử y có thể đối la quân như vậy bảo vệ mà lâm hạo hiên lại là hận chính mình bây giờ tu vi thấp lại là không thể giúp được lam tử y cái gì diệp minh tâm lý càng nhiều là lo lắng lam tử y an nguy tuy nhiên hắn biết hoàng vương thần thông quảng đại nhưng bây giờ liên lụy đến tầng diện càng là hắn không thể tưởng tượng lâm băng rất nhanh liền trở lại chính để phía trên nàng nói ra sư đệ ngươi lần này đột nhiên đến bất tử tộc có lẽ vẫn là có chuyện muốn làm a à. la là quân nói ra không sai ta dự định đi tìm đồng xuyên lâm băng trong mắt lập tức dần hiện ra đi hàn quang đến nói ra tốt ta cùng đi với ngươi hơn một năm nay đến lâm băng một mực đang ma luyện tu vi vì thì là muốn đi tìm đồng xuyên báo thù đó là sư thù a à. nàng muốn muốn tự tay tự tay mình giết đồng xuyên sư phụ báo thù nhưng là không biết sao nàng tuy nhiên có làm tử y trợ giúp nhưng tu vi sự tình cũng không phải một lần là xong cho tới bây giờ nàng tu vi y nguyên chỉ là quá hư lục trọng thiên cái tốc độ này thực đã vô cùng thần tốc nhưng chỉ bất quá tại la quân trước mặt thì có vẻ hơi thất sắc lâm băng cũng không nóng nảy nàng cảm thấy nàng sớm muộn có một ngày có thể báo thù nhưng bây giờ sư đệ tu vi tiến triển thần tốc như thế đã sư đệ nói muốn báo thù nàng tự nhiên là muốn đi theo lúc này lâm hảo hiên lại là khẽ nhíu mày hắn tuy nhiên tính cách có chút ngoan đồng nhưng đối mặt trái phải rõ ràng vẫn là rất rõ ràng hắn nói ra các ngươi dự định đi giết đồng xuyên hay sao la quân nói ra không sai lâm hảo hiên nói ra có thể các ngươi có nghĩ tới không âm diện thế giới thập điện diêm la đều là địa tàng vương bồ tát người tùy tiện giết thái sơn vương đồng xuyên đây chính là tại phạm địa tàng vương bồ tát kiêm kỵ la quân nào nào lâm băng nói ra địa tàng vương bồ tát lại như thế nào giết người liền nên đền mạng đồng xuyên hại chết sư phụ ta việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán la quân nói ra chuyện này lâm tiền bối nhắc nhở là mặc kệ như thế nào ta đều cần phải thông báo một tiếng địa tàng vương bồ tát lấy đó tôn trọng chỉ là địa tàng vương bồ tát hành tung phiêu hốt muốn liên lạc với phía trên hắn cũng không tốt xử lý lâm hạo hiên nói ra mặc kệ như thế nào người đều phải đi Bồ Tát Thành, bái Bồ Tát Miếu, nhìn có thể hay không cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát liên hệ với. Tốt nhất vẫn là nên biết hội Địa Tàng Vương Bồ Tát. Là quân hiểu lâm hạo hiên ý tứ, lễ nghĩa, tư thái nhất định phải làm đủ. Đừng nói Địa Tàng Vương Bồ Tát đã giúp chính mình bận biểu, liền xem như vốn không quen biết, loại này tôn trọng đều vẫn là phải có. Lúc trước thập điện Diêm La, như thế nào nội đấu, đây đều là thập điện Diêm La nội bộ sự tình. Nhưng dưới mắt, là quân muốn đi tìm Đồng Xuyên báo thù, đây chính là ngoại nhân nhằm vào thập điện Diêm La. La quân cũng biết, chuyện này vừa muốn giữ bí mật, hay muốn xét đánh không kịp bưng tai chi thế. Nếu không lời nói, liên lụy nhiều người, lúc đó để hắn lộ ra rất lợi hại bị động. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem, lúc trước âm diện thế giới muốn thay thế bên ngoài thế giới, bao nhiêu là có chút không biết lượng sức. Cho nên đây cũng là địa tàng vương Bồ Tát sau khi trở về, trước tiên kêu dừng hạng mục này nguyên nhân bởi vì địa tàng vương Bồ Tát biết mức độ cùng kính sợ. Ngược lại cũng không phải nói Đồng Xuyên bọn họ thì hoàn toàn không biết sâu cạn, dù sao trên thực tế, có thể có được bát cửu trọng thiên tu vi, rất ít còn có thể nhân gian pha trộn. Dưới mắt cũng là bởi vì vô lượng sát kiếp tiến đến, rất nhiều chế ước những cao thủ này từ trường biến mất. Cho nên La Quân còn có thể tự nhiên ở nhân gian hành tẩu. Như các loại sát kiếp đi qua, loại kia chế ước từ trường xuất hiện là quân ở nhân gian cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Đến bát trọng thiên, cửu trọng thiên những cao thủ này, bọn họ trước kia tại bình thường thế giới bao la bên trong, đó là tận lực tính tỏa. Không phải vậy lời nói, động tác đại, tương đương với ma sát lên nóng, làm không tốt liền muốn thịt nát xương tan, đốt cháy hầu như không còn. Cho nên, dưới mắt là đại thần thông giả nhóm tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Thần đế, Trung Hoa đại đế những người này, tu vi cao sâu vô cùng, nhưng cũng rất ít ở nhân gian pha trộn, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì nhân gian từ trường chế ước quá lợi hại. Bọn họ tu vi càng lợi hại, loại này chế ước thì càng lợi hại. Không phải vậy lời nói, người nào tốt rất thích đi ở trong không gian ngao du, thì theo cái vô căn vô bình cô hồn dã quỷ. Như vậy nói đến, lấy âm diện thế giới lực lượng, chỉ cần những tuyệt đỉnh cao thủ đó không nhúng tay vào, bọn họ muốn lấy thay bên ngoài thế giới cũng không phải là không có khả năng này. Có thể đồng xuyên bọn họ đại khái xem nhẹ một sự kiện, cái kia chính là tại sát kiếp phủ xuống thời giờ đợi, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả. Mà những cửu trọng thiên đó những cao thủ cũng tương tự đạt được tự do. Thiên địa âm dương phân chia, nói cho cùng cũng tuyệt không phải nhân lực có thể tới cải biến. Địa tàng vương Bồ Tát chính là biết rõ điểm này, cho nên vừa về đến, thì dùng tuyệt đối thủ đoạn cường ngạnh đến kết thúc đồng xuyên bọn họ hoang đường. Mà lại, Địa tàng vương bồ tát còn tự thân đi cùng thần đế chịu nhận lỗi la quân nghe theo lâm hạo hiên lời nói hắn dự định đi trước bồ tát thành một chuyến lâm băng cùng la quân cùng nhau đi tới còn diệp minh hòa lâm hạo hiên tự nhiên là muốn lưu lại thủ hộ bất tử tộc sau khi ăn cơm xong la quân không sao cả lưu lại tiếp lấy thì hòa lâm băng lên đường hắn triển khai hắc liên ngai vàng mà lâm băng ngay tại phòng bị tu di bên trong đợi sau đó hắc liên ngai vàng sông lên thiên không gào thét mà đi một màn này nhìn diệp minh hòa lâm hảo hiên có chút rung động lâm hảo hiên nếu như không tá trợ hắn long hồn vẫn vẫn không thể bay lượn mà diệp minh tu vi tức thì bị la quân kéo ra cách xa vạn dặm nhớ ngày đó hắn bắt đầu thấy la quân lúc la quân tu vi còn xa tại hắn phía dưới đây ai tiểu tử đừng thương tâm lâm hảo hiên vỗ xuống diệp minh bả vai nói ra La quân tiểu tử kia chính là thiên mệnh chi vương, hắn tiến triển tự nhiên là phải nhanh nhiều. Chúng ta không thể cùng hắn so. Hắn lời này liền coi như là an ủi Diệp Minh, cũng là an ủi chính hắn. Lâm băng cùng la quân cũng không thể giao lưu, bởi vì là một cái tại phòng bị tu di bên trong. Một cái tại phòng bị tu di bên ngoài, la quân là quả quyết không có khả năng cũng tiến vào phòng bị tu di. Chui sau khi đi vào, như vậy cái này hắc liên ngai vàng thì không cách nào phi hành cứ việc hai người gặp nhau vẫn là có nhiều chuyện muốn nói sau ba tiếng là quân hòa lâm băng liền đến bồ tát thành lần này là quân đi bồ tát miếu thuận lợi rất nhiều cái kia bồ tát thành thành chủ uất trì tốt tiếp đãi là quân hòa lâm băng là quân hướng uất trì tốt giới thiệu lâm băng uất trì tốt lại là biết lâm băng ôm quyền cười một tiếng nói ra nguyên lai là bất tử tộc mới người trưởng quầy lâm băng tiểu thư thất kính thất kính lâm băng nao nao theo rồi nói ra Uất chỉ thành chủ khách khí. Uất chỉ tốt tại trong thành chủ phủ tiếp đãi là quân hòa lâm băng. Trên tiệc rượu, là quân nói rõ ý đổ đến. Uất chỉ thành chủ, hơn một năm trước, Thái Sơn Vương Đồng Xuyên cùng phản đồ ngọn núi quang sáng sớm hại chết sư phụ ta Ninh Thiên Đều, còn cướp đoạt sư phụ ta Pháp Khí Nhân Hoàng Kính. Hôm nay chúng ta tới, chính là muốn hướng Đồng Xuyên trả thù. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta cùng sư tỷ của ta đối địa tàng Vương Bồ Tát là vô cùng tôn kính cho nên hôm nay đến đây là muốn theo Bồ Tát báo cáo việc này. Uất chỉ tốt nào nào, hắn theo rồi nói ra, nhưng Bồ Tát vẫn luôn không tại trong thành. La Quân nói ra, ta cùng sư tỷ muốn đi Bồ Tát miếu tế bái Bồ Tát, thuận tiện tại Bồ Tát trong miếu cùng Bồ Tát bẩm báo việc này. Uất chỉ tốt chân mày hơi nhíu lại, nói ra, Bồ Tát đi xa, cho dù các ngươi lại Bồ Tát trong miếu bẩm báo việc này, Bồ Tát cũng không biết. Mà lại việc này việc này lớn, ta nhìn hai vị vẫn là chờ bồ tát sau khi trở về lại định đoạt sau đi la quân nói ra chúng ta đối bồ tát tôn kính nhưng cũng tôn mời chúng ta sư phụ bây giờ sư phụ không hề làm sao cũng phải vì người chết huyết cừu chúng ta tới là đúng bồ tát tôn trọng chúng ta báo thù là đúng người chết tôn trọng uất chi tốt sắc mặt khó coi nói ra xem ra trần huynh đệ là vô luận như thế nào đều muốn xuống tay với thái sơn vương la quân nói ra không sai uất chi tốt nói ra chuyện này việc này lớn ta không thể cho các ngươi được cái này thuận tiện bồ tát để cho ta đóng giữ bồ tát thành cũng muốn chiếu ứng còn lại đều điện ti nếu là trần huynh đệ khăng khăng vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn la quân nhìn một chút uất chi tốt hắn nói ra uất chi thành chủ có chức trách tại thân ta có thể hiểu được dưới mắt chúng ta là đều có nguyên nhân nếu là thành chủ muốn ngăn cản ta nguyện ý cùng thành chủ tỉ thí một trận nếu là ta có thể may mắn thắng cái một chiêu nửa thức cũng hy vọng thành chủ không hề phản ứng việc này uất chi tốt nói ra nếu là trần huynh đệ thắng ta tự nhiên không lời nào để nói cũng có thể hướng bồ tát báo cáo ta đã đem hết toàn lực nếu là trần huynh đệ thua vậy ta cũng mời trần huynh đệ đem việc này đi đầu buông xuống đợi ngày sau bồ tát trở lại hãng nói la quân nói ra tốt vốn là thật tốt tiệc rượu bây giờ cũng đã tiến hành đến muốn đánh cấp độ lâm băng tự nhiên người nào đứng tại la quân bên này uất trì tốt bồ tát trong thành còn có không ít hảo thủ nhưng từng cái tu vi cũng không bằng uất trì tốt cho nên trận này trận chiến nhất định là muốn uất trì tốt tới ra tay uất trì giai năng đầy đủ bị địa tàng vương bồ tát cắt cử vì bồ tát thành thành chủ tự nhiên là có chút bản lĩnh thật sự mà lại uất trì tốt trước đó đều là một mực đang bên ngoài đi xa là gần đây mới về âm diện thế giới Uất Tri Tốt mặc dù không có bái Địa Tàng Vương Bồ Tát Phi Sư, nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát xác thực người nào chỉ đạo qua Uất Tri Tốt bản sự. Uất Tri Tốt bây giờ tu vi cũng là bát trọng thiên đỉnh phong, mà lại trong tay còn có Địa Tàng Vương Bồ Tát ban cho một kiện pháp khí. Phương pháp này khí gọi là Huyền Minh Thần Đỉnh. Uất Tri Tốt cùng La Quân chi chiến, chính là không thể không chiến. Nếu là La Quân tùy tiện đi giết Đồng Xuyên, một khi Đồng Xuyên chết, Uất Tri Tốt là có trách nhiệm. Mà lại uất trì tốt còn muốn đi đuổi bắt la quân. Như thế mới có thể cho hắn điện một cái công đạo. Bởi vì hiện tại, thập điện Diêm La chính là lấy uất trì tốt cầm đầu. Hắn là Bồ Tát khâm định nhân vật. Mà dưới mắt, la quân tự mình đến Bồ Tát thành bẩm báo việc này. Cái kia uất trì tốt thì càng muốn xen vào, hắn duy nhất có thể làm cũng là cùng la quân đánh một trận. Nếu là thắng, đó là tốt nhất, bởi vì cái này có thể cho la quân rút đi. Nhưng uất trì tốt trong lòng cũng biết, Hắn rất khó thắng. Nếu như có thể thắng, cái này căn bản liền không tính là nan đề. Nếu như hắn đều có thể thắng La Quân, cái kia La Quân là căn bản không có tư bản đi tìm Đồng Xuyên Thù. Một trận, Uất Trì tốt nếu là thua, đó cũng là y theo lời hứa, liền khiến người khác không lời nào để nói. Mời. Tại trong đình viện, La Quân hướng Uất Trì tốt liền ôm quyền, sau đó nói. Uất Trì tốt nói ra, "Mời." Sau đó Uất Trì Tốt trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cấp tốc thì xuất thủ. Uất Trì Tốt biết hắn tu vi tại La Quân phía dưới, sau đó liền muốn muốn vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời lợi dùng pháp bảo đem La Quân trong nháy mắt chế phục. Nếu thật sự là như thế, vậy liền tất cả đều vui vẻ, như vậy hắn danh vọng cũng sẽ đến một cái cao độ. Uất Trì Tốt trong nháy mắt thì tế ra Huyền Minh Thần Đỉnh. Cái kia Huyền Minh Thần Đỉnh tại Uất Trì Tốt trong lòng bàn tay, miệng đỉnh hướng ra ngoài trong đỉnh có núi có bờ sông nước sông lưu động cao sơn nguy nga tại huyền minh thần đỉnh ở giữa nhất có một mình người đuôi rắn nữ tử xuất hiện nữ tử tại sơn hà trung gian như ẩn như hiện oanh cuồng mãnh sơn hà lực lượng chạy giết mà ra cao sơn hóa thành tinh khí quấn quanh nước sông lăn lộn thành cự long mà đuôi rắn kia thân người nữ tử ngay tại phía trước nhất hướng phía là quân đánh giết mà đến nữ tử kia trong mắt quang mang đoạt người tâm phách toàn bộ Sơn Hà Cự Long thì có một cỗ cuồn cuộn tinh khí thần. La Quân bị kinh ngạc, hắn thầm nghĩ trong lòng, may mắn uất chỉ thành chủ công lực không đủ thâm hậu, nếu không bực này pháp bảo, thật sự là khó có thể ứng phó. La Quân đối mặt loại tình huống này, lại không nhiều nghĩ. Thiên địa pháp tướng, đại hắc đan. Oanh, cái kia đại hắc đan tại La Quân trước mặt trong nháy mắt hình thành, sau đó một tiếng ẩm vang đụng giết đi qua. Cái kia sơn hà cự long to lớn vô cùng, đại hắc đan trên không trung cực tốc xoay tròn đồng thời thu nạp băng hàn chi khí đại hắc đan cũng lập tức lớn mạnh đến như một tòa căn phòng kích cỡ tương đương ầm um, đại hắc đan trong nháy mắt thì đụng giết tại cái kia sơn hà cự trên thân rồng cũng đụng chúng đuôi rắn kia thân người nữ tử hai cỗ lực lượng giảo sát cùng một chỗ đại hắc đan quy tắc cùng lực lượng hung mãnh bước người không ngừng phá giải thôn vệ sơn hà cự long lực lượng đuôi rắn kia thân người nữ tử quấn lên đại hắc đan nhưng rất nhanh liền bị đại hắc đan lực lượng đánh bay ra ngoài. là quân pháp lực tinh thuần mà hùng hồn, hắn hét lớn một tiếng, nói, lại đụng. ầm, um, sơn hà cự long bị đụng trúng, tiếp theo, sơn hà vỡ vụn, toàn bộ bị chấn trở lại huyền minh bên trong chiếc thần đình. đuôi rắn kia thân người nữ tử cũng trở về đến huyền minh bên trong chiếc thần đình. là quân lúc này mới vung tay lên, thu hồi đại hắc đan. uất trì thành chủ, đa tạ, là quân ôm quyền nói ra uất chi tốt sắc mặt nhất ảm, hắn biết mình đã bại. Nếu không phải là quân lưu thủ, giờ phút này hắn đã bỏ mình. Kết quả này là tại uất chi tốt trong dự liệu, nhưng một khi tránh thức bị thua, hắn vẫn là trong lòng thất lạc vô cùng. uất chi tốt miễn cưỡng cười một tiếng, cũng ôm quyền nói ra, Trần Huynh Đệ pháp lực thâm hậu, tại hạ bội phục. Audio điện tử võ tấn bền là quân sau đó thì cùng Lâm Băng đi một chuyến bổ Tát Miếu. Tại Bồ Tát Miếu Bái Tế về sau, La Quân cùng Lâm băng rời đi Bồ Tát Thành. Lần này có thể thuận lợi chiến thắng úy chỉ dai, La Quân cũng quả thật cảm nhận được thiên địa Pháp tướng lợi hại. Cái này thiên địa Pháp tướng chính là La Quân tại Thái Vũ Quyền Trượng bên trong đợi 10 năm, chăm chú nghiên cứu ra được. Đại Hắc Đan nhìn rất lợi hại phổ thông, nhưng theo bóng đá đến thái cực, đến hiện đại công cụ bên trong khoan điện chờ một chút, đều dung nhập một cái vòng tròn chữ ở bên trong. Lại lớn tới địa cầu, các tinh cầu cầu thể, vậy cũng là một cái vòng tròn. Tròn là có thể bao hàm các loại quy tắc ở bên trong. Đại Hắc Đan nhìn như đơn giản, mà bên trong lực lượng vận dụng nhưng nói là gặp núi khai sơn, gặp thủy phá nước. Mà lại, theo là quân pháp lực thi triển, Đại Hắc Đan còn có thể hấp thu bốn phía băng hàn chi lực hình thành càng lớn đan thể, đồng thời tại đan thể phía trên còn có thể hình thành băng nhận lợi kiếm đi ra. Đại Hắc Đan có thể đem La Quân chỗ có tài hoa cùng lực lượng đều hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nói một cách khác, là làm cho một nhà nghệ thuật ra nghệ thuật sinh mệnh đạt được lớn nhất nở rộ. Nói trở lại, là quân cũng biết cái kia huyền minh thần đỉnh thật là phi phạm pháp khí. May mắn úy chỉ dài pháp lực không đủ, nếu như cái này huyền minh thần đỉnh cho đồng la quân một cái cấp bậc người đến thi triển. Cái kia là quân ứng phó liền sẽ có chút cố hết sức, nói không chừng sau cùng liền chiến nô đều muốn bước đi ra. Thật sự là huyền minh bên trong chiếc thần đỉnh Sơn Hà Cự Long chi lực quá mức cường hãn nếu là có thể đem huyền minh thần đỉnh tránh thức lực lượng kích phát ra đến, cái kia trời long đất nở lực lượng A. Bực này pháp bảo, đặt ở ý chỉ dai trên tay tuyệt đối là có chút lãng phí. La quân mặc dù biết điểm này, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ngấp nghé huyền minh thần đỉnh. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Điểm ấy La quân vẫn là có điểm mấu chốt. Sau đó, La quân cùng Lâm Băng đi vào hắc ngục thành. Hắc Ngục Thành thành chủ chính là Thái Sơn Vương Đồng Xuyên. Là quân đến đây Hắc Ngục Thành không có nửa phần trì hoãn, hắn lo sự tình bạo lộ ra, hoặc là tin tức để lộ, Đồng Xuyên vạn nhất đào tẩu sẽ không hay. Là quân chỗ này thời gian thực sự không nhiều. Lúc này là buổi xế chiều 4 giờ. Có điều tại âm diện thế giới bên trong, bao nhiêu thời gian ý nghĩa cũng không lớn. Bầu trời mãi mãi cũng là u ám một mảnh. Là quân trực tiếp buông xuống tại Hắc Ngục Thành trong thành chủ phủ hạ xuống về sau lâm băng cũng liền theo phòng bị tu di bên trong đi ra lâm băng nhìn thấy la quân hòa lâm hảo hiên còn có ý chỉ dai hai lần xuất thủ trong nội tâm nàng là vì la quân cảm thấy tự hào âm thầm cũng đang nghĩ sư phụ nếu là trên trời có linh nhìn thấy sư đệ bây giờ thành tựu như thế hẳn là cũng sẽ rất vui mừng ngài bắt sư đệ tên đồ đệ này thật sự là một điểm không sai la quân thần thức thả ra rất nhanh liền tìm kiếm đến đồng xuyên đồng xuyên cũng cảm ứng được địch ý hắn mang theo thủ hạ một đám cao thủ cũng rất nhanh liền đi vào trong hoa viên đồng xuyên toàn thân áo đen hắn gương mặt thon gầy ánh mắt sắc bén cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác tại đồng xuyên bên người có cao thủ lãnh phong còn có gia cắt như ta cùng còn lại mấy tên cao thủ đồng xuyên nhìn thấy la quân về sau sắc mặt hơi đổi một chút nói ra ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi lâm thiên sơn hắn đón đến nói ra không không là la quân la quân mỉm cười nói ra hồi lâu không thấy vương ra mỗi đêm còn ngủ ngon đồng xuyên nói ra người hôm nay đến hẳn không phải là muốn cùng ta ôn chuyện đi la quân nói ra dĩ nhiên không phải đồng xuyên nói ra ngươi là muốn vì sư phụ ngươi báo thù hắn đón đến nói ra trước đó ngươi trăm phương ngàn kế muốn chu sát ngọn núi quang sáng sớm ngọn núi quang sáng sớm sớm đã chết ta hẳn là ngươi mục tiêu kế tiếp la quân nói ra không sai hắn tiếp lấy còn nói thêm nếu là không có cái này cái cọc cừu hận ta rất lợi hại nguyện ý cùng vương ra ngài làm như vậy một người bạn nhưng là đáng tiếc có một số việc như là đã phát sinh ta liền không thể coi như chưa từng xảy ra nhớ ngày đó ngài mang theo tần nghiễm vương đô thị vương bình đẳng vương luân chuyển vương còn có dưới cờ vô số cao thủ vây công thần vực cái kia là bực nào uy phong nhưng mà phong thủy cuối cùng cũng phải thay phiên chuyển có nguyên nhân thì tất có quả, hôm nay, cái này nợ ta tìm vương ra ngài là lấy định. Là quân, ta vẫn luôn rất lợi hại thưởng thức ngươi. Nhưng ta thưởng thức không có dùng, giữa chúng ta, xác thực rất không có khả năng có hòa bình. Cũng tốt, vậy hôm nay liền đến cái kết đi, ngươi đã dám đến, chắc là nắm chắc 10 phần. Đồng Xuyên nói ra, là quân nói ra, như vậy đi, vương ra, oan oan tương báo khi nào. Ta cho ngươi một cái khác lựa chọn, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này tỉ thí một trận. Ngươi là muốn người thủ hạ cao thủ ra hết cũng tốt, vẫn là đơn đả độc đấu cũng tốt. Nếu như ngươi thua ở dưới tay ta, ta muốn ngươi đem nhân hoàng kính về trả lại cho ta, mặt khác đến sư phụ ta trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm, vì sư phụ ta thủ linh ba năm. Như thế, bút chướng này liền xóa bỏ. Đồng xuyên nghe vậy ngơ ngẩn. Sau đó, trong mắt của hắn thoáng hiện mãnh liệt nộ khí. Hắn đột nhiên ha ha lệ cười, nói ra, là quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có chút huyết tính sao? không bằng chết cũng quyết không quỳ xuống thủ linh. ngươi ra tay đi. la quân đối đồng xuyên phản ứng lộ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. hắn từ tốn nói tốt. lâm băng lập tức thối lui. đồng xuyên cũng vẫy lui lãnh phong, ra cắt như ta một đám cao thủ. ta hôm nay thì đến xem, ngươi là quân đến cùng đến bản lãnh gì? đồng xuyên nghiêm nghị nói ra. thiên địa pháp tướng là quần nơi đó sẽ cùng đồng xuyên có cái gì khách khí trong nháy mắt đại hắc đan ầm vang mà ra chính là bảo bọc đồng xuyên oanh sát mà đi đại hắc đan bên trong thiên địa phong lôi nhấp nhô nhanh như lôi đình oanh đồng xuyên trực tiếp liền bị đại hắc đan oanh sát mà bên trong cả người hắn bị đụng thành phấn vụn kết quả này khiến người ta cảm thấy bất ngờ là quần nào nào hắn thiên địa pháp tướng tuy nhiên vô cùng lợi hại nhưng cứ như vậy đem đồng xuyên một chiêu đánh chết cái này còn nhường một chút la quân cảm thấy có chút khó tin không tốt nhân hoàng kính la quân trong nháy mắt tỉnh ngộ đồng xuyên dốc lòng người nghiên cứu hoàng kính đi qua hơn một năm nay tu luyện tu vi đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong hắn cùng nhân hoàng kính cơ hồ là hợp hai làm một ngay vào lúc này đồng xuyên xuất hiện sau lưng la quân vô cực càn khôn đỉnh đồng xuyên một cái khác pháp bảo gọi là vô cực càn khôn đỉnh vô cực càn khôn đỉnh cấp tốc hướng la quân chấn tới la quân đỉnh đầu tối đen hắn trực tiếp liền bị gắn vào vô cực càn khôn đỉnh bên trong u minh chân hỏa luyện hóa đồng xuyên đem pháp lực thôi vận đến cực hạn lâm băng gặp la quân bị khốn trụ không khỏi bị kinh ngạc nàng muốn ra tay nhưng lãnh phòng bọn người lập tức liền ngăn lại nàng lâm băng tu vi còn tại lục trọng thiên chính là tại lãnh phong các loại trong tay người cũng lấy không rẻ cho nên giờ phút này lâm băng vẫn là đành phải nhẫn nại cái kia vô cực càn khôn cháo bên trong u minh chân hỏa cháy hừng hực chính là muốn đem la quân thiêu chết la quân đại hắc đan lập tức liền xuất hiện tại hắn trong tay cái này đại hắc đan tụ tán vô thường tản ra về sau trở lại la quân trong tay lại cấp tốc ngưng tụ la quân cả người trốn vào đến đại hắc đan bên trong hắn pháp lực vận chuyển đại hắc đan quy tắc lực lượng phát động mà lại không ngừng lớn mạnh cái kia hàn băng chi khí hòa tan vào hình thành băng kiếm đao nhận đại hắc đan lại cuồng mãnh chuyển động dạng này lực lượng hung hãn đến khủng bố cấp độ oanh đột nhiên vô cực càn khôn cháo liền nổ bể ra tới đây là trực tiếp bị la quân đại hắc đan cho đánh nát la quân được từ từ lập tức lại lấy đại hắc đan hướng đồng xuyên đánh giết mà đi đồng xuyên không nghĩ tới la quân nhanh như vậy thoát khốn hắn cũng là bị kinh ngạc. Oanh! Đại hắc đàn oanh sát bên trong đồng xuyên, nhưng đồng xuyên lại biến mất. Vẫn là nhân hoàng kính đang có tác dụng, cùng lúc đó, là quân phía sau, đồng xuyên đột nhiên nhất trào chộp tới. U minh quỷ trào! Năm đạo màu đen lệ khí hướng là quân sau lưng xâm nhập mà đến, độc ác vô cùng. Không thể không nói, nhân hoàng kính thật là vô cùng lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Là quân không chút nghĩ ngợi, thân thể nhoáng một cái, liền thoát ra 10 mét có hơn. Hắn tiếp lấy bỗng nhiên quay người, cái kia đồng xuyên vừa vặn đánh giết mà đến. La quân cũng không nghĩ nhiều, hắn đột nhiên một chiêu liệt không đại thủ ấn bắt kéo mà đi. Lần này liền đem đồng xuyên bắt chúng. Nhưng trước mắt đồng xuyên lại biến mất. Rất tốt, hư hư thực thực, chỉ cần là ta xuất thủ cũng là hư. Ta như không né tránh, lập tức liền là thực tại công kích. La quân lòng dạ biết rõ, đồng xuyên giờ phút này cũng là kinh hãi la quân tu vi khủng bố như vậy hắn xuất hiện lần nữa sau lưng la quân hắc ám mạn đồ la la quân bỗng nhiên đem phía sau đồng xuyên phong ấn đến hắc ám mạn đồ la bên trong một chút trong phong ấn la quân liền biết rõ đạo phong ấn ở cũng là giả nhưng nhân hoàng kính tuy nhiên có thể chế tạo giả thân thể thậm chí để giả thân thể cũng có cường đại công kích lực có thể đồng xuyên lại cũng không thể hư không tiêu thất cho nên khi la quân phong ấn chặt một cái giả đồng xuyên lúc, hắn bên trái liền lại xuất hiện một cái đồng xuyên. Diệt, la quân tế ra chiến nô. Chiến nô thiểm điện lướt đi, một kiếm đem cái kia đồng xuyên đánh giết. Sau lưng la quân, liền lại xuất hiện đồng xuyên. Đại la tiên đằng, la quân pháp bảo toàn ra. Liền cũng tại lúc này, la quân xuất hiện trước mặt đồng xuyên thân hình. Thiên lôi quyền ấn, la quân nhanh chóng nhất quyền đánh giết mà ra. ầm um lần này là tránh thức đánh chúng đồng xuyên chân thân, đồng xuyên bay rớt ra ngoài, sau cùng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi tới. La quân bàn tay lớn vồ một cái, liền từ đồng xuyên ở ngực đem cái kia nhân hoàng kính bắt vào tay. Nhân hoàng kính tuy nhiên lợi hại phi phàm, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch. La quân liên tục nhanh chóng xuất thủ, cũng lấy pháp bảo khống chế đồng xuyên giả thân thể. Sau đó tại một lần cuối cùng, La quân rốt cục bắt được tránh thức đồng xuyên. Tiếp lấy hắn xuất thủ, nhất quyền đem đồng xuyên trọng thương. Như thế về sau, là quân bắt chiến nô, hắc ám mạn đồ la, còn có đại la tiên đằng. Lãnh phong các loại người quá sợ hãi, hô, vương ra. Cả đám cấp tốc tiến lên lo lắng vô cùng. Là quân lại là kéo lâm băng tay, nói ra, chúng ta đi. Là quân trước đem lâm băng đưa về bất tử tộc, đưa sau khi trở về, là quân cùng lâm băng nói ra, đồng xuyên bên trong ta nhất trưởng, ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ nát, hắn chết chắc lâm băng gật gật đầu trong mắt nàng có vui mừng có nước mắt nói ra sư phụ dưới suối vàng có linh cũng có thể yên nghỉ la quân nói ra đúng vậy a à. mạt lâm băng còn nói thêm người hội ở chỗ này đợi thêm mấy ngày sau la quân nói ra ta dự định đi xem một chút tống thả về sau liền trực tiếp về chúng tinh điện lâm băng bị kinh ngạc nói ra ta còn muốn cùng ngươi nhiều nói chuyện đâu ngươi nhanh như vậy muốn đi la quân cười cười nói ra, về sau tổng có cơ hội. Hắn đón đến, nói ra, cái kia sư tỷ ta đi trước. Lâm băng có chút không muốn, nhưng nàng cuối cùng không nói gì, nhân tiện nói, tốt, thuận buồm xuôi gió. Lâm băng biết Tống Ninh, cũng biết là quân cùng Tống Ninh cảm tình. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, trầm mặc nùng cùng Tống Ninh còn có con trai hàm, các nàng lựa chọn cùng với La Quân. Các nàng nguyện ý chịu đựng một số ủy khuất, bước ra một bước cuối cùng kia một bước kia không thể nghi ngờ là gian nan cho nên cũng có lâm băng không nguyện ý tần Mạc giao không thỏa hiệp tần mặc giao tình nguyện lựa chọn thống khổ cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ cùng một nam nhân khác kết hôn lâm băng cho dù là cùng la quân phát sinh quan hệ nhưng nàng nhất định muốn lui đến điểm bắt đầu đây hết thảy la quân đều là tôn trọng các nàng lựa chọn lâm băng càng muốn làm la quân vĩnh viễn sư tỷ nàng ở sâu trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận nếu như La Quân chỉ là một người, nàng chưa hẳn thì không nguyện ý cùng La Quân làm phu thê. Tự nhiên, cũng còn có thống khổ xoắn suýt ngân xa vương kiều ngưng. Tống đế trong thành, tống thiên các đại thiên kiêu cùng tống xương tuyết vẫn luôn cùng một chỗ quản lý tòa thành trì này. Âm diện thế giới bởi vì địa tàng vương Bồ Tát buông xuống về sau, cũng vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh. Tất cả dục dịch tâm đều bị trấn áp xuống dưới. Tống ninh thời gian mỗi ngày đều là đơn điệu mà lặp lại, càng nhiều thời điểm, Nàng là tại phát ra ngốc, trong lòng suy nghĩ nàng Trần Đại Ca. Tống Thiên các đại thiên kiêu cùng Tống Sương Tuyết đau lòng Tống Ninh, nhưng là từ xưa đến nay, tình một chữ này, lại có ai có thể nhìn thấu. Các nàng lại đau lòng Tống Ninh, cũng cho nàng biến không đến La Quân, liền cũng chỉ có thể tận lực tìm thêm chút thú vị sự tình đến đùa Tống Ninh vui vẻ. Tối hôm đó, Tống Sương Tuyết đến Tống Ninh trong phòng tìm Tống Ninh. Tống Ninh chính trong phòng xem sách, Tống Sương Tuyết vừa tiến đến, liền nói ra, tiểu muội nhanh thay quần áo theo ta đi. Tống Ninh không khỏi hơi hơi kỳ quái, nói ra, tứ tỷ vội vội vàng vàng làm cái gì nha. Tống Sương Tuyết mỉm cười, nói ra, người không phải thích xem nhất cái kia nghe thường kịch ban biểu diễn sao. Bọn họ gần nhất đến Tống Đế Thành đến, đêm nay 9 điểm thì có biểu diễn, ta đã đặt trước vị trí tốt, chúng ta nhanh đi xem đi. Tống Ninh dù sao cũng rảnh rỗi, liền nói ra, tốt. Nàng lại hỏi, đại tỷ đâu? Tống Sương Tuyết nói ra, đại tỷ có chuyện bận rộn đâu, tựa như là Hắc Ngục Thành bên kia ra một ít chuyện. Hắc Ngục Thành chính là Thái Sơn Vương Đồng Thúc Thúc tại trưởng quản, bên kia xảy ra chuyện, đại tỷ đi qua, chỉ sợ Đồng Thúc Thúc ngược lại không hoan hỉ, nói chúng ta bàn tay quá lớn lên a. Tống Ninh tuy nhiên đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc, hết thảy đều vẫn là minh bạch. Tống Sương Tuyết nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng tựa như là đồng thúc thúc nhanh không được làm sao có thể tống ninh bị kinh ngạc tống sương tuyết đối đồng xuyên cũng không có gì cảm tình nàng nói ra ai nào biết tình huống như thế nào đâu phản đang cảm giác dối bời có điều mặc kệ chúng ta nhanh đi xem trò vui đi tống ninh phát một hồi ngốc nàng nghĩ đến nàng và trần đại ca tại hắc ngục thành bên trong quen biết những cái kia qua lại đối với đồng xuyên nàng cũng có đặc thù cảm tình tứ tỷ ta cũng muốn đi xem nhìn đồng thúc thúc tống ninh nói ra Tống Sương Tuyết nói ra, hiện tại hết thảy đều không rõ ràng, bên ngoài cũng loạn vô cùng. Đại tỷ căn dặn ta, muốn ta nhìn ngươi đây. Các loại đại tỷ sau khi trở về rồi nói sau. Tống Ninh hơi hơi thở dài, liền nói ra, tốt a. À? Sau đó, Tống Ninh thay đổi màu trắng liên y váy dài, nàng thoảng qua thi đồ trang sức trang nhã. Cả người coi là thật giống như lăng ba tiên tử. Tống Ninh là loại kia rất sạch sẽ, thuần túy, mang chút đơn thuần cùng quật cường mỹ lệ. Tống xương tuyết thì là trầm ổn, yên tĩnh, tài trí lại tại nội tâm lại có một đám lửa mỹ. Về phần Tống gia đại tỷ Tống Thiên các đại thiên kiêu, đó là chân chính mày liễu không nhường mày dâu. Tiểu muội, người thật xinh đẹp. Tống xương tuyết bóp phía dưới Tống Ninh khuôn mặt mỉm cười. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra: tứ tỷ người càng xinh đẹp đây. Hai tỷ muội cười tâu tuyết ra khỏi phòng. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt, trong phủ một số cao thủ ở bên chờ đợi lấy. Tống Ninh cùng Tống Sương Tuyết lên xe ngựa, nói một tiếng đi. Mã Phu kia liền lái xe mà đi, bên cạnh những cao thủ cưỡi ngựa cao to đi theo hai bên. Xe ngựa đung đung đưa đưa, Tống Ninh lại luôn tựa hồ có chút tâm sự. Tống Sương Tuyết nhìn đau lòng, nàng nhịn không được nói ra: Nếu là lúc trước sớm biết, thì không nên cho ngươi đi hắc ngục thành. Không đi hắc ngục thành, ngươi liền sẽ không nhận biết người kia. Tống Ninh nao nao, nàng nhìn về phía Tống Sương Tuyết, nói ra: tứ tỷ ta hiện tại rất tốt nha. Tống Sương Tuyết nhịn không được oán khí đầy bụng, nói ra: tốt cái gì tốt, tên hỗn đản kia cứ như vậy một mực treo ngươi, một câu cũng không cho. chẳng lẽ hắn liền muốn người vĩnh viễn dạng này chờ đợi sao? thế nhưng là tứ tỷ, ta nguyện ý a. À. Tống Ninh nói ra, nàng hốc mắt cũng hơi hơi đỏ. Tống Sương Tuyết ôm Tống Ninh, nàng đau lòng tiểu muội, nhưng lại nghĩ tới ngày đó phụ thân muốn chém bài người kia lúc tiểu muội lại nghĩa vô phản cố đứng ra, nàng dùng dao găm đâm vào nàng bụng mình, ngày đó, tiểu muội trên thân máu tươi là như thế trói lọi, nhưng tiểu muội biểu lộ lại như cũng nghĩa vô phản cố. Tống xương tuyết nhịn không được nói ra, ngốc nhà đầu, người tại sao muốn như thế si nha. Tống xương tuyết tự nhận, nàng vĩnh viễn cũng làm không được vì một người nam nhân si đến trình độ như vậy. Nghe thường kịch ban tại đều vân đại tử lâu bên trong cử hành biểu diễn. Tống Sương Tuyết cùng Tống Ninh lựa chọn gần phía trước vị trí, những cao thủ kia cũng liền ở một bên chỗ đứng đưa thủ hộ. Trên đài, một số lũ tiểu gia hỏa mặc lấy lụa đỏ tử, từng cái theo cái thiện tài đồng tử giống như. Bọn họ đùa bỡn tạp kỹ, còn bên cạnh người thì tại khu chiêng gõ trống. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, đài bọn hạ nhân cũng vui vẻ tại cho tiếng vỗ tay. Có điều nói cho cùng, chỗ này cũng không phải sân thượng biểu diễn cho nên mọi người cũng sẽ không động một chút lại lớn tiếng khen hay, xáo trộn người khác nhã hứng. Đến quan sát cái này nghe thường kịch đám người, phần lớn đều là không phú thì quý. Cũng có thật nhiều là nhận biết Tống Sương Tuyết cùng Tống Ninh. Bởi vậy cũng không ít người cung kính lên chào hỏi. Một mực quá lớn ước 20 phút, chào hỏi người mới dần dần không có. Qua vặt, nước trà cũng tất cả lên. Trên đài biểu diễn, đầu tiên là Tây Sương Ký, về sau lại là Đại Náo Thiên Cung. Hiện trường biểu diễn náo nhiệt mà đặc sắc, nghề thường kịch ban công lực tuyệt đối là không phụ sự mong đợi của mọi người. Thì liền Tống Ninh cũng cảm thấy rất là đặc sắc, nhìn Lâm Ly thoải mái. Trong nháy mắt 3 giờ liền đi qua. Nghề thường kịch ban đêm nay biểu diễn chuẩn bị kết thúc. Lúc này nghề thường kịch ban chủ nhiệm lớp chủ thượng đài hướng dưới đài người xem gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời nói ra, phía dưới chúng ta nghề thường kịch ban vì các vị lão gia phu nhân dân lên áp trục biểu diễn, thanh mai chúc má cho mời chúng ta nghe thường tiểu thư lên sân khấu. Nghe thường cô nương thế mà tự mình đến, dưới đài nhất thời thì sôi trào, không khí hiện trường lần nữa bị nhấc lên cao trào. Nghe thường kịch ban chính là do nghe thường cô nương sáng lập, cái này kịch ban chính là một cái như kỳ tích tồn tại. Nghe thường cô nương càng là trong truyền thuyết tiên tử, nàng nghe thường kiếm khí múa, danh chấn tứ phương. Bởi vì cái gọi là, xưa kia có giai nhân công tôn thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương nghe thường cô nương kiếm khí chi múa chính là kế thừa công tôn thị. Giờ phút này, hiện trường người xem tất cả đều nín hơi mà đối đãi. Sau đó, chủ nhiệm lớp chủ lui xuống đi, giữa sân có người đặt lên đàn tranh, tiếp theo, nghe thường cô nương một bộ áo trắng lên sân khấu. Nghe thường cô nương khuôn mặt không có một tia tỉ vết, nàng xác thực là nhân gian tuyệt sắc. Nàng đi vào trên đài, hướng dưới đài người xem không người chào, sau đó an vị tại đàn tranh trước. Sau đó, đàn tranh đàn tấu mà lên. Rất lợi hại hiển nhiên, nghe thường cô nương hôm nay cũng không định đến kiếm khí múa, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Nhưng rất nhanh, Mỹ Diệu đàn tranh thanh âm liền đem người đưa vào đến một cái uyển chuyển thế giới. Nghe thường cô nương đối đàn tranh tạo nghệ sâu đậm, một khi đàn tấu, tựa như nước chảy cuồn cuộn, mây bay nước chảy, tự nhiên mà thành. Có điều cái này đàn tranh thanh âm chúng cái này khắc lộ ra một loại nói không nên lời phiền muộn tâm tình sau đó nghe thường cô nương liền mở miệng nói hát lên nàng thanh âm là cực kỳ dễ nghe hơn nữa còn mạo sưng rất báo mãn tình cảm cùng từ tính hồi ức như cái thuyết thư nhân dùng tràn ngập giọng nói quê hương giọng điệu nhảy qua hố nước vòng qua tiểu thôn chờ gặp nhau duyên phận ngươi dùng bùn để nhào nặn một tòa thành nói tương lai muốn cưới ta vào cửa chuyển bao nhiêu thân thể qua mấy lần môn hư ném thanh xuân nho nhỏ lời thề còn bất ổn, nho nhỏ nước mắt còn tại chống đỡ, non nớt môi đang nói cách phân. Trong lòng ta từ đó ở một người, đã từng bộ dáng nho nhỏ chúng ta, năm đó người chuyển tiểu ghế nhỏ, vì bộ phim mê mẩn ta cũng một đường theo, ta đang tìm cái kia trong chuyện xưa người, ngươi là không thể thiếu một số nhỏ. Trên đài nghe thường cô nương giọng hát ai oán mà động người, dưới đài bọn nữ tử phần lớn đều đã lệ nóng doanh tròng. Tuy nhiên nghe thường cô nương chỉ là đang hát khúc, nhưng mọi người cũng đã dung nhập vào như thế tình cảm thế giới bên trong. Đàn tranh thanh âm cùng cái này tiểu khúc cấu thành một vài bức hình ảnh. Dạng này cảm tình là như thế thuần chân, non nớt, nhưng lại gọi người khó có thể quên. Tống xương tuyết đều nhìn nước mắt doanh tròng, Tống Ninh càng là lệ rơi đầy mặt. Kịch sau khi kết thúc, Tống Ninh khăng khăng muốn gặp nghề thường cô nương. Tống xương tuyết tự nhiên muốn vì tiểu muội an bài tại đều vân tử lâu khách quý thời gian, tử đã ấm tốt, thức ăn phong phú. Ngọn nến hỏa diễm toát ra. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tử lâu lão bản thanh âm. Tứ tiểu thư, ninh tiểu thư, nghe thường cô nương tới. Tống ninh trước đi mở cửa. Nghe thường cô nương ở ngoài cửa liền hướng tống ninh cùng tống xương tuyết phúc khẽ chào, nói ra, dân nữ nghe thường, gặp qua tứ tiểu thư, ninh tiểu thư. Nghe thường tỉ tỉ, không cần phải khách khí, mau mời tiến. Tống Ninh tiến lên thì kéo lại nghe thường cô nương cánh tay, đem nàng kéo tiến gian phòng bên trong. Tống Ninh xuất ra một đính vàng cho lão bản kia, nói ra, người đi xuống đi, nơi này tạm thời không liên quan đến ngươi. Vâng, tứ tiểu thư, lão bản nói ra, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Tống Ninh đã lôi kéo nghe thường cô nương ngồi xuống. Tống Sương Tuyết tiến lên, cũng liền tại nghe thường cô nương đối diện ngồi xuống, nàng khẽ cười khổ, nói ra, nghe thường cô nương, ta cái này tiểu muội hành sự lỗ mãng, mong rằng ngươi đừng nên trách, có thể thông cảm một hai. Nghe thường cô nương lại là không nghĩ tới cái này tứ tiểu thư cùng ninh tiểu thư là khách khí như thế cùng lễ phép. Vốn là nàng trước khi đến vẫn còn có chút lo sợ bất an đây. Nghe thường cô nương lúc này mới hơi hơi thở phào, nàng liền cũng cười một tiếng, nói ra, tứ tiểu thư, ngài khách khí. Ninh tiểu thư là cùng dẫn đầu tính chất thật, nghe thường rất lợi hại ưa thích đây. Nghe thường tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi hát từ khúc cùng đánh đàn tranh thật là dễ nghe. Tống Ninh theo rồi nói ra, nàng tiếp lấy còn nói thêm, ta đối đàn tranh cũng có chút nghiên cứu, ta thật nghĩ cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm đây. Cũng không biết ngươi có thời gian hay không. Nghe thường cô nương không biết rõ Tống Ninh đến cùng có ý đồ gì, nhưng nàng cũng biết trước mắt Tống Ninh tiểu thư không phải nàng có thể tùy tiện đắc tội. Và lại, nàng như dựa vào Tống Ninh đại thụ, về sau nghe thường kịch ban thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, nghe thường cô nương liền lập tức nói ra, ta đương nhiên có thời gian. Một đêm này, nghe thường cô nương cùng Tống Ninh thật đúng là coi là cầm đuốc soi dạ đàm. Sau khi ăn cơm xong, nghe thường cô nương theo Tống Ninh về phủ thành chủ. Tống Ninh để nghe thường cô nương cùng hắn thì ở một phòng. Tống Sương Tuyết có chút không yên lòng, nhưng tiểu muội khăng khăng, nàng cũng không dễ kiên trì. Có điều cũng may nghe thường cô nương lai lịch, nội tình nàng đều tra rõ ràng, cũng không có gì không yên lòng. Trong buổi tối, thì trên giường, hai cái cô nương ra rất quen sau liền có trò chuyện không hết lời nói. Khí trời rất lạnh, hai người ngủ cùng một cái giường, đắp cùng một giường chăn mền. Nghe thường tỉ tỉ, ta có thể nghe được, cái kia thủ khúc là chính ngươi cố sự. Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, nàng tiếp lấy lại hỏi, từ khúc thì kêu thanh mai trúc mã đúng không? Nghe thường có chút kinh ngạc, nàng trước khi nói ra là chính ta làm từ khúc, có điều chữ nhi làm sao người biết đó là ta cố sự. Tống Ninh nói ra, ta cũng không quá nói rõ ràng đâu, dù sao cũng là có loại cảm giác này. Nghe thường nói ra, không sai, thật là chính ta cố sự. Tống Ninh nói ra, cái kia nghe thường tỉ tỉ, người nói cho ta nghe có được hay không. Nghe thường cùng Tống Ninh rất là hợp ý, nghe vậy liền nói ra, ta luôn luôn rất ít cùng ngoại nhân nói lên, có điều hôm nay chữ nhi người đã hỏi, ta cũng rất muốn nói một câu. Vậy ta thì rửa tai lắng nghe, Tống Ninh hì hì cười một tiếng. Nghe thường liền nói ra, ta yêu người kia gọi là Đường Lăng, từ nhỏ, ta thì gọi hắn Lăng ca ca. Tống Ninh nghe rất nghiêm túc. Nghe thường nói tiếp, nhà ta là ở tại Sơn Âm, Sơn Âm là Yến Đô Thành quản hạt kế tiếp thôn chấn, cha ta là Trấn trên viên ngoại, nhà chúng ta cũng coi là giàu có nhà. Mà ta Lăng ca ca, hắn chẳng qua là nhà chúng ta một cái gia đình đây. Tống Ninh nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Cái này nguyên lai là một cái giàu nhà tiểu thư hòa ra con trai cố sự. Nghe thường nói ra, ta khi còn bé cũng rất mạnh mẽ, lăng ca ca phụ thân là chúng ta phủ gia đình, cho nên hắn xem như sinh ra tới chính là chúng ta mọi nhà nô. Trong phủ cũng chỉ hắn là ta người đồng lứa, bất quá ta khi đó đều không quá coi trọng hắn. Bởi vì ta theo sinh ra tới liền biết, hắn cùng ta là không giống nhau ta ở hào hoa nhà, hắn lại chỉ có thể cùng phụ thân hắn chỗ ở nhỏ hẹp kho củi. Ta mặc tơ lụa, cơm ngon áo đẹp, hắn đều chỉ có thể nhìn xa xa. Có thời gian, ta cũng sẽ khi dễ hắn, sai xử hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không cùng ta tranh giành, ta nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là, hắn xưa nay sẽ không chủ động cùng ta nói một câu. Có thời gian, ta đều cảm giác được trong lòng của hắn giống như có chút xem thường ta. Tống Ninh nói ra, hắn như thế nào xem thường ngươi đây ngươi suy nghĩ nhiều đi nghe thường nói ra thực lăng ca ca phụ thân vẫn là thư nhân đâu chẳng qua là chán nản cho nên lăng ca ca từ nhỏ đã bị phụ thân hắn dạy không ít thi thư đạo lý hắn là thật không quá để ý ta như vậy ngang ngược tiểu thư hắn càng như vậy ta thì càng hận hắn có thời gian hận gấp ta đều cầm cây roi rút hắn chúng ta quan hệ cải thiện là theo ta tám tuổi lần kia lên tám tuổi năm đó ta ham chơi chạy đến hậu sơn phía trên về sau ta thì lạc đường toàn bộ phủ thượng người đều đang tìm kiếm ta lăng ca ca cũng đi tìm ta về sau hắn tìm được ta nhưng là chúng ta gặp được một con sói tống ninh nhịn không được che miệng lại vậy các ngươi làm sao bây giờ lúc ấy ngươi mới tám tuổi nghe thường nói ra ta tám tuổi hắn chín tuổi hai đứa bé gặp được tình huống như vậy có thể tốt như vậy, là có người cứu các ngươi sao? Tống Ninh nói ra, nghe thường nói ra, lăng ca ca ngày đó đặc biệt chấn định, hắn đem ta kéo đến hắn sau lưng, sau đó thì cùng đầu kia sói đói đối mặt. Chỉnh một chút ba giờ, ba giờ sau, đầu kia sói chính mình rời đi. Người lăng ca ca tuyệt không phải là kẻ tầm thường, Tống Ninh nghe xong, cũng không tự chủ được sợ hãi than. Nghe thường trong đôi mắt đẹp cũng dần hiện ra một loại dị dạng quang mang, nàng nói ra, từ đó về sau, trong lòng ta thì yên lặng thích hắn. Ta lại không cùng hắn giờ tính trẻ con, mọi chuyện đều thay hắn suy nghĩ. Cái kia mấy năm, là chúng ta tốt nhất thời gian. Làm cưới chúc mã đến, quấn giường làm thanh mai. Hắn thực là cái rất biết chơi người, ta thường thường cùng hắn lén đi ra ngoài, khắp nơi chơi đùa. Có thời gian bị cha ta phát hiện, trách phạt hắn, hắn thì không rên một tiếng, đem trách nhiệm toàn gánh xuống tới. Có một lần, phụ thân ta lại phải đánh hắn, một lần kia ta triệt để theo phụ thân ta bạo phát ta nhào vào lăng ca ca trên thân không cho phụ thân động thủ nhưng phụ thân lại khiến người ta đem ta kéo ra một lần kia ta bị buộc gấp ta đem tay mình mở ra một đầu lỗ hồng cha ta cũng liền dọa sợ lúc này mới buông tha lăng ca ca từ đó về sau lăng ca ca liền thành cha ta trong lòng một cây gai ta theo lăng ca ca thương lượng qua chờ chúng ta lớn chút nữa nếu là ta cha không đồng ý ta gả cho lăng ca ca Vậy chúng ta thì bỏ trốn. Ta chỉ cần đi cùng với hắn, không lo ăn bao nhiêu đắng, mặc kệ như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện. Lăng Ca ca cũng đáp ứng, chúng ta vẫn luôn tại ước mơ lấy một ngày như vậy. Lăng Ca ca nói chờ ta lớn lên, nhưng lại tại ngay tại ta 15 tuổi năm đó, cũng là Lăng Ca ca 16 tuổi năm đó. Năm đó, Lăng Ca ca cùng phụ thân hắn đột nhiên thì mất tích. Ta biết, cái này nhất định là phụ thân ta ở chính giữa cản trở ta không biết lăng ca ca bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì, ta trên giường một bệnh ba tháng, sau ba tháng, ta liền rời đi nhà. Lúc rời đi đợi, cha ta ngăn cản ta, ta dùng chết áp chế, cha ta biết ta tính tình, hắn biết ta cũng không phải đe dọa, sau cùng chỉ có thể thả ta rời đi. Một cái chớp mắt ấy, đã qua 10 năm, thời gian 10 năm bên trong, ta ngẫu nhiên sai người về quê nhà hỏi qua, nhưng đều nói lăng ca ca bọn họ rốt cuộc không có trở về qua. Ta vẫn luôn đang tìm, nhưng ta một mực cũng không tìm tới. Tống Ninh nghe hốc mắt hồng hồng, nàng ôm nghe thường, nói ra, cái kia nghe thường tỉ tỉ, người về sau định làm như thế nào. Nghe thường lắc đầu, nói ra, thời gian 10 năm, nói lớn lên cũng lớn lên, nói ngắn cũng ngắn. Ta tuyệt vọng qua, nản trí qua, nhưng sau cùng không hề từ bỏ. Giống như cái này đã trở thành một chủng tập quán, ta cũng không biết phải làm gì. Tìm đi, tìm không thấy, ta cứ như vậy sống hết đời ta thực càng sợ là hơn có một ngày ta tìm tới hắn lúc hắn đã có vợ con ở bên khi đó ta nghĩ ta hội liền sống sót dũng khí đều không có tống ninh nghe vậy không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía nói ra hắn nhất định sẽ không như vậy đối ngươi nghe thường cười khổ nói ra hắn cho dù là kết hôn sinh tử cũng không hề có lỗi với ta ta đến bây giờ cũng không biết hắn vì sao lại cùng phụ thân hắn không chào mà đi cũng không biết cha ta đến cùng đối bọn hắn làm cái gì đến mức hắn sẽ đi kiên quyết như vậy. Đại khái hắn cũng cho là ta sớm thành hôn sinh con đi. Sẽ không, vận mệnh nhất định sẽ không đối nghe thường tỷ tỷ ngươi như thế tàn khốc. Tống Ninh an ủi nghe thường. Hai người thì nói như vậy, trò chuyện. Nghe thường có thật nhiều tiểu chuyện lý thú cùng Tống Ninh chia sẻ. Rất nhiều tiểu chuyện lý thú đều là vây quanh vị kia đường lăng. Cứ việc sự tình cách hơn 10 năm, nhưng ở nghe thường trong miệng miêu tả, lại tựa như là phát sinh ở hôm qua những cái kia điểm điểm chi tiết nàng đều nhớ tinh tường mạt nghe thường đột nhiên hỏi tống ninh chữ nhi vậy còn ngươi dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy địa vị lại là tôn quý nhất định có không ít công tử nhà giàu đều đang theo đuổi ngươi đi tống ninh trong đầu tự động hiện ra la quân hình dạng nàng nói ra nghe thường tỉ tỉ ta cũng có yêu mến người đâu nghe thường mỉm cười nói ra có thể làm cho chữ nhi muội muội ưa thích nam tử nhất định là nhân trung long phượng Mau Cùng tỉ tỉ nói một chút. Tống Ninh nói ra, ta biết hắn lúc, vẫn là tại năm ngoái. Tại không biết hắn thời điểm, ta vẫn luôn là không buồn không lo. Nhưng là ái tình vật này, luôn luôn khiến người ta điên cuồng vừa khổ chát chát. Ta cũng nghĩ qua muốn quên mất hắn, từ bỏ hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều làm không được. Quản chi hắn đã từng tiếp cận ta đều chẳng qua là sử dụng ta mà thôi. Nghe thường biểu lộ nhất thời thì nghiêm túc lên, hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu ta lần thứ nhất gặp hắn là tại hắc mục thành khi đó ta đi đồng thúc thúc nhà làm khách đồng thúc thúc nghe thường nói ra người nói là thái sơn vương đồng xuyên tống ninh nói ra không sai tại thời khắc này nghe thường hơi hơi ngây người cũng bỗng nhiên cũng cảm giác được chính mình cùng tống ninh thân phận là có khoảng cách nàng tiếp xúc người đều là như thế cao cao tại thượng Tống Ninh lại là không có chú ý tới Nghê Thường tâm tình biến hóa. Nàng nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn dùng tên Giả Lâm Thiên Sơn, liền bộ dáng đều là giả. Ta về sau mới biết được, hắn nhìn thấy ta, tiếp cận ta, chính là vì thông qua ta đi đầu quân đồng thúc thúc. Nghê Thường bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, tại chữ Nhi trên thân còn có dạng này một đoạn cố sự. Một trận lấy sử dụng bắt đầu cảm tình, sau cùng thương tổn khẳng định cũng là chữ Nhi đó là một trận thi hội nghề thường tỉ tỉ người biết chúng ta nhàn đến nhàm chán đều ưa thích học đòi văn vẻ cử hành dạng này thi hội hắn cứ như vậy xông vào chúng ta thi hội nói muốn kiến thức chúng ta tài hoa chúng ta lẫn nhau giới thiệu ta giới thiệu về sau hắn liền nói ta tên là tên rất hay ta hỏi tốt chỗ nào nha hắn nói không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí không phải yên tĩnh không thể trí viễn tốt tài hoa nghe thường nghe xong tinh tế nhấm nuốt một câu nói kia sau đó liền tán thưởng nói ra tống ninh trong đầu hiển hiện những cái kia tình trạng lại là tựa như phát sinh ở hôm qua một dạng là như thế rõ ràng ngày đó thi hội dương ca ca xuất tẫn danh tiếng nhiều như vậy công tử ca bên trong ta lại cảm thấy hắn dạng này thảo dân trói mắt nhất khi đó ta cũng chỉ là kính ngưỡng hắn tài hoa ta biết ta cùng hắn ở giữa địa vị cũng không xứng đôi cũng liền chưa bao giờ suy nghĩ nhiều qua cái gì sau đó thì sao nghe thường hỏi tống ninh nói ra ta vốn cho là hắn chỉ là một giới thư sinh về sau mới hiểu được hắn tu vi thâm hậu ta đem hắn tiến cử cho đồng thúc thúc đồng thúc thúc rất nhanh liền trọng dụng hắn đây không phải là rất tốt sao nghe thường nói ra hắn chiếm được công danh về sau liền có thể cưới ngươi ta về sau mới biết được cái gì công danh tài phú đối dương ca ca tới nói đều chẳng qua là cạn bã một vật hắn là rất đặc biệt người trên đời này đại khái cũng không có thứ gì làm cho hắn khom lưng để hắn coi trọng nghe thường tỉ tỉ người biết hắn tại sao muốn đầu nhập vào đồng thúc thúc sao tống ninh nói ra nghe thường nói ra vì cái gì tống ninh nói ra dương ca ca cũng không phải là chúng ta cái này âm diện thế giới người âm diện thế giới bên ngoài còn có bên ngoài thế giới nghe thường nói ra ta tại du lịch bên trong nghe người ta nói qua thập phương thế giới tự thành một thể âm dương tách ra chúng ta vì âm, còn có một mặt vì dương. Chẳng lẽ người truyền ca ca là đến từ bên ngoài thế giới? Tống Ninh nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói, dương ca ca sư phụ bị đồng thúc thúc giết chết, mà đồng thúc thúc sở dĩ có thể giết sư phụ hắn. Chính là là bởi vì dương ca ca trong sư môn có một tên phản đồ cùng đồng thúc thúc cấu kết cùng một chỗ. Cái kia tên phản đồ gọi là ngọn núi quang sáng sớm, dương ca ca đến đây chính là vì chu sát cái này phản đồ hắn ngược lại không có ý định đối phó đồng thúc thúc, bởi vì hắn hận nhất là phản đồ ngọn núi quang sáng sớm. Cùng ngoại nhân ngư nghịch, hùn vốn sát hại ân sư, dạng này xúc sinh xác thực đáng hận hơn. Nghe thường nói ra, Tống Ninh nói ra, nhưng để Dương ca ca không nghĩ tới là, xúc sinh kia ngọn núi quang sáng sớm về sau đầu nhập vào đến cha ta môn hạ. Mà lại, cha ta còn nặng dùng hắn, đem hắn giấu đi luyện đan. Dương ca ca trần chọc biết tin tức này về sau, thì giả ý đưa ra muốn cùng ta đến tống đế thành tới. Khi đó, ta cái gì đều không hoài nghi tới hắn, cũng liền hoan hỉ đáp ứng. Lại đến đến tống đế thành về sau, hắn có rất nhiều thời gian bồi tiếp ta. Mà lại phụ thân ta cũng coi trọng hắn, nguyện ý thành toàn ta cùng hắn. Hắn cũng nguyện ý cưới ta, ta vẫn luôn cho là hắn là thật nguyện ý cưới ta. Về sau ta mới biết được, nguyên lai hắn là nghĩ đến cùng ta thành thân, Tại thành thân ngày đó, khách mời đều trở về. Ngọn núi Quang Sáng sớm nói không chừng cũng sẽ trước tới tham gia tiệc cưới. Dương Ca ca thành công, ngày ấy, ngọn núi Quang Sáng sớm xác thực đến đây. Sau đó ngay tại tiệc cưới phía trên, tại nhìn thấy ngọn núi Quang Sáng sớm về sau, hắn bỗng nhiên nói với ta thật xin lỗi. Ta còn đang kỳ quái hắn êm đẹp tại sao muốn nói xin lỗi. Hắn đột nhiên rút ra một cây đao, tháo mặt nạ xuống, đối cái kia ngọn núi Quang Sáng sớm lạnh lẽo nói ta thay thiên đô sư phụ đến ân cần thăm hỏi ngươi. Dương ca ca hô to lấy dám phản sư môn người, xa đâu cũng giết. Hắn tại chỗ đem ngọn núi quang sáng sớm giết chết, về sau, hắn liền bị cha ta bắt lại. Cha ta rất tức tối, bởi vì Dương ca ca không chỉ là giết ngọn núi quang sáng sớm, hại hắn luyện đan kế hoạch thất bại. Mà lại hôm đó khách mời tụ tập, hắn để cho ta cha còn mất mặt mặt. Sau đó, Tống Ninh lại đem về sau sự tình nói. Bao quát lạc ninh, bao quát nàng muốn la quân cùng hắn kết làm phu thê, nhưng Lạc Ninh muốn chết các loại. Sau cùng, nàng không thể không tại pháp trường phía trên tự sát đến uy phụ thân. Thậm chí cả nàng rốt cục cảm động nàng dương ca ca các loại. Chờ Tống Ninh sau khi nói xong, nghe thường không khỏi cũng ôm ở Tống Ninh. Người nhà đầu ngốc này, làm sao mốc như vậy? Nghe thường đau lòng lên cái nhà đầu này tới. Trong nháy mắt đó, hai người bọn họ lại có loại cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm giác. Người truyền ca ca là cái đại anh hùng. Nghe thường nói ra, khó trách người có thể như vậy yêu hắn. Nếu có cơ hội, ta cũng thật hy vọng có thể gặp hắn một chút phong thái. Nhất định có cơ hội, Tống Ninh nói ra. Nhưng mà, Tống Ninh cùng nghe thường cũng không nghĩ tới. Tại sáng ngày thứ hai, các nàng liền gặp được La Quân. La Quân cùng Tống Sương Tuyết cùng nhau đi tới. La Quân đổi mặc trường sam màu đen, cả người hắn lộ ra sạch sẽ mà khí khái hào hùng bừng bừng. Tiểu muội người mau dậy đi nhìn xem là ai tới tống sương tuyết tại bên ngoài phòng nói ra người nào nha tống ninh tối hôm qua ngủ trễ có chút lười biếng nói ra chữ nhi la quân mở miệng hô một tiếng tống ninh nhất thời kinh hãi ngồi mà lên một loại nói không nên lời cuồng hỉ phun lên nàng trong lòng tống ninh rất nhanh liền mặc quần áo tử tế nghe thường không khỏi kỳ quái hỏi chữ nhi muội muội là ai a à? là dương ca ca tới tống ninh nói ra Tống Ninh mặc dù là rất muốn mau mau nhìn thấy La Quân, nhưng nàng mặc quần áo trang điểm, vẫn là dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Sau cùng, Tống Ninh là cùng nghe thường đi ra tới. Dương ca ca, Tống Ninh đi vào La Quân trước mặt, nàng bắt đầu có chút sụt rè, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được ôm chặt lấy La Quân. Trong nháy mắt, nước mắt thì băng rơi xuống. Nghe thường làm theo ở phía sau tinh tế dò xét La Quân. Bây giờ La Quân cùng dĩ vãng đã có rất lớn khác biệt, Trước kia La Quân nhìn thứ nhất mắt sẽ cảm thấy hắn ánh mắt rất là khác biệt, nhưng vẫn là sẽ cho người cho là hắn cũng là chúng sinh phổ thông một viên. Nhưng bây giờ La Quân, cho dù là thứ nhất mắt cũng làm cho nhân nạn lấy quên. Hắn cũng không có rất đẹp trai, nhưng lại cho người ta một loại bụng có thi thư khí từ hoa cảm giác. Mà lại, La Quân trên người có một loại cực nặng vững vàng đại khí. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Rất rất lâu về sau, Tống Ninh mới từ la quân trong ngực trống lên tới. Nàng có chút xấu hổ, hốc mắt cũng là hồng hồng, dương ca ca, ngươi làm sao đột nhiên đến. Có thời gian, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút, ta đến không thật là tốt ra, à, ngươi khóc cái gì. La quân thân thủ đi lau sạch Tống Ninh nước mắt. Tống Ninh thẹn thùng xoay người, nói ra, ta thật là vui. Giữa trưa thời điểm, La Quân ngay tại trong thành chủ phủ ăn cơm trưa. Nghe thường cũng một mực bồi tiếp ăn cơm chưa thời điểm, là quân nghe Tống Sương Tuyết nói Tống Thiên Các Đại Thiên Kiêu đi hắc ngục thành. Nói là Đồng Xuyên đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, La quân nghe xong tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hắn không có ngay tại chỗ nói ra, nhưng ở sau khi ăn xong đơn độc nói với Tống Sương Tuyết việc này, Đồng Xuyên chết chắc, hắn là bị ta đả thương. Tống Sương Tuyết bị kinh ngạc, nói, ngươi. Là quân nói ra, lúc trước hắn cùng ngọn núi quang sáng sớm sát hại sư phụ ta, chiếm lấy sư phụ ta nhân hoàng kính. Thù này, ta không có khả năng không báo. Tống Sương Tuyết nói ra, địa tàng vương Bồ Tát vẫn còn, người thì dám ở cái này âm diện thế giới bên trong sát hại một tên thập điện chi vương. Nàng đón đến, nói ra, ta biết người tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng... La Quân nói ra, ta đi qua Bồ Tát Thành, đi trước Bồ Tát Thành bái Bồ Tát, cũng theo thành chủ ý chỉ dai đánh một trận chiến. Ta thắng, úy chỉ dai mới mặc kệ việc này như thế về sau, ta mới có thể tìm đồng xuyên trả thù. Tống Sương Tuyết nghe vậy hơi hơi thở phào, nói ra, cái kia còn tốt. Nàng lại hỏi, người lần này tới chuẩn bị đợi mấy ngày. Sáng mai liền đi, La Quân nói ra. Liền không thể chờ lâu chút thời gian à, tiểu muội chờ ngươi đắng như vậy. Tống Sương Tuyết nộ khí lại đi tới. La Quân nói ra, ta phát hiện tại cửu ra rất nhiều, không thích hợp ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi cũng sợ có người tìm hiểu nguồn gốc biết chữ nhi cùng ta quan hệ. Ta vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. cửu ra lại nhiều, có mấy cái dám ở địa tàng vương Bồ Tát tầm mắt tìm việc. Tống Sương Tuyết nói ra. Là quân nói ra, ta cửu ra bên trong, thật là có rất nhiều là không e ngại địa tàng vương Bồ Tát. Ngươi! Là quân sau đó liền không có lại theo Tống Sương Tuyết nhiều lời, có hạn thời gian hắn liền đều cầm lấy đi làm bạn Tống Ninh buổi tối vẫn là tại trong thành chủ phủ ăn cơm, nói chuyện phiếm thời điểm, Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, Dương ca ca, nghe thường tỷ tỷ vẫn luôn đang tìm tìm một người. Người này gọi là Đường Lăng, người thường tại các nơi đi, có thể hay không cũng hỗ trợ tìm tìm một cái. Là quần nào nào, theo rồi nói ra, há, hắn có cái gì đặc thù, là nghe thường cô nương người nào. Nghe thường hốc mắt hơi đỏ lên. Đối với nghe thường tới nói, nàng có chút sầu não bởi vì Tống Ninh chờ đợi bộ dáng trở về, mà nàng lại từ đầu đến cuối không có gặp lại qua đường lăng. Tống Ninh thấy thế lập tức an ủi nghe thường. Đêm đó, La Quân thì ngủ lại tại phủ thành chủ. Hắn đi thẳng đến phủ thành chủ, dạng này không có cùng ngoại giới tiếp xúc, ngược lại không dễ dàng để lọt hành tung. Phủ thành chủ so ngoại giới muốn tương đối giữ bí mật rất nhiều. Mà La Quân trước đó tuy nhiên tại âm diện thế giới bên trong quấy qua mưa gió, nhưng vẫn luôn là dùng tên giả lâm thiên sơn rất nhiều người đều là không rõ nội tình cho dù có chút minh bạch cũng là chỉ biết là la quân hối hôn rời đi người nào đều sẽ không nghĩ tới tống ninh cùng la quân cuối cùng vẫn là cùng một chỗ đương nhiên la quân là ở phòng trọ hắn không có khả năng công nhiên cùng tống ninh ở cùng một chỗ không thích hợp tống sương tuyết còn ở đây phủ thành chủ cũng còn có còn lại người ở đây truyền đi đối tống ninh một cái cô nương ra danh tiếng là thật không tốt la quân không biết mình tương lai như thế nào mà cái này âm diện thế giới quan đọc là phong kiến một số. La Quân cũng hy vọng tương lai nếu là mình thật xảy ra chuyện, Tống Ninh còn có thể có cái tên hay âm thanh khác chọn người khác. Có điều tại đêm khuya thời điểm, Tống Ninh vẫn là lặng lẽ đến La Quân trong phòng. Đây là hai người ăn ý. Tống Ninh còn không biết La Quân hừng đông về sau liền sẽ đi. Trong phòng, hai người củi khô lửa bốc, tự nhiên là một điểm liền lấy. Tại Phát Huy vô cùng tinh tế hoàn ái về sau, tống ninh co quắp tại la quân trong ngực la quân cũng không khỏi hơi xúc động chính mình hoang đường cùng tính phúc chính mình có tài đức gì có thể có được mấy cái này kiều thê trước đó vài ngày còn tại trầm mặc nùng trên giường bây giờ lại cùng với tống ninh la quân cảm thấy mình hẳn là thỏa mãn sau đó tống ninh lại cùng la quân nói nghe thường cùng đường lăng sự tình la quân nghe xong cũng có chút cảm động nói ra ừm ta sau khi ra ngoài để thế giới bao la bằng hữu cũng giúp nghe thường tìm xem. Nếu có tin tức, ta sẽ đến nói cho nghe thường. Tống Ninh nói ra, ừm, ta cũng sẽ cùng nghe thường tỉ tỉ một mực giữ liên lạc. Ta thật hy vọng bọn họ có thể hữu tình người sẽ thành thân thuộc, bọn họ thật sự là quá đắng. La Quân mỉm cười. Mạt, La Quân nhẹ giọng hỏi Tống Ninh, nói ra, vậy ngươi cảm thấy đắng sao? Tống Ninh ngốc ngẩn ngơ, nàng sau một lúc lâu nói ra, đắng, thế nhưng là có thể đợi được ngươi một khắc này đã cảm thấy tất cả đắng đều là đáng giá la quân không khỏi rất là cảm động ôm tống ninh nói ra thật là một cái ngốc nha đầu tống ninh cũng ôm chặt lấy la quân nếu như có thể ta hy vọng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ngươi la quân bỗng nhiên nói ra tống ninh thân thể mềm mại run lên nàng ngẩng đầu giọng nói phát run hỏi vì cái gì ta trước khi biết ngươi ngươi là không buồn không lo là vui vẻ. Là ta xâm nhập ngươi sinh hoạt, nhưng ta cái gì đều cho không ngươi. Là quân biết, Tống Ninh là khổ nhất. Bởi vì con trai hàm có tiểu tuyết, có phụ mẫu, có quán ba. Mà trầm mặc nùng có quốc an, có nàng sự nghiệp của mình cùng tu vi. Linh Nhi lại là vẫn luôn đang ngủ say lấy. Chỉ có Tống Ninh, luôn luôn tại dạng này vô tận đợi chờ mình. Chờ đợi khổ sở tư vị, chỉ có chờ hơn người mới hiểu. Nhưng là ta nguyện ý, tống ninh rất lợi hại kiên định nói ra nếu như ta nhân sinh làm lại ta vẫn là nguyện ý gặp phải dương ca ca ngươi nhưng có một ngày nếu như ta chết đâu la quân trầm thấp nói ra tống ninh thân thể mềm mại cử chiến nàng lần nữa ôm thật chặt ở la quân nói dương ca ca ta không cho phép ngươi nói chữ chết la quân nói ra chữ nhi chúng ta tới một cái ước định cẩn thận không tốt tống ninh hai mắt đẫm lệ hỏi cái gì ước định la quân nói ra nếu như mấy năm này bên trong ta sống sót bình định trận này vô lượng sát kiếp như vậy ta thì mang ngươi đi mang ngươi rời đi nơi này nhưng nếu như ta chết ngươi nhất định muốn thật tốt còn sống không muốn lại tra tấn chính ngươi được không tống ninh kinh ngạc nhìn lấy la quân nói ra dương ca ca có phải hay không ta đáp ứng ngươi ngươi liền sẽ an tâm la quân gật gật đầu tống ninh nói ra tốt la quân lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái Tống Ninh sau đó chủ động hôn lên La Quân môi, nàng giống như bạch tuộc quấn lấy La Quân, lại thấp thấp giọng nói: Dương ca ca lại yêu ta một lần. La Quân tất nhiên là vui vẻ tòng mệnh, xoay người liền đem Tống Ninh đặt ở thân thể dưới đáy. Sau đó một vòng hoan ca lại lên, tất nhiên là liều chết triền miên, cực điểm nhân gian rất vui. Làm La Quân nói với Tống Ninh buổi sáng muốn rời khỏi thời điểm, Tống Ninh ngốc một chút, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ nói là nói, ừm. Um. La Quân nói ra, chữ nhi, thật xin lỗi, ta. Dương ca ca, ta minh bạch, Tống Ninh nói ra, ngươi là có đại sự muốn làm người. Ngươi có thể nhín chút thời gian đến xem ta, ta đã rất thỏa mãn. La Quân ôm Tống Ninh, chỉ có thể thì thào nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Buổi sáng ăn sáng xong về sau, La Quân thì muốn ly khai. Nghe thường cũng vì đó cảm thấy chấn kinh, bởi vì La Quân cái này cũng đi quá mau nhưng tống ninh đều không nói gì cho nên nghe thường thì càng không tiện nói gì la quân nói với nghe thường nghe thường cô nương ta hội đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm người đường lăng ca ca hắn cơ bản tin tức ta cũng ghi ở trong lòng bất quá nếu như ta thật nhìn thấy hắn ngươi có lời gì muốn mang cho hắn sao nghe thường nao nao nàng trầm ngâm nửa ngày về sau ngay tại la quân bên tai thì thầm một câu la quân hơi hơi ngẩn ngơ nghe thường lại là khuôn mặt hơi đỏ lên La Quân cũng liền không nói gì thêm nữa, chỉ là nói, tốt, vậy chúng ta giang hồ lộ xa, hữu duyên gặp lại. Tống Ninh an ủi nghe thường, nói ra, ta dương ca ca đi khắp rất nhiều thế giới, nhân duyên cũng rất rộng. Hắn sẽ giúp người tìm, liền tại cái này âm diện thế giới bên trong, chúng ta cũng sẽ giúp người tìm kiếm. Cứ việc biển người minh mông, nhưng ta tin tưởng, chúng ta tâm thành cũng nhất định sẽ cảm động ông trời. Nghe thường gật gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, chữ nhi muội muội cũng cảm ơn ngài là quân đại ca la quân cười một tiếng hắn quay người thì nói với tống sương tuyết tứ tỷ ta liền đi chữ nhi muốn nhiều nhờ ngươi tới chiếu cố tống sương tuyết có chút khó chịu nàng lãnh đạm ứng phó một tiếng la quân từ cũng không để bụng hắn sau cùng mới nói với tống ninh chữ nhi vậy ta đi rồi tống ninh gật gật đầu nàng nở nụ cười xinh đẹp nói ra yên tâm đi dương ca ca ta hội thật tốt a người không dùng mong nhớ ta. La quân nói ra, ừm. Sau đó, La quân tế ra hắc liên ngai vàng, hắn đạp vào hắc liên ngai vàng, gào thét một tiếng, liền bay vào đến trong tầng mây. Một màn này để nghe thường lần nữa trợn mắt hốc mồm. Nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy biết bay người. Tại La quân bay sau khi đi, Tống Ninh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là đổ rào rào nước mắt. La quân tâm lý rõ ràng, Tống Ninh là tại gia vẻ kiên cường. Nhưng La Quân cũng không muốn vạch trần Tống Ninh, hắn trong lòng cũng là khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn cùng phức tạp. Thế gian này, hắn cuối cùng vẫn là có quá nhiều không thể làm gì. Mặc cho người thần thông quảng đại, bản lĩnh ngập trời, có thể cuối cùng, mỗi người đều có mỗi người không thể làm gì. Nói thần tiên, đạo thần tiên, ai nói thần tiên không lo sầu. Đại đạo ba nghìn, người nào nhưng nhìn phá. La Quân rất nhanh liền thu lại tâm tình mình, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn sẽ không để cho loại này tiểu yêu sầu đến chúa tề tâm tình mình. Hắn ngẫm lại, quyết định vẫn là trước đi một chuyến thế giới bao la nhìn một chút trầm mặc nùng. Dù sao nghe thường chuyện này, đến cho người ta xử lý xử lý. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà. Trầm mặc nùng không nghĩ tới là quân nhanh như vậy liền đi mà quay lại, tại Yến Kinh, hai người gặp mặt. Trầm mặc nùng vốn đang tại xử lý công sự, nghe nói là quân đến, liền liền vội vội vàng vàng đến đây cùng la quân gặp mặt gặp mặt ngay tại trầm mặc nùng man city tiểu khu trong phòng la quân trông thấy trầm mặc nùng vẫn còn có chút cầm giữ không được trước kia là không ý nghĩ gì hiện tại trầm mặc nùng đều là mình nàng dâu vậy dĩ nhiên là không có gì tốt khách khí riêng là giờ phút này trầm mặc nùng thân thể mặc áo khoác màu đen trước ngực cao ngất na anh khí cùng ngạo nhân dung hợp mang theo một loại nói không nên lời mị lực kỳ dị là làm cho nam nhân cảm thấy có thể chinh phục trầm mặc nùng dạng này nữ nhân, vậy thì thật là một vui thú lớn cùng một đại thành tựu cảm giác. Cho nên, La Quân thì không chút do so dự đem trầm mặc nùng ép đến dưới thân. Trên giường trầm mặc nùng mẫn cảm ngửi được La Quân trên người có hắn nữ nhân mùi vị, có điều nàng không nói gì, rất nhanh liền dung nhập vào La Quân nhiệt tình bên trong. Nàng đã lựa chọn con đường này, như còn muốn đến vì thế phát tiết lời oán giận, vậy thì không phải là nàng tính cách. Tự chọn đường vô luận đắng ngọt đều được bản thân nếm. Một vòng kích tình va chạm về sau, là quân cảm thấy sảng khoái, dạng này lưu luyến tại hai cái tuyệt sắc mỹ nữ ở giữa, thật có loại làm đế vương khoái cảm. Hắn nghĩ thầm nếu là ngày đó có thể tới cái chăn lớn cùng ngủ, vậy thì thật là chết cũng đáng. Đương nhiên, như thế cái không biết xấu hổ ý nghĩ, hắn cảm tưởng, có thể trầm mặc nùng các nàng cũng là tuyệt sẽ không đồng ý. Hắn không biết xấu hổ, các cô nương còn muốn mặt a à. Trầm Mặc Nùng hưởng thụ lấy tính mang đến đập vào cùng dư vị về sau mỹ rượu khuôn mặt nàng đều là ửng hồng một mảnh. Sau một hồi khá lâu, Trầm Mặc Nùng mới hồi phục tinh thần lại. Ta trên giường này lại bị làm cho sền sệt, mới thay đi giặt ga giường. Trầm Mặc Nùng hơi hơi oán trách, tiếp lấy lại cười duyên một tiếng nói ra: Ta nói ngươi cái tên này, ngươi không phải đi a, à, lại đột nhiên trở về. Chẳng lẽ giữa ban ngày vội vã tìm ta, thì vì điểm ấy giữa nam nữ sự tình. Là quân nói ra cái kia có thể sao trầm mặc nùng nao nao nàng nói tiếp đương nhiên có thể ta ước gì người vĩnh viễn lưu tại nơi này nhưng cái này cũng không có khả năng ha à. là quần quân cười ha ha một tiếng còn nói thêm đêm nay ta thì không đi sáng mai lại rời đi đối với Lưu tại Yến kinh là quần cũng không có gì lo lắng bởi vì trầm mặc nùng người tại kinh đô bên trong cơ hồ là không sợ bất luận kẻ nào mà lại nàng chủ trưởng tình báo cũng là quốc gia trọng yếu cơ quan nhân viên nàng an toàn vẫn rất có bảo hộ trầm mặc nùng nói ra tốt vậy ngươi buổi tối theo giúp ta đi đi dạo phố vương phủ tỉnh buổi tối bên kia vẫn là rất náo nhiệt là quân nói ra không có vấn đề trầm mặc nùng cười một tiếng nói ra người đột nhiên trở về khẳng định vẫn là có một số việc muốn ta đi làm nói đi khác không có ý tứ là quân cười ha ha một tiếng nói ra vẫn là ngươi lớn nhất giải ta Trầm Mặc Nùng nói ra, đó là đương nhiên. Là Quân nói ra, là như thế này. Ngay sau đó, là Quân đem nghe thường cùng Đường Lăng cố sự nói ra, đồng thời cũng đem Đường Lăng nhất chút đặc thù cùng tuổi tác nói hết ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, người đây là lại để cho ta công khí tư dụng a. À. Đường đường ngành quốc an, thế mà đi giúp một cái tiểu nữ tử tìm kiếm người yêu đi. Là Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia ai bảo ngươi là lão bà của ta đâu? này làm sao có thể không lợi dụng phía dưới chức vụ chi tiện đây? Như là trước kia, trầm mặc nùng chắc chắn sẽ không cùng La Quân mở dạng này cho đùa. Nàng thụ La Quân ân huệ rất nhiều, loại chuyện nhỏ nhặt này, nơi đó hội chối từ. Hiện tại làm theo cứ nói tùy tiện nhiều. Trầm mặc nùng bạch La Quân liếc một chút, còn nói thêm, tuy nhiên gọi đường lăng rất nhiều người, nhưng là cái này đường lăng kinh lịch nhất là khác biệt, nếu thật tại hoa hạ bên trong, muốn phân biệt ra cũng không phải rất khó bất quá ta liền sợ hắn căn bản không có tại hoa hạ nhập hộ, phía trên chứng minh nhân dân. Nếu là như vậy lời nói, sẽ rất khó tìm. Người thuận tiện lấy tìm xem, chúng ta cũng liền làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không thẹn với lương tâm tức tốt. La quân nói ra, trầm mặc nùng nói ra, ừm. So sánh với mà nói, La quân là ưa thích cùng trầm mặc nùng đợi cùng một chỗ. Không có nhiều như vậy nặng nề áp lực, đây là tống ninh không cách nào cùng trầm mặc nùng so sánh. Tống Ninh tại La Quân yêu là muốn chịu nặng rất nhiều. La Quân có thể tưởng tượng coi như mình không tại, trầm mặc nùng một dạng có thể kiên cường còn sống, cũng sẽ không một mực đắm chìm trong chính mình bóng mở phía dưới. Nhưng Tống Ninh lại không được. Tại Yến Kinh đợi một ngày sau đó, ngày thứ hai, La Quân chính thức cùng trầm mặc nùng cáo biệt. Sau đó, La Quân rời đi Yến Kinh. Về sau, La Quân thiêu đốt ngọc giản trong tay. Hắn tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng 10 giờ, sau 10 tiếng, chúng tinh điện hắc y tế ti trước tới đón tiếp la quân hắc y tế ti là lấy bàn nhược thiên chu mà đến như vậy như thiên chu hết thảy có 30 chiếc bàn nhược thiên chu thoát thai từ chúng tinh điện có thể dung nạp hơn 20 người mặc dù nói là thuyền nhưng bên trong vẫn là phong bế không gian la quân sau khi đi vào hắc y tế ti khởi động thiên chu bàn nhược thiên chu ở trong hư không xuyên toa nhảy vào trùng động chờ một chút hỏa tốc tiến về sao hỏa. Tại sau 10 tiếng, La Quân rốt cuộc lần nữa trở lại chúng tinh điện. Đến chúng tinh điện về sau, La Quân trước tiên đến tinh nhất điện giao yêu huyết tinh thạch. Nhiều như vậy phái đi ra người, La Quân là cái thứ nhất trở về giao nhiệm vụ. Yêu huyết tinh thạch đi qua hồ chiến xét duyệt về sau, hồ chiến cũng đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch làm khen thưởng giao cho La Quân. La Quân tiếp nhận tinh thạch, sau đó cáo lui, rời đi tinh nhất điện. Thời gian là 10 giờ sáng, thính đào hiên bên trong làm tử y chính trong phòng khoanh chân tu luyện la quân bước nhanh tiến thính đảo hiên cái kia lâm nhã tư lâm nhã dùng hai tên nha hoàn lập tức tiến lên nghinh đón công tử gia ngài trở về á la quân mỉm cười hắn đồng thời cảm thấy mình có chút sơ hở cần phải cho hai cái này nha hoàn mang chút đến từ địa cầu lễ vật đáng tiếc tại địa cầu thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới la quân sau đó hỏi lam cô nương đâu lâm nhã tư nói ra Tiểu thư trong phòng tu luyện. La Quân a à một tiếng, sau đó liền đi hướng Lam Tử Y gian phòng. Hắn tại trước gian phòng còn không có gõ cửa, bên trong liền truyền đến Lam Tử Y thanh âm, vào đi. La Quân đẩy cửa vào, liền gặp Lam Tử Y vẫn là một bộ áo tím, nàng dung mạo đoan trang mà tú lệ, trầm ổn mà ung dung, thì như vậy ngồi xếp bằng trên giường. Ta cảm giác ta đi thời điểm ngươi là cái trạng thái này, lúc trở về, thế mà một chút cũng không thay đổi. La Quân không khỏi cười một tiếng. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, lại không trả lời cái này nhàm chán vấn đề, chỉ nói là nói, nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên, La Quân nói ra, thật đúng là may mắn, rất dễ dàng thì thông qua quốc an tra được yêu huyết tinh thạch dấu vết để lại. Lam Tử Y nói ra, tìm đồ loại chuyện này, cùng năng lực lớn nhỏ ngược lại không có liên quan quá nhiều. Phải có chút vận khí, người để tinh chủ đi tìm yêu huyết tinh thạch, có lẽ hắn đến chết cũng không tìm tới nhưng ngươi ngược lại tìm đến, đây chính là vận khí khác nhau. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, đó còn là cần chút năng lực, không phải vậy lời nói, tinh thạch không có cầm tới, mạng nhỏ đều muốn bồi đi vào. Làm tử y trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi ngay tại điều này cùng ta múa mép khua môi đi. Là quân nói ra, đúng, có cái sự tình muốn nói với ngươi. Làm tử y nói ra, chuyện gì, nói đi. Là quân nói ra, ta đem đồng xuyên cho giết, nhân hoàng kính cũng cầm về. Làm tử y nao nao, nàng theo rồi nói ra, người cùng đồng xuyên ở giữa, sớm muộn đều sẽ có một ngày này. Bất quá, người tốt xấu cũng thiếu địa tàng vương Bồ Tát nhân tình, cứ như vậy giết thập điện diêm là một trong thái sơn vương, trên mặt mũi, không quá nói còn nghe được a à. Là quân nói ra, ta đi Bồ Tát thành đi một chuyến, cũng cùng ý chỉ dai nói tình huống này, lại đi Bồ Tát trong miếu bái Bồ Tát. Sau cùng còn cùng ý chỉ dai đánh một trận. Lam tử y nói ra, há, cái kia còn tốt một chút. La quân nói ra, người nói, địa tàng vương Bồ Tát sẽ không trách tội tại ta đi. Lam tử y nói ra, người việc này, đối với người mà nói thị phi xử lý không thể. Nếu là không phải xử lý không thể, mà lại cũng đã xử lý, vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. La quân nói ra, người nói như vậy cũng có đạo lý. Hắn sau đó đem khối kia khen thưởng tinh thạch lấy ra, nói ra, đây là hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng, người xem một chút người có cần hay không được. Lam tử y nói ra, ta không cần nhìn, ta chỗ đó cần dùng đến. Cho dù tốt tinh thạch, đan dược với ta mà nói, đều là hạt cát trong sa mạc. Bất quá đối với người khẳng định có dùng. Vậy người cũng nhìn xem, cái này tinh thạch này là cái gì cấu tạo, ở đâu tới. La quân nói ra, Lam tử y gật gật đầu, nói ra, tốt. La quân đem tinh thạch đưa tới Lam tử y trong tay, Lam tử y tiếp nhận, sau đó bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tinh thạch này phần ngoài là trong xuất sắc, nhưng cũng nhìn không thấu bên trong cấu tạo. Tựa như là một khối đẹp mắt thủy tinh thạch. Lam tử y nhìn sau một lúc lâu nói ra, tinh thạch này là một loại vẫn thạch, vẫn thạch bản thân cũng không dinh dưỡng pháp lực. Nhưng là tựa hồ là bị người làm hướng bên trong rót vào dinh dưỡng. Người làm rót vào, là quân bị kinh ngạc. Như thế giải thích với người đi, Lam tử y nói ra, tinh thạch chẳng khác gì là khoảng không pin có người hướng bên trong nạp điện cái này vẫn còn có chút khác biệt a à? là quân nói ra pháp lực rót vào trong tinh thạch đó còn là pháp lực pháp lực không phải là dinh dưỡng a à? làm sao có thể sinh ra giống như đan dược hiệu lực Làm tử y nói ra người vô pháp tưởng tượng cùng làm không được là sự tình không có nghĩa là không ai có thể làm được trong này dinh dưỡng chẳng lẽ là tinh chủ rót vào là quân nói ra lam tử y nói ra vậy ta cũng không biết, có điều ngươi có thể yên tâm sử dụng. Ta nhìn xem, trong này dinh dưỡng rất tinh khiết, không có vấn đề gì. Hiệu lực, đại khái bù đắp được một cái thần đan. La quân nói ra, vậy được rồi. Cùng Lam tử y trò chuyện xong sau, La quân cũng trở về đến gian phòng của mình bên trong. Khối kia tinh thạch, La quân phóng tới phòng bị tu di bên trong. Hắn cũng không định phục dụng, đối ở hiện tại La quân tới nói, một cái thần đan nếu không phải tu vi đột phá lời nói, chỉ có thể tăng trưởng ước chừng một triệu viên tế bảo não. Một triệu viên tế bảo não đối với bây giờ La Quân tới nói, thật sự là tác dụng không lớn. Hơn một ước ra một triệu đến, có cái gì chim dùng? Chẳng ở lúc mấu chốt, lấy ra đột phá tu vi. Vậy nhưng lại là hiện lên bao nhiêu lần kiểu tăng trưởng. Nói đến cái này cảnh giới hậu kỳ tranh lệch quả nhiên là khủng bố, thái hư thất trọng thiên trung kỳ mới là một triệu tế bảo não khai phát lược, người ưu tú có thể đạt tới đến 1,5 triệu mai. Tới cửu trọng thiên sơ kỳ, chính là 100 triệu mai. Tựa như là phổ thông khá giả nhà, trong nhà có cái 2 triệu xem như khá giả. Tới lên một cấp, đến ngàn vạn, ước cái kia tầng diện, tranh lệch hội càng ngày càng kinh khủng. Là quân lúc này cũng mới có thời gian đến thật tốt xem xét này nhân hoàng kính. Lúc trước là quân tu vị yếu ớt, không cách nào hiểu thấu đáo nhân hoàng kính, liền dứt khoát đưa cho sư phụ ninh thiên đều, có thể cử động lần này lại hại thiên đô sư phụ chết thảm, đây là la quân bất ngờ. Nhưng thiên đô sư phụ trước đó cũng đã nói, nhân hoàng kính chính là trí chí bảo, một khi ngộ ra, uy lực vô cùng. Đồng xuyên trước đó bất quá là thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, bây giờ gặp hắn, thế mà đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Xem ra đây hết thảy đều là nhân hoàng kính công lao. La quân tâm lý nghĩ như vậy, đồng thời dùng pháp lực thăm dò vào đến nhân hoàng kính bên trong. Nhân hoàng kính bên trong, thuộc về Đồng Xuyên dấu ấn tinh thần đã biến mất. La Quân liền cũng đã biết, Đồng Xuyên đã chết, bởi vì Đồng Xuyên chết, nơi này dấu ấn tinh thần cũng mới hội theo Đồng Xuyên chết mà tan thành mây khói. La Quân lấy pháp lực cảm giác nhân hoàng kính, hắn phát giác được nhân hoàng kính bên trong cuồn cuộn nhược hải. Pháp lực đi vào, tựa như là đặt mình vào tại một biển mây bên trong. Cái này Vân Hải cũng không phải thật sự là Vân, mà là một loại khí. Loại này khí trong vắt, thấu triệt, hơn nữa còn có vô số phần tử từ trường ở bên trong động dùng pháp lực có thể cấp tốc ở bên trong xuyên toa đồng thời có thể sử dụng phần tử từ trường còn có nhân hoàng kính bản thân nguyên lý sinh ra một loại ảo giác loại này ảo giác cũng là giả thân thể la quân cũng mới hiểu được may mắn là đồng xuyên pháp lực không đủ hùng hồn không phải vậy lời nói chính mình chỉ sợ rất khó bắt được hắn chân thân đương nhiên nhân hoàng kính cũng không phải không có kẽ hở cái kia chính là giả thân thể xuất hiện thời gian rất ngắn, mà lại chân thân chỉ có thể mượn nhờ bên trong phần tử xuyên toa, nhưng không thể đợi tại nhân hoàng kính bên trong. Cho nên, chân thân thực là muốn vẫn luôn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Nhân hoàng kính cũng không có ẩn thân công năng. Là quần tinh tế thể ngộ nhân hoàng kính. Xuyên toa tại trong vòng 10 thước, nhân hoàng kính giả thân thể cùng chân thân chuyển đổi, nhưng nói là không có chút nào sơ hở, không có dấu vết mà tìm kiếm giả thân thể có thể lấy giả làm giả, hấp dẫn lấy đối thủ pháp khí khóa chặt. Chân thân liền có thể đến đối phương sau lưng tiến hành đánh giết. Này nhân hoàng kính là tuyệt hảo ám sát bảo điển A. Nếu như xuyên toa tại trong vòng trăm thước, liền sẽ lưu lại một tia sơ hở, dạng này sơ hở đối với tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, thì là chí mạng. Mà lại, càng là liên tục xuyên toa chuyển hóa chân thân giả thân thể, như vậy sơ hở liền sẽ càng rõ lộ ra. Cho dù là trong vòng 10 thước, Chuyển hóa số lần quá nhiều, đồng dạng sẽ lưu lại sơ hở. Đây là Nhân Hoàng Kính không hoàn mỹ chỗ. La Quân ngược lại là rất tốt lý giải, dù sao, trên đời này thứ gì đều không phải là hoàn mỹ. Nhân Hoàng Kính uy lực cần phải không chỉ là ở đây, không phải vậy lời nói, như thế nào xứng với nó uy danh. La Quân âm thầm nghĩ, còn có, đồng xuyên người nào như thế nào mượn nhờ Nhân Hoàng Kính tăng cao tu vi. Thiên Đô sư phụ đã từng nói, làm lĩnh hội tới trình độ nhất định Giả thân thể có thể tồn tại 10 giây, có chân thân lực lượng. Thiên Đô sư phụ còn nói qua, nhân hoàng tinh khí có thể hóa thành kiếm khí giết địch. La Quân hít sâu một hơi, chính hắn lúc này vô luận như thế nào cũng lĩnh hội không thấu, thầm nghĩ, tại sao phải ngốc như vậy, đến hỏi Lam Tử Y a. À. Lam Tử Y tu vi không tại cái kia nhân hoàng phía dưới, nàng cần phải hiểu được nhân hoàng kính diệu dụng. Ngay sau đó, La Quân thì lại lần nữa đi tìm Lam Tử Y. Lam Tử Y gặp La Quân, liền nói ra ta có phải hay không muốn tìm ngươi bắt học phí la quân cười ha ha một tiếng nói ra vậy ngươi bắt đi chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi lam tử y trợn mắt chừng một cái nói ra trên người ngươi đồ vật ta còn thực sự không có một dạng để ý la quân nói ra ngươi mau giúp ta nhìn xem này nhân hoàng kính đi lam tử y tiếp nhận nhân hoàng kính nàng nói ra ngươi đi về trước đi thứ này ta cũng muốn nhiều nghiên cứu hội sáng mai nói cho ngươi đáp án. La Quân nói ra, cái kia tốt. Chúng tinh điện ban đêm rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến khiến người ta cảm thấy có chút hốt hoảng. Buổi tối, nếu là ra chúng tinh điện, vậy bên ngoài nhiệt độ là tuyệt đối lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo là phổ thông nhân loại khó có thể chịu đựng, nhưng La Quân lại là không sợ chút nào. La Quân ra ngoài hành tẩu một hai giờ, đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Một người dạo bước ở trên sao hỏa, cái này muốn làm mình có nhi tử, các loại nhi tử lớn lên nói cho nhi tử nghe, đó là nhiều kiêu ngạo mà tự hào sự tình. Ta phải quay cái video, hắc hắc, là quân nghĩ đến cái gì. Lần này hắn điện thoại di động vẫn là có điện, sau đó ngay tại tối như bưng trên sao hỏa quay video tới. Tản quang đèn cũng mở ra. Là quân cảm thấy có chút không hoàn mỹ, đêm nay phía trên ánh sáng quá không tốt, tính toán, hôm nay trước đừng quay quá nhiều, sáng mai lại đến quay buổi sáng thời điểm la quân vẫn thật là nhàm chán đến ra chúng tinh điện sau đó thì ghi lại video hắn đem chúng tinh điện đều cho quay xuống chúng tinh điện bề ngoài là màu đồng cổ lúc này phía trên kết đầy hơi mỏng băng xương la quân sau đó thì trở lại chúng tinh điện bên trong tiến đến chấp hành nhiệm vụ các tiểu tổ trừ la quân còn lại người đều còn chưa có trở lại cơ hồ tất cả vĩnh sinh trong kế hoạch thiên mệnh giả đều nhận lấy nhiệm vụ la quân tại lúc trở về đi qua diễn võ trường, lại là đụng phải đại người quen Huyền Tuyết. Huyền Tuyết một bộ quần dài trắng, khuôn mặt nàng mỹ lệ mà lãnh ngạo, tựa như băng tuyết tiên tử. Chỉ bất quá, Huyền Tuyết khi nhìn đến La Quân về sau, sắc mặt nàng nhất thời khó nhìn lên. Huyền Tuyết đối La Quân đó là nghiến răng hận a, Huyền Tuyết các nàng 12 mặt trời, bây giờ còn sống cũng là Huyền Tuyết, Huyền Âm cùng Huyền Tịnh, còn lại 9 cái sư huynh đệ, toàn bộ chết bởi La Quân cùng Lam Tử Y tay. Là quân tự nhiên không phải loại kia không tim không phổi người, trông thấy huyền tuyết còn chào hỏi. Hắn tuy nhiên tính cách có chút du côn, nhưng cũng biết, hắn cùng huyền tuyết ở giữa cửu hận chính là không cách nào hóa giải loại kia. Mình nếu là chào hỏi, vô luận là khóc là cười, là hối hận là vinh vang đắc ý, cái kia đối với huyền tuyết đều là một loại khiêu khích. Cho nên, làm làm như không thấy được ngược lại là tốt nhất. Là quân tiếp lấy liền đi gặp Lam Tử Y. Tại trong đình viện, tiên nắng ban mai vung chiếu xuống, làm tử y tại trước bàn đá ăn bữa sáng. Bữa sáng là rất không tệ cháo gạo, nơi này cháo gạo dinh dưỡng rất cao, là người tu đạo yêu nhất. Đáng giá nói chuyện là, là quân về sau lại không có đi bỉ ngạn các bên trong gặp tư đồ linh nhi. Bởi vì tinh chủ đã không hề mở ra bỉ ngạn các. Là quân cũng thật không dám đi mỗi ngày gặp Linh Nhi, mỗi gặp một lần, trong lòng của hắn đều sẽ tê liệt đau nhức một lần. Lâm Nhã Dung cùng Lâm Nhã Tư hai tên nha hoàn gặp La Quân trở về, lập tức cũng liền cho La Quân sới một bát cháo gạo. La Quân cùng Lam Tử Y ngồi đối diện nhau, hai người thì bắt đầu ăn. Ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Nhã Dung cùng Lâm Nhã Tư bắt bát đũa đi nhà bếp, Lam Tử Y làm theo đem nhân hoàng kính lấy ra. Thế nào, La Quân liền vội hỏi Lam Tử Y. Lam Tử Y nói ra, đại khái đều làm rõ ràng. La Quân nói ra, thật, vậy ta nên như thế nào đem nhân hoàng kính uy lực phát huy đến lớn nhất? lam tử y nở nụ cười xinh đẹp nói ra ta là làm rõ ràng, bất quá ta lại sẽ không nói cho ngươi, chính ngươi chậm rãi đi ngộ đi, ha ha. ngươi là quân cái kia im lặng ha? La quân tự nhiên là cầm lam tử y không có cách, có điều la quân cũng biết đã lam tử y không nói cái kia nhất định chính là lam tử y cảm thấy lấy năng lực chính mình là có thể hiểu thấu đáo này nhân hoàng kính. Lam Tử Y đại khái là không muốn việc của mình sự tình đều ỷ lại nàng đi. La Quân sau đó thì lại trở về cẩn thận người nghiên cứu Hoàng Kính. Liên tiếp 10 ngày, La Quân đều đang nghiên cứu nhân Hoàng Kính. La Quân đối pháp bảo, trận pháp tạo nghệ là sâu đậm. Lam Tử Y một đêm nghiên cứu ra được, đó cũng không có nghĩa là Lam Tử Y tạo nghệ so La Quân thâm hậu. Bất quá là Lam Tử Y pháp lực thâm hậu, mà lại kiến thức rộng rãi. La Quân rốt cục vẫn là nghiên cứu ra được nhân hoàng kính chế tạo giả thân thể, để giả thân thể tồn tại 10 giây, ủng có chủ nhân ngang nhau lực công kích, đây là nguyên thần rèn thuật. Chính là sử dụng nhân hoàng kính bên trong cuồn cuộn Vân Hải cùng tự thân pháp lực hòa làm một thể. Tiếp đó, cũng là một cái phục chế quá trình, để cuồn cuộn Vân Hải phục chế chủ thân thể người, đạt tới ủng có chủ nhân thần thức, lực lượng. Cái này cuồn cuộn Vân Hải phục chế chủ thân thể người, lực lượng, tựa như là một cái công thức, 10 giây đồng hồ là một cái luân hồi, 10 giây về sau, liền sẽ lại khôi phục thành hảo hãn Vân Hải. Bởi vì nhân hoàng kính cũng cần cái này cuồn cuộn Vân Hải khí đến trèo trống. Về phần nhân hoàng tinh khí cũng là cuồn cuộn Vân Hải khí, đem cái này cuồn cuộn Vân Hải khí ngưng tụ về sau, lấy pháp lực thôi động. Nhân hoàng kính đem chuyển đổi, phát ra quang mang lực sát thương là cực kinh người. Nhân hoàng tinh khí bên trong ẩn chứa nhân hoàng tinh thần, lực lượng, cảm động, một khi đem người bắn bị thương, bao phủ, có thể trực tiếp đem người hủ hóa thành nước ngủ. La Quân giải những thứ này về sau, quyết định không chế tạo phục chế thể giả thân thể. Bởi vì cái này giả thân thể chế tác về sau, hội trình độ nhất định ảnh hưởng La Quân tiến hành giả thân thể chuyển đổi, xuyên toa né tránh. Phục chế thể giả thân thể tồn tại 10 giây, đem cuồn cuộn vân hải phá hư, như thế liền không cách nào trong tiến hành phần tử xuyên toa. Đây là La Quân chỗ không muốn nhìn thấy, mà lại Tại vận dụng nhân hoàng tinh khí bắn ra thần mang vàng ống về sau, bên trong phần tử cũng sẽ sinh ra biến hóa, hội làm cho không người nào có thể xuyên toa né tránh. Một khi vận dụng thần mang vàng ống, như vậy bên trong phần tử, từ trường thì như nước biển bị cuồng phong quấy, cần 5 phút đồng hồ thời gian bình tĩnh trở lại. Chỉ có bên trong bình tĩnh mới có thể đi vào được xuyên toa cùng né tránh. Nhân hoàng kính tuy nhiên có thật nhiều lợi hại công năng, nhưng là lẫn nhau ở giữa chế ước cũng rất lợi hại hết thảy ngọn nguồn đều là tới từ bên trong cuồn cuộn vân hải khí. Cuồn cuộn vân hải khí bên trong còn có nhân hoàng tinh thần, nhân hoàng là đại thần thông giả, thông qua tinh thần hắn, lại là có thể cho không ít người cảm ngộ. Thậm chí có lẽ có thể biết hắn một số công pháp. Mà lại, cuồn cuộn vân hải khí bên trong mỗi ngày tuần hoàn qua lại, bốc hơi không thôi. Mỗi ngày đều có thể thông qua pháp lực lại bên trong hấp thu ra một khỏa nhân hoàng đan tới. Nhân hoàng đan tuy nhiên so ra kém thần đan, nhưng cũng là thiên đan cấp bậc. La Quân cũng liền minh bạch, vì cái gì đồng xuyên tu vi tiến triển là nhanh như vậy. Thiên đan tuy nhiên không như thần đan, nhưng là thiên đan đối với thái hư cửu trọng thiên phía dưới cao thủ, tác dụng còn là rất lớn. Tích lũy tháng ngày nhân hoàng đan đến phục dụng, cũng là đầu heo mẹ đều có thể tu luyện thành tinh. La Quân cũng coi là hoàn toàn hiểu thấu đáo nhân hoàng kính bí mật. Tiếp đó, hắn hội mỗi ngày thu lấy một khỏa nhân hoàng đan, cũng tới bắt đầu thể ngộ nhân hoàng tinh thần. Nhưng đây đều là cái việc tinh tế, cũng gấp không được. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thời hạn một tháng liền đến.